Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 81 Khoảng cách hư vô đại trận giáng xuống, đã là qua đi 12 tiếng đồng hồ. Triệu cực thân ảnh xuất hiện ở hư vô đại trận trên không. 12 giờ đã đến, triệu cực ánh mắt nhìn quét phía dưới, quát lớn, nơi nào có người vô cớ tử vong. Này bị hư vô đại trận sở bao phủ khu vực, không người nói chuyện, bọn họ đêm qua đã đoán được một cái khả năng tính, căn bản không ai thừa nhận. Ở một gian phòng ốc nội, tổng cộng ngồi 6 cá nhân, 6 cá nhân phân biệt ngồi ở phòng ốc góc giữa, bọn họ mỗi người trung gian, đều cách xa nhau rất xa, hiển nhiên đều ở đề phòng đối phương, mà liền tại đây phòng ốc chính giữa, một người nằm ngã xuống đất, ánh mắt lỗ trống, sinh cơ toàn vô, hiển nhiên đã tử vong. Hơn nữa tử vong bộ dáng, đúng là bị vùng cấm sinh vật tàn hồn bám vào người. Một người tử vong, vùng cấm sinh vật tàn hồn liền sẽ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hiện tại này 6 cái phân biệt cuộn tròn ở phòng ốc bất đồng góc người chung, trong đó một cái chính là vùng cấm sinh vật tàn hồn. Đến, rốt cuộc là ai, một cái trung niên nam nhân run rẩy thân mình, nói chuyện thanh âm cũng ở run lên, trước mặt hắn người, đều là người nhà của hắn, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, không có bất luận kẻ nào là có thể tin, vùng cấm sinh vật tàn hồn bám vào người sau, đem có thể hoàn toàn khống chế ký sinh thể, thậm chí liền ký ức đều có thể đọc lấy phục chế, căn bản nhìn không ra manh mối tới. Vị này vùng cấm tới đại nhân, chúng ta vô tình trêu chọc ngươi, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con đường sống đi. Một cái phụ nữ trung niên khóc thúc thít hô. Không được, ta chịu không nổi, ta chịu không nổi, ta muốn đem việc này nói ra đi. Bằng không ta khẳng định đến chết, một thanh niên gào thét lớn liền phải hướng ngoài phòng chạy. Này thanh niên mới chạy hai bước, nguyên bản tránh ở phòng trong còn lại năm người, cơ hồ là đồng thời nhào lên trước, đem này thanh niên phát gục. Ngươi điên rồi. Một người hướng thanh niên hét lớn, người hiện tại lao ra đi, chúng ta đều phải chết. Người muốn hại chết chúng ta toàn bộ sao? Mấy người đều ở giống to, hồng con mắt, nhìn không ra manh mối, không biết ai mới là bị vùng cấm sinh vật bám vào người kia một cái. Này một đạo toàn hồn cực kỳ đặc thù, có thể bám vào người thường trên người, muốn tìm, khó khăn cực đại. Hư vô đại trận trên không? Triệu cực, Chessia, Triệu Ninh, Toàn Len Keng, cùng với Tà Thần bọn họ với không trung quan sát dưới chân thành phố này, muốn tìm được vùng cấm sinh vật dấu vết để lại. Nhưng này đều đã qua đi lâu như vậy, căn bản là không có người chết sự tình phát sinh. Diệu thạch thành thanh niên thành chủ đi ra thành chủ phủ, nhìn mắt buổi trưa thái dương, phát ra cực nóng, phá lệ trói mắt. Vài vị đặc sứ, nhìn dáng vẻ, các ngươi suy đoán có vấn đề. Thanh niên thành chủ ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, nếu là phán đoán xuất hiện vấn đề, liền mau đem này trận triệt đi phán đoán có hay không vấn đề, hiện tại nói còn hơi sớm. Triệu cực hư lạnh một tiếng. Thanh niên thành chủ ánh mắt khói mù, vài vị, các người đây là muốn cố ý ở ta diệu thạch thành quấy rối. Triệu cực liếc mắt thanh niên thành chủ, không có hé răng. Thanh niên thành chủ thấy triệu cực mấy người không ra tiếng, vùng ống tay áo, trở lại thành chủ phủ nội. Giờ phút này, ở thành chủ phủ trong đại sảnh, ngồi ba người, này ba người đều nhìn qua tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng trương dương thanh niên thành chủ vừa thấy này ba người lập tức biến thành một bộ cung kính bộ dáng lý lão lưu lão mạnh lão thanh niên thành chủ ôm quyền hướng ba người phân biệt hành lễ bị gọi lý lão người hừ lạnh một tiếng nhậm thành chủ ta hiện tại đồ vật đều bị vây ở chỗ này mặt người biết ta làm cái gì sinh ý đồ vật ở lâu một ngày ta tổn thất liền nhiều một ngày nếu này phê hóa toàn phá hủy ở bên trong này tổn thất ai tới gánh vác đâu Lưu lão thưởng thức trong tay chén trà, nhậm thành chủ, ta tưởng ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi hôm nay có thể ngồi vào thành chủ vị trí này được, là vì cái gì? Ngươi này kim bích huy hoàng thành chủ phủ, ngươi này mãn viện tử giai lệ, chỉ cần ta họ Lưu nói một cái không tự, này đó liền cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hiểu chưa? Mạnh lão rũi người, khác lời nói ta cũng không nói, khu vực này bị phong, đối ta ảnh hưởng, đảo không phải rất lớn, chỉ là nữ nhi của ta còn ở nơi này, ta muốn cho nàng ra tới, ngươi hiểu chưa? Nghe này ba cái lão giả nói, nhậm thành chủ cái chán che kín mồ hôi, ở rượu thạch thành, hắn tuy là thành chủ chi vị, nhưng chân chính có quyền lên tiếng, lại là này ba người, bọn họ ba cái nắm giữ toàn bộ rượu thạch thành kinh tế mạch máu, một khi này ba người không vui, tùy thời có thể cho này rượu thạch thành đổi cái thành chủ. Ta nhiều nhất lại cho ngươi hai ngày thời gian, hai ngày, này trận cần thiết đến phá, bằng không, ngươi liền có thể lăn ra này thành chủ phủ. Lý lão đứng dậy, vùng ống tay áo, đi nhanh rời đi nhậm thành chủ cung kính đứng ở một bên, liền lời nói cũng không dám nhiều lời một câu. Diệu Thạch Thành bị một tòa đại trận phong một phần ba tòa thành, chuyện này thực mau liền truyền bá đi ra ngoài, ở kia trận pháp ngoại, có không ít người đều ở tinh tế đánh giá này tòa trận pháp, ngày thường thông qua Diệu Thạch Thành làm mậu dịch điểm thương đội, cũng đều thay đổi địa phương, này dẫn tới Diệu Thạch Thành lưu động dân cư một chút liền giảm bớt hai phần ba. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt lại là sáu tiếng đồng hồ. Còn không có động tĩnh sao, Triệu cực cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới. Không có, Triệu Ninh lắc đầu, chẳng lẽ là này tàn hồn càng thêm lớn mạnh. Sẽ không, Chessia trực tiếp ra tiếng phủ định, người thường trên người năng lượng, căn bản không đủ để duy trì quá dài thời gian, hiện tại chỉ có một khả năng, đã có người đã chết, nhưng cũng không có người ra tới nói chuyện, này sau lưng nhất định có người ở chủ đạo chuyện này. Không thích hợp, toàn len keng nhìn chằm chằm phía dưới, đôi mắt nheo lại, phía dưới chết người, rất nhiều sắc trời bắt đầu tối, thành chủ phủ nội, lại là đèn đốt sáng trưng. Ngày thường thời gian này, nhậm thành chủ bên người, nhất định là mỹ nhân làm bạn, nhưng hôm nay thực đặc thù, nơi này không có một nữ nhân, chỉ có hai gã phó thủ đứng ở nhậm thành chủ bên cạnh. Đã chết 18 cái, nhậm thành chủ nhìn phó thủ đưa tới số liệu, chừng lớn đôi mắt, không phải nói 12 giờ một cái sao, lúc này mới qua đi bao lâu, chết như thế nào nhiều như vậy. Người đầu tiên tử vong thời gian là 12 tiếng đồng hồ, nhưng không ai lựa chọn ra tiếng, vùng cấm sinh vật có được không thua chúng ta trí tuệ, cho nên hành động tần suất càng cao. Đáng chết, Nhậm Thành chủ đem trong tầm tay một cái chén trà dùng sức ném đến trên mặt đất, rơi dập nát. Nhìn Nhậm Thành chủ phát hỏa bộ dáng, hai gã phó thủ đều thấp hèn đầu, không dám hé răng. Qua sau một lúc lâu, Nhậm Thành chủ một lần nữa ra tiếng, hiện tại tình huống thế nào? Chết 18 người, tổng cộng đến từ 7 cái bất đồng khu vực chúng ta đã làm người đem kia bảy cái khu vực nội người đều tụ tập đến cùng nhau. Nhậm thành chủ sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm, không cần xuất hiện ngoài ý muốn, tất yếu thời điểm, có thể lựa chọn cực đoan thủ đoạn. Minh Bạch, một người phó thủ gật đầu, bất quá thành chủ. Tên này phó thủ muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì, nói. Mạnh lão nữ nhi, cũng ở này đó người giữa. Cái gì? Nhậm thành chủ đại kinh thất sắc. Mạnh lão, Diệu Thạch Thành tam đầu sỏ chi nhất, một khi hắn nữ nhi ra vấn đề, kia cái này Diệu Thạch Thành tuyệt đối đến biến thiên. Một khác danh phó tay nói: Thành chủ, Lưu Lão người cũng tới tìm chúng ta thông qua khí. Hôm nay toàn bộ Diệu Thạch Thành Mậu Dịch đều bị ngưng hẳn, Lưu Lão tổn thất rất lớn. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, Lưu Lão sẽ suy xét thay đổi người nâng đỡ. Nghe những lời này, Nhậm Thành Chủ sắc mặt âm trầm phảng phất có thể tiết ra thủy tới. Nghĩ cách, trước đem mạnh lão nữ nhi làm ra tới kia trận pháp có phá giải phương pháp sao? Mạnh lão mời đến hai gã mỗi ngày tiền bối, bọn họ liên thủ nói, có thể đem trận pháp mở ra một cái trong thời gian ngắn chỗ hồng. Phó thủ nói, trước phái người đem mạnh lão nữ nhi tiếp xuất hiện đi, việc này làm, nhất định phải cẩn thận, minh bạch sao? Nhậm thành chủ phân phó nói, phó thủ dùng sức gật đầu, minh bạch. Đêm dần dần thâm, nhưng bị hư vô đại trận sở bao phủ khu vực, như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ở đại trận ngoại người xem ra, này bị đại trận sở bao phủ khu vực không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Nhưng chỉ có thân ở đại trận bên trong người biết, hiện tại ở chỗ này, đã chết không ít người, kia ban đầu căn bản là không bị tin tưởng vùng cấm sinh vật tàn hồn cách nói, đã bị chứng thực, ở chỗ này mỗi người cảm thấy bất an, mỗi người đều nghĩ chạy nhanh thoát ly nơi này. Một tòa tử lầu nội, lúc này đèn đuốc sáng trưng, tử lầu nội có tiếp cận 200 người, này 200 người, mỗi một cái đều sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ mỗi người sở trụ khu vực, đều có người tử vong, cái loại này tử vong thực đáng sợ, không phải nói trường hợp mà là người ở chết phía trước, không có bất luận cái gì dấu hiệu, ngay cả nói chuyện, hành vi đều cùng ngày thường giống nhau như đúc, theo sau, khả năng liền ở mỗi một cái nháy mắt, người này sẽ đột nhiên mất đi sở hữu sinh mệnh dấu hiệu. Hiện tại, từ lầu này 200 nhiều người, đừng nhìn mặt ngoài đều hết thảy bình thường, nhưng ai đều nói không tốt, khả năng dây tiếp theo kia khoảng cách chính mình gần nhất người liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, mà ở tòa mọi người đều sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Từ lâu nội những người này, vô luận phía trước là cái gì quan hệ, vô luận cảm tình có bao nhiêu hảo, lúc này lẫn nhau chi gian đều tràn ngập nghi kỵ, ai cũng không dám tin tưởng ai. Tử vong sợ hãi cảm, quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Diệu thạch thành trên không, nhắm mắt niệm kinh toàn len keng trong dây lát mở hai mắt, lại có người đã chết. Đáng chết, triệu cực chửi ầm lên một tiếng, những người này cố ý đối chúng ta giấu giếm tin tức. Bọn họ cũng ở sợ hãi. Chessia mở miệng, đối với thành chủ tới nói, phát sinh như vậy sự, là hắn thất trách. Đối với tòa thành này thương nhân tới nói, phát sinh như vậy sự, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sinh ý. Đối với người thường tới nói, trừ phi chúng ta có thể trực tiếp tìm được kia nói tàn hồn, nếu không mọi người đều khả năng trở thành chúng ta mục tiêu, bọn họ sợ chết. Nếu tất cả mọi người phối hợp, làm sao phát sinh như vậy sự? Triệu cực nhất quyền, mọi người phối hợp sao? Chỉ sợ tòa thành này, không ai sẽ phối hợp chúng ta. Trương huyền thanh âm đột nhiên từ triệu cực phía sau vang lên, bọn họ hiện tại ước gì làm này trận pháp tan đi, cái gì vùng cấm sinh vật tàn hồn, bọn họ không sao cả, chẳng sợ vùng cấm sinh vật trưởng thành lên sẽ hủy diệt toàn bộ đại ngàn giới. Đối với hiện tại bọn họ mà nói, cũng không quan trọng, bọn họ chỉ nghĩ đem trước mắt sự giải quyết rất, chẳng sợ phóng rất vùng cấm sinh vật, cũng không nghĩ làm chính mình sống ở sợ hãi giữa, thiên sập xuống có cái cao đỉnh, đây là đại bộ phận người nội tâm vẽ hình người. Triệu Cực quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền, kia làm sao bây giờ, tiếp tục chờ sao? Lại chờ đợi, khu vực này nội người liền chết sạch. Ta vào xem, các người nhìn chằm chằm nơi này, Chelsea, cho ta khai cái khẩu. Chelsea gật gật đầu, ngón tay ngọc nhẹ nhàng múa may gian, này hư vô đại trận mở ra một cái thật nhỏ chỗ hồng. Trương Huyền thân hình chớp động, dây tiếp theo đã xuất hiện ở hư vô đại trận bao phủ trong phạm vi mà hư vô đại trận lại khôi phục hoàn chỉnh. Trương Huyền hướng triệu cực đám người làm cái thủ thế sau, biến mất tại hạ phương đường phố chung. Đèn đuốc sáng trưng tử lầu, đột nhiên bị vài người đem cửa phòng đá văng, mấy người này một bộ hung thần ác sát bộ dáng, vào tử lầu, ánh mắt liền mọi nơi siêu tầm cái gì, thực mau, bọn họ đem ánh mắt phóng tới một người tuổi trẻ nữ nhân trên người, cái này tuổi trẻ nữ nhân ăn mặc không tồi, là la lụa, giá cả xa xỉ, diện mạo cũng rất có tư sắc. Ha ha, mệt nhọc ngày này, rốt cuộc có thể tìm được điểm việc vui. Các huynh đệ, đem nàng làm tới, nhạc a à, nhạc a. À. Mấy người lộ ra một bộ hạ lưu tươi cười. Chiều kia nữ nhân đi đến, nữ nhân nhìn thấy mấy người chiều chính mình đi tới, lập tức hoảng sợ, vội vàng tìm người chung quanh xin giúp đỡ. Nhưng hiện tại người đã tự thân khó giữ được, nào còn có trải qua đi quản người khác? mắt thấy vài tên hung thần ác sát người tới nữ nhân trước mặt, không kiêng nể gì đánh giá nữ nhân thân thể ngươi, các ngươi, các ngươi muốn làm sao, cha ta là, nữ nhân đôi tay ôm ngực, nói năng lộn xộn. Đi ngươi sao, một người trực tiếp một cái tát chiều đến nữ nhân trên mặt, làm nữ nhân sắp xuất khẩu nói một lần nữa nuốt hồi bụng, lão tử quản ngươi là ai, tại đây đãi đi xuống cũng chưa mệnh, có thể sung sướng một ngày là một ngày, tới, ca mấy cái, cấp cô nàng này kéo đi. Một người nằm sắp xuống thân, che lại nữ nhân miệng, thấp giọng nói, mạnh tiểu thư, đắc tội, chúng ta là đến mang ngươi đi nữ nhân nghe được lời này, hoảng sợ ánh mắt sừng sốt, tức khắc trở nên thoải mái lên. mấy người liền như vậy kéo nữ nhân, chiều khách sạn ngoại đi đến. tuy nói hiện tại ở khách sạn người đều là bị cưỡng chế an bài tiến vào, nhưng hiện tại có như vậy vài người tiến vào đoạt người, cũng không ai dám cản. đang lúc mấy người sắp đem nữ nhân kéo ra tủ lầu khi, một người từ ngoài tủ lầu đi đến, đem tủ lầu nội môn đóng lại. các vị, này tủ lầu nội người, ai đều không thể đi các ngươi nếu thật sự nhịn không được tưởng chơi, có thể ở chỗ này chọn gian phòng chơi là được. Tiến vào tử lầu người, đúng là Trương Huyền. Lúc này Trương Huyền, đầu đội đấu lạp, không ai có thể nhận ra tới hắn chính là ngày hôm qua ban đêm ở hư vô trận thượng ra lệnh người. Tiểu tử, không muốn chết liền cút ngay cho ta, một người quát mắng một tiếng. Trương Huyền vung tay lên, thuộc về bát phân cấp bậc thực lực bày ra mà ra, lập tức làm người này câm miệng. Tuy rằng Trương Huyền đem thực lực áp chế đến bát phân, nhưng đối với tình huống hiện tại mà nói, đã vậy là đủ rồi. Xin lỗi, nhà ta người còn ở bên ngoài, ta không hy vọng có người đem cái kia quỷ đồ vật đưa tới bên ngoài đi, cho nên, chờ hết thảy kết thúc, đại gia lại đi đi. Trương Huyền nói xong, lại lần nữa phất tay, toàn bộ khách sạn cửa sổ toàn bộ khép lại, liên tục ầm tiếng vang lên. Này đó cửa sổ muốn mở ra, cần thiết muốn cưỡng chế phá vỡ mới được. Trương Huyền đã đến, lập tức quấy dày những người này muốn mang đi mạnh lão nữ nhi kế hoạch. Mà đối với này đó muốn mang đi mạnh lão nữ nhi người, từ bọn họ vừa mới bắt đầu hành động thời điểm, Trương Huyền liền chú ý tới, cũng là Trương Huyền mặc kệ bọn họ xông tới, lúc này lại ra tay ngăn lại. Hiện giờ, bị hư vô đại trận sở cấm phong khu vực, không ai có thể rời đi. Phàm là bị nhốt ở đại trận bên trong, tất cả đều nhân tâm hoảng sợ, mọi người đều muốn rời đi cái này địa phương, bị nhốt ở chỗ này, ai cũng không biết tiếp theo cái chết sẽ là ai, ai cũng không biết tử vong khi nào sẽ buông xuống đến trên đầu mình, tại đây chờ đợi tử vong quá trình giữa, thậm chí sẽ làm người điên cuồng. Trương Huyền rất rõ ràng nơi này người là cái gì ý tưởng, hắn rõ ràng hơn chính là, nhất muốn thoát đi nơi này, đều không phải là là vây ở chỗ này người thường, mà là kia nói vùng cấm sinh vật tàn hồn. Cái kia vùng cấm sinh vật thực thông minh, nó ẩn nấp ở trong đám người, chế tạo không lớn không nhỏ quy mô tử vong, khiến cho hoảng loạn, mục đích chính là muốn xen lẫn trong trong đám người tiến hành thoát đi, nếu không chờ đợi nó, chỉ có đường chết một cái. Người thường có thể chết nhiều ít, sẽ chết nhiều ít, này vùng cấm sinh vật căn bản không để bụng, ở nó trong mắt, người thường chính là con kiến mà thôi, chẳng sợ con kiến chết sạch, lại cùng chính mình có quan hệ gì. Trương Huyền chính là bắt lấy điểm này, mới mặc kệ vừa mới những người đó vào cửa cứu người, Trương Huyền tin tưởng vùng cấm sinh vật có thể nhìn đến này đó, đương nhìn đến có thoát đi hy vọng lúc sau, vùng cấm sinh vật tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách thoát đi đi ra ngoài, mà tốt nhất đột phá khẩu, chính là ở kia mạnh lão nữ nhi trên người. Trương Huyền như vậy một cái bát phân cảnh cao thủ đột nhiên xuất hiện ở tử lầu nội, làm tử lầu nội rối loạn bình định rồi xuống dưới. Trương Huyền xem cũng không xem mạnh lão nữ nhi liếc mắt một cái, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với tử lầu nội người mà nói, phát sinh ở bọn họ trước mặt sự, chỉ là một cái đơn giản nhạc đệm mà thôi, ở tử vong sợ hãi trước mặt, loại này tiểu nhạc đệm vô pháp khiến cho bọn họ bất luận cái gì hứng thú. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, nhìn như nghỉ ngơi, kỳ thật ở quan sát toàn bộ tử lầu, hắn phóng xuất ra mỏng manh linh khí tới tra xét tử lầu nội hết thảy. Này tử lầu, hơn nữa vừa tới những người đó, tổng cộng có 214 người, cũng may tử lầu không gian còn tính rộng lớn, mới không làm tất cả mọi người tễ đến cùng nhau. Ở quan sát giữa, Trương Huyền phát hiện, tuyệt đại bộ phận người, đều biểu hiện một bộ lo lắng sốt ruột, bọn họ ngồi ở chỗ kia, hai mắt vô thần, đôi tay tự nhiên rũ xuống, này hiển nhiên là ở vào vô pháp tự hỏi trạng thái, này một loại người, cơ hồ có thể bài trừ rất bọn họ bị vùng cấm sinh vật tàn hồn bám vào người hiểm nghi. Mà dư lại tiểu bộ phận người, có ở đánh giá chính mình, có ở quan sát tử lầu hoàn cảnh, còn có một ít, tắc đánh giá mạnh lão nữ nhi, vừa mới tình huống, đại gia ngắn ngủi thời gian nội lâm vào hoảng loạn không phản ứng lại đây, nhưng hiện tại một chút đều suy nghĩ cẩn thận, những người đó hung thần ác sát lại đây. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, kết quả đương không thể rời đi tử lầu sau, lập tức liền thành thật, hơn nữa quan trọng nhất chính là, tử lầu nội tư sắc so với kia cái nữ nhân tốt có rất nhiều. Này cũng chưa động tâm, vừa rồi động cơ, liền rất có cách nói. Trương Huyền cẩn thận phân tích mỗi người động tác cùng thần thái, muốn tại như vậy nhiều người bên trong tìm được một cái bị vùng cấm sinh vật bám vào người tồn tại, thực sự có một loại biển rộng tìm kim cảm giác. Thời gian một chút một chút qua đi, có chút người thật sự khiêng không được, đã là ngủ. Một đêm thời gian, cái gì cũng chưa phát sinh. Cùng ngày mới vừa tờ mờ sáng, một đạo tiếng kinh hô ở trong tử lâu vang lên. Có người, đã chết. Một cái trung niên nữ nhân nằm ở một bãi vũng máu giữa, cùng phía trước chết người bất đồng, phía trước chết người, là bị bám vào người lúc sau, sinh cơ toàn vô, mà này trung niên nữ nhân, rõ ràng là bị người giết chết, ở này bụng, có một phen đoạn trùy, đây là thu hoạch rất trung niên nữ nhân mệnh hung khí. Trung niên nữ nhân liền nằm ở tử lâu một phòng chung, đầy đất đỏ tươi máu phá lệ trói mắt. Ở cái này mấu chốt thượng, Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, làm mỗi người tâm càng thêm luống cuống. Ai giết nàng? Nàng vẫn luôn đều ở trong phòng, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu quá. Có người bắt đầu dò hỏi điều tra cái này trung niên nữ nhân nguyên nhân chết, nhưng căn bản không có người nhìn thấy có ai cùng cái này trung niên nữ nhân tiếp xúc quá. Phát hiện thi thể cái kia tiếng thét chói tai, cũng là vì thấy có huyết từ phòng trong chảy ra, lúc này mới đẩy cửa ra thấy trung niên nữ nhân thi thể. Chuyện này không có manh mối, giống như là một đoàn sương mù quanh quẩn ở mọi người trên đầu, nhưng ở hiện tại cái này dưới tình huống, đại gia cũng không phải thực ham thích với đi tìm hung thủ, đem cửa phòng khóa lại lúc sau, thậm chí không có người đi tìm hung thủ, đại gia lại về tới từng người vị trí, tiếp tục chờ đãi lên. Chính ngọ thời gian, liệt dương cao quải không chung, cực nóng khiến cho cái này khách sạn nội giống như là một cái lồng hấp, làm tất cả mọi người tâm phiền ý loạn lên. Thình thịch, một trận trầm đục thanh truyền đến, này trầm đục thanh xuất hiện đột ngột, đem tất cả mọi người hoảng sợ, vài người chiều trầm đục thanh truyền đến địa phương tìm đi, lại là buổi sáng chết cái kia trung niên nữ nhân phòng, đương cửa phòng đẩy ra nháy mắt, một trận nôn khan tiếng vang lên, liền thấy căn phòng này chung, thế nhưng dù sao nằm không dưới người cổ thi thể, vừa mới kia trầm đục thanh, chính là tân một khối thi thể ngã quỵ đã phát sinh, kia máu tươi còn từ trong cơ thể hướng ra chảy xuôi. Đến nỗi sớm nhất kia một khối thi thể, bởi vì tại đây cực nóng phong bế hạ hoàn cảnh giữa, đã bắt đầu tản mát ra tanh tươi lại là đột nhiên xuất hiện chín cổ thi thể, làm vốn là không an ổn đám người càng thêm hoảng loạn, nguyên bản đã chết một người còn không có người muốn đi phản ứng, nhưng hiện tại đã có người ngồi không yên, tự phát tổ kiến khởi một cái đoàn đội tới, bắt đầu điều tra hung thủ. Trước hết bị điều tra, chính là Trương Huyền cùng đêm qua đã đến những người đó, rốt cuộc này đó dị thường, là từ bọn họ đã đến sau mới phát sinh, nhưng Trương Huyền trước sau xuất hiện ở tử lầu đại sảnh, rất nhiều người đều thấy được, hiểm nghi thực mau bị bài trừ. Tối hôm qua đột nhiên tới mấy người kia, cũng tất cả đều bị bài trừ hiềm nghi, Tử lâu nội còn lại người từng cái điều tra lúc sau, đều không có giết người thời gian, cũng không có động cơ, tầng này tầng xương mù bao phủ ở Tử lâu nội, làm cái này Tử lâu giống như một cái pháp trường, tùy thời đều sẽ có người ở chỗ này chịu hình. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, nơi này sự tình cũng không có ảnh hưởng đến hắn, thậm chí, Trương Huyền trong lòng đã tại tiến hành đếm ngược, kia vùng cấm sinh vật tàn hồn, mau tàng không được. Trương Huyền nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại ở tính toán, nửa ngày thời gian, chết người cái người, hẳn là không sai biệt lắm đi, hỗn loạn cảm xúc đã ảnh hưởng tới rồi hiện trường mỗi người, chính mình cũng coi như là cấp vùng cấm sinh vật chế tạo hảo rời đi cơ hội. Một khi đã như vậy nói, Trương Huyền trong miệng nhẹ niệm, khai, kia tử lầu phong kín cửa sổ, tại đây một khắc toàn bộ mở ra. Đương nhìn đến mở ra cửa sổ lúc sau, tử lầu nội người đầu tiên là sửng suốt một chút, theo sau cơ hồ đồng thời hướng ngoài tử lầu phóng đi, chẳng sợ bọn họ là bị người mạnh mẽ tụ tập đến này, nhưng tại đây tử vong bao phủ hạ, bọn họ không màng, hiếu thắng sấm. Hỗn loạn, tổng hội làm người đánh mất lý trí. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm một tiếng, theo sau lập tức thay đổi một bộ hoảng loạn bộ dáng hét lớn, ai cho các ngươi chạy ra đi, đều trở về. Dưới tình huống như thế, Trương Huyền giống lên một tiếng, thật sự là không có gì tác dụng. Này tử lầu giống như là một cái phong bế đập nước, một khi mở ra, giống như tiết hồng giống nhau, căn bản ngăn không được. Mọi người chạy ra tủ lầu, chạy về phía đường phố, một màn này, một chút đã bị quan sát người sở chú ý tới. Diệu thạch thành chủ phủ nội, nhậm thành chủ trên đùi ngồi hai gã quần áo bất chỉnh mỹ nữ, nhưng nhậm thành chủ lại không có bất luận cái gì tâm tư ở trước mặt nữ nhân trên người. Hắn cao mày, tối hôm qua an bài người, đến bây giờ cũng chưa đem tin tức mang ra tới, kia tủ lầu chính là có mạnh lão nữ Nhi A. À? một khi nữ nhân kia xảy ra chuyện gì, chính mình cái này thành chủ cũng liền ngồi đến cùng. Đang lúc nhậm thành chủ mặt ủ mày cho khi, một người phó quan vọt vào bên trong phủ. Thành chủ, rối loạn, tử lầu nội hoàn toàn rối loạn. Đã chết 10 cái người, tất cả đều là bị người giết. Cái gì, nhậm thành chủ cả kinh, một phen đẩy ra trên người hai gã mỹ nữ, đều ai đã chết, mạnh tiểu. Tỷ có hay không sự? Phó quan vội vàng đáp, mạnh tiểu, tỷ không có việc gì, đã bị chúng ta người nhìn, từ lầu nội người đã toàn chạy ra, thế cục rối loạn, khống chế không được. Nhậm thành chủ vừa nghe lời này, đại tùng một hơi, chỉ cần mạnh tiểu. Tỷ không có việc gì, còn lại cái gì đều không quan trọng, thế cục sự không quan trọng, dù sao chảo vùng cấm sinh vật không phải chuyện của ta, trước hết nghĩ biện pháp, đem mạnh tiểu. Tỷ cứu ra, đúng rồi, lý lão kia phê hóa, cũng thuận tiện làm ra tới, kia hóa giá trị không ít tiền. Phó quan có chút khó xử nói, thành chủ, cứu một người ra tới phí không bao nhiêu công phu, cần phải mang hóa ra tới, yêu cầu thời gian nhất định, thời gian này khả năng sẽ đem cái kia vùng cấm sinh vật thả ra. Sợ cái gì, nhậm thành chủ một bộ không để bụng bộ dáng, chỉ chỉ đỉnh đầu, thả ra cũng có bọn họ đâu, có rất nhiều người so với ta suốt ruột, kia hóa nhiều áp một ngày, lý lão liền ít nhiều, chúng ta linh thạch cũng sẽ thiếu kiếm, loại này đạo lý đều không rõ sao? Phó quan vẫn là có vẻ có chút khó xử, rốt cuộc vùng cấm sinh vật liên quan đến đến toàn bộ đại ngàn giới. Đúng lúc này, thành chủ phủ ngoại, đột nhiên vang lên một trận ồn ào thanh âm. Ra tới! Cho chúng ta ra tới! Ra tới! Từng đạo tiếng vang từ thành chủ phủ ngoại chuyện tới, nhậm thành chủ trao mày, sao lại thế này? Là bên trong thành cư dân, phó quan trả lời, diệu thạch thành, vẫn luôn là thương mẫu quan trọng thông đạo, nhưng hai ngày này phát sinh những việc này, không có thương đội từ chúng ta này trải qua, mọi người mấy ngày này đều đãi ở nhà không có bất luận cái gì doanh thu mọi người đều bất mãn kia còn chờ cái gì còn không mau đem chuyện này giải quyết này đại ngàn giới lại không phải chỉ có ta một cái rượu thạch thành ta hiện tại ước gì làm vùng cấm sinh vật chạy ra chạy nhanh rời đi ta rượu thạch thành mau đi làm nhậm thành chủ vung tay lên minh bạch phó quan gật gật đầu rời đi thành chủ phủ ở bị hư vô đại trận sở phong tỏa trên đường phố có rất nhiều người ở điên cuồng chạy trốn đây đều là từ tử lầu nội lao tới người, bọn họ không có mục đích, bọn họ biết vô pháp thoát được quá xa, nhưng hiện tại, chỉ cần không đợi ở kia tràn ngập tử vong hơi thở tử lầu giữa, liền hảo. Trương huyền đồng dạng cũng xen lẫn trong đám người giữa, hắn nhìn như không có mục đích, nhưng kỳ thật mục tiêu minh xác một đạo thần thức, đã bị trương huyền dừng ở ngày hôm qua những người đó trên người, những người này là tới cứu người, trương huyền biết, vùng cấm sinh vật cũng biết, đi theo bọn họ, mới có thể tìm được rời đi này hư vô đại trận phương pháp bên đường trên đường hỗn loạn sau khi kết thúc khu vực này lại lần nữa an bình xuống dưới mỗi người đều trốn tránh lên ở một gian kho lúa kho hàng mạnh vĩ cùng vài tên tráng hán mồm to thở hổn hển nghỉ ngơi song sau mạnh vĩ nhìn vài tên tráng hán nói cha ta phái các ngươi tới là lão tiên sinh ủy thác nhậm thành chủ cầm đầu tráng hán cung kính trả lời theo sau hướng mạnh vĩ cúc một cung mạnh tiểu tỷ ngày hôm qua sự ra có nguyên nhân nhiều có mạo phạm mong rằng thứ tội Mạnh vĩ chán ghét nhìn cầm đầu tráng hán liếc mắt một cái, nếu là ngày thường có người dám như vậy đối nàng, nàng tuyệt đối muốn đem người nọ đầu chặt bỏ tới, nhưng hiện tại đặc thù tình huống, chính mình còn muốn dựa vào những người này thoát thân, ngày hôm qua kia một cái tát chi thù, vẫn là chờ đi ra ngoài lại báo đi. Mạnh vĩ vẫy vẫy tay, không sao cả, nếu các ngươi là đến mang ta đi ra ngoài, vậy chạy nhanh đi, ta một chút đều không nghĩ ở cái này địa phương quỷ quái nhiều đãi. Mạnh tiểu, tỷ, chúng ta đến chờ đến đêm khuya, hiện tại nói dẫn đầu tráng hán chỉ chỉ trên không nói còn chưa dứt lời đại trận phía trên triệu cực mấy người thân ảnh vẫn luôn đều ở bồi hồi ngày đó tên kia bát vân hậu kỳ cường giả muốn xông vào đại trận kết quả trực tiếp bị chém giết một màn đến bây giờ đều bị nhớ rõ rành mạch ai cũng không dám vọng động mạnh vị hoán hận nhìn mắt trên không mắng liền này phía vật bộ dáng còn ra tới chảo vùng cấm sinh vật ta xem này đại ngàn giới là không ai đi dẫn đầu tráng hán không nói gì trên thực tế bọn họ đều đối chịu cực đám người oán khí thâm hậu, nếu không phải bọn họ, hiện tại Diệu Thạch Thành làm sao là như vậy bộ dáng. Ở đã trải qua giữa chưa hoảng loạn lúc sau, đại gia lại lâm vào yên lặng giữa, không có người sẽ hướng ra phát ra tin tức, mọi người đều đang chờ đợi, nhưng cụ thể là đang đợi cái gì, cũng không ai biết, tất cả mọi người ở vì chính mình mà sống, chẳng sợ bên người có người đột nhiên tử vong, cũng không dám nói ra đi. Bị nhốt trụ tổng cộng có gần 10 vạn người, Tổng không có khả năng chết chính là chính mình, tuyệt đại đa số người ôm như vậy may mắn tâm lý. Thái Dương dần dần tây lạc, sắc trời càng ngày càng đen, Kho Lúa Chung dẫn đầu Tráng Hán đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời muốn mang Mạnh Vĩ chạy trốn. Cùng ngày sắc hoàn toàn ám đi xuống kia một khắc, vài đạo thân ảnh vụt ra Kho Lúa, tốc độ cực nhanh, chiều đại trận bao phủ bên cạnh chạy tới. Cẩn thận, dẫn đầu Tráng Hán đột nhiên kinh hô một tiếng, mang theo Mạnh Vĩ trốn tránh đến dưới một mái hiên phương mà trong đó một người đội viên trốn tránh tốc độ hơi chậm bị triệu cực nhìn đến triệu cực ánh mắt từ không trung bắn thẳng đến mà đến bên trong thành cấm chế tùy ý đi lại trở về triệu cực bảo a một tiếng tên này đội viên trực tiếp miệng phun máu tươi bị trọng thương hiển nhiên không có biện pháp tiếp tục tham gia hành động ta nói trở về không nghe được sao triệu cực thấy tên này đội viên không có động tác lại lần nữa phát ra âm thanh tên này đội viên nào dám phản kháng lập tức xoay người, hướng đại trận trung tâm vị trí chạy tới, hắn không có biện pháp rời đi. Một màn này mạnh vĩ xem ở trong mắt, càng thêm cẩn thận, chỉ là bởi vì bọn họ nơi này xảy ra chuyện bị triệu cực nhìn đến, cho nên kế tiếp thời gian, triệu cực ánh mắt, vẫn luôn đều đặt ở nơi này, làm cho bọn họ không có cơ hội. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, mạnh vĩ ở sốt ruột, dẫn đầu tráng hắn cũng ở sốt ruột, không có người tưởng đãi ở chỗ này, nếu đêm nay qua, vậy muốn lại chờ một ngày vài vị đại nhân, ta biết một cái mật đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm, đột nhiên ở mạnh vĩ mấy người phía sau vang lên, này đột nhiên vang lên thanh âm dọa mạnh vĩ đám người nhảy rực, xoay người vừa thấy, liền thấy một cái 13 đến 14 tuổi tiểu nam hài, trốn tránh ở một cái đống cỏ khô giữa, tiểu nam hài đầy mặt dơ hề hề, dáng người cũng cực kỳ nhỏ gầy. Mạnh vĩ ghét bỏ nhìn thoáng qua này nhỏ gầy nam hài. Dẫn đầu nam nhân cẩn thận nhìn đối phương liếc mắt một cái, theo sau hỏi, người biết đi ra ngoài phương pháp. Đúng vậy, nhỏ gầy nam hài dùng sức gật gật đầu, ta biết có một cái địa đạo, có thể trực tiếp thông đến trận pháp bên cạnh, ta có thể mang các người đi, nhưng các người cần thiết muốn mang ta cùng nhau đi. Dẫn đầu nam nhân hơi làm tự hỏi, gật gật đầu, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng chơi đa dạng, dẫn đường. Vài vị đại nhân, các ngươi mượn ta một cái gan, ta cũng không dám a. À. Tiểu nam hài hướng mấy người phất phất tay, theo sau chui vào đống cỏ khô giữa dẫn đầu nam nhân vung tay lên, hai gã thủ hạ sung phong, cũng chui vào kia đống cỏ khô chung, xác định không thành vấn đề sau, mới thỏ đầu ra ra tới hội báo, dẫn đầu nam nhân lúc này mới mang theo mạnh vĩ chui đi vào. Đối với loại này dơ hề hề đống cỏ khô, dĩ vãng mạnh vĩ đều đến trốn tránh đi, sợ này mặt trên cho bụi nhiễm đến chính mình trên người, nhưng hiện tại, mạnh vĩ hiển nhiên đã bất chấp này đó. Vội vàng chui vào đống cỏ khô giữa, hiện tại nàng chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái đương mấy người hoàn toàn chui vào đống cỏ khô chung sau, ở đống cỏ khô phía sau, xuất hiện một đạo thân ảnh. Trương Huyền nhìn trước mắt đống cỏ khô, khóe miệng treo lên một nụ cười. Đống cỏ khô bên trong, liền cất giấu một cái thông đạo, bị một khối tấm ván gỗ ngăn trở, đem tấm ván gỗ triệt khai sau, kia tối tăm cửa động xuất hiện ở mấy người trước mắt. Người trước đi xuống, dẫn đầu nam nhân quát một tiếng. Kia nhỏ gầy nam hài khi trước nhảy xuống, còn lại người theo sát sau đó, này thông đạo không lớn, chỉ có thể đồng thời cất chứa một người cúi người mà qua. Này trong thông đạo còn có chút ẩm ướt. Dẫn đầu nam nhân ngửi ngửi mũi, đột nhiên nói, không thích hợp. Ở phía trước dẫn đường nhỏ gầy nam hài nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lên, ở trên mặt hắn, xuất hiện cùng hắn tuổi tác không hợp tàn nhẫn. Dẫn đầu nam nhân nhìn hạ bốn phía, lại nói, này thông đạo nội như thế ẩm ướt, bùn đất đều là tân nhảy ra tới, nơi này, khi nào nhiều như vậy một cái thông đạo. Dẫn đầu nam nhân nói, một phen túm chặt tiểu nam hài sau cổ áo, người rốt cuộc là ai? Vì ai hiệu lực? Tiểu nam hài trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, vừa muốn có điều động tác, mạnh vĩ thanh âm lại vang lên. Được rồi, chạy nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian, này khi nào nhiều một cái thông đạo cùng ngươi có quan hệ gì? Mạnh vĩ thanh âm có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Dẫn đầu nam nhân cổ co rụt lại, biết đây là một cái chính mình vô luận như thế nào đều đắc tội không nổi nữ nhân, trực tiếp buông lỏng ra tiểu nam hài cổ áo hướng hắn quát ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận mặc kệ ngươi vì ai hiệu lực cũng mặc kệ ngươi có cái gì mục đích nhớ kỹ đừng ra vẻ nếu không hậu quả ngươi rất rõ ràng tiểu nam hài một bộ kinh sợ bộ dáng ta minh bạch ta minh bạch đại nhân ta nào dám chơi cái gì hoa chiêu a à. biết liền hảo dẫn đường dẫn đầu nam nhân duỗi tay sô đẩy một phen mấy người tiếp tục hướng phía trước đi tới bọn họ nơi vị trí bản thân liền mau đến trận pháp bên cạnh, đi rồi ước chừng 10 phút thời gian, liền đến thông đạo cuối, ở đằng trước tiểu nam hải duỗi tay nhanh nhẹn bò lên trên hố động, xuất hiện ở một gian nhà gỗ bên trong, mà nhà gỗ ngoại, liền tại đây trận pháp bên cạnh. Dẫn đầu nam nhân chờ theo thứ tự xuất hiện tại đây nhà gỗ giữa, nhìn này nhà gỗ, dẫn đầu nam nhân cực kỳ nghi hoặc. Mạnh vĩ vừa thấy tới rồi trận pháp bên cạnh, trên mặt tràn ngập vui mừng, cả người hưng phấn lên, mau mau mau, mang ta rời đi nơi này này quá trùng hợp, dẫn đầu nam nhân cao mày, một cái mới tinh thông đạo, cuối lại vừa vận tại đây trận pháp bên cạnh, hết thảy thật giống như chuyên môn chuẩn bị tốt giống nhau. Chính cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu, này hết thảy đủ loại, đều làm dẫn đầu nam nhân cảm giác không ổn. Cái gì xảo bất xảo, dây dưa không xong, mau đi ra, có nghe thấy không? Mạnh vĩ nhưng không để bụng này đó, nàng chỉ nghĩ đi ra ngoài. Dẫn đầu nam nhân không dao động, hắn nhìn về phía kia tiểu nam hài, hắn biết, này hết thảy không thích hợp ngọn nguồn đều ở cái này tiểu nam hài trên người sao lại thế này mạnh vĩ thấy dẫn đầu nam nhân chậm chạp bất động lập tức phát hỏa có phải hay không ta nói chuyện không dùng được tin hay không ta làm cha ta đem các ngươi đầu cho tất cả đều chặt bỏ tới mau đi ra ngoài bách với mạnh vĩ uy hiếp dẫn đầu nam nhân không hề nói thêm cái gì hít sâu một hơi hắn mở ra nhà gỗ cửa phòng ngoài cửa phòng chính là trận pháp bên cạnh Dẫn đầu nam nhân nhìn vài tên thủ hạ liếc mắt một cái, liền thấy mấy người cộng đồng bóp nát một lá bùa, ước hơn 20 cái hô hấp sau, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trận pháp ngoại, này hai người không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp thi pháp, chuẩn bị cấp này hư vô trận khai một cái ngắn ngủi tiểu chỗ hồng. Mạnh vĩ thần sắc kích động, mà so mạnh vĩ càng thêm kích động, chính là cái kia tiểu nam hài, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp ngoại kia lưỡng đạo thân ảnh, cảm thụ được trận pháp động tính, đương trận pháp bị phá trước tiên hắn là có thể đi ra ngoài nhìn dáng vẻ người thực vui vẻ a à. một đạo thanh âm đột nhiên ở nhà gỗ trung vang lên ai dẫn đầu nam nhân bỗng nhiên xoay người nhìn về phía phía sau một bóng người liền đứng ở hắc ám giữa tiểu nam hài bước chân hơi hơi lui ra phía sau đừng nóng vội người hiện tại chạy không thoát nơi này liền mấy người này người liền tình ý thức rời đi cũng liền ở bọn họ trên người Thanh âm tiếp tục vang lên, hắn vượt mức quy định đi tới, rốt cuộc làm người thấy rõ. Mạnh Vĩ đám người thấy rõ, người này chính là ngày đó ở trận pháp trên không, thét ra lệnh làm mọi người không được rời đi vị kia, một người bát phân hậu kỳ cường giả động thủ, lại trực tiếp bị hắn chém giết. Trương Huyền ánh mắt từ Mạnh Vĩ đám người trên người đảo qua, cuối cùng tỏa định ở Tiểu Nam hài trên người, ta tưởng cùng ngươi làm bút giao dịch. Cái gì giao dịch? Tiểu Nam hài mở miệng, hiện tại hắn không có phía trước hoảng loạn cũng không có phía trước hèn mọn hắn trên người không tự giác toát ra một cổ chúa tể khí thế ngươi nói cho ta vùng cấm tình huống ta tha cho ngươi bất tử lại vì ngươi tìm một khối thích hợp thân hình như thế nào chờ vùng cấm phong ấn rách nát ngày đó ta trả lại cho ngươi tự do trương huyền sắc mặt biểu hiện thực nhẹ nhàng mạnh vĩ đám người lại là nghe được một thân mồ hôi lạnh bọn họ tất cả đều cảm thấy nghĩ mà sợ chính mình thế nhưng một đường đều cùng này vùng cấm sinh vật đi cùng một chỗ đặc biệt là dẫn đầu nam nhân nghĩ chính mình vừa mới cái gọi là hắn chân đều ở nhũn ra chính mình là ở kề cận cái chết không ngừng bồi hồi a à. thế nào này giao dịch làm vẫn là không làm đâu trương huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tiểu nam hài hỏi lại trương huyền nhún vai không dựa vào cái gì chỉ bằng hiện tại ngươi mệnh nắm giữ ở trong tay ta ngươi không làm ta làm thịt ngươi thì tốt rồi ngươi kêu trương huyền đúng không Tiểu Nam Hải sắc mặt âm trầm lên, người đuổi theo ta một đường, ta chạy một đường, nhưng này không đại biểu, người liền nhất định có thể giết ta, ta chỉ là không nghĩ ở ngươi loại này con kiến trên người nhiều lãng phí năng lượng mà thôi, người tưởng uy hiếp ta. Người có thể tới thử xem. Tiểu Nam Hải phía sau, một đạo tạo hình cổ quái hư ảnh ngưng tụ mà thành, nhìn kỹ, là nhân thân như đầu. Trương Huyền nhìn đến Tiểu Nam Hải phía sau ngưng tụ hư ảnh, lộ ra một mặt khinh thường tươi cười. Nguyên lai like là một con cấp thấp tinh quái, Ta còn tưởng rằng có cái gì địa vị đâu." Trương Huyền nói, làm Tiểu Nam hài bỗng nhiên cả kinh. "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta ý tứ không đủ rõ ràng sao? Một con tinh quái mà thôi, ngươi hẳn là xem như thấp kém nhất cái loại này đi, so với phía trước trẻ thú, ngươi liền cái người hầu đều không tính là." Trương Huyền bĩu môi. "Ngươi?" Tiểu Nam hài trừng lớn đôi mắt. "Đừng ngươi ngươi ngươi, thật cho rằng ta đối với các ngươi vùng cấm cái gì cũng không biết?" Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Trương Huyền mặt ngoài nhìn qua hết thảy đều ở nắm giữ bộ dáng, trên thực tế, hắn nội tâm cũng ở suy đoán, cũng ở đánh cuộc, nhưng hiện tại xem ra, chính mình suy đoán, quả nhiên không tồi. Này vùng cấm nội hệ thống, thật sự liền cùng Sơn Hải Kinh ký lục giống nhau. Sơn Hải Kinh thượng ghi lại cường đại dị thú, này đó dị thú, đều là sinh ra bất phàm, tự mang thần thông, có thể bị Sơn Hải Kinh ghi lại, kia đều là rất có địa vị sinh vật, có thể chiếm địa vị vương, ở một phương lĩnh vực bị phong làm Sơn Thần, cho dù là ở sơn hải kinh giữa thấp nhất quả nhiên trệ, kia so với khác sinh vật mà nói, đều là chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Đối với này đó dị thú, đều có một cái rõ ràng phân chia, trong đó nhất rõ ràng, chính là bề ngoài. Loại này thuần thú hình dị thú, kia đều là sinh ra bất phàm chi vật, bị gọi thần thú, cũng kêu dị thú. Mà dị thú phía trên, ở ghi lại chung đều là tiên thần tồn tại, loại này tồn tại, phần lớn là người đầu thú thân, truyền thuyết giữa, Tây Vương Mẫu, nữ hoa bực này tồn tại, đều là người đầu thú thân. Mà cấp thấp, đây là nhân thân thú đầu, rất nhiều dị thú tạp sao sinh ra tới sản vật, liền sẽ là loại này hình thái. Nghe đồn hình thú là phù hợp nhất thiên địa quy tắc tồn tại, mà loại này thú đầu sinh vật, bọn họ cũng không sẽ đã chịu quá nhiều ngày mà quy tắc chiếu cố. Ở nhân thân thú đầu dưới, tắc chính là thuần nhân loại, ở cường đại dị thú trong mắt, nhân loại, đó chính là con kiến. Bằng vào mùa hè hầu lấy ra kia một quyển dị văn, Trương Huyền nghiền ngẫm một ít vùng cấm quy tắc, hiện tại lấy ra tới nói, bất quá là vì xác minh một chút, chẳng sợ bị cái này vùng cấm sinh vật xuyên qua cũng không cái gọi là, không nghĩ tới thật đúng là bị Trương Huyền đánh cuộc chính xác. Tiểu Nam hài hít sâu một hơi, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười, người biết lại như thế nào, người bất quá là một cái đê tiện nhân loại mà thôi, chẳng sợ hiện tại ta thực lực tổn hại, người cái này đê tiện nhân loại, lại có thể đem ta như thế nào. Nga, kia nhìn dáng vẻ, này giao dịch là không đến làm. Trương Huyền tùng hạ bả vai, liền ở Trương Huyền nhún vai nháy mắt, lưỡng đạo kiếm hình linh khí đột nhiên bắn nhanh ra tới, thẳng đến Tiểu Nam Hải mà đi. Tiểu Nam Hải thân ảnh ở ngay lập tức chi gian từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện khi đã tới rồi Trương Huyền phía sau, này phân tốc độ, liền Trương Huyền cũng chưa thấy rõ. Chính như này Tiểu Nam Hải ngoài miệng nói như vậy, hắn không phải không có một trận chiến chi lực, chẳng sợ bị trấn áp vô số tuế nguyệt, thực lực bị hao tổn, cũng không thể khinh thường, liền lấy hắn hiện tại chiến lực mà nói, một cái mỗi ngày, thật đúng là không phải đối thủ. Phía trước lưỡng đạo vùng cấm sinh vật tàn hồn, đều là vài tên mỗi ngày hợp lực, mới cùng tiêu diệt. Tiểu Nam Hài phía sau nghiêu đầu hư ảnh trong tay, ngưng tụ một phen đại diều, bay thẳng đến trương huyền đỉnh đầu bổ tới, này đại diều một phách mà xuống, trong đó sở hỗn loạn lực lượng, thậm chí có thể đem một tòa núi lớn dập nát. Nhưng này một diều mới rơi xuống giữa không chung, liền cũng nhìn không được nữa, kia một cổ hỗn loạn ngân hà ánh sáng linh khí, ngăn ở đại diều phía trước, làm này đại diều vô pháp lay động mảy may. Trương Huyền trong tay ngưng tụ một phen ngân hà chi kiếm, bay thẳng đến tiểu nam hài sát đi, hai người khai triển vật lộn. Trương Huyền kiếm trong tay, vũ xuất kiếm hoa, tích thủy bất lậu, công kích giống như hạt mưa hướng tiểu nam hải rơi đi. Tiểu nam hài tốc độ cực nhanh, hắn chỉ dựa vào tốc độ, lại tránh được Trương Huyền mỗi một lần tiến công linh khí tứ tán giật khai trương huyền phía sau hiện lên hư ảnh chiến lược toàn bộ khai hỏa hai người một trận chiến đó là mấy chục chiêu qua đi theo một trận quang hoa nổ mạnh hai người thân ảnh tách ra mà này nhà gỗ cũng tại đây một khắc sụp đổ hoàn toàn nổ mạnh mở ra kỳ thật này nhà gỗ đã sớm không chịu nổi chỉ là hai người linh khí quá mức dày đặc thậm chí dày đặc đến này phòng ốc muốn sập đều bị linh khí khóa trụ vô pháp hoàn toàn sụp xuống đi xuống đương thế công dừng lại phòng ốc cũng nháy mắt bị phá hủy. Xem Trương Huyền phía sau, Ngân Hà lưu chuyển, một viên thần châu, quay chung quanh Trương Huyền quanh thân, thần châu phía trên, xoay quanh dị thú hư ảnh. Lại xem Tiểu Nam Hài, hắn ngũ quan phát sinh biến dị, trong miệng sinh ra răng nanh, hai chân quỷ dị thô tráng, phía sau hư ảnh, càng ngày càng ngưng thật. Hai người nhìn nhau mà đứng, ở hai người chi gian, nhìn như bình đạm nhưng có một cổ vô hình khí ở tranh phong, nếu hiện tại có một người bắt phân cường giả đi đến hai người chi gian sẽ ở ngay lập tức chi gian bị này hai cổ tranh phong linh khí sở xé nát. Người cảm thấy, người có thể căng bao lâu, trương huyền kiếm trong tay vỗ cái kiếm hoa ra tới, lại căng 30 chiêu. Vẫn là 50 chiêu, đến lúc đó không cần ta tiếp tục ra tay, người tàn hồn liền sẽ tự nhiên tiêu tán đi. Tiểu Nam Hải đứng ở nơi đó, không nói gì, chỉ là ánh mắt giữa, toàn là không cam lòng. Trương Huyền lại nói, người đừng như vậy không cam lòng, ta biết, người có rất nhiều sát chiêu vô dụng, nhưng bằng vào ngươi sở chiếm cứ này phó thân hình, người có thể làm được cực hạn có thể có bao nhiêu đâu. Chẳng sợ lại đổi một khối thân hình, nơi này những người này nhậm ngươi lựa chọn, kết quả vẫn như cũ sẽ bãi tại nơi đó, người tàn hồn, muốn tan mất. Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, lại một lần động thủ. Phiên thiên, Trương Huyền thủ đoạn một phen, liền thấy một quả tam mét khối tả hữu đại ấn nháy mắt ở tiểu nam hài đỉnh đầu kết thành, bay thẳng đến tiểu nam hài nện xuống đây là trương huyền gần nhất tân nghiên cứu ra tới chiêu thức trương huyền sở đi nói cùng tất cả mọi người bất đồng hắn hỗn độn chi lực đã chuyển hóa vì ngân hà chi lực là kia thiên địa chưa khai khi liền tồn tại khủng bố lực lượng là siêu việt thiên đạo lực lượng mà phiên thiên tên này chính là có thể nhảy ra lập tức thiên địa quy tắc nhảy ra thiên địa quy tắc nói dễ dàng có thể tưởng tượng phải làm đến thật sự quá khó khăn đừng nhìn chỉ là một cái tam mét khối đại ấn nhưng đối với trương huyền mà nói Hắn yêu cầu ít nhất mấy chục tức thời gian đi chuẩn bị, vừa mới đối thoại, chính là Trương Huyền tự cấp chính mình kéo dài thời gian. Bất quá một cái tam mét khối đại ấn, lại làm Tiểu Nam hài sắc mặt mãnh biến, hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình trung quanh không gian, thế nhưng hoàn toàn bị phong tỏa, chính mình đứng ở tại chỗ, căn bản vô pháp trốn. Tiểu Nam hài vị trí này một phương thiên địa quy tắc, đã bị Trương Huyền sở thay đổi. Đại ấn lăng không tạp lạc, còn không có chạm vào Tiểu Nam hài thân thể kia một loại ngắn ngủi áp đảo thiên địa phía trên quy tắc, cũng đã đem tiểu nam hài ép tới thẳng không dậy nổi thân, tiểu nam hài dưới chân mặt đất ra nẻ, ở ra nẻ phát sinh dây tiếp theo, bỗng nhiên trầm xuống. Mà tiểu nam hài thân thể, cũng tại đây một khắc, bị hoàn toàn tạp nằm sấp xuống, một ngụm máu tươi, trực tiếp từ này trong miệng phụt lên ra tới. Phiên thiên, tuy rằng gần hai chữ, nhưng trong đó ý tứ, chính là đại sơ suất. Đối với Trương Huyền mà nói, nhìn như một cái đơn giản phiên tay động tác, trên thực tế là đối hắn toàn bộ lực lượng thuyết minh là đối hắn hiện giai đoạn đại đạo lĩnh ngộ thuyết minh kia đại ấn thật mạnh nện xuống tiểu nam hài phàm nhân chi khu căn bản là vô pháp thừa nhận này đại ấn đã đến sở hỗn loạn chi uy tức khắc chia năm sẻ bảy mở ra huyết nhục dưới là người nọ thân như đầu hư ảnh nằm ở trên mặt đất run bần bật trương huyền mắt lạnh nhìn phía trước lại một lần phiên cổ tay trên bầu trời đại ấn lại một lần hình dung theo sau hung hăng nện xuống làm kia mới gian nan bò dậy thân ảnh, lại một lần bị tạp phiên trên mặt đất. Một khối đại ấn, hai khối đại ấn, tam khối, bốn khối, ước chừng chín khối đại ấn, từ cùng cái điểm vị, liên tiếp nện xuống, mặt đất đã hoàn toàn bị dập nát. Trung quanh một mảnh trầm mặc, kia vùng cấm sinh vật tàn hồn nơi địa phương, đã là một cái hố sâu. Trên bầu trời, đại ấn hư ảnh tan đi, trương huyền thở hồn hền, nhìn như chỉ là phiên tay động tác, đối trương huyền mà nói, là thật lớn tiêu hao. Hố sâu hạ, đã không có bất luận cái gì hơi thở truyền ra. Đại trận phía trên, triệu cực đám người tất cả đều nhìn chăm chú vào nơi này, ở kia nhà gỗ nổ mạnh nháy mắt, bọn họ cũng đã thấy được bên này chiến đấu, bất quá trương huyền tồn tại cũng không có làm cho bọn họ vọng động, tiếp tục canh giữ ở đại trận trên không. Trương huyền trong tay, một phen ngân hà chi kiếm chậm rãi ngưng tụ. Tuy rằng chín đạo đại ấn liên tiếp nện xuống, nhưng trương huyền cũng không yên tâm, trong tay ngân hà chi kiếm đang ở dần dần ngưng tụ lực lượng, vì cuối cùng một kích làm chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, Trương Huyền kiếm trong tay uy lực càng thêm cường hãn lên, ngân hà quang mang lưu chuyển, Trương Huyền chậm rãi đi hướng kia hố sâu. Một cổ mỏng manh dao động, từ kia hố sâu giữa chuyển đến. Quả nhiên không chết đúng không? Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Ta, ta cùng ngươi làm giao dịch, vùng cấm sinh vật tàn hồn mỏng manh thanh âm vang lên, từ nó thanh âm có thể nghe ra, nó hiện tại trạng thái đã suy yếu đến mức tận cùng. Hảo A, à, Trương Huyền cười trả lời, trong tay Ngân Hà chi kiếm lại không tan đi. Kia như đầu nhân thân thân ảnh dần dần từ trong hố sâu trôi nổi đi lên, vừa mới này càng ngày càng ngưng thật thân ảnh, lúc này trở nên hư vô, phảng phất tùy thời đều khả năng tiêu tán giống nhau. Này nói tàn hồn trạng thái, đã tới rồi nhất suy yếu lúc. Lúc này bị nhốt tại đây hư vô đại trận bên trong, nó hoàn toàn đã không có đường lui, không có địa phương có thể đào tẩu. Trương Huyền mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nói đi, về vùng cấm nội, tiệt giáo, là cái địa phương nào? Tiệt giáo, vùng cấm sinh vật trên mặt không tự giác lộ ra một mặt sợ hãi chi sắc. Nhìn đến vùng cấm sinh vật trên mặt không tự giác toát ra thần sắc, Trương Huyền trong lòng hơi hơi căng thẳng, mày nhân lại. Giây tiếp theo, Trương Huyền sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Mà kia vùng cấm sinh vật, cũng giống như đánh cái gì máu gà giống nhau, nháy mắt bạo hướng dựng lên, chiều cách đó không xa một phương hướng mà đi. Chessia, à, sao lại thế này, mau, Trương Huyền hét lớn một tiếng, bay thẳng đến kia vùng cấm sinh vật đuổi theo. Ở khoảng cách nơi này không xa địa phương, hư vô đại trận xuất hiện một cái không lớn không nhỏ chỗ hồng, tại đây chỗ hồng chỗ, đang có hơn trăm người, lôi kéo hàng hóa, đem hàng hóa từ chỗ hồng giữa đưa ra. Mau mau mau, có người thúc giục, thời gian không nhiều lắm, mau đem hóa lôi ra tới. Tay chân lanh lẹ điểm, ngươi hắn sao cẩn thận một chút đem tổn thất trong vận chuyển người mấy chục cái mạng đều không đủ bồi trong bóng đêm này đó thân ảnh qua lại xuyên qua ai cũng không có chú ý tới trong bóng đêm một đạo hư ảnh tàn hồn nhanh chóng tiếp cận cút ngay đều cút ngay chưa nguyền tiếng hô giống như lôi đình giống nhau nổ vang hư vô đại trận ngoại ba gã mỗi ngày cường giả nhìn đến có người vào tới muốn dừng tay không cần đình ta đảo muốn nhìn hắn ở ta diệu thạch thành có phải hay không muốn giết ai liền giết ai. Nhậm thành chủ vẻ mặt âm trầm đứng ở đại trận ở ngoài. Ba gã mỗi ngày cường giả nghe nói lời này, liền không có đình chỉ trên tay động tác, người khác sợ trương huyền, bọn họ ba cái đảo không phải rất sợ, rốt cuộc bọn họ là mỗi ngày cường giả, ở trên thực lực, ở vào này đại ngàn giới đỉnh. Vùng cấm sinh vật tàn hồn, đúng là cảm nhận được nơi này đại trận rách nát, mới hưng phấn chiều bên này vào tới. Chessia, mau, tu trận, triều cực ở không trung giống to, đồng thời chiều chỗ hồng nơi này vào tới. Chessia trong tay ấn pháp liên tiếp biến ảo, muốn chữa trị trận pháp, nhưng có ba gã mỗi ngày cường giả ngăn cản, một chốc, căn bản vô pháp đem trận pháp phục hồi như cũ. Trương Huyền liên tục bổ ra mấy đạo kiếm mang, vùng cấm sinh vật thân hình linh hoạt, đại bộ phận kiếm mang đều bị nó sở tránh thoát, chỉ có vài đạo vô pháp né tránh, cũng tất cả đều ngạnh kháng xuống dưới, nhằm phía vận hóa trong đám người. Mau, cút ngay! Trương Huyền Nhất kiếm chiều kia chỗ hồng bổ tới. Đang đứng ở chỗ hồng trước vận chuyển hàng hóa hơn 10 người, nháy mắt hóa thành thịt nát. Trương Huyền bỗng nhiên dừng lại thân hình, hắn phát hiện, kia vùng cấm sinh vật, mất đi bóng dáng. Trương Huyền hít sâu một hơi, biểu tình ngưng trọng mọi nơi siêu tầm. Trương Huyền, hảo thủ đoạn A, vùng cấm sinh vật thanh âm đột nhiên vang lên, có thể đem ta thương thành dáng vẻ này, thật đúng là ta coi khinh ngươi. Trương Huyền thân thể bỗng nhiên chấn động, bởi vì thanh âm này, là từ trận pháp ngoại, vang lên. Trương huyền sắc mặt âm trầm nhìn mắt trên không. Triệt trận, vùng cấm sinh vật đã trốn, này đại trận lưu lại, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta thân, triệu cực, các người mấy cái, phong tỏa cả tòa thành, hiện tại bắt đầu, ai đều không được rời đi. Trương huyền thanh âm vang lên, triệu cực mấy người, gật gật đầu, phân biệt chiều diệu thạch thành bất đồng phương hướng bay đi. Làm xong này hai việc sau, Trương Huyền nhìn về phía đứng ở nơi đó chỉ huy nhậm thành chủ, thanh âm lạnh băng, người có biết hay không, người làm cái gì? Ở Trương Huyền ánh mắt hạ, nhậm thành chủ lại là cảm thấy một loại hàn ý, cái này làm cho hắn không tự giác về phía sau lui hai bước, chợt ý thức được chính mình thất thố, nhậm thành chủ hỏi ngược lại, họ Trương, này Diệu Thạch Thành, cũng không phải là ngươi họ Trương Diệu Thạch Thành, ta làm cái gì, cần gì hướng ngươi hội báo? Ngươi thả chạy vùng cấm sinh vật, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Ha ha, thả chạy, chính ngươi không có năng lực, liền trách tội đến ta họ nhậm trên đầu. Nhậm thành chủ hỏi lại một tiếng, còn lại lưỡng đạo vùng cấm sinh vật tàn hồn, sớm bị tiêu diệt, duy độc này một đạo, người họ trương làm không chuyện tốt, này mũ liền hướng ta trên đầu cái. Ta không cùng ngươi làm miệng lưỡi chi tranh, mặt sau lại tính sổ với ngươi. Trương huyền trừng mắt nhìn nhậm thành chủ liếc mắt một cái, theo sau phi thân trên không, hắn lấy khí truyền âm, thanh âm ở toàn bộ diệu thạch thành trên không vang lên, mọi người, từ giờ trở đi, không được ra khỏi thành, phàm là có tử vong sự kiện, lập tức đăng báo. Các ngươi, đi thôi, một đạo thanh âm, từ phía dưới trên đường phố chuyển đến. Đúng vậy, các ngươi đi thôi. Ngươi nhìn xem, các ngươi đem chúng ta rượu thạch thành đều làm thành cái dạng gì. Liên tục mấy ngày, không có thương mậu, chúng ta không có một chút thu vào, ngươi có biết hay không cái này làm cho chúng ta tổn thất nhiều ít. Từng trận thanh âm, từ rượu thạch dưới thành phương vang lên, toàn bộ đều là đến từ chính diệu thạch bên trong thành cư dân. Ở ngày hôm qua, diệu thạch thành cư dân cũng đã thực khó chịu, tập thể vào tới thành chủ phủ. Cái gì vùng cấm sinh vật không cấm khu sinh vật, chúng ta mặc kệ, cũng không tới phiên chúng ta quản, chúng ta hiện tại chỉ nghĩ cho các ngươi, lăn ra chúng ta diệu thạch thành. Chính là các ngươi đã đến, này vùng cấm sinh vật mới có thể đi vào chúng ta nơi này, các ngươi phải đi, chúng ta diệu thạch thành như thế nào sẽ phát sinh những việc này. Mọi người, đều là bị các ngươi làm hại. Không cho chúng ta ra khỏi thành, ngươi còn cảm thấy chúng ta không đủ thảm sao. Chúng ta diệu thạch thành, không cần các ngươi. Cái gì đại ngàn giới tồn vong, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lăn ra diệu thạch thành. Lăn ra diệu thạch thành. Cút đi. Lan. Chửi bậy thanh âm thỉnh thoảng từ trên đường phố vang lên, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là làm trương huyền đám người lăn ra diệu thạch thành nói nhậm thành chủ đứng ở trên đường phố đầy mặt cười lạnh nhìn bầu trời họ trương không có người đãi thấy các ngươi cút đi trương huyền hít sâu một hơi ha 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 trương huyền a à, trương huyền nhìn dáng vẻ ngươi là không có biện pháp giết chết ta vùng cấm sinh vật thanh âm vang lên nó trốn tránh ở trong đám người vô pháp truy tra đã đến nguyên ngươi hôm nay đối ta làm hết thảy ta đều sẽ hảo hảo ghi tạc trong lòng không cần thời gian rất lâu nhiều nhất một năm ta là có thể khôi phục một nửa thực lực, đến lúc đó, ta sẽ tự mình đem ngươi lột ra rút gân, này một năm, ngươi mau chạy đi, dùng sức trốn, dùng sức trốn. Vùng cấm sinh vật cười thực vui vẻ, hiện giờ tình huống, nó đã lập với bất bại chi địa. Cho ta tán, vùng cấm sinh vật hét lớn một tiếng, liền thấy vô số đạo năng lượng, chiều diệu thạch thành các trên đường phố tan đi, theo sau biến mất. Trương huyền mắt lạnh nhìn phía dưới, kia từng trận tiếng quát mắng, như cũ ở không ngừng vang lên, truyền tới Trương Huyền trong tai. Trên bầu trời, có mây đen quay cuồng mà đến, là có một hồi mưa to muốn buông xuống. Mây đen quay cuồng ở Trương Huyền phía sau, Trương Huyền liền như vậy lẳng lặng mà nhìn, trong giây lát, một đạo tia chớp xẹt qua, điện quang chiếu sáng Trương Huyền khuôn mặt, Trương Huyền mặt, tại đây một khắc, có vẻ như vậy đáng sợ, ở Trương Huyền trong mắt, tràn ngập một cổ sát ý, kia sát ý, phá lệ nồng đậm. Tia chớp rơi xuống, Trương Huyền thanh âm lại một lần vang lên. Ngươi thật cho rằng, như vậy, ta không thể giết rớt các ngươi sao. Trương huyền thanh âm, tại đây trong bóng đêm, có vẻ phá lệ thấm người, phảng phất đến từ cửu u dưới. Trương huyền giơ tay, ở hắn phía sau, kia thật lớn hư ảnh ngưng tụ mà thành, quan sát toàn thành. Triệu cực, toàn len kem, chết sia, triệu ninh, các ngươi bốn cái, đi theo tà thần, hồi vu sơn. Trương huyền phát ra mệnh lệnh, ở hắn trong thanh âm, mang theo một loại chân thật đáng tin hương vị. Ta thần nhìn Trương Huyền hiện tại bộ dáng, bỗng nhiên cả kinh, "Trương tiểu tử, người muốn làm gì?" Vùng cấm sinh vật một ngày không trừ, toàn bộ đại ngàn giới không được an bình, ta đồng dạng, cũng ăn không ngon, ngủ không xong, cùng toàn bộ đại ngàn giới so sánh với Diệu Thạch Thành 30 vạn người liền không có vẻ như vậy quan trọng. Trương Huyền cấp ra trả lời, ở hắn thanh âm giữa không mang theo bất luận cái gì một chút cảm tình sắc thái, lúc này hắn giống như chính là một cái muốn đi hoàn thành nhiệm vụ máy móc không trung mây đen quấy triệu cực trong lòng mãnh nhảy trương huyền các ngươi rời đi trương huyền phía sau hư ảnh trên người lưu chuyển ngân hà chi mang một cổ cuồng bạo lực lượng từ trương huyền trên người phát ra mà ra tại đây cổ cuồng bạo lực lượng hạ triệu cực đám người thế nhưng vô pháp chống cự đã bị đẩy đi trương huyền trong cơ thể kia thần anh đứng ở hoa sen phía trên hắn giơ lên tay trái kia có thổ hoàng sắc quang mang nóng lánh đây là thổ chi ý chí Diệu Thạch Thành bắt đầu run rẩy. Là này một phương đại địa đều đang run rẩy. Thổ chi ý chí, câu động đại địa, mặt đất vỡ ra, phiên khởi, quay trên không, đem toàn bộ Diệu Thạch Thành, triệt triệt để để, bao vây lại. Triệu cực đám người, toàn bộ bị che ở này đại địa chi tường bên ngoài. Trương tiểu tử muốn tàn sát dân trong thành, cần thiết ngăn cản hắn, tà thần sắc mặt khó coi, trực tiếp ra tay, lấy thời gian ý chí vì môi giới, muốn tàn dã trước mặt này tòa đại địa chi tường, nhưng lại căn bản không có tác dụng Thời gian là vĩnh hằng Thật có chút địa phương tồn tại Cũng tiếp cận với vĩnh hằng Tuy rằng không có làm được chân chính hoàn toàn vĩnh hằng Nhưng lấy tà thần hiện tại sở khôi phục lực lượng Còn làm không được tan giã này tòa đại địa chi tường Triệu cực Toàn len keng cùng triệu ninh cũng liên tục ra tay Nhưng vô luận bọn họ như thế nào ra chiêu Đối này đại địa chi tường mà nói Không có bất luận cái gì hiệu quả Chessia trực tiếp lấy hư vô đại trận áp xuống nhưng kia hiệu quả, như cũ cực kỳ bé nhỏ. Trương Huyền lấy thần anh phát động thổ chi ý chí, này trong đó nói, đã siêu việt hiện giai đoạn mấy người sở có được. Bị này đại địa chi tường vây khốn, toàn bộ rượu thạch thành, lâm vào một mảnh đen nhánh giữa. Tại đây đen nhánh trên không, Trương Huyền một mình một người đứng ở nơi đó. Trương Huyền tay phải hư không nhéo, một phen trường thương ở trong tay hắn hình thành. Tiểu tử, người muốn giết chúng ta cả tòa thành, cuồng vọng, một người mỗi ngày cường giả hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Trương Huyền vào tới. Trương Huyền nhìn tên này mỗi ngày cường giả liếc mắt một cái, trong tay hắn trường thương nhẹ nhàng tung ra, này bị Trương Huyền nhẹ nhàng ném đi trường thương, thế nhưng giống như một đạo tia chớp giống nhau, mau đến người căn bản phản ứng không kịp. Mới vào tới giữa không trung tên này mỗi ngày cường giả trực tiếp bị này trường thương sỏ xuyên qua ngực, theo sau lấy so với hắn tới khi càng mau tốc độ, bị đinh trên mặt đất, xem tên này mỗi ngày cường giả, hắn trong mắt mang theo cái loại này không thể tin tưởng, hắn vô pháp lý giải, đây là một loại cái dạng gì lực lược, lược, chính mình rõ ràng đã đạt mỗi ngày cảnh, vì sao, còn tại đây nhân thủ chung, nhất chiêu bị thua. Diệu Thạch Thành là một cái có được 30 vạn dân cư đại thành, lui tới nhiều là thương mậu, cũng mời không ít cao thủ, hiện giờ ở trong thành mỗi ngày cảnh, tổng cộng có 6 người. Còn thừa 5 tên mỗi ngày cường giả đều cảm nhận được Trương Huyền cường đại, cơ hồ là đồng thời động thủ, triều Trương Huyền đánh tới. Năm tên mỗi ngày cường giả đều xuất hiện, nếu đặt ở ngày thường, không có gì đối thủ là giải quyết không được, nhưng lúc này đối với này năm tên mỗi ngày cường giả mà nói, bọn họ năm đánh một, cũng là một bộ như Lâm Đại địch bộ dáng. Nhìn từ bất đồng phương hướng mà đến năm đạo thân ảnh, Trương Huyền không có bất luận cái gì động tác, ở hắn thân thể chung quanh, đột nhiên hiện lên năm đem trường thương, hướng kia năm đạo thân ảnh đâm tới. Mơ tưởng, một đạo hét lớn một tiếng, Năm tên mỗi ngày cường giả đều gặp qua Trương Huyền phía trước thủ đoạn, chiêu thức đều xuất hiện, phá rất trường thương. Trương Huyền không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, hắn sau lưng hư ảnh, bỗng nhiên huy động cánh tay, bay thẳng đến một người mỗi ngày cường giả chụp đi. Mỗi ngày cường giả, đẩy ra mây mù, chứng kiến thiên đạo hạng người, nhưng lúc này, lại như là một người bình thường, trực tiếp bị hư ảnh này một cái tát chụp phiên trên mặt đất. Còn lại bốn gã mỗi ngày cường giả đã là đánh tới. Trương Huyền động hắn chỉ là về phía trước múa may một quyền, trong cơ thể vang lên một trận hổ gầm tiếng động, một viên thật lớn bạch hổ đầu ở trương huyền phía sau hình thành, chiều hai người cắn nuốt mà đi. Này bạch hổ hỗn loạn một cổ sát phạt chi lực, làm hai người mệt mỏi chống cự. Trương huyền lại là một chân đá ra, vài đạo trăng non ngân hà chi khí, sắc bén vô cùng, chém về phía phía trước. Lấy một địch năm, không cao ngạo không nóng nảy, thậm chí còn có vẻ yêu nhã. Năm tên mỗi ngày cường giả, đều là đứng ở này đại ngàn giới đỉnh núi tồn tại, lúc này ở Trương Huyền một người thủ hạ, có vẻ hoảng loạn, vô pháp làm ra hữu hiệu công kích thủ đoạn, chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Trương Huyền duỗi khởi tay phải, năm ngón tay mở ra. Các ngươi quá yếu, như thế thực lực, nếu vùng cấm sinh vật đánh tới, chỉ biết trở thành đồ ăn, đã ở chết đóng cửa đầu, còn chết không tự biết, tòa thành này nên táng. Tại đây nên táng hai chữ rơi xuống nháy mắt, Trương Huyền duỗi khởi tay phải dùng sức niết hạ. Trương Huyền phía sau, hình thành năm côn thật lớn trường thương, mỗi một phen trường thương đều chừng 10 mét trường. Theo Trương Huyền một ánh mắt, năm đem trường thương hướng năm tên mỗi ngày cường giả mà đi. Này trường thương công phạt, nhìn như đơn giản, nhưng tại đây trường thương bên trong đã tự thành nhất thể, hình thành tân quy tắc. Năm tên mỗi ngày cao thủ thủ đoạn đều xuất hiện, trong lúc nhất thời, linh khí dung chuyển, hư ảnh thoáng hiện, cực kỳ khủng bố. Nhưng lại khủng bố dị tượng, tiếp xúc đến này trường thương là lúc, liền giống như bọt biển giống nhau, một xúc tức phá. Năm đem to lớn trường thương, từ không trung đâm, năm tên mỗi ngày cường giả, thế nhưng liền như vậy bị trường thương chân áp, mà nhìn kỹ, năm đem trường thương sở đâm phương hướng, vừa vặn trở thành một cái đại trận. Ngân hà chi khí ở năm đem trường thương chi gian lan tràn truyền lại, kia lấp lánh vô số ánh sao, trong bóng tối, xa hoa lộng lẫy, năm đem trường thương phảng phất bị kia lộng lẫy ngân hà sở tương giao tiếp đứng ở rượu thạch bên trong thành, ngẩng đầu, liền có thể thấy sao trời liền lên đỉnh đầu, còn có đầy trời ngân hà, một màn này, thậm chí người xem có chút ngây ngốc, bọn họ khi nào gặp qua bực này cảnh đẹp. Đã có thể này xa hoa lộng lẫy một màn hạ, che giấu, là khủng bố sát khí. Thổ chi ý chí sở thúc dục đại địa chi tường, hoàn toàn đem diệu thạch thành phong tỏa, ở kia đầy trời ngân hà phía trên, đạo đạo hoa văn sáng lên, đây là thuộc về trương huyền đại đạo hoa văn, là trương huyền trong cơ thể tự hành diễn biến ra đại đạo đại địa chi ngoài tường, đại ngàn giới trên không, lôi vân quấy, đơn giản là nơi này thiên đạo quy tắc, cảm nhận được kia một cổ không nên tồn tại với trên thế giới này đại đạo pháp tắc, hiện tại muốn giáng xuống thiên phạt, đem này tiêu diệt. Đạo đạo hình người tia chấp từ không trung đánh xuống, mỗi một đạo tia chấp đều có thể đem một người mỗi ngày cường giả hóa thành cho tàn. Những người này hình tia chớp oanh sát ở đại địa chi trên tường, đại địa chi tường bắt đầu nứt toạc, nhưng lại như cũ kiên cố, trong khoảng thời gian ngắn, những người này hình tia chớp tuyệt đối vô pháp công phá đại địa chi tường. Cũng là cảm nhận được đại địa chi tường cường hãn lực phòng ngự, những người này hình tia chớp đã xảy ra thay đổi, bọn họ công sát xuống dưới, đánh ra bất đồng chiêu thức, này đó chiêu thức toàn bộ đều là đại ngàn giới trời đất này quy tắc hóa thân, mỗi nhất chiêu nhất thức đều ẩn chứa nơi này thiên đạo pháp tắc. Đại địa chi tường bắt đầu run rẩy, đây là đến từ chính này phiến thiên địa công sát, thiên địa đều ở cấm. Đại địa chi tường nội Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa chi tường sở đã chịu khủng bố thế công, hắn biểu tình không có biến hóa, hắn liền đứng ở kia sao trời bên trong, chân đạp ngân hà, thần châu ở Trương Huyền thân thể chung quanh vần quanh, một vòng lại một vòng, không có quy tắc, nhưng kia vần quanh ra tới quỹ đạo, rồi lại cực kỳ thần dị. Trương Huyền sau lưng hư ảnh đột nhiên căng ra đôi tay, trong nháy mắt này, khắp ngân hà cũng bị hoàn toàn căng ra, phảng phất kia hư ảnh ở khai thiên tích địa giống nhau, giống như sáng thế thần châu sở vần quanh quỹ đạo, tại đây sáng thế chi khắc, diễn biến đại đạo, sáng tạo đại đạo. Một gốc cây thanh liên, tự trương huyền dưới chân ngân hà chậm rãi dâng lên, phiêu phù ở trương huyền phía sau, lúc này trương huyền, tựa như kia tuyệt thế thần vương giống nhau, quanh thân ngân hà vần quanh. Uống nguyệt cùng rượu nhật đồng thời xuất hiện, một tả một hữu phân biệt ở trương huyền đôi tay chỗ. Tay cầm nhật nguyệt trích sao trời. Trương huyền lúc này ánh mắt giữa, không có chút nào cảm tình sắc thái, hắn cúi đầu nhìn phía dưới, phảng phất đang xem một đám con kiến. Trương Huyền mí mắt khẽ nâng, trong miệng lẩm bẩm nói ra bốn chữ. Ngân Hà, mất đi. Đại địa chi ngoài tường, trên bầu trời lôi đình thanh đột nhiên vang vọng không ngừng, đây là thiên đạo cảm nhận được đại sơ xuất sự tình phát sinh, ở ra tiếng quát lớn, hình người tia chấp thế công càng thêm hung mãnh lên, đại địa chi tường, tàn phá. Đại địa chi tường nội, đầy trời Ngân Hà, đột nhiên hạ trụy, kia khai thiên hư ảnh, một quyền oanh hướng phía dưới, toàn bộ diệu thạch hành, bắt đầu sụp đổ, vô số đạo thân ảnh, tại đây một khắc hoàn toàn nổ tung, vô luận là người thường, vẫn là bát phân cường giả, tại đây một kích hạ, không có bất luận cái gì khác nhau, đều là bị nháy mắt hạ gục. Mấy chục vạn người, thân thể đồng thời bạo toái, gai mũi mùi máu tươi phóng lên cao, toàn bộ diệu thạch thành ở trong khoảnh khắc, biến thành huyết hồng một mảnh, kia huyết đặc sệt, đã phiếm đen. Diệu thạch thành, gần 30 vạn người, trong nháy mắt này, toàn bộ thân vẫn. Phất tay mai táng 30 vạn, tận trời huyết khí, hóa thành một trương trăm trượng lệ quỷ gương mặt, giữ tận chiều trương huyền cắn xé mà đến, này lệ quỷ gương mặt làm lơ ngân hà chi khí ngăn cản, muốn cắn nuốt trương huyền. Này lệ quỷ, không phải năng lượng hóa thân, mà là lệ khí, là nghiệp lực. Phất tay chém hết 30 vạn, nghiệp lực quấn thân, lệ khí tận trời, đây là ma. Trương huyền, ngay lập tức, nhập ma. Ở kia sao trời giữa, Trương Huyền lặng lặng nhìn kia Trương Lệ Quỷ mặt chiều chính mình cắn xé mà đến, hắn phía sau, kia Thanh Liên tưới xuống thanh mang, bảo vệ Trương Huyền thân thể. Lệ Quỷ một ngụm đem thanh mang liên thông Trương Huyền toàn bộ cắn nuốt, phát ra rít gào, kia tiếng gầm gừ vô cùng chói tai, là đến từ chính mấy chục vạn người kêu rên. Đại ngàn giới nơi này, đem biến thành nguyên rủa nơi, là vô tận oán niệm dây dưa. Chẳng sợ quá ngàn vạn năm, này nguyên rủa đều không thể tiêu trừ đại địa chi tường tại đây một khắc ầm ầm bạo toái. Đương đại địa chi tường bạo toái trong nháy mắt kia, triệu cực bọn người nhìn đến, kia đã là trở thành phế tích diệu thạch thành, cùng với chạy dài vô tận thi thể, máu tươi giàn rụa, một màn này, làm triệu ninh không có nhịn xuống, xoay người liền nôn khan lên. Toàn len keng lập tức nhắm hai mắt, trong miệng niệm tụng lên. Triệu cực há miệng thở dốc, nhìn mắt trương huyền, thở dài. Bọn họ, không có nhìn đến kia giữ tận lệ quỷ gương mặt, đó là oán niệm hóa thân, chỉ nhầm vào Trương Huyền. Như thế một màn, tuy là tà thần, đều cảm thấy có chút kinh hãi. Chessia nhìn lẳng lặng phiêu phù ở kia Trương Huyền, mắt to trung tràn ngập lo lắng. Gần 30 vạn sinh mệnh biến mất, này, muốn chịu thiên phạt. Không, gần là thiên phạt đã là không đủ. Oán niệm thêm thân, nghiệp lực quấn thân, vì này phiến thiên đạo quy tắc sở bất dung. Trên bầu trời hình người tia chấp đột nhiên an tĩnh, quấy mây đen cũng đột nhiên dừng lại huyết khí lan tràn trời cao, nhiễm hồng mây đen, đây là huyết phân. Ở huyết phân bên trong, tia chớp cũng thay đổi dần thành màu đỏ. Toàn bộ đại ngàn giới, đều tại đây một khắc, bắt đầu phát sinh biến hóa, huyết phân không ngừng là tràn ngập ở rượu thạch thành trên không, toàn bộ đại ngàn giới không chung, đều bao phủ huyết phân. Từng trận tiếng gầm rú từ huyết phân bên trong vang lên, này tiếng gầm rú điếc tai. Tại đây một khắc, vô luận là ai, là người thường, hoặc là đại hạ hoàng chủ, hoặc là hồng sơn người đều ở vận mệnh chú định nghe được một thanh âm vang lên sát trương huyền huyết phân trung tiếng gầm rú truyền lại ra những lời này này không phải mỗ một vị đại năng ở lên tiếng mà là thiên đạo giáng xuống pháp chỉ muốn sát trương huyền thiên đạo lên tiếng muốn giết một người chuyện này ở đại ngàn giới chưa bao giờ phát sinh quá có thể làm thiên đạo như thế phẫn hận này rốt cuộc là làm cái gì hồng sơn phía trên có người nhìn về phía trên không huyết phân Tam Đại Hoàng Triều cũng có người nhìn về phía trên không huyết phân. Một ngọn núi điên, đạm đài tinh thần ánh mắt nở rộ ánh sao, nhìn không chung. Nào đó bí ẩn góc, thánh chữ thập thành viên, cũng đang nhìn không chung. Mọi người trong miệng, không hẹn mà cùng niệm ra hai chữ. Trương Huyền Không chung ngưng tụ huyết phân, thiên đạo muốn sát Trương Huyền, Trương Huyền bất tử, huyết phân không tiêu tan, đây là thiên đạo phát ra hiệu lệnh. Thiên đạo có thể phát ra như vậy hiệu lệnh, là đã đem Trương Huyền quy về thiên địa ma đầu một loại, lúc trước Hồng Tộc Thánh Nhân vì thiên hạ vạn dân thỉnh nguyện đạt được vô số công đức, cuối cùng thành thánh, còn bảo hậu bối muôn đời hưng thịnh. Hiện giờ, thiên đạo tự mình phát lệnh, nếu có người có thể sát Trương Huyền, kia đoạt được đến chỗ tốt, tuyệt không sẽ thiếu, thậm chí rất có thể như lúc trước Hồng Tộc Thánh Nhân như vậy, đạp đất thành thánh, đạt được vô lượng công đức. Sát Trương Huyền, có người nhất quyền. Ha ha, Trương Huyền, đây là chính người tự tìm tử lộ thánh chư thập người ra tiếng báo lấy cười lạnh cả ngày mà ác nhân làm thiên đạo thi lệnh khó trách có thể giết ta phân thân bất quá này lại như thế nào đạm đài tinh thần khóe môi treo lên mỉm cười trong mắt toàn là tự tin thần sắc mùa hè hầu ở đại hạ hoàng đô đầy mặt yêu sầu trương huyền người rốt cuộc làm chuyện gì như vậy vì thiên địa sở bất dung không ai giữ được ngươi a à. mùa hè hầu tiếc núi lắc lắc đầu muốn nói trương huyền thực lực mùa hè hầu là có chút bội phục lấy trương huyền cái này tuổi, có này phân thực lực, tiền đồ không thể hạn lược, nhưng hôm nay bị phán vì thiên địa ác nhân, vậy không còn có tiền đồ nhưng nói, trương huyền sẽ trở thành thế giới này công địch, sẽ có quá nhiều người muốn giết hắn. Đại ngàn giới đại địa cũng là một mảnh huyết hồng chi sắc, từ hôm nay trở đi, đại ngàn giới, đem không còn có ban ngày đêm tối vừa nói, chỉ cần trương huyền bất tử, này huyết phân, liền sẽ không tiêu tán. Thiên đạo bị huyết phân sở phong, trương huyền bất tử, mỗi ngày thực lực, cũng vô pháp tiếp tục lĩnh ngộ thiên đạo thực lực sẽ dừng bước không trước có thể nói sát trương huyền cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở kia thiên đạo truyền lại ra hiệu lệnh triệu cực đám người tự nhiên cũng nghe đến rõ ràng bọn họ cũng minh bạch này đại biểu cái gì trương tiểu tử cùng ta hồi vu sơn ta thần một cái lắc mình đi vào trương huyền trước mặt duỗi tay đi bắt trương huyền lại bị trương huyền trên người thanh quang sở văng ra kia cổ thanh quang đối tà thần không có gì thương tổn tính nhưng lại bá đạo làm tà thần căn bản vô pháp tiếp cận Trương Huyền. Trương tiểu tử, ngươi làm gì? Cùng ta trở về, tà thần hét lớn một tiếng, có vẻ cực kỳ nôn nóng. Hắn bị nghiệp lực quấn thân, triệu cực người nhẹ nhàng đi vào tà thần trước mặt. A-di-đà Phật, toàn len keng chắp tay trước ngực, lão đại hiện tại toàn thân trên dưới đều bị nghiệp lực cùng oán niệm vây quanh, kiểu oán niệm nồng đậm đến căn bản vô pháp độ hóa, hết thảy, chỉ có thể dựa lão đại chính mình. Giờ này khắc này, đối với Trương Huyền mà nói, kia thật lớn lệ quỷ mặt đem hắn cắn nuốt, tại đây lệ quỷ trong miệng, là rậm rạp đầu người, bọn họ sắc mặt dữ tợn khủng bố, tụ tập ở bên nhau, vô số đôi mắt, từ bất đồng phương hướng nhìn chằm chằm Trương Huyền, mỗi một cái đôi mắt giữa, đều là căm hận. Vô số song xương khô đôi tay chiều Trương Huyền chụp tới, đây là nghiệp lực hóa thân, muốn đem Trương Huyền xé rách toái. Nhìn này vô số chỉ tay, cảm thụ được này vô số căm hận ánh mắt, Trương Huyền nội tâm, không hề gợn sóng nên sát người, đâu ra oán khí cùng căm hận, các ngươi tự thân không tỉnh, vậy để cho ta tới giúp các ngươi ngộ đi. Trương Huyền cánh tay vung lên, kiếm mang tứ tán, chém về phía này rậm rạp cánh tay. Vô số cánh tay đứt gãy, người mặt bị chảm khai, nhưng ở này đó người mặt mặt sau, còn có vô số thân ảnh, chen trúc sông lên, muốn xé nát Trương Huyền. Kia thân ảnh, có lão nhân, có hài đồng, có phụ nữ, cũng có thai phụ, còn có gào khóc đòi ăn trẻ con. Vì cái gì, vì cái gì muốn giết ta, ngươi làm ta làm sự ta đều làm, là bọn họ cãi lời ngươi mệnh lệnh. Ta hài tử mới một tuổi, hắn biết cái gì, vì cái gì muốn giết hắn, ngươi cái này đau phủ, ngươi không phải người. Vùng cấm sinh vật tà ác, lại không có giết mấy người, ngược lại là ngươi, phất tay chém giết ta diệu thạch thành mấy chục vạn người. Trương Huyền, rốt cuộc ai mới là vùng cấm sinh vật? Nhậm thành chủ thân ảnh hiện lên, ở rậm rạp đám người giữa gào giống. Ngươi là ma quỷ, ngươi sáng tạo vực sâu ngươi không phải người ngươi không phải người a à, còn có tuổi già bà lão ở quát mắng này đó thanh âm trực tiếp rót vào trương huyền trong đầu ở trương huyền trong đầu trọng điệp vang lên không ngừng công kích tới trương huyền tinh thần này đó thanh âm có thể đem người tinh thần ý chí phá hủy vốn là muốn cứu thương sinh chém giết vùng cấm sinh vật hiện giờ lại bị coi làm ma đầu sở làm việc thiện toàn về làm ác này sẽ đem người hoàn toàn tồi suy sụp trương huyền khép hờ hai mắt thanh âm kia như cũ xoay quanh ở trong óc. Đều câm miệng, Trương Huyền bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ở Trương Huyền này hét lớn một tiếng hạ, sở hữu thanh âm đều tại đây một khắc toàn bộ biến mất. Trương Huyền lại mở mắt, ánh mắt quét về phía bốn phía, lại lần nữa ra tiếng, ta Trương Huyền chưa từng có nghĩ tới làm cái gì chúa cứu thế, ta Trương Huyền, cũng trước nay đều không có nói qua ta là cái gì người tốt, 30 vạn người mà thôi, sát liền giết. Với ta có uy hiếp người, chẳng sợ tàn sát trăm vạn cũng đáng đến. Nếu có năng lực, liền tới giết ta, kẻ hèn này đó nghiệp lực có thể như thế nào? Trương Huyền trong tay kết ấn, một phen trường kiếm đột nhiên hoành đứng ở Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, phát ra âm thanh, "Thiên có cửu trọng, ta áp đảo thủy tổ nơi trời xanh phía trên, thiên không thể chôn ta, hiện giờ, này đại ngàn giới thiên đạo, lại so trời xanh cường ở nơi nào?" "Huyền Thiên, ha ha, cùng cái kia kêu Huyền Thiên người so sánh với" người này thiên đạo, còn chưa đủ xem. Trương Huyền bắt lấy kia trường kiếm chui kiếm, đúng là chín kiếp kiếm. Chín kiếp kiếm đệ nhị tiết, đang run rẩy. Đại ngàn giới thiên đạo, vì huyền thiên, vùng cấm phong ấn phá, là huyền thiên kiếp nạn, vùng cấm sinh vật sinh, đồng dạng là huyền thiên kiếp nạn. Hiện giờ, ta Trương Huyền bài trừ một kiếp, kiếp nạn đã trừ, người này thiên đạo, lại có thể đem ta như thế nào? Trương Huyền huy động trong tay trường kiếm, trường kiếm sáng lên quang mang, này quang mang trắng tinh, đâm thủng màu đỏ lệ quỷ cự mặt. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở ngày đó lỗ hồng chung, phảng phất có một đôi mắt, ở cùng Trương Huyền đối diện. Trương Huyền đột nhiên cười, hắn một tay chỉ thiên, hồng tộc thánh nhân, này đại ngàn giới tuy là người sáng chế, nhưng người đã chết, trời đất này sẽ tự quy tắc có sẵn, đã chết, liền không cần lại vọng tưởng thao tác thế giới, hôm nay ta Trương Huyền liền chảm ngươi thánh nhân tàn hồn. Trương Huyền dứt lời, bỗng nhiên huy kiếm, một đạo giản dị tự nhiên màu trắng kiếm mang, thẳng đến không trung mà đi. Đây là huyền thiên kiếp, không hề là vì thiên hạ thương sinh kia nhất kiếm, cùng phía trước hoàn toàn tương phản, trương huyền này nhất kiếm, là nhằm vào thiên đạo, là muốn đi chảm, lúc trước hồng tộc thánh nhân, định ra quy tắc. Bạch mũi nhọn phá huyết phân, không trung dáng xuống huyết vũ, Xác chết trôi 30 vạn như thế nào? Thiên đạo hàng phạt lại như thế nào? Trương huyền hôm nay, chính là muốn cùng hôm nay tranh một tranh. Ở thủy tổ nơi, Trương Huyền ở Trương Vì Thiên dưới sự trợ giúp, công đức thêm thân, được đến vô số chỗ tốt, thuận lòng trời mà đi, cuối cùng trở thành thủy tổ nơi đệ nhất nhân, có thể lấy chín kiếp kiếm, đánh ra kia trời xanh nội mạnh nhất một kích. Mà hiện giờ ở đại ngàn giới, Trương Huyền đồ thi 30 vạn, thiên đạo hàng phạt, truyền ra hiệu lệnh, muốn sát Trương Huyền, Trương Huyền lần này nghịch thiên mà đi, cùng thiên hạ là địch lại như thế nào, hắn muốn chém này thiên đạo, này không phải huyền thiên trong vòng mạnh nhất một kích, đây là, chân chính phải cho huyền thiên mang đến kiếp nạn một kích. Thiên đạo lại như thế nào? Liền như trương huyền theo như lời, hắn nhận thức một người, tên là huyền thiên, cái kia huyền thiên, hiếu thắng qua đỉnh đầu này phiến thiên. Bạch mang lóng lánh, xuyên phá tận trời, đây là muốn phá này huyền thiên. Không chung bên trong, ầm vang rung động, đây là thiên đạo ở tức giận. Tự đại ngàn giới thành lập lúc sau, trước nay không ai, dám khiêu khích thiên uy, Trương Huyền, nói là đại ngàn giới từ xưa đến nay đệ nhất nhân cũng không quá. Kia một đạo bạch mang, nhìn như thường thường vô thường, khả năng cắt qua huyết phân, khả năng làm thiên đạo tức giận, đủ để thuyết minh này lực lượng. Huyền thiên kiếp, có thể vì huyền thiên, mang đến kiếp nạn nhất kiếm. Này một đạo hàn mang, từ Trương Huyền nơi chỗ phát ra, cắt qua huyết phân, chính là một phen lưỡi dao sắc bén, đem này đỏ như máu không chung, hoàn toàn cắt qua. Một ngày này, Trương huyền huyết đồ 30 vạn. Một ngày này, thiên đạo hàng phạt, trên đời toàn địch. Một ngày này, thiên đạo tức giận, lấy huyết phân dày đặc toàn bộ đại ngàn giới. Một ngày này, thiên đạo hiệu lệnh, muốn chu trương huyền. Nhưng mà, huyền thiên nhất kiếm đất bằng khởi, hàn mang đảo qua đại ngàn giới, đại ngàn giới các nơi, như cũng có thể nhìn đến trên bầu trời huyết phân, nhưng kia huyết phân trung gian, bị xé mở một cái khẩu tử, này khẩu tử, chính là trương huyền đối kháng thiên đạo tượng trưng, Tiềm máu không tiêu tan, này đạo liệt ngân cũng sẽ không biến mất. Đây là kinh thiên nhất kiếm, cùng thiên đạo tranh chấp nhất kiếm. Nhất kiếm qua đi, không người lại biết trương huyền nơi đi. Một ngày sau, vô số cường giả đuổi tới diệu thạch thành, nhìn đến đã biến thành phế tích diệu thạch thành, cùng với kia đầy đất hài cốt thi cốt. Ở diệu thạch thành phế tích bên, chỉ có một đạo thân ảnh, là một người đầu chọc hòa thượng, hắn ngồi xếp bằng ở diệu thạch thành bên cạnh, đầy mặt thành kính, hai mắt khép hờ, niệm tụng kinh văn là toàn len keng, trương huyền cái kia huynh đệ. Toàn huynh đệ, đại hạ hoàng chủ mùa hè hầu đi vào toàn len keng bên cạnh. A-di-đà Phật, hạ hoàng chủ có lý, toàn len keng đứng dậy, hướng mùa hè hầu hơi hơi không người. Mùa hè hầu nhìn toàn len keng bộ dáng, có chút ngây người, này không phải hắn biết nói cái kia đầu chọc hòa thượng. Toàn len keng hơi hơi mỉm cười, từ hôm nay trở đi, ta toàn len keng sẽ tại đây rượu thạch thành bên, thành kính cầu nguyện, vì ta ca rửa sạch tội nhiệt. Tội nhiệt một ngày không trừ, ta toàn len ken một ngày không rời đi. Trong lúc này, không chạm vào thực, không chạm vào vật. Toàn len ken nói xong, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới, chắp tay trước ngực, niệm tụng kinh văn. Mùa hè hầu nhìn toàn len ken bộ dáng, thở dài một tiếng. Càng là tu vi cao siêu người, càng sẽ không tùy ý tạo hạ sát nhiệt. Tất cả mọi người rõ ràng, tới rồi mỗi ngày về sau, muốn cường đại, chỉ có lĩnh ngộ thiên đạo, trương huyền như vậy tạo hạ ngập trời sát nhiệt, chính là cùng thiên là địch chẳng sợ thiên đạo không hàng phạt, hắn cũng cả đời vọng tưởng đụng vào thiên đạo, thực lực cũng sẽ ngày càng tiêu giảm. Nhưng này một sớm tàn sát 30 vạn người tội nhiệt, nơi nào là dễ dàng như vậy rửa sạch. Mùa hè hầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia sỏ xuyên qua toàn bộ đại ngàn giới một đạo hàn mang, chỉ sợ chính là Trương Huyền cuối cùng không cam lòng đi. Một lần thiên tài Trương Huyền, nhất định phải như vậy bình thường. Nghiệp lực quấn thân, chỉ sợ, sống không được nhiều ít năm. Đi vào rượu thạch thành người, lại lần nữa rời đi, đối với Trương Huyền sự, có người thực để bụng, muốn nhanh chóng chu sát Trương Huyền, bắt được thiên đạo công đức, cũng có người nghĩ phải chờ đợi, rốt cuộc này Trương Huyền quá cường, nhất kiếm xé trời, ai có thể làm được. Bọn họ muốn chờ một ít thời gian, chờ đến Trương Huyền chậm rãi suy yếu đi xuống, lại khiêu chiến. Cũng có người, cũng không muốn giết Trương Huyền, nhưng mùa hè hầu chờ, bọn họ trở về tiếp tục bế quan, chờ đợi vùng cấm phong ấn giải trừ kia một ngày, chậm thì ba năm nhiều thì 10 năm, thời gian này phi thường không đủ dùng, nếu không có lần này thiên đạo phát lệnh, bọn họ cũng sẽ không từ chết quan trung ra tới. Trên bầu trời huyết vân như cũ, phu sơn bên trong. Tà thần đứng ở hư vô đại trận phía trước. Tiền bối, người nắm chắc được bao nhiêu phần, Chessia à nhìn về phía tà thần. Tà thần trầm mặc hồi lâu, hóa thành hình người thân thể vươn ba ngón tay. Chessia à nhíu mày, tam thành. Chessia à biết tà thần phải làm sự, nếu chỉ có tam thành xác suất thành công, thật sự là quá nguy hiểm. Ta thần khẽ lắc đầu, 3%. Này, Chelsea cả kinh, tiền bối, nếu chỉ là như vậy. Không cần phải nói, ta thần ngăn trở Chelsea nói, "Trương tiểu tử, tàn sát 30 vạn, là vì này thiên hạ, hắn không nên lưng đeo này tội nhiệt, ta cùng hắn chi gian cũng coi như là không đánh không quen nhau, muốn nói ở mấy năm trước, ta còn ở tại tiểu tử này trong thân thể đâu." hiện tại như thế nào có thể xem hắn bị này thiên đạo quy tắc sở tra tấn, ngay cả toàn len keng đều cấm thực niệm kinh, chỉ vì nhiều thế trương tiểu tử rửa sạch như vậy một tia tội nghiệt, ta làm này đó mà thôi, không tính cái gì, ta thần linh thân thể. Bất tử bất diệt, chẳng sợ thất bại, bất quá là lại ngủ say ngàn năm thôi. Ta thần vòng trận một vòng, này hư vô đại trận, lai lịch quá khủng bố, bên trong ẩn chứa lực lược, làm ta tiềm thức đều cảm thấy sợ hãi, này thuyết minh chẳng sợ toàn thịnh thời kỳ ta, đều sẽ bị này hư vô đại trận sở uy hiếp nơi này tồn tại thượng cổ lực lượng nếu có thể điều động ta lấy thời gian ý chí phối hợp nói không chừng có thể vượt qua thời gian sông dài trở về tàn sát dân trong thành phía trước như vậy trương tiểu tử liền sẽ không bị này thiên đạo sở tra tấn tuy nói thiên có cửu trọng nhưng nghiệp lực cùng tội nhiệt sẽ vĩnh cửu quấn thân trương tiểu tử lai lịch phi phàm hắn không thể dừng bước tại đây tiểu nha đầu người cũng không nghĩ ngươi trương huyền ca ca vô địch lộ như vậy kết thúc đi ta thần dứt lời một chân bước vào trước mặt hư vô đại trận bên trong, đồng thời thời gian chi lực phát ra, tràn ngập cả tòa đại trận. Chessia à, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tà thần này căn bản là không phải cùng nàng thương lược, tà thần này một cách làm, trực tiếp làm hư vô đại trận làm ra phản kháng, mạnh mẽ làm hư vô đại trận vận chuyển. Tiểu nha đầu, khởi trận. Tà thần hét lớn một tiếng. Chessia à, không có lựa chọn, nàng đối hư vô đại trận, bản thân liền không thể hoàn mỹ khống chế, hiện tại tà thần mạnh mẽ thúc giục hư vô đại trận, chính mình nếu không phối hợp hắn, lấy tà thần hiện giờ trạng thái, chỉ biết linh thể tán loạn, lại lần nữa biến thành kia hồn thể mảnh nhỏ. Chessia trong tay kết ấn, hư vô đại trận phát ra màu lam nhạt quang mang, này màu lam nhạt quang mang phóng lên cao, trực tiếp đem tà thần thân ảnh cắn nuốt. Mấy phút đồng hồ sau, tà thần thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hư vô đại trận bên trong. Chessia biết, tà thần đây là dựa vào hư không chi lực, hơn nữa chính hắn thời gian căn nguyên, vượt qua thời gian sông dài bên trong, nhưng từ thái cổ bắt đầu, vô số tuế nguyệt sông dài, tà thần sẽ xuất hiện ở đâu, hoặc là bị lạc ở trên hư không bên trong, đều có khả năng. Chessia đứng ở tại chỗ, nhìn tà thần biến mất, nàng vẫy vẫy cánh tay ngọc, đem này hư vô đại trận thu hồi, ngẩng đầu nhìn mắt kia bao phủ toàn bộ đại ngàn giới huyết vân, Chessia đột nhiên xoay người, chiều kia sơn gian đi đến. Ở vu sơn phía trên, có một tòa đại môn, nhưng chắc huyết mạch. Chessia đi vào kia đại môn phía trước, nhìn trước mắt này tòa đại môn, bất đồng huyết mạch sẽ khiến cho đại môn bất đồng biến hóa. Toàn len khen huyết mạch, từng làm này đại môn, hóa thành kim hoàng. Triệu cực huyết mạch, làm này đại môn, hình thành hắc bạch hai sắc. Mà trương huyền huyết mạch đáng sợ, trực tiếp làm đại môn thiêu đốt, hơn nữa xuất hiện hình ảnh, đó là huyết mạch ký ức, chỉ có thế gian này cao cấp nhất huyết mạch mới có thể xuất hiện huyết mạch ký ức. Giống vậy thiên địa sơ khai khi ra đời thần thú, thánh thú, vừa sinh ra, liền nắm giữ thần thông, này đó là huyết mạch ký ức. Huyết mạch ký ức, đại biểu, chính là chân chính thiên vận, thiên mệnh. Cho dù là hồng tộc thánh nhân, sau đó người đều không có huyết mạch ký ức, chỉ có thánh nhân chuyển thế, huyết mạch tiếp cận phản tổ, mới có thể sẽ thức tỉnh một ít ký ức. Chessia tóc bạc áo choàng đi chân trần đạp lên mặt đất, nàng đứng ở trước đại môn, vươn ra tay ngọc, nhẹ nhàng đụng vào đại môn. Đường Chessia tay phóng tới trên cửa lớn sau, đại môn cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Có thể làm đại môn không có phản ứng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là đụng vào đại môn người, không cụ bị bất luận cái gì huyết mạch, chính là một người bình thường, nếu không, chẳng sợ như là thủy tổ nơi triệu gia chi lưu, một khi đụng vào đại môn, cũng sẽ làm đại môn cấp ra phản ứng. Chessia kia trương tuyệt mỹ trên mặt, không có chút nào ngoài ý muốn chi sắc, liền thấy nàng hơi hơi về phía trước một bước, mà chính là này một bước nhỏ, trước mắt đại môn, thế nhưng bị Chessia, đẩy ra. Không có một chút ít cố sức, liền rất tự nhiên giống nhau, đại môn bị đẩy ra. Nếu là tà thần tại đây, thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ cả kinh linh thể tán loạn, tuy là tà thần chính mình, đều không cần tưởng lay động này đại môn một chút ít. Ở tà thần nhận chi, này phiến đại môn là không có khả năng mở ra, nhưng hiện tại, đại môn thế nhưng bị mở ra. Đại môn mở ra, chỉ có một loại khả năng, đó chính là đẩy ra đại môn người, sở có được huyết mạch. Này đại môn, có thể kiểm tra đo lường thiên hạ huyết mạch, cấp ra hồi quỹ, có thể mở ra đại môn người, chính là này thiên hạ vô số huyết mạch ngọn nguồn. Lai lịch, không thể nói. Cái kia huyết mạch, là toàn bộ đại ngàn giới đều nhận không nổi, ở đại ngàn giới, căn bản vô pháp phun ra kia hai chữ. Sau đại môn phương, là một mảnh hư không, Chessia một bước bước vào trong hư không, hư không che giấu thân thể của nàng, mà kia đại môn lại chậm rãi khép lại Ai cũng không nhìn thấy Ở kia vu sơn phía trên huyết phân giữa Thế nhưng mở một con mắt to Kia đôi mắt nhìn chầm chầm vu sơn Chờ đến Chessia hoàn toàn đi vào đại môn lúc sau Kia con mắt mới biến mất Không phải không ai sẽ đi chú ý vu sơn Mà là này mắt to chủ nhân Đã siêu việt cái này duy độ Đại ngàn giới người căn bản vô pháp phát hiện hắn Giống như là con kiến cho rằng Đèn đường chính là thái dương giả chắc giống nhau Vu sơn khôi phục yên tĩnh đại ngàn giới lại một mảnh xô trào đại ngàn giới lâm vào tìm kiếm trương huyền nhiệt chiều giữa quá nhiều người đều muốn tìm đến trương huyền giết chết hắn bảy trọng thần tộc đạm đài tinh thần lộ diện dọa rất nhiều người nhảy dựng rốt cuộc lúc trước đạm đài tinh thần đã chết ở thánh triều mọi người đều biết hiện giờ đạm đài tinh thần lộ diện hắn cường đại ngay cả thánh hoàng chủ đều nói chính mình chỉ sợ không phải đạm đài tinh thần đối thủ đạm đài tinh thần một lộ diện liền phải tìm Trương Huyền, hắn nói không hy vọng Trương Huyền gầy yếu đi xuống lúc sau lại giao thủ, hắn tưởng hiện tại cùng Trương Huyền một trận chiến, ở Trương Huyền hiện giờ mạnh nhất trạng thái hạ, đem Trương Huyền chạm với chính mình thần lôi. Cái kia thần bí thả cường đại tổ chức Thánh chữ thập cúng ra mặt, muốn chọc nã Trương Huyền. Cùng lúc đó, một ít thần bí cao thủ đều lộ diện, muốn sát Trương Huyền, muốn cùng Trương Huyền một trận chiến. Trương Huyền làm thiên đạo hàng phạt, nhất kiếm xé trời, hiện tại Trương Huyền thậm chí đã trở thành một cái cọc tiêu, trẻ tuổi nếu nói chính mình cường, vậy thử xem đi theo hiện tại Trương Huyền một trận chiến, nếu có thể chém giết Trương Huyền, mới là thật sự cường, nếu không, liền tính bại Tấn Thiên Hạ sở hữu cường giả, ở trẻ tuổi lĩnh vực, như cũng có một cái tên là Trương Huyền người, cưỡng chế mọi người một đầu. Muốn tìm Trương Huyền người rất nhiều, nhưng kết quả lại là làm đại đa số người thất vọng, không có người biết Trương Huyền đi nơi nào, không có người biết Trương Huyền hành tung. Thánh chữ thập huynh lực tìm kiếm lại liền chút nào tin tức đều không có cái kia danh chấn thiên hạ trương huyền phảng phất trên thế giới này biến mất giống nhau có người nói trương huyền đã chết suốt một năm thời gian trương huyền đều là tin tức toàn vô ở các thành phố lớn trên tường thành đều dán đầy tìm kiếm trương huyền treo giải thưởng thậm chí không cần nhìn thấy trương huyền người chỉ cần có thể cung cấp như vậy một chút hữu dụng manh mối liền có cách sổ tiền thưởng này một năm có một đạo thân ảnh giống như điên rồi giống nhau hắn du tẩu toàn bộ đại ngàn giới, trong miệng chỉ biết kêu một câu. Ta huynh đệ trương huyền, là vì chém giết vùng cấm sinh vật mới tàn sát dân trong thành 30 vạn, hiện giờ dáng xuống thiên phạt, ta triệu cực không phục. Một năm thời gian, triệu cực trên mặt lại mọc đầy hồ cha, ở nguyên linh thành tu bổ đầu tóc lại trở nên vô cùng hỗn độn ở trương huyền biến mất này một năm thời gian, hắn hành tẩu mỗi một tòa thành thị, đều sẽ hô lên nói như vậy, hắn phải vì trương huyền thoát tội, hắn muốn nói cho người trong thiên hạ, Trương Huyền tàn sát dân trong thành, không phải vì mình, là vì này thiên hạ. Một năm thời gian, Diệu Thạch Thành phế tích thượng, phế tích đã là biến mất, thì cốt cũng bị người xử lý, nhưng Toàn Len Keng như cũng ngồi xếp bằng ở nơi đó. Trong miệng tụng kinh, hắn mập mạp thân thể trở nên gầy ốm rất nhiều, hắn môi khô nứt, này một năm, hắn thật sự không có cấm thực, hắn liền ngồi ở chỗ này tụng kinh, đối với Toàn Len Keng hiện giờ thực lực mà nói, hoàn toàn có thể lấy linh khí cung cấp nuôi dưỡng thân thể sẽ không tử vong, nhưng không ăn không uống, cũng sẽ làm thân thể đã chịu bị thương nặng. Linh khí chỉ có thể bảo đảm hắn không chết, nhưng không thể cung cấp bất luận cái gì chất dinh dưỡng. Nhưng này một năm thời gian, không chung như cũ huyết vân tràn ngập, này đại ngàn giới, suốt một năm thời gian, không có ban ngày đêm tối, muốn phân biệt ban ngày đêm tối, chỉ có một biện pháp, từ kia đến liệt thiên vết kiếm giữa, có thể nhìn đến bạch cùng hắc. Một năm thời gian, những cái đó cường đại hạng người không có đỉnh chỉ quá đối trương huyền tìm kiếm, nhưng không có một chút manh mối. Một năm trước, hồng tộc thánh nhân chuyển thế lâm thanh hạc, rèn luyện hồng trần, thể nghiệm nhân sinh trăm thái, thượng một năm, nàng là một người tiêu sư, thực lực áp chế đến thần kiều, cảm nhận được bình thường võ giả hành tẩu thế giới này khó khăn. Này một năm, nàng không phải tiêu sư, mà là trở thành một người tiệm rượu trưởng quầy, không có bất luận cái gì thực lực bằng thân, không có ở thủy tổ nơi lâm thị gia tộc cho nàng mang đến tiện lợi, nàng chỉ có thể từ đầu làm lên, thể nghiệm một cái thương nhân ở vân lôi vương chiều một tòa hẻo lánh tiểu thành giữa lâm thanh hạm đi ở trên đường phố nhìn chung quanh trên tường rán đều là về trương huyền treo giải thưởng lâm thanh hạm mắt to bên trong có chứa vài phần nghi hoặc lẩm bẩm nói như thế nào toàn thế giới lại đang tìm kiếm hắn lâm thanh hạm này thanh lẩm bẩm qua đi vài giây nàng đột nhiên phản ứng lại đây một vấn đề ta vì cái gì sẽ nói lại lâm thanh hạm lắc lắc đầu nàng thấy trương huyền cảm thấy tiếc hận lúc trước ở nguyên linh thành đại chiến trẻ thú là lúc, Lâm Thanh Hạm cũng ở, rõ ràng minh bạch này vùng cấm sinh vật có bao nhiêu đáng sợ. Trương huyền tuy tàn sát diệu thạch thành 30 vạn, nhưng nếu làm vùng cấm sinh vật chạy thoát, trưởng thành lên, kia tạo thành giết chóc, đã có thể không chỉ là 30 vạn đơn giản như vậy. Nhất chiêu diệt tấn diệu thạch thành, việc này không thể nói trương huyền làm đối, nhưng cũng không thể nói trương huyền làm sai. Đối với thiếu niên này thiên kiêu, Lâm Thanh Hạm cảm thấy tiếc hận. Lâm Thanh Hạm thu hồi suy nghĩ, trở lại từ quán giữa, phía trước ở thủy tổ nơi, Lâm Thị sinh ý làm rất lớn, Lâm Thanh Hạm có cao minh kinh thương đầu óc, nhưng đó là ở có được Lâm Thị làm bối cảnh dưới tình huống. Hiện giờ Lâm Thanh Hạm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khai một cái tử quán, rõ ràng cảm nhận được này trong đó không dễ. Trường quầy, một bầu rượu, một cái kẻ lưu lạc nghiêng ngả lảo đảo đi vào tử quán giữa, đầy người say khí. Chờ một lát, Lâm Thanh Hạm đứng ở sau quầy tính sổ, không có ngẩng đầu ok kẻ lưu lạc nói một câu ở đại ngàn giới không có khả năng xuất hiện nói là một cái thời thượng thủ thế lâm thanh hạm một cả kinh nàng ngẩng đầu xem trước mắt này kẻ lưu lạc tóc tán loạn bởi vì thời gian dài không có rửa sạch kết thành một sợi một sợi phá lệ lôi thôi quần áo càng là rách nát trên người tản ra một cổ khó nghe khí vị từ quán nội một ít khách hàng tất cả đều che lại cái mũi trốn tránh kẻ lưu lạc này kẻ lưu lạc hai mắt phần đục thần thức không rõ không có bất luận cái gì hình tượng ngồi ở tử quán nội ghế trên, giống người điên giống nhau. Tuy là kẻ lưu lạc như thế bộ dáng, Lâm Thanh Hạm cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là cái kia biến mất suốt một năm Trương Huyền. Nhìn đến Trương Huyền dáng vẻ này, Lâm Thanh Hạm trong lòng, không ngọn nguồn cảm thấy một mặt đau lòng, nàng chính mình cũng không biết trong lòng vì sao sinh ra ý nghĩ như vậy, giống như ở tiềm thức chung, chính mình cùng người này, thực thân mật. Nhìn thấy Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm cũng không có lộ ra, nàng hơi hơi mỉm cười, đem chuẩn bị tốt rượu đặt lên bàn. Trương Huyền cầm lấy bầu rượu, biên cuồng chiều trong miệng rót đi, uống ít điểm đi, có phòng cho khách. Tại đây nghỉ ngơi mấy ngày, này một năm, người hẳn là không thiếu chạy loạn. Lâm Thanh Hạm liền ở Trương Huyền này Trương bàn tiệc trước ngồi xuống. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Trương Huyền ngẩng đầu, thấy được trước mắt Lâm Thanh Hạm, ở nhìn đến nữ nhân ánh mắt đầu tiên, Trương Huyền theo bản năng vươn tay giữ chặt nữ nhân hảo cổ tay lão bà ta rất nhớ ngươi lâm thanh hạm trong mắt sinh ra nghi hoặc đem thủ đoạn từ trương huyền trong tay rút ra trương thiếu hiệp ngươi cũng là từ thủy tổ nơi tới nhìn lâm thanh hạm bộ dáng trương huyền tự diếu cười cười cũng đúng ngươi cái gì đều không nhớ rõ cái gì đều không nhớ rõ a à. trương huyền nâng lên vò rượu điên cuồng chiều trong miệng rót đi đương cuối cùng một giọt rượu biến mất trương huyền đem vò rượu tùy tay một tạp ở vò rượu vỡ vụn trong tiếng Trương Huyền đứng dậy, bước nhanh đi ra tử quán. Liền ở Trương Huyền một chân mới bước ra tử quán Đại Môn Khi, có ba đạo nam tính thân ảnh đi vào tử quán nội. Lâm trưởng quầy, ô ô ô, hai ngày không gặp, lại biến xinh đẹp. Như vậy một cái đại mỹ nhân, mỗi ngày thủ này tiểu tử quán, thật là đáng tiếc, muốn hay không cùng ca mấy cái hảo hảo chơi một chút ha. À? Theo chúng ta, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng, tại đây vật khoa thành, người nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái gì đó. Ba người thanh âm rất lớn, ánh mắt tất cả đều ở Lâm Thanh Hạm trên người đánh giá. Có chút bản thân muốn vào tử quán người, nhìn thấy này ba người, lập tức quay đầu, chiều địa phương khác đi đến. Tử quán nội khách hàng, chỉ là nhìn ba người liếc mắt một cái, liền lập tức cúi đầu, buông linh thạch, rượu cũng không uống, nhanh chóng rời đi tử quán. Lâm Thanh Hạm nhìn ba người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, ra tiếng nói, "Ba vị, lời nói ta phía trước đã nói được rất rõ ràng." nếu các ngươi khăng khăng ở ta này quấy rối nói, ta chỉ có thể đi tìm thành chủ nói nói. Thành chủ, một người nam tính nghe được lời này, lập tức cười to ra tiếng, lâm trưởng quầy, người cũng biết ta là ai. Thành chủ chính là ta thúc thúc, hảo a, à, người có thể đi tìm hắn, xem hắn nói như thế nào. Dư lại hai gã nam tính cười ha ha. Ba người nói, liền chiều lâm thanh hạm đi đến. Vốn đã một chân bán ra tử quán trương huyền định rồi xuống dưới, hắn mở miệng, Thanh âm rõ ràng truyền tiến từ quán giữa, các người ba người, ai lại đi phía trước một bước, ai liền chết. Trương Huyền nói thẳng bước ba người trong tai. Trong đó một người quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền, lộ ra chán ghét cùng khinh thường, từ đâu ra chó điên, lăn một bên đi. Người này nói xong, đương trường về phía trước một bước. Mà liền tại đây người một bước bán ra nháy mắt, thân thể nháy mắt nổ mạnh mở ra, máu tươi phun ở tử quán nội nơi nơi đều là. Ta nói ai về phía trước một bước, ai liền chết. Trương Huyền như cũ đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, động đều không có động quá. Còn lại hai gã nam tính dọa một cái, kia tự xưng là thành chủ người nhà nam nhân, hướng mặt khác một người đồng bạn đưa mắt ra hiệu. Người nọ nuốt khẩu nước bọt, tụ tập linh khí, bay thẳng đến Trương Huyền phóng đi. Các ngươi những người này, đáng chết ở vùng cấm sinh vật thủ hạ mới đúng. Trương Huyền nhắm hai mắt, hướng hắn vào tới người này, trực tiếp bạo toái. Người khác vô pháp thấy, Trương Huyền thân thể chung quanh, vốn đã kinh ảm đạm một ít sứ tợn lệ quỷ mặt, lại một lần ngưng thật lên, quấn quanh Trương Huyền. Mỗi giết một người, Trương Huyền trên người nghiệp lực, liền sẽ càng thêm khủng bố tích lũy. Tự xưng thành chủ người nhà nam nhân kia nhìn hai gã đồng bạn liên tiếp bạo toái, sợ so tới mức một mông ngồi dưới đất, đùi chỗ đã ướt, một cổ tao xú vị truyền ra tới, hắn run run rẩy rẩy chiều tử quán ngoại bò đi, vừa ra tử quán, lão đảo đứng dậy, điên cuồng chiều thành chủ phủ chạy tới, trong miệng kêu, cứu mạng. Giết người, giết người. Liền trong khu vực quản lý phát sinh hết thảy bị Lâm Thanh Hạm xem ở trong mắt, nàng cũng không có bị này cảnh tượng dọa đến. Nhìn cửa Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm nói, Trương Thiếu Hiệp, ta biết người tình huống hiện tại, người cũng biết ta tình huống, ta tự phong tu vi, rèn luyện hồng trần, không đại biểu vô pháp giải quyết những việc này, người không cần thiết như vậy. Ha ha, Trương Huyền tự giễu cười, người không biết ta tình huống, đồng dạng, người cũng không biết tình huống của ngươi, Ta biết ngươi là hồng tộc thánh nhân thì tính sao? Ở trong mắt ta, ngươi chính là Lâm Thanh Hạm, chẳng sợ ngươi là Thiên Vương lão tử, cũng không có nói, làm ta nhìn người khác khi dễ ngươi đạo lý. Lâm Thanh Hạm tràn ngập khó hiểu, nàng có điểm không rõ, chính mình cùng Trương Huyền chưa thấy qua vài lần mặt, liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, hắn vì sao như vậy? Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, Trương thiếu hiệp, hắn đi tìm thành chủ, lập tức sẽ có người tới rồi, đối với ngươi sẽ tạo thành phiền toái, ngươi trước rời đi đi thành chủ mà thôi, lại không phải không có giết quá. Trương Huyền trực tiếp ở tử quán cửa ngồi xuống, lâm trưởng quầy, lại cho ta tới bầu rượu, nếu rèn luyện hồng trần, không có không kiếm tiền đạo lý đi. Trương Huyền nói, đánh ra mấy khối linh thạch. Lâm thanh hạm từ quầy chung lấy ra một vò rượu, Trương Thiếu Hiệp, người nên biết, người đối mặt, không ngừng là một cái thành chủ. Ta chỉ biết, tại đây đại ngàn giới, ta không muốn chết, không ai có thể giết ta. Trương Huyền trên người, bày ra ra cường đại tự tin. Trương Huyền ngồi ở tử quán cửa, cầm trong tay một cái vỏ rượu, thỉnh thoảng uống thượng một ngụm. chung quanh người ánh mắt liên tiếp chiều bên này xem ra. Ai dám ở ta vật khoa thành dương oai? Một đạo tiếng hô vang lên, từ thành chủ phủ phương hướng chuyển đến, liền thấy một người người mặc áo giáp trung niên nam nhân, cầm trong tay một phen cương đao, đi nhanh chiều tử quán nơi này đi tới. Tại đây áo giáp trung niên nam nhân phía sau, còn đi theo rất nhiều thân ảnh, là vật khoa thành vệ binh. Thành chủ người nhà đi viện binh, gần nhất chính là vật khoa thành thống lĩnh, có được bát phân cấp bậc thực lực, thực đáng sợ. Này áo giáp trung niên cầm trong tay trường đao, đi vào tử quán trước, rất nhiều vệ binh xông tới, hoàn toàn vây quanh tử quán. Vừa rồi kia được xưng thành chủ là hắn thúc thúc nam tính, lúc này đi theo này áo giáp trung niên bên cạnh, vẻ mặt đắc ý nhìn Trương Huyền, hoàn toàn không có vừa rồi bị dọa nước tiểu kia phó di ông dạng. Áo giáp trung niên cầm đao nhìn Trương Huyền, cũng không có trực tiếp động thủ bởi vì hắn phát hiện, chính mình thế nhưng nhìn không ra trước mặt cái này ăn mày sâu cạn, cái này làm cho hắn không dám vọng động. Trương Huyền xem cũng chưa xem ra người liếc mắt một cái, như cũng ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng dơ lên vào rượu, uống thượng một ngụm. Tôn thống lĩnh, người còn đứng tại đây làm gì, mau cho ta đi lên chém chết hắn. Kia nam tính mở miệng. Hắn kêu tưởng phong, đối ngoại tuyên bố này vật khoa thành thành chủ là hắn thúc thúc, kỳ thật hắn chính là này thành chủ tư sinh tử, bằng không cũng không có khả năng trực tiếp điều một người thống lĩnh lại đây. Tôn thống lĩnh nhíu mày, trường đao một hoành, hướng Trương Huyền nói, ta mặc kệ ngươi là người nào, ở ta vật khoa thành dương oai giết người, phải đền tội. Đền tội đền tội, Trương Huyền lẩm bẩm này hai chữ, đột nhiên cười to ra tiếng, ha 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 ha, hảo một cái đền tội, hảo một cái đền tội a. À. Sở hữu đường hoàng lý do thoái thác, đều có thể dùng một cái đền tội, hành, ta liền ngồi ở chỗ này, người nếu muốn cho ta đền tội, đại nhưng tiến lên đây. Trương Huyền đột nhiên ngẩng đầu, kia một đôi mắt xuyên thấu qua tán loạn đầu tóc, nhìn thẳng tôn thống lĩnh. Tôn thống lĩnh ở bị này hai mắt mắt nhìn thẳng nháy mắt, theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh sợ ướt nhẹp, hắn lại có một loại bị giã thú sở theo dõi cảm giác, ở kia hai mắt mắt giữa, tôn thống lĩnh nhìn đến chính là thị huyết, là giết chóc. Loại cảm giác này, làm tôn thống lĩnh trong lòng phát lạnh, hắn không biết trước mặt người này là cái gì thân phận, nhưng tuyệt đối không phải một cái ăn mày đơn giản như vậy, Tôn Thống Lĩnh thượng qua chiến trường, hắn minh bạch, loại này ánh mắt là không có biện pháp giả vờ, đó là ở trường kỳ giết chóc giữa tự nhiên hình thành. Tôn Thống Lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói, "Các hạ, ta không biết ta Vật Khoa Thành nơi nào đắc tội ngươi, nhưng hôm nay việc này, ta làm Vật Khoa Thành thống lĩnh, yêu cầu một công đạo." Tôn Thống Lĩnh nói như vậy, là đã ở nhận túng. Ta gặp được nên giết người liền sát, nào có cái gì công đạo này mấy người, rõ như ban ngày dưới, đùa giỡn phụ nữ, ta giết bọn họ lại như thế nào. Trương huyền quơ quơ trong tay vò rượu, sau đó tùy tay một ném, vò rượu liền ở tôn thống lĩnh dưới chân vỡ ra. Tôn thống lĩnh nhìn dưới chân vỡ vụn vò rượu, hít sâu một hơi, các hạ, một khi đã như vậy, ta liền nhiều có đắc tội. Tôn thống lĩnh khi nói chuyện, linh khí ở mũi đao thượng ngưng tụ. Trương huyền khóe miệng một liệt, nhìn dáng vẻ, loại chuyện này, ở các người vật khoa thành, còn tính thường thấy, Ngươi một vị thống lĩnh đều như vậy bao che, kia thành chủ lại là cái gì bộ dáng? Ta là bộ dáng gì, còn không tới phiên ngươi một cái ăn mày tại đây nói ra nói vào." Có a à tiếng vang lên, liền thấy ba đạo thân ảnh lăng không mà đến, chính là này vật khoa thành thành chủ. Này thành chủ nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng, thân xuyên trường bào, sở bày ra ra tới thực lực, là tuyệt đối mỗi ngày cảnh. Mà đi theo thành chủ bên cạnh hai người, cũng đều là nửa bước mỗi ngày. Tại đây tòa xa xôi tiểu thành, có này phân thực lực, đã có thể nói là khu vực này vô địch. Không giống như là diệu thạch thành cái loại này đại thành, bên trong thành năm tên mỗi ngày. Ở vật khoa thành, thành chủ chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, tại đây núi cao hoàng đế xa địa phương, vật khoa thành chủ chính là nơi này thổ hoàng đế. Trương huyền hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ngự không mà đến ba người, hắn lắc lắc đầu, quả nhiên, liền giống như nó theo như lời như vậy, cũng không phải mọi người, đều đáng giá đi cứu, thân là thành chủ, như thế hành sự, ta tưởng, này vật khoa thành, không có gì tồn tại tất yếu. Vật khoa thành chủ lông mày một hoành, một cái ăn mày mà thôi, thật lớn khẩu khí, nói ta vật khoa thành không tồn tại tất yếu. Tưởng phong cười lạnh một tiếng, ăn mày, người có phải hay không quá đem chính mình đương cá nhân vật. Người cũng coi trọng tử quán nội này tiểu nương ra, hiện tại cường xuất đầu, không nhìn xem chính mình là thứ gì. Trương Huyền không để ý tới tưởng phong, tiếp tục hỏi hướng Vật khoa thành chủ, ta hỏi ngươi, ngươi trong thành người này, đùa giỡn phụ nữ, ngươi làm thành chủ, thật sự mặc kệ sao? "Quản, ta quản mặc kệ, là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu." Vật khoa thành chủ trên mặt treo cười lạnh. Lúc này, chung quanh có rất nhiều Vật khoa thành cư dân, mà thành chủ coi như nhiều người như vậy mặt, nói ra lời này tới. Trương Huyền lại xem chung quanh cư dân, một đám hiển nhiên đều thói quen giống nhau, không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn thần sắc đứng ở chỗ này, nhìn tử quán, chính là đang xem diễn. Trương Huyền lắc lắc đầu, đứng dậy, có một câu, dưới tổ lật không có chứng lành, nhưng ta phát hiện, cũng không giống như là tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Nếu thế gian này, tất cả mọi người là sự không liên quan mình cao cao treo lên, nào còn có như vậy nhiều chuyện phiền toái, đến phiên người chết, người chết thì tốt rồi, đúng không? Phí nói cái gì, tưởng phong mắng to một tiếng. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bóng dáng, nàng từ tử quán nội đi ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Vật Khoa Thành chủ, mở miệng nói, "Thành chủ, ta kiến nghị, vẫn là không cần đem việc này nháo rất tốt, nháo lớn, đối với ai đều không phải cái gì chuyện tốt." "Ha ha, nháo đại thì thế nào?" Vật Khoa Thành chủ hiển nhiên là kiêu ngạo quán, hắn đánh giá liếc mắt một cái Lâm Thanh Hạc, lại nhìn nhìn Tưởng Phong, "Nơi này là Vật Khoa Thành, ở chỗ này, ta nói tính. Một năm trước, cũng có người cùng ta nói rồi đồng dạng lời nói." Trương Huyền hơi hơi mỉm cười kỳ thật này một năm ta đều suy nghĩ, ta lúc ấy làm, rốt cuộc là có đúng hay không, nhưng hiện tại ta phát hiện, kỳ thật không có cái gọi là đúng hay không vừa nói, cái gọi là đáng thương, cái gọi là vô tội, này đó đều là chính mình tạo thành, trên đời này thực sự có vô tội người sao. Cái gọi là vô tội, chính là ở sự không liên quan mình là lúc, lựa chọn chờ đợi, lựa chọn tiếp thu kết quả, mà một khi kết quả này với hắn không phải chuyện tốt, liền hô lên vô tội hai chữ. Trung quanh người lạnh nhạt biểu tình Trương Huyền xem ở trong mắt, đối với loại chuyện này, không ai biểu hiện ra khó chịu, không ai biểu hiện ra lên án công khai, mọi người đều đang chờ xem náo nhiệt, chờ xem tưởng phong sông vào tử quán, chờ trông cửa khẩu kêu hoa, bị vật khoa thành chủ chém giết. Trương Huyền hít sâu một hơi, ta trốn rồi một năm, tưởng rửa sạch tội nghiệt, kỳ thật hiện tại ngấm lại, này có gì có thể trốn, ta lại có tội nghiệt gì. Hiện tại ta, giống như sống, cũng chưa trước kiệt tùy tính đâu. Trương Huyền rũi người, tiếp tục nói. Ta có đôi khi đang hỏi chính mình, nếu lúc ấy, ta trực tiếp khoảnh khắc hơn 200 người, cũng sẽ không phát sinh mặt sau sự, ta ở tự trách, ta vì cái gì không có tàn nhẫn hạ cái kia tâm, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình làm sai, nhưng hiện tại ta phát hiện, ta cũng không có làm sai, tương phản, ta vẫn luôn đều tự cấp dư cơ hội, chân chính không quý trọng cơ hội, là chính bọn họ, ta điên rồi cũng hảo, nhập ma cũng hảo, dù sao, gặp được nên giết người, phải sát, không phải sao. Trên bầu trời, kia yên lặng một năm huyết phân, đột nhiên bắt đầu quấy, tầng mây mặt sau, có ẩm vang tiếng động vang lên. Trong giây lát, cuồng phong gào thét. Lâm thanh hạm sắc mặt biến đổi, nàng một bước tiến lên trước, đứng ở trương huyền trước người, nàng có thể cảm nhận được, trương huyền tâm cảnh, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đã xảy ra khủng bố biến hóa, ở vừa mới trương huyền tiến vào tử quán khi, trong mắt là vẩn đục, là mê mang. Mà hiện tại Trương Huyền, thế nhưng có muốn nhập ma dấu hiệu, hắn đối với thế giới này nhận chi, ở bắt đầu phát sinh biến hóa. Lâm Thành hạm tre ở trương huyền trước người, ngẩng đầu nhìn vật khoa thành chủ, lớn tiếng nói, vật khoa thành chủ, hiện tại tốc tốc dẫn người rời đi, nếu không này vật khoa thành đem khó giữ được. Vật khoa thành khó giữ được, vật khoa thành chủ cười lạnh một tiếng, ta đảo muốn nhìn một chút, hắn có thể như thế nào làm. Còn có thể tàn sát dân trong thành không thành. Vật khoa thành chủ, hoàn toàn không đem trương huyền để vào mắt, hắn không biết trước mắt người này thân phận. Nhưng vật khoa thành chủ không biết, Lâm Thanh hàm lại rõ ràng biết, lúc này nàng có thể cảm nhận được, Trương Huyền trên người, đang có một cổ khủng bố sát ý ở bò lên. Tàn sát dân trong thành 30 vạn, đã làm Trương Huyền trên người bị nghiệp lực quấn quanh, này đó nghiệp lực vô pháp chân chính giết chết Trương Huyền, nhưng lại có thể ở nào đó trình độ thượng phá hủy Trương Huyền ý chí. Một khi tiếp tục như vậy đi xuống, Trương Huyền chỉ sợ sẽ biến thành một đài hình người giết chóc máy móc, cho đến lúc này, hắn bản tính, liền hoàn toàn bị bị lạc rớt cảm thụ được trương huyền biến hóa, lâm thanh hạm trong lòng nôn nóng. Vật khoa thành chủ, đây là ta lời khuyên. Tiểu nữ oa, người cần gì tại đây cùng ta làm bộ làm tịch. Vật khoa thành chủ toàn là khinh thường, mỗi ngày thực lực, cấp cho hắn cũng đủ tự tin, này một cái kêu hoa, còn có thể phiên thiên không thành. Phiên thiên, lâm thanh hạm ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia tràn ngập huyết phân chi gian, một đạo chỗ hồng, lan tràn toàn bộ đại ngàn giới. Phiên thiên, trương huyền hắn chỉ sợ, thật sự có phiên thiên khả năng. Huyết phân giữa, sấm sét nổ vang. Cuồng phong thổi bay, đem Trương Huyền kia một đầu tán loạn đầu tóc thổi đến về phía sau Dương đi, lộ ra Trương Huyền gương mặt. Vật khoa thành chủ nhìn này dơ hề hề gương mặt, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua, cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại nói không nên lời, bất quá vật khoa thành chủ không để bụng, trên thế giới này người nhiều đi, luôn có như vậy chút gương mặt làm người quen thuộc. Trương Huyền phía sau, một cái mông lung hư ảnh đang ở ngưng tụ. Đủ rồi, Lâm Thanh hạm hét lớn một tiếng, một bước tiến lên trước, một lóng tay điểm ở Trương Huyền cái chán phía trên, Trương Huyền, người không thể lại giết. Đường Trương Huyền hai chữ xuất khẩu, trên bầu trời, trực tiếp có sấm xét nện xuống. Thiên Phạt vẫn luôn đều ở, chỉ là không có tìm được Trương Huyền, hiện giờ Trương Huyền hiện thân, Thiên Phạt cũng liền xuất hiện. Này sấm xét là hiện ra huyết hồng nhan sắc, trực tiếp đánh xuống, khủng bố tuyệt luân nhưng này có thể làm mỗi ngày cường giả đều hôi phi yên diệt sấm sét thế nhưng trực tiếp ở giữa không trung bị cắt đứt theo sau biến mất rớt cắt đứt sấm sét đúng là trương huyền phía sau kia mông lung cự ảnh kia cự ảnh nháy mắt ngưng thật hiện ra hắc hồng hai sắc nhìn kỹ này cự ảnh trong cơ thể phảng phất có máu ở lưu động hắn phất tay liền cắt đứt ngày đó phạt trương huyền anh linh vẫn luôn là chính hắn lúc trước ngày ấy nguyệt vì mắt cự ảnh là hắn thần thông thể hiện mà hiện giờ này cự ảnh chính là Trương Huyền trong lòng tư tưởng hóa thân, cuồng bạo, tà ác, tràn ngập máu tươi cùng giết chóc. Lâm Thanh Hạm nói, rõ ràng truyền tiến vật khoa thành chủ đám người trong tai. Vật khoa thành chủ bỗng nhiên cả kinh, Trương Huyền. Tên này, có thể nói tại đây một năm thời gian, hoàn toàn vang vọng đại ngàn giới. Mỗi người đều đang tìm kiếm Trương Huyền, Trương Huyền đại biểu chính là cái gì? Là cường đại, là giết chóc, là bạo ngược. Một đêm xác chết trôi 30 vạn, dẫn động thiên đạo hiệu lệnh thiên hạ chu sát nhất kiếm xé trời liên miên toàn bộ đại ngàn giới thử hỏi này đại ngàn giới có ai có thể làm được trương huyền chi danh thậm chí đã cùng vô địch móc nối vật khoa thành thành chủ hai chân mềm nhún thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống hắn trước tiên liền muốn trốn bao gồm kia tưởng phong phía trước có thành chủ chống lưng có vẻ thực kiêu ngạo mà khi nghe được trương huyền hai chữ nháy mắt sắc mặt liền trở nên vô cùng trắng bệch đây chính là Trương Huyền A. Là làm thiên đạo thi lệnh vô địch cường giả. Là một đêm đổ 30 vạn khủng bố ma đầu. Ai ngờ trêu chọc Trương Huyền, ai dám trêu chọc Trương Huyền. Trương Huyền xuất hiện ở vật khoa thành. Tin tức này bị hoàn toàn tuôn ra. Trên bầu trời, vật khoa thành chủ sắc mặt trắng bệch, thân thể đều ở phát run, hắn muốn trốn. Lại phát hiện chính mình ở trên bầu trời, liền động đều không thể nhúc nhích, một cổ khủng bố khí cơ phong tỏa hắn, làm hắn vô pháp chạy trốn vật khoa thành chủ, đáng chết. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, hắn không có bất luận cái gì động tác, nhưng hắn phía sau huyết hồng cự ảnh, lại là đánh ra một trường, nhìn như bình thường một trường, liền nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp đem giữa không trung vật khoa thành chủ chụp thành huyết vụ, bao gồm kia đi theo vật khoa thành chủ bên cạnh hai gã nửa bước mỗi ngày cường giả, cũng tất cả đều tuôn ra huyết vụ. Thế nhân đều nghe nói Trương Huyền cường đại, nhưng cụ thể rất mạnh, không người nhìn thấy, hôm nay, Trương Huyền cường đại, hiện ra ở thế nhân trước mắt, chỉ là một ý niệm, liền chém giết ba gã cường giả. Trên bầu trời, máu tươi phun tung tóe mà xuống, tưởng phong trừng lớn đôi mắt, sắp điên mất rồi, hắn phát ra khủng bố tiếng thét chói tai, muốn thoát đi nơi này. Tưởng phong điên cuồng chạy trốn, nhưng mới chạy ra đi hơn 10 mét, thân thể lại đột nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Lâm thanh hạm trên mặt khó coi, nàng ngón tay sáng lên kim sắc quang mang, chỉ ở trương huyền giữa mày, phát ra hét lớn, trương huyền, người thanh tỉnh một chút ngươi lại như vậy đi xuống, là muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Cùng thiên hạ là địch, Trương Huyền nhìn trước mắt Lâm Thanh Hạm, người đã quên, ta lại không phải, không làm như vậy quá. Một đóa thanh liên, ở Trương Huyền phía sau hiện hóa mà ra, này thanh liên dần dần hóa thành màu đen, màu đen giữa, lại trộn lẫn huyết hồng. Không chung giữa, kia ầm vang tiếng động càng thêm thường xuyên cùng điếc tai. Mà Lâm Thanh Hạm thân ảnh, thì tại giờ khắc này, bị chấn đến tung bay đi ra ngoài. Này một cổ lực lượng chỉ là trấn khai lâm thanh hạ, cũng không có thương đến nàng. Trương Huyền nhìn quét bốn phía, nhếch miệng cười, tiếp tục ở chỗ này xem náo nhiệt, đều sát. Trương Huyền lời này vừa ra, chung quanh người tứ tán phi trốn, một khắc đều không có dừng lại, mỗi người trên mặt đều mang theo hoảng sợ. Xem đi, Trương Huyền lẩm bẩm tự nói, như là nói cho chính mình nghe, lại như là nói cho kia thiên đạo đi nghe, mọi người, đương sinh tử không cùng bọn họ móc nối khi, bọn họ liền sẽ không làm ra cái gì phản ứng, cho nên, suốt cuộc ta ích kỷ, vẫn là bọn họ ích kỷ đâu. Audio điện tử võ tấn bền Vật khoa thành người ở tứ tán phi trốn Trương Huyền lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tôn thống lĩnh, cười nói, tuy rằng lập trường bất đồng, nhưng người hành động, cũng coi như là trợ trụ vi ngược, biết ta không giết người nguyên nhân là cái gì sao. Tôn thống lĩnh cả người mồ hôi lạnh, sợ tới mức không dám ra tiếng. Người hiểu tự hỏi, biết trước mắt sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, người biết sợ hãi, người hiểu đi nghiền ngẫm kết quả, cho nên ta nguyện ý cho người mười tức thời gian đi trốn, hiện tại, tính giờ bắt đầu. Trương Huyền dứt lời, vươn một ngón tay. Tôn thống lĩnh cơ hồ không hề do dự, phi thân liền trốn. Trong nháy mắt, Trương Huyền chung quanh, trừ bỏ lâm thanh hạm bên ngoài, đã không có người đứng, hoặc là chạy trốn, hoặc là chết mà này tòa vật khoa bên trong thành cư dân, đều ở điên cuồng chiều ngoài thành chạy trốn. Về Trương Huyền xuất hiện ở vật khoa thành tin tức, lập tức truyền bá đi ra ngoài. Như vậy nhiều người tìm một năm không có kết quả Trương Huyền xuất hiện ở vật khoa thành, tin tức này làm cho cả đại ngàn giới đều đã xảy ra động đất. Vô số cao thủ, ở trước tiên, chen chúc đi trước vật khoa thành. Một tòa ngày thường đều không người hỏi thăm tiểu thành, trong nháy mắt trở thành toàn bộ đại ngàn giới sủng nhi đang ở Diệu thạch thành địa chỉ của tụng kinh toàn len ken, nghe tới tin tức này khi, chỉ là mở to trợn mắt, như cũng ngồi xếp bằng ở nơi đó, niệm một tiếng A-di-đà Phật sau, tiếp tục tụng kinh. Mãn thế giới chạy vội triệu cực, giống như điên rồi giống nhau, hắn đi trước vật khoa thành, nói phải vì trương huyền chính danh. Thân là triệu cực nữ nhi triệu ninh, đồng dạng đi trước vật khoa thành. Mà ở kia vu sơn giữa, như cũng một mảnh yên tĩnh, có hai người từ vu sơn thượng rời đi, hiện giờ đã qua đi ước chừng một năm thời gian, như cũ không có trở về. Trương Huyền đứng ở vật khoa thành tử quán trước cửa. Lâm Thanh Hạm nhìn chung quanh bạo toái rất thi thể, hướng Trương Huyền nói, người còn muốn lưu tại này. Liền tại đây đợi đi, Trương Huyền hít sâu một hơi, có một số việc, cũng nên giải quyết mới đúng. Người tưởng như thế nào giải quyết, Lâm Thanh Hạm trong tay kết ấn, kim sắc trường bào biến ảo ở nàng trên người, nàng đầu đội kim quan, thực lực phục hồi như cũ, hiện giờ tình huống, không có biện pháp làm nàng tiếp tục rèn luyện hồng trần. Thiên đạo vô pháp oanh giết ta, cho nên mới truyền xuống hiệu lệnh, làm ta cùng với thiên hạ là địch, nếu thiên hạ không người có thể giết ta, này thiên đạo, sẽ làm ra cái gì lựa chọn đâu. Trương huyền trên mặt lộ ra một mặt hài hước tươi cười. Lâm thanh hạm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, người không cần thiết làm loại này nếm thử. Vì cái gì, liền bởi vì này thiên đạo, đến từ chính hồng tộc tổ tiên sao. Trương huyền ánh mắt phóng tới lâm thanh hạm trên người, tinh tế đánh giá, nói thật, ta thực chán ghét các ngươi hồng tộc thánh nhân, cũng thực chán ghét, người hiện tại này một thân giả dạng, mỗi người đều nói, thánh nhân tâm hệ thiên hạ, bày ra kết giới, bảo đại ngàn giới bình an, nếu thật là như thế, vì sao lại muốn ở đại ngàn giới bày ra hạn chế, làm mỗi người vô pháp siêu thoát. Này thật là bảo hộ đại ngàn giới, vẫn là vì thỏa mãn chính mình một chút tư dục. Lâm thanh hạ mày nhăn lại, quát lên, người có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản, trương huyền nhún vai, cái gọi là chuyển thế chi ngôn, người tin sao? người nếu là hồng tộc thánh nhân chuyển thế, kia phát hào thiên lệnh người lại là ai? nếu người thức tỉnh ký ức biến thành hồng tộc thánh nhân, người lại là ai? ký ức thứ này tồn tại chính là tồn tại, không tồn tại chính là không tồn tại. người lâm thanh hạc, chẳng sợ huyết mạch lại thuần tịnh, cũng bất quá là một cái tiếp cận phản tổ hồng tộc mà thôi. cái gọi là chuyển thế, ha ha, muốn hay không ta lại tiếp tục cho người phân tích phân tích. ta ở thủy tổ nơi gặp qua loại người này bọn họ huyết mạch đơn giản là vì làm tế phẩm ngươi đủ rồi lâm thanh hạm hét lớn một tiếng ngừng trương huyền nói ta làm cái gì không cần ngươi nhiều lời nếu ngươi lâm thanh hạm là một cái có chủ kiến người ta đương nhiên sẽ không nhiều lời trương huyền vung tay lên tử quán nội một cái vỏ rượu tự động bay lên rơi vào trương huyền trong tay trương huyền dơ lên vỏ rượu đại rót hai khẩu nhưng ngươi lâm thanh hạm là một cái có chủ kiến người sao là ta thừa nhận ở thủy tổ nơi ngươi là lâm thị tổng tài, là ngân châu thương nghiệp nữ vương, nhưng này lại như thế nào? Thương nghiệp nữ vương, là chính ngươi tuyển lộ, ngươi nếu có chủ kiến, ngươi liền sẽ không thay đổi thành cái kia ngân châu thương nghiệp nữ vương, ngươi nếu có chủ kiến, ngươi liền sẽ không vượt qua thiên môn, đi vào cái này địa phương, ngươi nếu có chủ kiến, ngươi liền sẽ không làm ra, đi vào hồng tộc, tiếp thu huyết mạch thức tỉnh lựa chọn. Trương Huyền nói, không có bất luận cái gì linh khí hỗn loạn, nhưng nghe vào lâm thanh hạm trong tai, thanh thanh như sấm, ở lâm thanh hạm bên tai nổ vang, Trương Huyền theo như lời, là lâm thanh hạm chính mình trước nay đều không muốn, cũng không chịu đi tự hỏi sự. Người từ sinh hạ tới ngày đó, người sinh hoạt, liền không phải người lựa chọn, lâm thanh hạm, người chừng nào thì, từ chân chính, vì chính mình sống một lần. Trương Huyền một bước tiến lên trước, lớn tiếng chất vấn. Đây là Trương Huyền, lần đầu tiên, lấy như vậy ngữ khí, cùng lâm thanh hạm nói chuyện. Người biết rõ người kế tiếp khả năng gặp phải chính là cái gì? Ngươi biết rõ, cái gọi là thánh nhân chuyển thế, bất quá là một cái ngụy trang. Người biết rõ, người trong thân thể huyết mạch, đại biểu cho chính là cái gì? Vì cái gì, vì cái gì ngươi liền không muốn làm ra phản kháng? Trương Huyền ở chất vấn. Lâm Thanh Hạm cắn chặt ngân nha, không có trả lời. Bởi vì ngươi không hiểu đến phản kháng, ngươi cho rằng hết thảy đều là vận mệnh, ngươi biết ta cùng ngươi chi gian lớn nhất khác nhau ở đâu sao? Trương Huyền vươn một ngón tay. Ta sở hữu hết thảy, đều sẽ không ngồi chờ chết, ta sẽ vì ta muốn đi tranh thủ, chẳng sợ. Bị thế nhân sở bất dung, chẳng sợ, bị thiên đạo sở bất dung, chẳng sợ, trên đời toàn địch, nhưng thì tính sao? Trên bầu trời, tiếng sấm rầm rầm. Cái gọi là thiên đạo, ha ha ha, cái gì kêu trời nói? Thủy hướng Thấp Lưu kêu trời nói, mà khi ngươi vượt qua hôm nay, thủy còn hướng Thấp Lưu sao? Chúng ta sống ở nơi này, theo bản năng đi tuần hoàn thiên đạo, nhưng lại có ai quy định, này thiên đạo không thể phá? hôm nay, ta Trương Huyền liền ở chỗ này, ai nếu tới, chiến liền chiến. Ta Trương Huyền, gì sợ một trận chiến. Không chung bên trong kia nói bạch mang phát ra ánh sáng, bày ra phía sau, kia cự ảnh càng thêm ngưng thật, thân cao trăm mét, thân xuyên huyết hồng khôi giáp, liền như vậy đứng ở Trương Huyền phía sau, lù lù bất động. Trương Huyền khoanh tay mà đứng, với này tử quán trước, chờ. Trên đời toàn địch, vật khoa thành bên, các đại truyền tống trận lập lòe, quá nhiều quá nhiều cao thủ tiến đến này vật khoa thành, tới tìm Trương Huyền. Xem, thánh chữ thập người tới. Thánh chữ thập, cái này tổ chức quá cường, chỉ là mỗi ngày cao thủ liền có hơn 10 người. Cứ nghe đại thống lĩnh càng là được đến một sợi thượng cổ thần tàn hồn, đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ sâu đậm. Đạm đài tinh thần tới, lúc trước hắn một đạo phân thân liền vô cùng cường đại, hiện giờ chân thân hiển lộ. Thánh Hoàng Chủ từng nói, chính mình khả năng không phải đạm đài tinh thần đối thủ. Hoang Vu Tộc Vương cũng xuất hiện. Hoang Vu Tộc cư trú xa xôi nơi, chủng tộc đã chịu nguyền rủa. Hoang Vu Tộc Vương muốn giết chết Trương Huyền, bắt được Thiên Đạo Công Đức tiêu trừ chủng tộc nguyền rủa. Một năm tới, nơi nơi đều có người đang tìm kiếm Trương Huyền. Hiện giờ Trương Huyền lộ diện, tác động các thế lực lớn tâm. Đại Hạ Hoàng Triều mùa hè hầu bế tử quan không ra, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều cũng đã phái người tiến đến Vật Khoa Thành, Thánh Triều, Vân Lôi Vương Triều toàn phái người tiến đến. Vật khoa thành trên không, lôi đình nổ vang, có kia đỏ như máu tia chớp ở tầng mây phía sau ngưng tụ, tùy thời khả năng đánh xuống. Kia hắc hồng cự ảnh liền đứng ở Trương Huyền phía sau, vô cùng an tĩnh, giống như điêu khắc, nhưng làm người xem một cái, liền sẽ cảm thấy một cổ sợ hãi, đây là một tôn ma giống, tràn ngập máu tươi cùng giết chóc. Trương Huyền liền như vậy đứng ở tử quán trước cửa, Lâm Thanh Hạm đứng ở Trương Huyền trước người, huyết vân bên trong, giáng xuống một sợi kim sắc quang mang, bao phủ ở Lâm Thanh Hạm trên người. Lâm Thanh Hạm có được hồng tộc nhất thuần tịnh huyết mạch, thiên đạo bên trong, còn có thánh nhân một mặt ý thức, lúc này công đức giáng xuống, thêm vào Lâm Thanh Hạm chi thân, là hy vọng này nhất thuần tịnh hồng tộc huyết mạch, chém giết trước mắt thiên đạo tội nhân. Nhưng lúc này Lâm Thanh Hạm, hoàn toàn không có phương diện này tư tưởng, nàng cả người có chút ngốc lăng đứng ở tại chỗ, nàng không rõ, vì cái gì người này, như vậy hiểu biết chính mình, hắn nói mỗi một cái điểm, đều thẳng đánh chính mình nội tâm. Ở Lâm Thanh Hạm sâu trong nội tâm, một đạo mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, kia mơ hồ thân ảnh đi qua lâm thanh hạm trong trí nhớ này quan trọng nhất mấy năm, giống như đột nhiên xuất hiện, chính mình căn bản không biết đây là ai, nhưng hắn giống như đối chính mình, lại phá lệ quan trọng. Trương Huyền Một đạo hét lớn một tiếng, trực tiếp từ ngoài thành truyền đến, người tới thực lực cực cường, mang theo đầy trời thần mang, một phen diều lớn hoành ở không trung, chừng mấy chục trượng, phảng phất có thể trực tiếp bổ ra Trương Huyền phía sau kia thật lớn mà ảnh. Đây là ai? màu đen dìu lớn, là Đặng Khôn. Đặng Khôn, không phải sớm tại 60 năm trước liền đã chết sao? Như thế nào lại ra tới? Nghe đồn Đặng Khôn gần chết, bước vào vùng cấm, tìm sống sót cơ hội, nhưng cuối cùng không có tồn tại ra tới, vĩnh viễn lưu tại vùng cấm giữa. Hiện tại xem ra, nghe đồn là giả, Đặng Khôn căn bản không có tiến vào vùng cấm. Đây là sống không biết nhiều ít năm nhãn hiệu lâu đời mỗi ngày cường giả A, lúc trước là có thể dẫn động thiên đạo, đại chiến tam đại hoàng triều đỉnh cấp cường giả hắn tuy rằng không chết nhưng cũng không sai biệt lắm hiện tại tới vật khoa thành là muốn giết trương huyền bắt được thiên đạo công đức một khi công đức thêm thân đặng khôn có thể sống thêm một đời ở kia thật lớn hát diều dưới là một quần áo tà tơi người hắn khí huyết mãnh liệt sau lưng linh khí mênh mông là tuyệt đối cường giả trương huyền ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ đặng khôn hét lớn một tiếng liền vật khoa thành tường thành đều bạo toái mở ra đặng khôn không có vô nghĩa Màu đen diều lớn lăng không đánh xuống, mang theo một cổ khai thiên chi thế, hướng Trương Huyền tạp tới. Diều lớn còn không có rơi xuống, Trương Huyền nơi mặt đất cũng đã vỡ ra. Trương Huyền trong tay, một phen Trường Kiếm xuất hiện, này nguyên bản là sao trời chi khí ngưng tụ mà thành thần kiếm, hiện giờ lại bị huyết hồng cùng tối tăm sở che kín. Nếu nhìn kỹ, này Trường Kiếm phía trên, còn có một cổ màu xám khí mang quấn quanh, kia màu xám khí mang là một cái hư vô quỷ ảnh, xoay quanh ở kiếm phong phía trên. Trương Huyền nhất kiếm thượng trảm, màu đen dìu lớn thế nhưng trực tiếp vỡ ra. Đặng khôn giống như điên cuồng, hắn đã không có gì sống đầu, căn bản không có lưu thủ, đi lên liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đem toàn thân linh khí chút xuống mà ra. Trương Huyền cũng hoàn toàn không sợ, liền tay dựa chung một phen trường kiếm, đối địch đặng khôn. Đặng khôn là nhãn hiệu lâu đời mỗi ngày cường giả, cùng bình thường mỗi ngày cường giả bất đồng, ở không muốn sống thế công hạ, chính là mấy chiêu đều cùng Trương Huyền liều mạng cái ngang tay. Trương Huyền, ta tìm kiếm linh dược trăm tái không có kết quả, hiện giờ đi đến cuối, ngươi chính là tốt nhất linh dược, hôm nay ta phải giết ngươi. Đặng khôn phát ra giống giận, hắn quần áo rách nát, máu tươi giàn rụa, lấy tự thân tinh huyết vì dẫn, thúc giục mạnh nhất một kích, sát hướng Trương Huyền. Giết ta, cũng không phải là dùng miệng nói, Trương Huyền biểu tình không có chút nào biến hóa, trong tay hắn trường kiếm vãn ra một cái kiếm hoa, theo sau liền đơn giản như vậy, về phía trước một cái đâm thẳng. Đặng khôn người ở giữa không chung, cùng Trương Huyền cách xa nhau trăm mét, lại thân thể đột nhiên một đốn, hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chính mình ngược chỗ, ở nơi đó, không biết khi nào, xuất hiện một cái điểm đỏ, cái này điểm đỏ xuất hiện dây tiếp theo, đột nhiên nở rộ mở ra. Máu tươi từ đặng khôn trước ngực phun ra, tựa như một đoán nở rộ hoa tươi. Đặng khôn trên mặt là kinh ngạc, là không thể tin tưởng, hắn là nhãn hiệu lâu đời cường giả, đã từng từng có một đoạn vô địch lịch sử, hắn không tin chính mình có thể bại, nhưng hiện tại, sự thật liền bãi ở trước mắt, thân thể hắn không bao giờ có thể làm ra bất luận cái gì động tác, linh khí ở tán loạn, sinh mệnh dấu hiệu cũng ở dần dần biến mất. Đặng Khôn thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng nện ở mặt đất phía trên. Đã từng ở đại ngàn giới vô địch quá một đoạn thời gian Đặng Khôn, ngã xuống vật khoa thành. Phía trước, thế nhân chỉ nghe nói Trương Huyền vô địch chi danh, nhưng lại chưa từng gặp qua, nhưng hôm nay vừa thấy, rốt cuộc minh bạch, như thế nào vô địch tuy là đặng khôn, ở trương huyền kiếm mang dưới, cũng căng không được 10 chiêu. Trương huyền chảm rất đặng khôn, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, mặt vô biểu tình, chờ đợi hạ một người đã đến. Đại ngàn giới, quá nhiều người, muốn chém giết trương huyền, muốn bắt được công đức. Trương huyền, nhận lấy cái chết. Hôm nay phải giết ngươi. Liên tiếp mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ đều là mỗi ngày cường giả. Đây là quấy toàn bộ đại ngàn giới sự, mỗi ngày các bậc ngày thường không nhiều lắm thấy, nhưng hiện tại tất cả đều ngoi đầu. Rất nhiều người thậm chí đều ở đại ngàn giới bị xóa tên, giống như đặng khôn như vậy, bị người cho rằng đã chết, nhưng hiện tại xuất hiện, muốn đoạt công đức. Trương Huyền là ma đầu, nhưng đồng dạng, cũng là trí bảo, ai đều muốn Trương Huyền mệnh. Này mười mấy người, thực lực cũng không so đặng khôn kém nhiều ít, lúc này cùng ra tay. Linh khí hoàn toàn nghiền nát vật khoa thành, cuồng phong nổi lên bốn phía, xương khói tràn ngập, mặt đất vỡ ra, phương xa sơn xuyên đều ở băng toái, đủ để thấy nơi này đại chiến thảm thiết trình độ. Mỗi ngày dưới, thậm chí đều không thể nhìn đến này chiến đấu trường hợp, chỉ có thể cảm nhận được kia bốn phía cuồng bạo linh khí, làm nhân tâm hãi. Trương huyền có thể chống đỡ sao? Một người đối mười mấy, hơn nữa này mười mấy người, đều là có tên có họ cường giả, ta thấy được ngũ ẩn khách điếm trước trưởng quầy. Ta thấy được danh kiếm sơn trang trưởng lão, hẳn là đã sớm đã chết người, lại xuất hiện. Trương Huyền dùng kiếm, nhưng nếu nói dùng kiếm đỉnh, chỉ có danh kiếm Sơn Trang, chỉ sợ Trương Huyền muốn khó khăn. Thánh chư thập người còn không có tới rồi, Trương Huyền đầu chỉ sợ cũng sẽ bị người chém xuống. Đạm Đài tinh thần nói muốn tự mình chém giết Trương Huyền, xem ra không cơ hội này. Hoang vô tộc vương chú định một chuyến tay không, bọn họ tộc sẽ tiếp tục gặp nguyền rủa, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, nhưng hắn không có nắm chắc được. Đạo đạo thổn thức tiếng vang lên. Nhưng mà liền tại đây thổn thức tiếng vang triệt là lúc, một đạo kiếm mang, đâm thủng hết thảy, chấn động dừng lại, linh khí bình ổn, xương khói tan hết, kia mười mấy nói mỗi ngày cường giả thân ảnh đã là không hề, mà Trương Huyền, như cũ đứng ở nơi đó, bước chân đều chưa từng động một chút. Trương Huyền, lấy một địch mười mấy, như cũ thắng tuyệt đối. Thậm chí liền bước chân cũng chưa hoạt động. Nhìn đến như vậy một màn, tất cả mọi người cảm thấy có chút không chân thật. Cùng là mỗi ngày cấp bậc, tranh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy cùng tồn tại này thiên đạo quy tắc dưới, trương huyền thực lực, lại có thể nói nghịch thiên. Trên thực tế, tuy rằng cùng tồn tại cái này thiên địa quy tắc dưới, nhưng nơi này mỗi ngày cường giả chứng kiến chứng thiên đạo, cùng trương huyền nói, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Là, mọi người đều ở cái này thiên địa quy tắc hạ, nhưng trương huyền dùng, cũng không phải là này phiến thiên địa quy tắc. Trương huyền đồ thi 30 vạn, thiên đạo hàng phạt, thứ nhất là bởi vì đại ngàn giới đặc thù tính, vốn chính là công đức sinh ra, loại này sát nhiệt thâm ác người, sẽ đã chịu thiên đạo bài xích. Nhưng mà quan trọng nhất một chút, là trương huyền đồ thi là lúc, sử dụng pháp tắc, kia ngân hà mất đi phương pháp, đã siêu thoát ra này phiến thiên đạo, là hoàn toàn không thuộc về này phiến thiên đạo lực lượng, đây mới là dáng xuống thiên phạt chân chính nguyên nhân. Thiên đạo không cho phép có thoát ly khống chế ở ngoài đồ vật xuất hiện, mà trương huyền, chính là thoát ly khống chế ở ngoài sản vật. Còn lại mỗi ngày cường giả, lĩnh ngộ chính là này đại ngàn giới nói, mà trương huyền, còn lại là đi ra chính mình đại đạo, đi ra kia vũ trụ sơ khai, diễn biến thiên địa vạn vật, diễn biến thiên địa nói. Hảo không khoa trương nói, nếu trương huyền có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi, nếu cấp trương huyền cũng đủ thời gian, nếu cấp trương huyền cũng đủ kỳ ngộ, hắn hoàn toàn có thể diễn biến ra thuộc về chính mình thiên đạo, trương huyền sẽ trở thành thiên đạo khống chế giả, mà này thiên đạo cũng là áp đảo đại ngàn giới phía trên. Đại ngàn giới hình thành, chỉ là hồng tộc thánh nhân vì bảo hộ nhân tộc sinh linh, họa ra một cái khu vực, đây là ở vào nguyên bản thiên đạo trong vòng thiên đạo. Mà Trương Huyền diễn biến, là vũ trụ sơ khai nói, hoàn toàn hai khái niệm. Trương Huyền tuy ở đại ngàn giới nội, hắn đã chịu đại ngàn giới áp chế, nhưng lại sẽ không bị đại ngàn giới quy tắc có hạn chế. Đây là đại đạo khủng bố chỗ. Tuy rằng ở phi chạy máy đường xe chạy thược, tất cả mọi người là đi đường, có người kỵ xe đạp, như một chút, trái với một ít quy tắc, cưỡi mô tô, mà Trương Huyền, chính là lái xe đấu đá lung tung, đương nhiên sẽ có quy tắc tới xử lý lái xe đấu đá lung tung, nhưng ở đấu đá lung tung cái này quá trình giữa, lái xe chính là vô địch. Nhất kiếm diệt sát mười mấy danh mỗi ngày cường giả, Trương Huyền Cường Đại đã bị người xem ở trong mắt. Bất quá tuy rằng thấy được Trương Huyền Cường Đại, đảo sẽ không làm người lùi bước, rốt cuộc, giết chết Trương Huyền chỗ tốt, thật sự là quá lớn, không riêng tự thân có thể được đến siêu thoát, đời sau vô số con cháu đều có thể đã chịu phúc trạch. Trương Huyền đã là nỏ mạnh hết đà. Không sai, trước chiến đặng khôn, lại đại chiến nhiều như vậy cao thủ, sao có thể một chút tiêu hao đều không có. Hắn nhìn như nhẹ nhàng, rất có thể liền đứng thẳng đều khó, ta chờ cùng nhau thượng, chém giết hắn. Công đức chia đều, chém giết Trương Huyền. Lại có tiếng la truyền đến, lần này là hơn 20 danh mỗi ngày cường giả. Đại ngàn giới địa vực phạm vi viễn siêu thủy tổ nơi, mỗi ngày cường giả là có, nhưng lại số lượng hữu hạn, hiện giờ đã đến chỉ sợ là đại ngàn giới tuyệt đại đa số mỗi ngày cường giả. Lúc này đây, hơn 20 danh mỗi ngày cùng nhau động thủ, lấy xa luân chiến, không nói cái gì cao thủ phong phạm, chẳng sợ háo, cũng muốn háo chết Trương Huyền. Trương Huyền nhìn kia bay lên trời hơn 20 đạo thân ảnh, cười lạnh một tiếng, hắn lần này không có động tác, phía sau ma ảnh, lại đột nhiên ở trong tay ngưng tụ một phen ma kiếm, về phía trước chém ra. Hắc hồng quang mang thẳng xé trời khung, hơn 20 danh mỗi ngày cường giả tại đây hắc hồng quang mang dưới, sắc mặt cuồng biến, lá gan muốn nứt ra, bọn họ đều cảm nhận được này hắc hồng kiếm mang uy lực. Kiếm mang hiện lên, hơn 20 danh mỗi ngày cường giả, chỉ còn bốn người ở không trung kéo dài hơi tàn, còn lại người, toàn bộ bỏ mình. Bốn người này liếc nhau, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, xoay người chạy trốn. Nếu tới, cũng đừng đi rồi. Trương Huyền rút kiếm, tùy tay ở trước mắt một hoa. Bốn gã xa độn mỗi ngày cường giả, thân hình nứt vì hai nửa, chết ở không trung hơn 20 danh mỗi ngày ra tay, đối với Trương Huyền mà nói, vốn tưởng rằng là chàng khổ chiến, lại không nghĩ rằng, lấy loại này nghiền áp phương thức kết thúc. Trong thiên địa, một mảnh yên tĩnh. Vốn dĩ ở mọi người nghĩ đến, Trương Huyền đã chịu thiên phạt, này một năm thời gian, thực lực khẳng định bay nhanh lui bước, ai từng tưởng, vẫn là như vậy cường đại, cường đến làm người cảm giác vô pháp chiến thắng giống nhau. Thật lâu không người nói chuyện, không ai còn dám khiêu chiến Trương Huyền. Trương Huyền như cũ đứng ở nơi đó, chờ địch nhân đã đến. Liền giống như hắn theo như lời, gì sợ một trận chiến. Trên đời toàn địch lại như thế nào, hắn không muốn chết, nơi này, không ai có thể giết hắn. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt Phương Trương Huyền, một bước đạp không, phi thân dựng lên, rời đi vật khoa thành, biến mất ở chân trời. Đỏ như máu không chung cái khe, xuất hiện một mặt đen nhánh, này chứng minh một ngày thời gian trôi qua, đương kia mặt đen nhánh từ cái khe trung biến mất lúc sau, lại có người xuất hiện. Cả ngày thời gian, lại có người, tới khiêu chiến Trương Huyền. Trương Huyền, ta nãi hoang vô tộc Lương Vương, cùng ngươi một trận chiến. Đây là một người hơn 30 tuổi nữ nhân, một thân màu đồng cổ da thịt, ăn mặc cuồng dã cầm trong tay một phen trường mâu, cưỡi một con bạch hổ mà đến, kia bạch hổ bối sinh hai cánh, thần tuấn phi phàm. Bạch hổ phát ra một tiếng rít gào, bát phân cường giả, đều đến che lại lỗ tai, tinh thần đã chịu ảnh hưởng. Hoang vô tộc, Sinh hoạt ở đại ngàn giới hoang vắng bên cạnh nơi, nơi đó không có ốc đảo, không có nguồn nước, linh khí thiếu thốn. Hoang vu tộc là một cái bị trời cao nguyền rủa đàn tộc, chỉ vì hoang vu tộc tổ tiên quá mức tàn bạo, lấy thực nhân vi nhạc, dẫn động trời xanh hàng phạt, đời sau đời đời con cháu đều phải gặp kiếp nạn. Hiện giờ, thiên hạ ra ma đầu, chỉ cần chém giết ma đầu, sẽ có đại công đức buông xuống, hoang vu tộc nữ vương sẽ không từ bỏ cơ hội này, đây là có thể thay đổi chủng tộc vận mệnh cơ hội chỉ sợ trăm ngàn năm, chỉ này một lần. Người có vài phần thực lực, Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn kia cưỡi ở bạch hổ bối, phiêu phù ở trên không hoang vu lương vương, bất quá, không phải ta đối thủ. Ta biết người cường đại, nhưng ta không có lựa chọn. Lương vương trường mâu dơ lên cao, ánh mắt phá lệ kiên định. Người dám tới tìm ta, chứng minh người không sợ chết, có không sợ chết tâm, lại không có phiên thiên tri tâm, người chủng tộc như thế, cũng quái không được người khác trương huyền mặt lộ vẻ tiếc núi lắc lắc đầu người đại ở kia ta không giết ngươi dám về phía trước một bước liền chết trương huyền sát hoang vu lương vương hét lớn một tiếng dưới thân bạch hổ phát ra một tiếng rít gào chiều trương huyền vào tới ở hoang vu lương vương phía sau kia thật lớn bạch hổ hư ảnh trực tiếp phi pháp mà đến trương huyền khẽ lắc đầu hắn phía sau ma ảnh chấp động một quyền trực tiếp đem bạch hổ hư ảnh oanh bay ra đi kia hư ảnh nện ở phía sau núi lớn phía trên ngọn núi trực tiếp sụp đổ, mà Hoang Vu Lương Vương cùng Bạch Hổ cũng giết đến Trương Huyền trước mặt. Hoang Vu Lương Vương trong tay Trường Mâu như mưa rào hướng Trương Huyền trên người đâm tới, Bạch Hổ trên người càng là phóng thích sát phạt chi khí, này sát phạt chi khí sau so kiếm khí càng thêm mũi nhọn, có thể sát bát phân cảnh. Đối mặt như thế thế công, Trương Huyền không chút hoang mang, hắn không có vận dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ dựa vào trong tay một phen Trường Kiếm ngăn cản Hoang Vu Lương Vương toàn bộ thế công. Hoang vu tộc, đây là bị trời cao sở nguyền rủa đàn tộc, nơi ở hoang vắng, linh khí loáng, nhưng như cũng có thể ra đời hoang vu lương vương bực này cao thủ, nếu là ở kia bắt đầu vận chuyển bồng bột nơi, hoang vu lương vương thành tựu không thể hạn lượng. Một người một hổ tiến lên điên cuồng tấn công, Trương Huyền chỉ dựa vào một phen trường kiếm ngăn cản. Trương Huyền phía trước chiến tích, hoang vu lương vương đã nghe nói, liền chiến tam tràng. Chém giết mỗi ngày cường giả người có thừa, như vậy khủng bố chiến tích, hoang vu lương vương thực minh bạch, nếu so đấu linh khí minh mông trình độ, chính mình tuyệt đối không phải trương huyền đối thủ, lấy trương huyền hiện giờ biểu hiện tới nói, có thể nói đại ngàn giới chi nhất, muốn thắng hắn, chỉ có thể tìm mặt khác phương pháp. Làm bị nguyền rủa tộc đàn, hoàng vu tộc không có được trời yêu ái huyết mạch ưu thế, không có hiếm quý bí pháp, hoàng vu lương vương chỉ có thể dựa vào tự thân tu hành tới kỹ xảo, nàng đối chính mình kỹ xảo, phá lệ có tự tin, một khi gần người giao chiến, tuyệt đối có thể tìm được trương huyền sơ hở. Hoang Vu Lương Vương trong tay Trường Mâu tốc độ kỳ mau vô cùng, mỗi một lần thứ đánh, góc độ đều cực kỳ xảo quyệt, Trường Mâu xứng với Bạch Hổ cùng công kích, làm Hoang Vu Lương Vương trong tay Trường Mâu giống như kia âm ngoan rắn độc giống nhau, tùy thời khả năng từ bất luận cái gì một cái góc độ xuất hiện, cho người một đòn chí mạng. Đại Ngàn Giới, luyện khí văn minh cực cao, viễn siêu thủy tổ nơi, nhưng nếu từ chiêu thức tinh diệu trình độ đi lên giảng, Đại Ngàn Giới hoàn toàn không thể cùng thủy tổ nơi so sánh với. Trương Huyền thời trẻ đi theo Lục Diễn, tập đến bách gia thuật, luyện sẽ bách gia quyền, dung hợp trăm hình trăm ý, ở chiêu thức mặt trên, Trương Huyền sớm đã đạt tới một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối mặt bất đồng thế công, thân thể hắn theo bản năng liền sẽ làm ra phản ứng động tác, tùy ý hoang vu lương vương trong tay trường mâu có bao nhiêu xảo quyệt, đối với Trương Huyền mà nói, chỉ dựa vào trong tay một phen trường kiếm liền đủ. Hoang vu lương vương càng đánh càng kinh hãi, nàng biết đối mặt đối thủ là người phương nào, cũng không có lưu thủ, nhất chiêu nhất thức, đều là bôn muốn Trương Huyền mệnh mà đi, nhưng nàng phát hiện chính mình ngày thường mọi việc đều thuận lợi chiêu thức ở hôm nay lại khó có thể lấy được hiệu quả ngược lại trương huyền có khi tùy tay phản kích nhất kiếm lại có thể trực tiếp quấy giày chính mình tiết tấu làm chính mình hoảng loạn không thôi linh khí bàng bạc đến đáng sợ chiêu thức lại như thế tinh diệu người này thật sự thiên tài hoàng vu lương vương càng đánh trong lòng càng không có tự tin nhưng nàng còn ở kiên trì nàng tin tưởng ở chính mình này chặt chẽ tiến công tiết tấu giữa Trương Huyền sớm muộn gì sẽ lộ ra sơ hở, đương hắn lộ ra sơ hở kia một khắc, chính là chính mình cơ hội. Hoàng Vu Lương Vương hít sâu một hơi, mỗi nhất chiều mỗi nhất thức, nàng đều ở tinh vi tính toán, không dám có chút đại ý. Liền ở Hoàng Vu Lương Vương cẩn thận đối đãi đồng thời, lại đột nhiên nghe được Trương Huyền thanh âm vang lên. Người công kích, cũng chỉ có thể như vậy sao? Ân, Hoàng Vu Lương Vương sửng sốt, này sửng sốt làm nàng thế công tạm dừng như vậy một giây, tuy rằng chỉ có một giây, nhưng đối với cao thủ so chiêu mà nói, này một giây đặc biệt quan trọng. Nhưng Trương Huyền, ở Hoang Vu Lương Vương tạm dừng quá trình giữa, cũng không có ra tay. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, từ đầu tới đuôi, Trương Huyền trên mặt thậm chí liền biểu tình cũng chưa phát sinh qua biến hóa, bị Hoang Vu Lương Vương đánh lên 10 vạn phần tinh thần cẩn thận đối đãi một trận chiến, đối với Trương Huyền mà nói, cũng liền, như vậy đi. Nếu chỉ có như vậy, vậy ngươi liền không cần tiếp tục kiên trì. Trương huyền trong tay trường kiếm đột nhiên tiêu tán, ngược lại ngưng tụ thành một phen trường mâu, này trường mâu chiều dài, cùng hoang vu lương vương trong tay sở kiểm giữ giống nhau như đúc. Trương huyền cầm trong tay trường mâu, đột nhiên run lên một cái thương hoa. Hoang vu lương vương theo bản năng liền tiến hành đón đỡ, mà khi nàng làm ra đón đỡ tư thế sau giây tiếp theo, phát hiện trương huyền trong tay trường mâu tiêm, đã để ở chính mình hàm dưới, này một động tác, làm hoang vu lương vương đồng tử bỗng nhiên phóng đại nàng thậm chí cũng chưa thấy rõ Trương Huyền là như thế nào làm được. Trường Mâu vận dụng phương thức, chú ý một cái trực tiếp bạo lực, gần người cách đấu, Trường Mâu chính là muốn khi dễ một cái đối phương binh khí không ngươi trường, đối phương tay động không ngươi đầu mâu động mau, mà ngươi mỗi một lần công kích, đều sẽ lựa chọn chiều mâu, lấy cầu đạt tới lớn nhất công kích lực lượng, nhưng trên thực tế, chỉ cần góc độ đối, gậy gộc đều có thể chọc người chết, người ở đối chiến thời điểm, đa dụng kén cùng phách, nhưng Trường Mâu ưu thế, vĩnh viễn ở chỗ chát, tỉ như, như vậy. Trương Huyền dứt lời đồng thời, Mộ Tiêm lại vãn ra một trận hoa, đường Hoang Vu Lương Vương phản ứng lại đây khi, Mộ Tiêm xuất hiện ở Hoang Vu Lương Vương mắt phải trước không đến 1 cm vị trí. Đối binh khí vận dụng, ngươi còn kém xa lắm. Trương Huyền khẽ lắc đầu, trong tay trường mâu một trọn, Hoang Vu Lương Vương binh khí tại đây một trọn dưới trực tiếp rời tay mà ra, ở không trung làm một cái toàn, theo sau nghiêng cắm trên mặt đất. Hoang Vu lương vương cúi đầu nhìn chính mình giống tuyết đôi tay, trong mắt xuất hiện mê vóng. Ngươi vì chủng tộc vận thế mà đến, ta lần này không giết ngươi, nhưng không có lần sau, bài trừ chủng tộc vận thế, ngươi không nên khẩn cầu trời xanh, ngươi thân phụ nguyền rùa, còn có thể thu luyện đến như thế cảnh giới, cũng coi như nghịch thiên mà đi, nếu đã nghịch thiên, làm sao cần hiện tại, khẩn cầu hôm nay vì ngươi dáng xuống công đức đâu. Trương huyền vươn một lóng tay, điểm ở hoang vu lương vương giữa mày chỗ. Giây tiếp theo, hoàng vu lương vương thân thể trực tiếp từ bạch hổ trên người tung bay đi ra ngoài tạp rơi xuống đất mặt miệng phun máu tươi hoàng vu lương vương gian nan từ trên mặt đất bỏ lên nhìn xa trương huyền ôm ôm quyền đa tạ kia ở trương huyền trước mặt bạch hổ lúc này liền giống như một cái ngoan ngoãn mèo con giống nhau ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích mười tức thời gian đi thôi trương huyền tản mất trong tay binh khí kia bạch hổ giống như đại xá Hóa thành ảo ảnh chạy trốn đến Hoang Vu Lương Vương bên cạnh, đà thượng Hoang Vu Lương Vương liền chạy. Cường như Hoang Vu Lương Vương, gánh vác chủng tộc chi danh, nhưng lại hoàn bại. Trương Huyền quá cường, hoàn bại một người, sau so giết một người, càng khó. Có thể nói, Hoang Vu Lương Vương từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều ở Trương Huyền trong khống chế. Như vậy thực lực, Đạm Đài Tinh Thần có thể sát Trương Huyền sao? Trương Huyền thực lực đã hoàn toàn siêu việt Tam Đại Hoàng Chủ đi không trung phía trên, bỗng nhiên xẹt qua một đạo màu tím lôi điện, đó là một cái lôi long, phá lệ khủng bố. Này lôi long ở không trung bên trong xoay quanh, phun ra nuốt vào bên trong, tảng lớn màu đỏ huyết phân bị này lôi long hút vào trong bụng. Trương Huyền, ta nãi bảy trọng thần tử, đạm đài tinh thần, ta tìm ngươi, thật lâu. Sau đó đâu, Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia xoay quanh lôi long. Lôi long chiều dài trăm trượng, bụng sinh ngũ trảo, nơi đi qua lôi đình lập lòe, giống như khống chế thiên hạ thần lôi thần linh giống nhau. Ngươi giết ta phân thân, này thù, không thể không báo, ta niệm ngươi liên tiếp đại chiến, chỉ ra nhất chiêu, ngươi nếu có thể chắn ta này nhất chiêu, ta tha cho ngươi bất tử. Lôi lòng với không trung xoay quanh, đạm đài tinh thần nói, phá lệ bá đạo. Cùng lúc này đạm đài tinh thần trạng thái so sánh với, lúc trước ở thánh triều kia một đạo phân thân, có vẻ cực kỳ buồn cười, không nói thực lực cảnh giới, vì nữ nhân tranh cường đấu tàn nhẫn, liền tâm tính, đều hoàn toàn không ở một cái mặt phía trên. Không chung bên trong, lôi đình rơi xuống, bổ về phía trương huyền. Đạm đài tinh thần, lấy sao trời hai chữ vì danh, đủ để thấy này bất phàm. Lôi đình rơi xuống, bổ về phía trương huyền. Đối mặt này lôi đình, trương huyền không dao động, tùy ý kia lôi đình bổ vào chính mình quanh thân, có như vậy một đạo lôi đình, thậm chí liền ở trương huyền dưới chân nổ vang. Nhưng Trương Huyền như cũ động cũng chưa động một chút, đạm đài tinh thần ở trang bức. Trương Huyền, cũng không kém. Thiên sụp không kinh, thái sơn sập trước mặt mà không biến sắc. Không chung bên trong, lôi long xoay quanh một vòng, đột nhiên mở ra bồn máu mồm to, chiều Trương Huyền cắn xé mà đến. Này lôi long, chính là đạm đài tinh thần toàn bộ thực lực diễn biến. Đạm đài tinh thần nói là chỉ ra nhất chiêu, nhưng này nhất chiêu, lại là ngưng tụ hết thảy, nhất chiêu đánh ra lôi long, mà lôi long, lại có thể ra vô số chiêu cái gọi là nhất chiêu, bất quá là đạm đài tinh thần một cái tìm từ mà thôi. Trương Huyền chưa động, hắn phía sau ma ảnh, lại có điều động tác. Ma ảnh trong tay ngưng tụ một phen cung tiến, liên tục khai cung, bắn về phía kia không chung lôi long. Vô số lôi đình lập lè, làm mũi tên ở giữa không chung liền hóa thành cho bụi. Lôi long cắn hướng kia thật lớn ma ảnh, ma ảnh huy quyền, tạp hướng lôi long, lưỡng đạo thật lớn thân ảnh triển khai chiến đấu ma ảnh một chân liền có thể bước ra trăm mét, lại một chân đạp vái một đỉnh núi. Lôi long phụt lên cuồng lôi, đại địa chỉ là lây dính một chút, liền trở nên cháy đen. Sở hữu quan chiến người, đều tự giác lui về phía sau trăm dặm, bằng không sẽ bị lan đến gần. Đạm đài tinh thần rất mạnh, phía trước bát phân cường giả, đối mặt trương huyền, toàn bộ đều là bị nháy mất hạ gục phân. Chỉ có đạm đài tinh thần, lúc này chân chính ý nghĩa thượng, ở cùng trương huyền một trận chiến lôi long cắn xé ma ảnh đầu vai. Ma ảnh phát ra gầm lên giận dữ, dọn khai lôi long miệng rộng, theo sau một quyền oanh thượng, trực tiếp đem lôi long oanh tung bay đi ra ngoài. Lôi long ở không trung quay quanh một vòng, lại lần nữa cắn xé hướng trương huyền, năm con thật lớn long chảo phá lệ sắc bén, đồng thời cũng có lôi đỉnh quấn quanh. Ma ảnh cùng lôi long chi chiến, thanh thế to lớn, sơn xuyên sụp đổ, con sông tràn lan, đại địa bị xé rách, này nơi nào là hai gã mỗi ngày tu sĩ ở đại chiến, rõ ràng chính là hai tôn thái cổ ma thần. Có mỗi ngày cường giả quan chiến, bọn họ tự hỏi, đều là mỗi ngày, chính mình tiến lên, sẽ như thế nào? Đáp án thực hiện thực, sẽ ở một hai chiêu nội, hồi phi yên diệt, này căn bản là không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Mỗi ngày, đều không phải là trần nhà, chỉ là ở có thể hiểu được thiên đạo lúc sau một cách gọi. Tỷ như đạm đài tinh thần, đều là mỗi ngày, hắn lại đem lôi chi nhất đạo hiểu được tới rồi cực hạn, phát huy tới rồi cực hạn, cái loại này mới có thể hiểu được thiên đạo mỗi ngày cường giả, ở đạm đài tinh thần trước mặt, cùng bát phân hoặc là bờ đối diện, không gì khác nhau. Đây là thuộc về đại ngàn giới trần nhà cấp bậc trinh chiến, cũng làm thế hệ trước người cảm thán, đây là cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại. Bảy trọng thần tử, đạm đài tinh thần, xuất thân xa hoa, thiên tư chắc tuyệt, hiện giờ thành tựu, làm thế hệ trước đều khó có thể vọng này bóng lưng. Mà Trương Huyền, lai lịch thần bí, đồng dạng thực lực mạnh mẽ, đưa tới thiên phạt, trên đời toàn địch, lại liền đứng ở này vật khoa thành phạm vi, chờ đợi địch nhân, người tới đều có thể chiến. Này hai người, đều có một viên vô địch chi tâm. Trừ bỏ này hai người bên ngoài, còn có kia hồng tộc tôn giả, thức tỉnh hồng tộc huyết mạch, một thân huyền hoàng huyết, là thánh nhân chuyển thế. Còn có kia hơn 20 năm trước liền vô địch thiên hạ Nguyên Linh Thành chủ. Ở Nguyên Linh Thành, kiệt hiếu nữ tóc bạc thúc dục đại trận, nghiền sát trẻ thú này đó đều là tuổi trẻ thiên kiêu lôi long cùng ma ảnh chém giết thảm thiết đạm đài tinh thần thực tự tin hắn vẫn luôn miệng niệm muốn chém sát trương huyền một cái lôi long diệu thế lại không nghĩ rằng như thế khó xá khó phân lôi long phát ra một tiếng rồng ngâm thật lớn thân thể lập lè lôi đình hướng mà ảnh áp đi cắn xé mà ảnh tùy ý mà ảnh cự quyền trùy thân liền như vậy quấn quanh đến mà ảnh trên người gắt gao thiết chặt mà ảnh mà ảnh vô pháp tránh thoát nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay không ngừng ở lôi long thân thượng đấm đánh. Lôi long thân thượng có phải rơi xuống, đó là từng mảnh tia chớp rơi xuống mặt đất, phát ra đùng tiếng động, làm mặt đất trở nên cháy đen. Mà ảnh mỗi một lần đấm đánh, đều sẽ phát ra kia giống như tiếng trống trầm đục, kéo người trái tim cùng nhau nhảy lên. Lôi đình lập lòe, khoác ở ma âm trên người, ma ảnh quanh thân, có lôi đình quấn quanh. Lôi long gào giống, ở ma ảnh trên người lưu lại vô số miệng vết thương, ở kia miệng vết thương chung, thế nhưng có máu tươi chảy ra, kia máu tươi hiện ra chính là màu đỏ thấm. Lôi đỉnh theo miệng vết thương chui vào ma ảnh trong cơ thể, làm ma ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng ma ảnh nắm tay, như cũng như mưa rào giống nhau, dừng ở lôi long thân thể thượng, này hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Oanh, 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 thiên lôi rơi xuống, phanh, 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 đây là ma ảnh nắm tay đấm đánh vào lôi long thân thể thượng. Không biết thời gian qua bao lâu, ma ảnh là quyền tốc độ càng ngày càng chậm mà lôi long gắt gao quấn quanh trụ ma ảnh thân thể cũng dần dần tùng suy sụp xuống dưới lôi đình không hề như phía trước như vậy sậu lạc nổ vang trận này thần ma đại chiến tiếp cận kết thúc đạm đài tinh thần thanh âm từ không trung vang lên trương huyền người có vài phần thực lực hôm nay niệm ngươi liên tiếp đại chiến ta không khinh ngươi ngươi nếu có thể sống quá hôm nay ta sẽ làm ngươi chết ở ta đạm đài tinh thần thủ hạ đạm đài tinh thần thanh âm như cũ khi phách đứng trên mặt đất trương huyền bĩu môi này đạm đài tinh thần hiển nhiên nỏ mạnh hết đà còn ở trang ai thắng quan chiến trong đám người có người hỏi ra vấn đề này khẳng định là đạm đài tinh thần hắn lưu thủ người xem kia ma ảnh hiển nhiên không có sức lực tuy rằng này trượng là đạm đài tinh thần thắng nhưng cũng không thể nói trương huyền liền so đạm đài tinh thần muốn nhược không tôi rốt cuộc trương huyền liên tiếp đại chiến đạm đài tinh thần chiếm linh khí thượng tiện nghi có một nói một, Đạm Đài Tinh Thần là thật sự cường a. À. Tất thắng là lúc còn lưu thủ, mỗi người đều biết, chém giết Trương Huyền sẽ có đại công đức thêm thân, nhưng Đạm Đài Tinh Thần căn bản là không để bụng. Vô địch Trương Huyền, cuối cùng vẫn là bại với Đạm Đài Tinh Thần tay. Cái gọi là vô địch, chỉ là không có gặp được càng mạnh mẽ đối thủ thôi, nếu nói vô địch, vẫn là Đạm Đài Tinh Thần càng thêm vô địch. Có thổn thức tiếng vang lên, Trương Huyền vô địch chi danh, bại với Đạm Đài Tinh Thần tay kia quấn quanh ma ảnh lôi long rũi thân thân thể, hướng không trung bay đi, đạm đài tinh thần thanh âm lại một lần vang lên. Trương Huyền, ta hy vọng ngươi hôm nay không cần chết, chờ ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, ta lại giết ngươi. Lôi long thẳng đến phía chân trời, liền ở sắp biến mất với chân trời là lúc, liền thấy kia ma ảnh đột nhiên một cái nhảy lấy đà, giống như một viên đạn pháo, thẳng đến không trung mà đi, tùy tay vươn bàn tay khổng lồ, túm chặt lôi long cái đuôi, bỗng nhiên hạ trụy, đem kia lôi long, từ không trung bên trong túm xuống dưới. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đạm đài thần tử, trước không nóng nảy đi, người này lôi long hóa thân không tồi, mượn ta dùng một chút. Đạm đài tinh thần thanh âm giữa, nhiều một chút hoảng hốt, Trương Huyền, ngươi là tưởng lập tức tìm chết sao? Không vội, Trương Huyền lắc lắc đầu, trước đem khác phiền toái giải quyết lại nói, thánh chữ thập người, các ngươi trốn tránh đang âm thầm, nhìn nhiều ngày như vậy, còn muốn tránh tới khi nào, không bằng ra tới, chúng ta cùng nhau, chơi một chút hảo. Trương huyền này một tiếng thánh chữ thập, kêu đến không ít người cả kinh. Thánh chữ thập tới. Ở đại ngàn giới, thánh chữ thập cái này tổ chức, phá lệ thần bí, thực lực cũng rất cường đại, lúc trước một vị thống lĩnh có thể làm mùa hè hầu đều coi trọng, đủ để thuyết minh thánh chữ thập địa vị. Này một năm tới, thánh chữ thập cũng không ngừng một lần phóng lời nói, muốn chu sát trương huyền, nhưng đến bây giờ, thánh chữ thập đều không có lộ diện. Kết quả hiện tại nghe trương huyền nói, thánh chữ thập thế nhưng sớm đều tới rồi. Không có một người phát hiện thánh chữ thập tung tích. Thật lớn mà ảnh túm chặt lôi long đuôi, lôi long thân thể không ngừng vặn vẹo muốn lên không, lại như thế nào đều không thể chạy thoát kia mà ảnh bàn tay. Không chung giữa, đột nhiên dâng lên một tầng đám xương, tại đây tầng đám xương lúc sau, tổng cộng 18 đạo thân ảnh ở đám xương giữa dần dần hiện ra tới. Này 18 người vừa xuất hiện, đó là hiện ra bất đồng phương vị, đem trương huyền vây quanh ở trong đó. Thánh chư thập mấy đại thống lĩnh cùng hộ pháp. Nghe đồn thánh chư thập có được thần linh truyền thừa, này đại thống lĩnh được đến thần linh ý chí, kia thần linh đã từng cũng là thánh nhân giống nhau tồn tại, chẳng qua ngã xuống. Được đến thần linh ý chí, chẳng phải là nói, có thể làm được siêu thoát ra thế giới này. Thánh chư thập xuất hiện, làm chung quanh ổ lên một mảnh. Thánh chư thập lai lịch quá phi phàm, bởi vì liên lụy đến thần linh, đó là phàm nhân không thể đụng vào lĩnh vực, cùng thánh nhân tương đồng thánh chữ thập 18 người xuất hiện, toàn trong miệng lầm bẩm trong tay kết ấn, liền thấy vô số đạo linh khí từ 18 nhân thân thượng phóng lên cao, dục muốn hình thành một cái nhà giam, đem trương huyền vây khốn ở bên trong. Này 18 người đứng thẳng vị trí, bản thân chính là một loại trận pháp, mỗi người đều đạp lên trận in lại. Mà ảnh trong tay lôi long điên cuồng vặn vẹo thân hình, phát ra âm thanh, trương huyền, người cùng thánh chữ thập chi gian ân oán kéo ta có quan hệ gì đâu. Đạm đài tinh thần, nếu ngươi cũng chưa như thế nào xuất lực, như vậy náo nhiệt cảnh tượng, không bằng cùng nhau tới chơi chơi hảo. Trương Huyền trên mặt như cũ mang cười, hắn mắt thấy thánh chữ thập 18 người ở bố trí nhà giam, cũng không có ngăn cản. Mà ảnh bắt lấy lôi long, căn bản không cho lôi long rời đi. Đạm đài tinh thần trong thanh âm mang này đó nôn nóng, Trương Huyền, ta niệm ngươi không dễ, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Ha ha, Trương Huyền cười gượng một tiếng, đa tạ đạm đài thần tử lý giải, bất quá ta Trương Huyền, cố tình chính là cái không biết tốt xấu người, đến đây đi, làm chúng ta cùng nhau hưởng thụ hưởng thụ, này thánh chữ thập nhà giam. Trương Huyền mở ra đôi tay, tùy ý nhà giam chi lực ở chung quanh hình thành, hắn ngược lại lộ ra một mặt hưởng thụ thần sắc. Kẻ trộm Trương Huyền, thánh chữ thập người mở miệng, cũng không phải mỗi một người đang nói chuyện, mà là 18 người đồng thời há mồm, cộng đồng phát ra âm thanh, loại này dung hợp ra tới thanh âm có vẻ phá lệ quỷ dị. Lấy kẻ trộm hai chữ mở miệng, thánh chữ thập hiển nhiên là muốn lên án công khai trương huyền. Người với thủy tổ nơi, ăn cắp thần linh thân thể, này tội đương chu. Một cái trộm thiên vận sản vật mà thôi, trương huyền trên mặt lộ ra một mặt khinh thường, chúng ta đều biết đối phương là người nào, hà tất làm này đó xuất sư nổi danh sự ra tới đâu. Trương huyền, thế gian này, lưu ngươi không được, 18 người cộng đồng mở miệng. Theo sau, liền thấy thánh chữ thập 18 người đồng thời đem cánh tay dơ lên cao đỉnh đầu, một cổ màu đen linh khí cuồng lưu, từ mặt đất bốc lên dựng lên, hình thành bán kính mấy chục mét linh khí cột sáng, sông thẳng phía chân trời. Không trung huyết vân, đều bị này màu đen linh khí cuồng lưu, cấp tách ra. Huyết vân giữa, phát ra ẩm vang tiếng động, đây là thiên đạo lại một lần ở giống giận, đây là đã xảy ra làm thiên đạo vô pháp tiếp thu sự tình. Mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, liền thấy kia không trung, màu đen linh khí cuồng lưu cuối, hiện ra một đạo thân ảnh, thân ảnh ấy mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ, này phía sau chiều dài sáu đôi cánh, trong tay kiềm giữ một cây quyền trường. Thiên A, đây là thần linh hư ảnh, thần linh hư ảnh, thánh chữ thập, triệu hồi ra thần linh hư ảnh. Muốn lấy thần linh hư ảnh diệt sát Trương Huyền sao? Tiếng kinh hô vang lên. Trương Huyền đồng dạng ngẩng đầu, này cuồng lưu cuối màu đen thân hình, đích xác cùng kia đọa thiên sứ hình thái không sai biệt lắm. Ma ảnh trong tay lôi long giấy rùa càng mãnh, bức thiết muốn thoát đi cái này địa phương. Trương Huyền, ngô lấy thần linh chi danh, chấn sát ngươi. Trên bầu trời, kia đọa thiên sứ hư ảnh múa may trong tay quyền trược, xuống phía dưới một lóng tay, không thấy có bất luận cái gì linh khí dao động. Nhưng ma ảnh trong tay lôi long, lại cùng điên rồi giống nhau, thân hình điên cuồng vặn vẹo. Trương Huyền nhìn không chung bên trong, cười ha ha một tiếng, hảo a. À. Tới hảo, đạm đài tinh thần, không nên gấp gáp chạy trốn sao, nếu còn có thừa lực, bằng không ngươi tới thử xem xem, này cái gọi là thần linh hư ảnh rốt cuộc có vài phần bản lĩnh trương huyền tiếng nói vừa dứt liền thấy mà ảnh bắt lấy lôi long giống như ném động roi dài giống nhau đem lôi long hướng trên bầu trời rút đi đùng tiếng động rung động lôi long thân thượng tia chớp nở rộ nhưng lại không có một chút khí thế đây là bởi vì đạm đài tinh thần đối mặt kia đọa thiên sứ hư ảnh liền một trận chiến dũng khí đều không có oanh liền nghe một tiếng trọng vang kia lôi long rõ ràng chỉ bị múa may đến hư không giữa lại giống như trang thượng một ngôi sao giống nhau, hơn phân nửa cái thân thể trực tiếp tạc vỡ ra tới. Đoạ thiên sứ hư ảnh kia quyền trượng chỉ hạ, tuy rằng không có bất luận cái gì linh khí dao động, nhưng lại mang theo một loại pháp tắc chi lực, loại này pháp tắc chi lực làm thiên đạo sinh giận, loại này pháp tắc chi lực đã siêu việt đại ngàn giới, dễ dàng nổ nát lôi long thân thể. Lôi long thân thể rách nát nháy mắt, liền thấy đạm đài tinh thần thân thể xuất hiện ở giữa không chung, hắn vẫn luôn đều tránh ở lôi long trong cơ thể, hắn là lôi long lôi long cũng là hắn sao lại thế này kia không phải đạm đài tinh thần sao hắn không phải thao tác lôi long cùng trương huyền một trận chiến như thế nào sẽ ở lôi long trong cơ thể này lôi long căn bản là không phải hắn nhất chiêu mà là hắn hóa thân đạm đài tinh thần nói là chỉ cùng trương huyền đối địch nhất chiêu trên thực tế hắn vẫn luôn ở cùng trương huyền chém giết hiện giờ lôi long hóa thân bị nổ nát các ngươi xem đạm đài tinh thần khóe miệng là huyết hắn bị thương có mắt sắc người thấy được đạm đài tinh thần lúc này trạng thái, cũng có người phân tích ra đạm đài tinh thần hành vi, căn bản là không phải giống hắn theo như lời như vậy đối phó Trương Huyền chỉ ra nhất chiêu. Lúc này, đạm đài tinh thần sắc mặt khó coi, hắn đã tính cả Trương Huyền cùng nhau, bị thánh chữ thập vây ở nhà giam bên trong, căn bản vô pháp tránh thoát. Trên bầu trời, đọa thiên sứ hư ảnh đến mang từng trận uy áp, chỉ là này uy áp, khiến cho đạm đài tinh thần cảm thấy khó chịu. Đoạ thiên sứ chỉ là dùng quyền trượng nhẹ nhàng một lóng tay, liền phá hủy đạm đài tinh thần lôi long hóa thân, đây là pháp tắc lực lượng, là đạm đài tinh thần căn bản là vô pháp chống lại lực lượng. Đạm đài tinh thần hướng chung quanh ôm quyền, thánh chữ thập chư vị, ta nãi bảy trọng thần tử, đạm đài tinh thần, chư vị cùng trương huyền chi gian ân oán, ta vô tình nhúng tay, còn thỉnh chư vị làm ta ra này nhà giam. Ha 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 ha, đạm đài tinh thần, như thế nào, này liền phải đi. Đừng đi, lưu lại, hảo hảo chơi một chút a. Trương huyền cười ha ha, liền thấy kia ma ảnh phóng lên cao, chủ động hướng đọa thiên sứ công tới. Liền ở vừa rồi, đạm đài tinh thần còn nói, không khinh trương huyền, lần sau lại sát. Nhưng hiện tại, đối mặt thánh chữ thập rất nhiều thống lĩnh cùng hộ pháp, đối mặt kia siêu thoát ra thiên đạo quy tắc lúc sau thần linh hư ảnh, đạm đài tinh thần lôi long khu bị hủy, hắn hủy khuất cầu toàn, muốn rời đi. Lại xem trương huyền, hoàn toàn không sợ, chủ động khiêu chiến. Này lẫn nhau đối lập dưới, cao thấp lập phân. Trương huyền vô địch chi danh không có bị đánh vỡ. Chân chính nỏ mạnh hết đà, là đạm đài tinh thần. Trên bầu trời, kia đọa thiên sứ hư ảnh hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu tình. Thánh chữ thập 18 người dung hợp thanh âm vang lên. Xúc phạm thần linh giả, chết. Đọa thiên sứ trong tay quyền trượng lại lần nữa múa may, liền thấy kia ma ảnh trên người, nơi trốn nổ vang. Ma ảnh vai phải bị nổ tung, cánh tay đứt gãy, phun đầy trời máu đen, cánh tay từ không trung rơi xuống, nện ở mặt đất phía trên. Mà ảnh không sợ, như cố trên không, muốn trùy bạo đóa thiên sứ hư ảnh. Thần linh chịu uy nghiêm, há là ngươi chờ, có thể đụng vào. Đóa thiên sứ thân ảnh lại một lần múa may quyền trượt, lúc này đây, ma ảnh thân hình bị chặn ngang tạc nứt, bay lên thân hình cũng lập tức chiều phía dưới trụy đi. Từ đầu đến cuối, ma ảnh đều không có tiếp cận kia đóa thiên sứ thân ảnh trăm trượng trong phạm vi. Cách xa nhau khá xa, ma ảnh thân hình bạo toái, mà đóa thiên sứ hư ảnh, từ đầu tới đuôi bất quá là múa may vài lần quyền trượng mà thôi. Trương Huyền không địch lại. Không có biện pháp, dù sao cũng là thần linh hư ảnh. Đã siêu thoát ra này đại ngàn giới lực lượng. Quan chiến người lắc đầu thở dài. Bất quá phàm nhân chi khu thôi, gì có thể cùng thần linh tranh chấp. Người sống ở này thiên đạo dưới, chỉ là một con con kiến thôi. Thánh chữ thập 18 người nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt, giống như xem một cái người chết. Chư vị, ta cùng với Trương Huyền không có bất luận cái gì giao thoa, việc này cùng ta không quan hệ, thỉnh phóng ta rời đi. Đạm đài tinh thần lại lần nữa ra tiếng. Ở ngay lúc này, cái gọi là mặt mũi, đã không quan trọng. Đạm đài tinh thần là thiên kiêu, hắn rất mạnh, mà cố tình càng là người như vậy, càng sẽ để ý chính mình sinh mệnh. Một thế hệ thiên kiêu, ép giả cầu toàn, làm người thổn thức không thôi. Mà ảnh thân hình rơi xuống ở Trương Huyền phía sau, hắc hồng giao nhau máu tươi chảy xuôi tới rồi trương huyền dưới chân trương huyền đứng ở này ma khu phía trước nhìn trên không trên mặt hắn như cũ là tươi cười không có thay đổi thần linh mà thôi lại không phải không thể giết thiên đạo mà thôi lại không phải không thể phá trương huyền một tay cử không hét lớn một tiếng phiên thiên một quả đại ấn từ không trung hình thành theo sau hung hăng nện xuống này cái đại ấn là trương huyền hiện giờ sở lĩnh ngộ đại đạo tổng hòa có thể ở ngũ một trình độ thượng, đột phá thiên đạo, làm này một tiểu phương thiên địa, không chịu này thiên đạo trói buộc. Lúc này đại ấn xuất hiện ở Trương Huyền trên đỉnh đầu không, sở tạp hướng, đều không phải là là Trương Huyền địch nhân, mà là Trương Huyền chính mình. Phiên Thiên chi ấn với không trung nện xuống, Trương Huyền dưới chân mặt đất sụp đổ, mà hắn cũng một ngụm máu tươi phun ra. Này đã từng đem vùng cấm sinh vật thiếu chút nữa tạp chết đại ấn, bị Trương Huyền một chút lại một chút thêm vào ở trên người mình. Phiên Thiên phiên thiên. Đại ấn niên cuồng nện xuống, trương huyền khí cơ, càng thêm suy yếu. Lúc này trương huyền cách làm, ngay cả thánh chữ thập 18 người, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, quan chiến người, càng là xem không rõ. Trương huyền đây là muốn làm cái gì? Tự sát sao? Cường giả đều có chính mình ngạo khí, càng không cần đề trương huyền loại này trí cường giả, hắn tình nguyện chết ở chính mình trong tay, cũng không muốn làm thánh chữ thập người lấy tánh mạng của hắn. Chê cười, nào có loại này cách nói. Các loại suy đoán tiếng động vang lên, Trương Huyền không quan tâm, theo mỗi một lần đại ấn nện xuống, Trương Huyền trên người hơi thở, đều ở yếu bớt. Mà liền ở Trương Huyền hơi thở mỏng manh đến mức tận cùng, thậm chí làm người cho rằng hắn sắp ngã xuống khi, Trương Huyền trong mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một trận tinh quang. Cái gọi là phiên thiên, có thể tại đây một phương thiên địa nội, thay đổi thiên địa quy tắc. Trương Huyền này đại ấn nện ở trên người mình, không vì cái gì khác, liền vì, này một phương thiên đạo, thêm vào ở chính mình trên người gông xiềng. Trương Huyền lĩnh ngộ không phải thủy tổ nơi thiên đạo, lĩnh ngộ cũng không phải đại ngàn giới thiên đạo, Trương Huyền đi là chính mình đại đạo, là kia vũ trụ ngân hà sao trời đại đạo, là kia thiên địa vạn vật sơ khai đại đạo. Trương Huyền sớm đã có thể đi ra này đại ngàn giới, chỉ là ở thiên đạo trói buộc hạ mới có thể như thế, mà hiện giờ, phiên thiên đại ấn nện xuống, tạp chặt đứt này thiên đạo ở Trương Huyền trên người gông xiềng. Oanh! Ngay trong nháy mắt này Trương Huyền trên người hơi thở, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ ở bò lên, này khủng bố bò lên tốc độ, làm thánh chữ thập 18 người, đều đồng thời biến sắc. Một đóa màu xanh lá hoa sen ở Trương Huyền phía sau nở rộ, cuồn cuộn không ngừng cấp Trương Huyền cung cấp sinh cơ. Một viên thần châu quay chung quanh Trương Huyền thân thể chung quanh, tưới xuống sao trời quang mang, tắm gội Trương Huyền toàn thân. Sao trời ánh sáng đồng dạng đắm chìm trong hoa sen phía trên, làm này đóa hoa sen dần dần phát sinh biến hóa, đây là lục diễn dung hòa thiên địa âm dương ở trương huyền trên người đào tạo ra một đóa tiên liên, lại ở trương huyền hỗn độn thần hải giữa, tiến hóa vì hỗn độn thanh liên. Hỗn độn, đại biểu thiên địa sơ khai khi năng lượng, mà kia thanh liên, cũng bị gọi, bẩm sinh thanh liên, thiên địa thanh liên. Hiện giờ, sao trời quang mang tưới xuống, đây là ở thiên địa sơ khai phía trước, liền tồn tại cuồn cuộn sao trời năng lượng, là kia có thể hình thành đại đạo năng lượng. Hỗn độn thanh liên, với giờ khắc này, lại một lần phát sinh biến hóa, sinh ra tiến hóa. Từ kia hỗn độn thanh liên, hóa thành. Đại đạo thanh liên, trương huyền phía sau nở rộ dị tượng hư ảnh, ở kia vô tận ngân hà giữa, một đóa thanh liên với trong bóng đêm dựng dục mà sinh, này một đóa thanh liên, phảng phất đại biểu toàn bộ vũ trụ, mỗi một viên hạt sen, đều là một ngôi sao. Đây là, đại đạo vật dẫn. Trương huyền trong cơ thể, kia đại đạo nguyên anh hiện lên ở thanh liên phía trên, ngồi xếp bằng tại đây, vô số sao trời quấn quanh đại đạo Nguyên Anh quanh thân, thần tộc hóa thành kim đan, trôi nổi với đại đạo Nguyên Anh đỉnh đầu. Ở đại đạo Nguyên Anh phía sau, mơ hồ thật lớn thân ảnh dần dần hiện lên, đây là kia ma ảnh, là trương huyền trong lòng niệm sở lời nói, cũng có thể gọi vì thần. Ở đại đạo Nguyên Anh lúc sau, trương huyền với đại ngàn giới đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, tiến hành siêu thoát, ở chính hắn trên đường, lại về phía trước bán ra một bước. Nếu là thần niệm biến thành, kia này một cảnh giới, đã kêu làm, phân thần đi. Oanh! Một tiếng trọng vang, trương huyền phía sau dị tưởng rách nát, mà kia tàn phá mà ảnh thân thể, phát sinh biến hóa, mà ảnh thân hình dung hợp, lại dần dần thu nhỏ lại, trở nên càng thêm ngưng thật, thẳng đến xúc thành hơn 10 trượng cao, mới ngừng lại được. Lúc này mà ảnh, có máu có thịt, thân khoác trọng khải, trên đầu mang một trương mặt quỷ mặt nạ, hung thần ác sát. Ta thần niệm tức ta, ta tức ta thần niệm, thần linh mà thôi, lại không phải, không thể đồ. Trương Huyền nhếch miệng cười, liền thấy hắn một bước bước ra, trực tiếp dung hợp tiến này mà ảnh trái tim bộ vị. Phân thần một đạo, cho Trương Huyền một khối thần khu, một khối có thể đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, một khối có thể đạt tới siêu thoát thần khu. Không chung giữa, sấm sét nổ vang. Liên tục hai cổ lực lượng, siêu thoát thế giới này trói buộc, đây là thiên đạo hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Cuồng phong kích động, hình thành long cuốn, cuốn lên cát đá ngập trời. Sơn xuyên nứt toạc, đại địa chấn động, sóng biển quay thượng không chung. Hai cổ hoàn toàn siêu việt đại ngàn giới lực lượng, làm quy tắc của thế giới này, đều bị lan đến gần. Lưỡng đạo thân hình, đều có mấy chục mét. Trên bầu trời, là từ thánh chữ thập 18 người, kết hợp đoá thiên sự ý chí, cộng đồng ngưng tụ mà ra thần linh hư ảnh, thần linh, sánh vai thánh nhân tồn tại. Đại địa thượng, là trương huyền thần niệm biến thành, kia đạo ma ảnh, sát ý ngập trời, toàn thân, tràn ngập một cổ quỷ dị ma tính. Ma ảnh nhìn không chung, dây tiếp theo, nhảy dựng lên. Ở ma ảnh làm ra động tác nháy mắt, đọa thiên sứ hư ảnh cũng động, múa may quyền trượt, tạp hướng ma ảnh. Lưỡng đạo thân hình, tiến hành rồi nhất nguyên thủy vật lột. Đọa thiên sứ hư ảnh một trường huy tới, ma ảnh duỗi tay ngăn cản, đồng thời lại một quyền đánh qua đi. Đọa thiên sứ đồng dạng không giả, cũng là một quyền oanh ra. Hai quyền ở không chung đối chạm vào, này trong nháy mắt, một cổ vô hình lực lượng nổ tung, khủng bố khí lãng làm đại địa đều phiên cái mặt. Ở mỗi ngày cường giả trong mắt, này lưỡng đạo thân ảnh, đều mau thành ảo ảnh, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nghe được kia đối chiến thanh âm vang lên, từng quyền đến thịt, không chung ở nổ vang, linh khí ở dao động, đại địa ở quay. 18 danh thánh chữ thập thành viên cộng đồng gọi ra đoạ thiên sứ hư ảnh, kia đoạ thiên sứ trạng thái cùng bọn họ mỗi người đều cùng một nhịp thở, nhìn không tới hai tôn thần linh đối địch, nhưng xem 18 danh thánh chữ thập thành viên biểu tình, cũng biết này đối chiến có bao nhiêu hung tàn. 18 danh thánh chữ thập thành viên, mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, trong tay pháp ấn không ngừng kết ra. Trên bầu trời, lưỡng đạo thân ảnh chiến mãnh liệt, đánh khó phân thắng bại. Khai, 18 danh thánh chữ thập thành viên đột nhiên tề a một tiếng, liền thấy đoà thiên sứ hư ảnh sáu cánh đồng thời vỗ, vô số căn phi vũ hướng mà ảnh trên người chắt đi, mỗi một cây phi vũ đều có thể so với uy lực cường hãn thần kiếm, có thể chém giết mỗi ngày cường giả. Phi vũ rậm rạp, giống như mưa rào giống nhau. Mà ảnh trên người nháy mắt bị huyết hồng áo giáp bao trùm, ngăn cản phi vũ. Mà đọa thiên sứ cũng nhân cơ hội kéo ra khoảng cách, trong tay quyền trượng liên tục ngúa may, liên tiếp khắc họa sáu cái đại trận ra tới. Này sáu cái đại trận, đều là sát trận, chính là thượng cổ thần linh pháp trận, tuy rằng tàn phá, nhưng cũng cũng đủ khủng bố. Sáu đại pháp trận đồng thời hướng Trương Huyền áp đi, hỗn loạn phong hỏa lôi điện, muốn đem khối này ma ảnh dập nát. Ha ha ha, thần linh pháp trận sao? Trên bầu trời, một đạo kiếm mang quét ngang, chín kiếp kiếm lại là xuất hiện ở ma ảnh trong tay. Này chín kiếp kiếm chính là Lục Diễn để lại cho Trương Nhiên thần khí, hiện giờ lấy ở ma ảnh trong tay, thể tích tự nhiên phóng đại, cũng không có vẻ cổ quái. Trương Huyền múa may chín kiếp kiếm. Huyền Thiên Kiếp kia quay trời cao nước biển đột nhiên chiều đoạ thiên sứ hư ảnh dũng đi, hình thành long cuốn cuồng phong hỗn loạn khủng bố linh khí năng lượng, đồng dạng vây sát hướng về phía đoạ thiên sứ hư ảnh, trên bầu trời có thiên hỏa thiêu đốt. Lúc này Trương Huyền trạng thái, đánh vỡ này phiến thiên địa gông cùng xiềng xích, lại lần nữa thi triển Huyền Thiên Kiếp, là thật sự có thể làm này thiên đạo đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Vài loại bất đồng thuộc tính khủng bố năng lượng ở không trung lẫn nhau va chạm, sở sinh ra lực lượng, thế nhưng xuất hiện bạch diệu, ngay cả kia tràn ngập không trung thật lâu không tiêu tan huyết phân, lúc này đều bị nổ tung. Một người thánh chữ thập thành viên thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, trong miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bị trọng thương, vô pháp tái chiến. Còn lại 17 danh thánh chữ thập thành viên đều là cả kinh. Trương Huyền, thần linh chịu uy không thể nhục, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thánh chữ thập sư lại 17 người tề a à một tiếng, liền thấy bọn họ 17 người đồng thời phụt lên máu tươi, này đó đều là bọn họ tinh huyết, tinh huyết ở mỗi người trước người thiêu đốt, kia đóa thiên sứ hư ảnh nháy mắt trở nên chăm chú nhìn, hơn nữa có kim sắc ngọn lửa ở quanh thân quay chung quanh. Lấy tự thân tinh huyết, làm thần linh ý chí ngắn ngủi thời gian nội có được huyết nhục, có thể thi triển càng vì cường đại thần thông. Sát! Trương Huyền hét lớn một tiếng, lại lần nữa cầm kiếm giết đi lên, chín kiếp kiếm cùng quyền trượng lẫn nhau va chạm, mỗi một lần đều phát ra kim thiết vang lên tiếng động, thanh âm này vang vọng toàn bộ đại ngàn giới làm mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng, chẳng sợ đang ở bế tử quan mùa hè hầu đám người, đều bị thanh âm này quấy dày, không thể không xuất quan. Đại chiến chung quanh, núi lớn tạc nứt, trên bầu trời sở thiêu đốt thiên hỏa hướng mặt đất thiêu lại đây. Nhìn kia mà ảnh hung hãn trình độ, thánh chữ thập người toàn cảm không thể tưởng tượng. Thánh chữ thập người có thể gọi ra đoạ thiên sứ hư ảnh, là bằng vào đoạ thiên sứ một đạo ý chí, bọn họ bản thân chính là tín đồ, lúc này tập hợp nhiều người như vậy chi lực, mới có thể triệu hồi ra này đọa thiên sứ hư ảnh, lại thiêu đốt tinh huyết, khôi phục ý tứ đọa thiên sứ thần thông. Mà Trương Huyền, không có bị bất luận cái gì, chỉ dựa vào tự thân, huyễn hóa ra một đạo ma ảnh, có thể cùng đọa thiên sứ tranh phong. Trương Huyền, người dám xúc phạm thần linh, phải giết. Nói như vậy, ta đều đã nghe phiền, có thể giết ta, vậy tới. Trên bầu trời, rậm rạp kiếm mang xuất hiện, theo Trương Huyền trong tay trường kiếm múa may, vô số kiếm mang với không chung, như là mưa to giống nhau rơi xuống. Còn ở không trung đọa thiên sứ, trực tiếp bị này rậm rạp kiếm mang đinh ở trên mặt đất. Trương Huyền, thánh chữ thập một người hét lớn một tiếng, hắn địa vị hiển nhiên tối cao, đây cũng là thánh chữ thập thành viên xuất hiện lúc sau, lần đầu tiên có người đơn độc nói chuyện, người khinh nhờn thần linh. Người dám hao tổn tinh thần linh, tha cho người không được. Người này giọng nói rơi xuống nháy mắt, một mồm to máu tươi phun ra, còn lại 16 người cũng học này phương pháp, phun ra máu tươi. 17 người phun ra máu tươi tiến hành dung hợp, hóa thành một cái huyết sắc nùng cầu, lấy cực nhanh tốc độ, dung nhập đọa thiên sứ giữa mày. Ở làm xong này hết thảy sau, 17 người thần sắc đều có vẻ ảm đạm rồi rất nhiều, bọn họ trên người khí cơ cũng suy yếu tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng trình độ, phía trước sở bệnh nhà giam tại đây một khắc tự sụp đổ, mấy người toàn bộ rơi xuống đất, khoanh chân mà ngồi. Bị đinh trên mặt đất đỏa thiên sứ, kia ảm đạm ánh mắt giữa, đột nhiên xuất hiện một mặt thần dị liền thấy này chậm rãi giật giật ngón tay, hình như là một cái mất đi ý thức nhiều năm người, đột nhiên khôi phục hành động giống nhau, ở thử khối này thân hình. Giây tiếp theo, một cổ đáng sợ lực lượng từ đoạ thiên sứ trên người bùng nổ mà ra, đó là một mặt màu tím quang mang ở đoạ thiên sứ đồng tử bên trong chợt lóe rồi biến mất. Đem đoạ thiên sứ đinh trên mặt đất kiếm mang toàn bộ đều bị chấn đến dập nát. Đoạ thiên sứ múa may sáu cánh, nhấc lên cuồng phong, này cuồng phong, thậm chí thổi sụp một ngọn núi ngay cả ma âm đều không được lui ra phía sau hai bước, duỗi tay hộ ở trước mặt. Ta cảm nhận được thân hình tồn tại, xúc phạm thần linh giả. Lúc này đây, thanh âm là từ đóa thiên sứ trong miệng phát ra. Đóa thiên sứ vươn một lóng tay, chỉ hướng trương huyền. thân hình ở kia. Đóa thiên sứ thanh âm rơi xuống nháy mắt, thân hình hắn đã đi tới trương huyền trước người, giống như là nháy mắt di động giống nhau, tốc độ mau đến trương huyền đều không có phản ứng lại đây. Đoạ thiên sứ một quyền chém ra, thẳng trung ma ảnh bụng, nhìn như đơn giản một quyền, lại trực tiếp đem này thật lớn ma ảnh đánh phóng lên cao. Trước một cái chớp mắt còn trên mặt đất đoạ thiên sứ, dây tiếp theo lại xuất hiện ở giữa không trung, múa may trong tay quyền trược, dùng sức tạp hướng ma ảnh phía sau lưng. Ma ảnh giống như thiên thạch rơi xuống giống nhau tạp hướng mặt đất. ầm vang, phạm vi trăm dặm, đại địa chấn động, một cái khủng bố hố sâu xuất hiện. Thánh chữ thập 17 người, lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết vì môi giới, ngắn ngủi đánh thức đọa thiên sứ một tia ý chí thanh tịnh Tuy rằng chỉ là một tia ý chí, nhưng lại là thần linh ý chí, này giống vậy là đại ngàn giới này thiên đạo một tia ý chí, đã cũng đủ khủng bố. Lúc này đọa thiên sứ thân hình, là từ đọa thiên sứ tự hành chủ đạo, kia sức chiến đấu cùng thánh chữ thập thành viên tiến hành khống chế, hoàn toàn là hai khái niệm. Thánh chữ thập thành viên chỉ có thể gọi ra này đánh vỡ gông cùng xiềng xích lực lược, nhưng lại không thể tự nhiên vận dụng, nhưng thần linh ý chí bất đồng hố sâu giữa ma ảnh thân hình xuất hiện lại xem ma ảnh kia trên người huyết hồng khôi giáp rách nát trên mặt mặt nả hạ nửa bộ phận cũng toàn bộ tổn hại khóe miệng là hắc hồng trộn lẫn máu trong tay chín kiếp kiếm đã ném lạc một bên ma ảnh duỗi tay hủy diệt khóe miệng máu tiếp theo nháy mắt đọa thiên sứ thân hình lại lần nữa xuất hiện ở ma ảnh trước người giống như vừa rồi giống nhau một quyền chiều ma ảnh trên người đánh đi đọa thiên sứ tốc độ quá nhanh mau đến trương huyền căn bản phản ứng không kịp này một quyền thật mạnh đập ở ma ảnh bụng liền thấy ma ảnh trong miệng một ngụm ma huyết phun ra nhưng lúc này đây ma ảnh cũng không có bị đập trời cao không mà là vững vàng đứng trên mặt đất đọa thiên sứ ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi lại là một quyền đập ở ma ảnh bụng ma ảnh như cú phụt lên ma huyết nhưng hai chân lại không chút sức mẻ ma ảnh dính đầy máu khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị tươi cười giờ khắc này ma ảnh làm ra phản kích một quyền thật mạnh oanh ở đỏa thiên sứ bả vai chỗ đỏa thiên sứ thân thể chấn động lại không có giống ma ảnh như vậy bị oanh ra máu tươi hảo nhược đỏa thiên sứ phun ra hai chữ lại lần nữa huy quyền ma ảnh ngạnh kháng một quyền sau lại làm ra phản kích lưỡng đạo thân ảnh liền như vậy điên cuồng chiều đối phương làm ra công kích loại này đấu pháp giống như không muốn sống giống nhau nhưng ma ảnh bị thương trình độ viễn siêu này đỏa thiên sứ đoạt thiên sứ mỗi một quyền đều cấp ma ảnh tạo thành bị thương nặng. ma ảnh sở dĩ có cơ hội phản kích không giống phía trước như vậy bị oanh trời cao không chỉ vì hắn hai chân chỗ các có một cổ màu đen dòng khí buộc chặt hai chân cùng mặt đất tương khấu liền ở đoạt thiên sứ đệ nhất hạ bày ra thực lực thời điểm trương huyền liền minh bạch bằng vào chính mình hiện tại sở nắm giữ ma khu căn bản vô pháp cùng này chân chính thần linh chống lại bình thường đánh là tuyệt đối đánh không lại chỉ có liều mạng mới có cơ hội. Lưỡng đạo thân ảnh lẫn nhau oanh sát. Ma ảnh lại lần nữa chém ra một quyền, lại bị Đọa Thiên Sứ bắt lấy thủ đoạn. Trò chơi nên kết thúc. Đọa Thiên Sứ khóe miệng gợi lên một mặt nhân tính hóa tươi cười, liền thấy cổ tay hắn dùng sức, ma ảnh cánh tay, thế nhưng trực tiếp bị xoay tròn một vòng, theo sau bị Đọa Thiên Sứ sinh sôi xé rách xuống dưới. A! À, trương Huyền tiếng kêu thảm thiết phá tan phía chân trời, hắc hồng ma huyết phun vãi ra. Này ma khu là Trương Huyền thần niệm biến thành Lúc này Trương Huyền dung nhập ma khu giữa, ma khu hết thảy cảm thụ đều sẽ rõ ràng truyền tới Trương Huyền trên người, tuy rằng cũng không phải Trương Huyền bản thể cánh tay phải bị xé rách xuống dưới, nhưng kia cảm giác đau đớn lại một chút đều không ít. Đóa thiên sứ trong tay sáng lên màu tím quang mang, theo sau một trường phách về phía Trương Huyền kia chặt đứt cánh tay phải miệng vết thương, liền ở quang mang cùng miệng vết thương giao tiếp nháy mắt, màu tím quang mang nháy mắt sỏ xuyên qua ma ảnh toàn thân trên dưới. Ma ảnh phát ra gầm lên giận dữ liền thấy này mở miệng, một ngụm chiều đọa thiên sứ bả vai chỗ táp tới. Ma ảnh điên cuồng cắn xé trụ đọa thiên sứ bả vai, đọa thiên sứ sắc mặt biến đổi, đôi tay màu tím quang mang lóng lánh, không ngừng đập ở ma ảnh trên người, ma ảnh hai chân rốt cuộc vô pháp cùng mặt đất dung hợp, thân hình bị đánh nhô lên, nhưng kia miệng lại như cũ gắt gao cắn ở đọa thiên sứ bả vai chỗ, như thế nào đều không buông khẩu. Màu tím máu tươi cùng hắc hồng ma huyết ở ma ảnh trong miệng không ngừng giao hòa. Ti tiện con dẹp, Đỏ thiên sứ lạnh a à một tiếng, đem trong tay quyền trượng dùng sức ném đi, quyền trượng thẳng thượng trời cao, trên bầu trời, quyền trượng bị màu tím quang mang bao trùm, theo sau thẳng tắp từ không trung giữa rơi xuống, tự ma ảnh đỉnh đầu, sỏ xuyên qua đi xuống. Ma ảnh thân hình, tại đây một khắc, trực tiếp yên lặng, không còn có bất luận cái gì động tác. Đỏ thiên sứ nhìn trước mắt ma ảnh, phát ra một tiếng cười lạnh. Con dẹp chính là con dẹp, đáng chết đồ vật ma ảnh cắn xé trụ đọa thiên sứ bả vai miệng cũng dần dần thả lòng. Đọa thiên sứ vươn một tay, bắt lấy ma ảnh đầu, ngón tay dùng sức, chuẩn bị đem ma ảnh đầu niết bạo. Mà liền ở đọa thiên sứ vừa muốn niết bạo ma ảnh đầu nháy mắt, đọa thiên sứ sắc mặt mãnh biến, thân thể nhanh chóng chiều lui về phía sau đi. Nhưng đọa thiên sứ mới có động tác, kia một con ma thủ liền bắt lấy đọa thiên sứ cánh tay, làm đọa thiên sứ căn bản vô pháp rời đi. Ma ảnh trên người, bỗng nhiên bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa, kia ngọn lửa đồng dạng ở ma ảnh đồng tử bên trong thiêu đốt, ma ảnh đoạn rớt cánh tay phải, tại đây thiêu đốt ngọn lửa giữa, lại lần nữa sinh trưởng ra tới. Đây là thuộc về trương huyền huyết mạch ngọn lửa. Này màu trắng ngọn lửa, làm đọa thiên sứ cảm thấy hoảng sợ. Cút ngay, đọa thiên sứ mãnh quát một tiếng, muốn rút ra kia sỏ xuyên qua ma ảnh thân thể quyền trượng. Nhưng đọa thiên sứ tay mới đụng tới quyền trượng, kia quyền trượng đột nhiên thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, này ngọn lửa làm đọa thiên sứ cảm nhận được đau nhức vội vàng buông lỏng tay ra. Thật là cao quý thần linh a. Ma ảnh mở miệng, Trương Huyền thanh âm truyền ra. Thiêu đốt huyết mạch chi lực đôi tay, trực tiếp bắt lấy đọa thiên sứ phía sau hai căn lông cánh, dùng sức một xé. Lúc này đây, đổi làm đọa thiên sứ phát ra kêu thảm thiết, sau lưng một đôi lông cánh, liền như vậy bị Trương Huyền sinh sôi xé xuống dưới. Ở phương Tây thần thoại giữa, thiên sứ lông cánh, đại biểu cho thiên sứ thần lực, truyền thuyết giữa thần vương, có được 12 chỉ cánh. Cánh đối phương Tây Thần Linh có quan trọng nhất ý nghĩa, lúc này, một đôi lông cánh bị xé xuống, xé bỏ không riêng gì đọa thiên sứ thân hình, càng là này lực lượng. Không có khả năng, không có khả năng, đọa thiên sứ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn ma ảnh, nói đúng ra, là nhìn ma ảnh hai mắt bên trong sở thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, đó là trương huyền huyết mạch chi lực, sao có thể? Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Không có khả năng. Nhìn dáng vẻ, người thực sợ hãi, nếu sợ hãi, vậy là tốt rồi làm, Ma ảnh đem trong tay lông cánh một ném, lại một lần bắt được đọa thiên sứ cánh, lại lần nữa dùng sức một xé. A a, đọa thiên sứ ở thống khổ kêu rên. Không cần, ta cầu ngươi, tha ta, tha. Ma ảnh khóe miệng lộ cười, bắt lấy đọa thiên sứ cuối cùng kia một đôi cánh chim, không lưu tình chút nào xé rách mà xuống. Giờ khắc này, đọa thiên sứ tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ đại ngàn giới, đây là thần linh kêu rên. Ma ảnh phía sau Hóa ra một phen màu đen lưới hái, này lưới hái chiếu vào đọa thiên sứ đồng tử bên trong. Đọa thiên sứ kia màu tím đôi mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Đọa thiên sứ một khuôn mặt tức khắc xuất hiện nồng đậm sợ hãi chi sắc. Ma ảnh bắt lấy đọa thiên sứ hai vai, dùng sức nhảy lên không chung, Đọa thiên sứ không có một chút hít phản kháng. Ma ảnh trên người màu trắng ngọn lửa, thiêu đốt huyết phân. Kia một mặt đã lâu ánh mặt trời tưới xuống tắm gội ma ảnh toàn thân. Tại đây chói mắt ngược sáng hạ, liền thấy ma ảnh đôi tay một xé kia thần linh thân hình, với không chung, bị hoàn toàn xé rách. Thần huyết, tưới xuống. Ở đã lâu ánh mặt trời dưới, kia nói màu đen thân ảnh, tượng trưng cho vô địch. Thần huyết tưới xuống, rơi trên mặt đất thiêu đốt, sợ bị thần huyết sở thiêu đốt quá mặt đất, trở nên đen nhánh một mảnh. Trên bầu trời, kia ma ảnh trong tay, là đã xé rách thiên thần sa đỏa thân hình. Theo ma ảnh ngón tay buông ra, kia thiên thần sa đỏa thân hình, cũng tự nhiên hạ trụy, với không trung thiêu đốt, cũng không có rơi xuống đất. Đây là thần linh, tuy rằng chỉ là lấy ý chí vì môi giới huyễn hóa ra thân hình, nhưng cũng là phiến đại địa này sở không thể dung. Thần linh, chính là cùng thánh nhân đồng dạng tồn tại. Tuy rằng này thiên thần sa đọa lúc này có được thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ vạn nhất, nhưng thần linh trung quy là thần linh, đây là thần ý chí tiến hành tiêu tán. 18 danh thánh chữ thập thành viên, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ thiêu đốt tinh huyết sở dung hợp ra tới chân thần, đã chết. Trên bầu trời, 18 nói kiếm mang xuất hiện, ở kia trói mắt dưới ánh mặt trời, 18 nói kiếm mang bắn nhanh mà ra, đồng thời sỏ xuyên qua thánh chữ thập 18 người thân thể. Đại ngàn giới thần bí nhất thế lực, thánh chữ thập mạnh nhất chiến lực, tại đây một khắc tan thành mây khói. Trương huyền thân ảnh, khác ở mọi người trong mắt, đây mới là chân chính thế gian vô địch, liền thần linh đều nhưng chém giết. Thật lớn mà ảnh dần dần biến mất, Trương huyền nguyên bản thân hình hiện lên ở không trung. Xem Trương huyền, Lăng không mà đứng, đôi tay lưng đeo phía sau. Trên bầu trời, màu trắng huyết mạch ngọn lửa biến mất, kia đã lâu một mặt ánh mặt trời cũng chậm rãi giảm bớt, huyết vân lại tràn ngập khắp không trung. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trên bầu trời huyết vân. "Trương Huyền, ta Đạm Đài Tinh Thần thề, chỉ cần ngươi không ghi hận hôm nay việc, từ nay về sau, ta Đạm Đài Tinh Thần, chỉ cần nghe được tên của ngươi, liền đường vòng mà đi." Đạm Đài Tinh Thần ánh mắt ảm đạm, lúc này hắn không dám lại phóng bất luận cái gì tàn nhẫn lời nói hắn thấy rõ, chính mình cùng Trương Huyền chi gian khoảng cách quá lớn. Nguyên bản, đạm đài tinh thần bị người cho rằng là cùng Trương Huyền tề danh thiên kiêu, thậm chí hiếu thắng quá Trương Huyền. Trương Huyền xem cũng chưa xem đạm đài tinh thần liếc mắt một cái, hắn ánh mắt như cũng nhìn trên bầu trời huyết vân, ra tiếng nói, đạm đài tinh thần, đối thủ của ta, trước nay liền đều không phải ngươi. Tẫn hiện nghèo túng đạm đài tinh thần bỗng nhiên sửng sốt, hắn đối chính mình định nghĩa, chính là Trương Huyền mạnh nhất địch nhân, hắn một năm thời gian đều đang tìm kiếm Trương Huyền, nhưng hiện tại lại nghe Trương Huyền nói ra lời này, đối thủ của hắn, trước nay đều không phải chính mình, hắn, trước nay cũng chưa đem chính mình đương quá đối thủ. Hoặc là nói, ở trong lòng hắn, chính mình liền không xứng trở thành đối thủ của hắn. Đạm đài tinh thần ngẩng đầu, nhìn về phía không trung giữa kia nói tuổi trẻ thân ảnh, tại đây một khắc, hắn mới triệt triệt để để minh bạch, chính mình cùng Trương Huyền chi gian tranh lệch lớn nhất, không phải kia khó có thể đền bù thực lực, mà là chính mình chỉ sợ suốt cuộc đời đều không thể lý giải cảnh giới. Vật khoa thành chung quanh thành trấn truyền tống trận thường xuyên lập lè quang mang, như cũng có người không ngừng đuổi tới nơi này, theo sau nghe nói trương huyền sự. Đại hạ hoàng chủ tới. Vân lôi hoàng chủ cũng tới rồi. Thánh hoàng chủ đến. Tam đại hoàng triều hoàng chủ toàn bộ đều đến, bọn họ gần nhất, liền nhìn đến kia lăng không mà đứng thân ảnh. Nhìn dáng vẻ, không ai có thể giết được rất hắn a. À. Thánh Hoàng chủ nhìn thoáng qua ánh mắt kia giải ra đạm đài tinh thần, lại nhìn nhìn Trương Huyền, trong lòng hiểu rõ. Trương Huyền, chém giết thần linh, vân lôi Hoàng chủ ở cảm khái, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Chúng ta đều quá coi khinh hắn a. À. Thánh Hoàng chủ thở dài. Ban đầu, bọn họ chỉ đem Trương Huyền coi như một cái tiểu bối, tuy rằng cùng hồng tộc có vướng bận, thân phận có chút đặc thù, nhưng mặc kệ ở trên thực lực vẫn là uy vọng thượng, đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay, bọn họ lại xem Trương Huyền Khi, phát hiện chính mình căn bản là nhìn không thấu người này. Mùa hè hầu nhìn chăm chú vào trên bầu trời Trương Huyền, mày nhân lại, hắn luôn có một loại cảm giác không ổn, nhưng lại không thể nói tới, kia một loại dự cảm bất hảo, không ngừng ở mùa hè hầu trong lòng quanh quẩn. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn khóe miệng, đột nhiên gợi lên một nụ cười, mới kết thúc huyết chiến Trương Huyền, đột nhiên vươn một tay, chín kiếp kiếm hiện lên ở Trương Huyền lòng bàn tay bên trong. Trương Huyền trở tay nắm lấy chuôi kiếm, liền thấy cánh tay hắn dùng sức múa may dưới, từng đạo kiếm mang phóng lên cao, thẳng đến không trung mà đi. Kiếm mang rậm rạp, phảng phất vô cùng vô tận, nảy lên không trung. Trương Huyền trên người hiện lên dị thú hư ảnh, cũng toàn bộ phóng lên cao, hướng kia huyết vân lúc sau mà đi. Đây là đang làm gì? Hắn muốn bổ ra huyết vân. Thiên đạo hàng lệnh, muốn chu sát Trương Huyền, một ngày không giết Trương Huyền, huyết vân một ngày không tiêu tan, nhưng thử hỏi thế gian này, ai có thể làm được chu sát Trương Huyền? Trương Huyền là muốn lấy bản thân chi lực bổ ra huyết phân, còn thế giới một cái thái bình. Cái gì kêu thái bình? Trương Huyền chọc giận thiên đạo, hắn không chết, thiên hạ liền không yên ổn. Có người như vậy quát. Ta chờ nghịch thiên mà đi, cái gì kêu chọc giận thiên đạo? Trương Huyền động tác, đưa tới một đạo lại một đạo nghị luận thanh. Trương Huyền lúc này giống như một cái máy móc giống nhau nhất kiếm lại nhất kiếm bổ ra, đạo đạo kiếm mang tận trời, hoàn toàn đi vào huyết vân giữa. Tuy rằng chu sát thần linh, nhưng kia chỉ là thần linh một đạo tàn khuyết ý chí mà thôi. Cùng chân chính thần linh kém quá nhiều, hắn hiện tại muốn bổ ra huyết vân, cùng thiên đạo chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vọng tưởng cùng thiên đạo chống lại, Trương Huyền là cường không tồi, là hiện giờ đệ nhất nhân, nhưng ở thiên đạo trước mặt, còn chỉ là con kiến mà thôi. Trương Huyền động tác bị có chút người lấy ra tới Đàm Thiếu. Mà nói cười người cũng không biết, lúc này ở Hồng Sơn bên trong, kia 12 đạo pho tượng phía trên chính xuất hiện vết rách. Mau, mau đi ngăn cản, Trương Huyền muốn phá phong ấn. Ngăn cản Trương Huyền, hắn là tội đồ, hắn đã nhập ma, hắn muốn thay đổi tổ tiên lập hạ quy củ, hắn muốn phóng vùng cấm sinh vật tiến vào. Thanh âm từ kia pho tượng phía trên phát ra, có vẻ phá lệ nôn nóng. Thanh âm này vang lên Cả tòa Hồng Sơn kinh hãi. Trương Huyền, dám ngươi. Một đạo a thanh từ Hồng Sơn bên trong phát ra, theo sau, liền thấy rậm rạp kim sắc thân ảnh từ Hồng Sơn phóng lên cao, thẳng đến vật khoa thành phương hướng mà đi. Các ngươi như vậy không kịp, ta chờ chờ các ngươi giúp một tay. Hồng trên núi, 12 đạo pho tượng đồng thời sáng lên quang mang, một cái thật lớn truyền tống trận từ Hồng trên núi mới hình thành. Đây là tổ tiên lưu lại kia tòa đại trận nhưng xuất hiện ở đại ngàn giới bất luận cái gì một chỗ địa phương. Thánh nhân đại trận tế ra tới, kia trương huyền đến thấp muốn làm cái gì? Vô số kim sắc thân ảnh dũng mãnh vào này đại trận giữa, kéo dài qua toàn bộ đại ngàn giới, theo sau, xuất hiện ở vật khoa thành bên không đến 500 dặm địa phương. Đối với loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, 500 dặm khoảng cách cũng không tính xa. Dặm dạp kim sắc thân ảnh lan tràn nửa bầu trời, theo sau, đồng thời hướng vật khoa thành phương hướng mà đi đứng ở không trung trương huyền huy kiếm động tác đột nhiên một đốn hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa đó là hồng tộc mọi người sở xuất hiện phương hướng lúc này còn nhìn không tới bóng người nhưng trương huyền đã có thể cảm nhận được ngồi không yên sao trương huyền lẩm bẩm ra tiếng nhìn dáng vẻ người còn không có trong tưởng tượng như vậy lợi hại a à. vật khoa thành chung quanh đã tụ tập quá nhiều quá nhiều người trong giây lát một cổ khủng bố uy áp tự không chung mà đến kêu uy áp thậm chí làm ở đây người đều cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Này, đây là có chuyện gì? Hay là, còn có người muốn sát Trương Huyền? Liên thánh chữ thập đều thất bại, ai còn có thể sát Trương Huyền? Có người phát ra như vậy nghi hoặc. Một người hơi hơi mỉm cười, ha ha, chư vị, đừng quên, thánh chữ thập, chỉ là làm hoàng triều kiêng kỵ mà thôi, nhưng ở đại ngàn giới, có một cái thế lực, là muốn cho tam đại hoàng triều đều đi triều bái. Hồng tộc, ở một người hô lên hồng tộc hai chữ nháy mắt, Dậm dạp kim sắc thân ảnh che trời lấp đất mà đến, dẫn đầu là một người kim giáp trung niên. Trương Huyền, người đang làm cái gì? Kim giáp trung niên phát ra một tiếng bạo A, à, huyền hoàng huyết mạch thiêu đốt dựng lên. Trương Huyền một trận chiến sát thần linh, hắn chiến tích ở trước tiên truyền tới Hồng Sơn. Lúc này đây, 12 điêu khắc khởi động thánh nhân đại trận, trực tiếp đem Hồng Sơn thế lực truyền tống đến tận đây. Bởi vậy có thể thấy được tình huống nguy cơ trình độ, cho nên này kim giáp trung niên trực tiếp thiêu đốt huyết mạch hồng tộc cũng muốn sát Trương Huyền. Chân chính trên đời toàn địch A. À. Mọi người ở kinh hô. Trương Huyền chỉ là nhìn thoáng qua hồng tộc người tới, theo sau thu hồi ánh mắt, không hề xem bọn họ, mà là lại một lần muốn may cánh tay, chém về phía ngày đó lỗ hồng chung Kim giáp trung niên trực tiếp hướng Trương Huyền vào tới, đồng thời trong miệng hét lớn, Trương Huyền, dừng tay. Người có biết hay không người đang làm cái gì? Người cho ta dừng tay. Một đạo phi đầu tán phát thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trương huyền cùng kim giáp trung niên chi gian, chặn kim giáp trung niên lộ. Thân ảnh ấy cầm trong tay một phen màu đen trường giản, mở ra hai tay. Kim giáp trung niên thân hình một đốn, nhìn trước mắt thân ảnh, ra tiếng nói, nguyên linh thành chủ, ta biết ngươi cùng trương huyền giao tình không cạn, nhưng chuyện này ta hy vọng ngươi không cần tham dự. Này phi đầu tán phát thân ảnh, đúng là triệu cực. Triệu cực đã sớm đã đến, chỉ là vẫn luôn, không có hiện thân mà thôi. Triệu cực nhìn kim giáp trung niên, khẽ lắc đầu, hắn thanh âm có vẻ có chút khàn khàn, ta huynh đệ sự, chính là chuyện của ta. Người không hiểu hắn đang làm cái gì, kim giáp trung niên huyết mạch thiêu đốt, tùy thời đều có ra tay khả năng. Triệu cực nhìn kim giáp trung niên, lộ ra khinh thường tươi cười, là người không hiểu hắn đang làm cái gì, đồng thời, người cũng không hiểu chính mình đang làm cái gì. Nguyên linh thành chủ, ta không có thời gian cùng ngươi chơi loại này văn tự trò chơi, ngươi hoặc là tránh ra, hoặc là chết, kim giáp trung niên trên người, một cổ cường đại huy áp hướng triệu cực áp đi. Triệu cực trên người, nguyên linh huyết mạch đồng dạng thiêu đốt, huyền hoàng huyết mạch không hổ là đến từ chính vùng cấm chỗ sâu trong, quả nhiên lợi hại, bất quá. Người huyết mạch quá loáng, nếu ta để muội đến người cái này cảnh giới, lấy huyết mạch chi lực phóng thích huy áp, khả năng ta đã không đứng được. Kim giáp trung niên vừa muốn động thủ, nghe được triệu cực lời này, thân hình một đốn, người nói cái gì? Ta nói đã thực minh bạch, triệu cực từ rách nát quần áo nội lấy ra một hộp thuốc lá hắn tuy rằng quần áo rách nát nhưng này hộp thuốc lá bảo tồn hoàn hảo nhìn kỹ hắn này một hộp thuốc lá mới trừ một cây hiện tại lấy ra là đệ nhị căn triệu cực đem một cây thuốc lá ngậm ở ngoài miệng bặc lửa sau hít sâu một hơi ta tưởng ta hẳn là không cần lại lặp lại lần thứ hai đi kim giáp trung niên nhìn triệu cực lại nhìn nhìn trương huyền cuối cùng ánh mắt tập trung ở chính mình đôi tay phía trên trương huyền nhìn không chung đột nhiên cười to ra tiếng, ha 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 ha. Làm hồng tộc người tới đối phó ta, nhìn dáng vẻ, ngươi là thật sự luống cuống. Người khác nếu xem Trương Huyền, sẽ cảm thấy phá lệ kỳ quái, Trương Huyền trước mặt rõ ràng một người không có, hắn giống như là một người ở kia lớn tiếng lầm bầm lầu bầu giống nhau. Như thế nào, ngươi còn tưởng che giấu tới khi nào, ngươi thật sự cho rằng, hết thảy liền làm thiên y vô phùng sao. Kỳ thật, người che giấu thật sự thực hảo, người bắt trước ra quy tắc, đem hết thảy đều hoàn mỹ vận hành, nhưng người cố tình không nên, cứ như vậy cấp giết ta. Ta đối trệ thú thời điểm, có người trợ lực, ta có thể bị thương nặng nó, đây là bởi vì, người sợ nó nói ra lời nói thật đúng không? Người thật liền cho rằng, bên ngoài hết thảy, đều sẽ không bị người biết. Người thật cho rằng, người phong tỏa hết thảy, khống chế hết thảy. Người có từng nghe nói, lục diễn chi danh. Người có biết, ở thủy tổ nơi, có cái ngọc hư đạo quan. Người có biết, Thủy tổ nơi, có đem tổ binh, tên là Mệnh Liêm, nhưng xem nhân tâm trung sợ hãi cùng với suy nghĩ. Người có biết, chân chính thế giới, sớm đã cùng thủy tổ nơi sinh ra liên hệ, tuy rằng chỉ có như vậy một cái trước mắt, nhưng cũng cũng đủ, thấy rõ chân tướng. Người thật cho rằng, ta trương huyền cái gì đều không biết. Người thật cho rằng, ta trương huyền là bằng vào một đầu nhiệt huyết sông vào đại ngàn giới chung. Cái gọi là thánh nhân, bất quá chê cười. Cái gọi là đại ngàn giới, bất quá chê cười cái gọi là cấm chế bảo hộ, bất quá chê cười. Cái gọi là vùng cấm, bất quá chê cười. Thế nhân không biết, cái gọi là thánh nhân là lớn nhất kẻ trộm. Cái gọi là đại ngàn giới, bất quá là cái đại ngàn nhà giam. Cái gọi là cấm chế, không phải bảo hộ, mà là hạn chế, cái gọi là vùng cấm mới là chân chính thế giới. Trương Huyền nhìn không chung, đạo đạo thanh a, đạo đạo như sấm sét nổ vang. Thánh nhân, nếu thật là thánh nhân, nếu thật là vì thiên hạ thương sinh, nếu thật là vì phúc trạch, cần gì phải lập hạ nhiều như vậy pháp tắc, cần gì phải xây dựng một cái tốt đẹp biểu hiện giả dối. Tốt đẹp là hủy diệt hết thảy đầu cuối, đạo lý này, có thể nào không rõ. Người còn tưởng tiếp tục giấu đi đi sao, ân, cái gọi là, thánh nhân. Trương Huyền nói, vang vọng toàn bộ đại ngàn giới, tất cả mọi người nghe được Trương Huyền lời nói. Thánh nhân, là kẻ trộm. Đại ngàn giới, là đại ngàn nhà giam. Cấm chế là hạn chế. Vùng cấm, mới là chân chính thế giới trương huyền mỗi một câu đối thế giới này mà nói đều là đại nghịch bất đạo ở đại ngàn giới hồng tộc có được trí cao vô thượng địa vị hồng tộc thánh nhân càng là mỗi người đều từ trong lòng cúng bái anh hùng lúc trước trùng tộc thế yếu là hồng tộc thánh nhân vì thiên hạ thương sinh thỉnh nguyệt được đến công đức đạp đất thành thánh hóa hạ cấm chế mới có đại ngàn giới hơn nữa bảo hộ đại ngàn giới không bị ngoại giới vùng cấm sở cắn nuốt nhưng trương huyền hiện tại theo như lời hết thảy hoàn toàn lật đổ mọi người trong lòng đã sớm biết đến cái này cách nói. Đại ngàn giới không phải đại ngàn giới, thánh nhân không phải thánh nhân, vùng cấm cũng đều không phải là vùng cấm. Ngươi nếu tưởng tiếp tục xây dựng cái này biểu hiện giả dối, đại nhưng tiếp tục, nhưng tiền đề là, người có năng lực, tiếp tục duy trì cái này nhà giam. Trương huyền kiếm trong tay hoành trong người trước, chín kiếp kiếm đệ tam kiếp, bị màu trắng ngọn lửa sở thiêu đốt, bắt đầu phát ra ánh sáng. Liền tại đây một khắc, trên bầu trời huyết phân đột nhiên quấy dũng hướng một phương hướng theo huyết phân vào tới trên bầu trời xuất hiện một trương huyết hồng cự mặt một con mắt liền có thể so với một tòa thành trì này trương huyết hồng cự mặt xuất hiện làm mọi người đều có một loại hít thở không thông cảm loại này hít thở không thông cảm là đến từ linh hồn thượng áp chế màu đỏ cự mặt với trên bầu trời hình thành kia so thành trì còn muốn thật lớn hai mắt bên trong biến ảo toàn bộ thế giới vô biên đây là cái gì này Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, này khủng bố một màn, tác động mỗi người tâm. Trương Huyền trong mắt ý cười càng sâu, hắn thu hồi trong tay trường kiếm, mở miệng ra tiếng, rốt cuộc chịu lộ diện sao. Trương Huyền, người so với ta trong tưởng tượng, càng lớn mật. Trên bầu trời kia Trương Cự mặt mở miệng, hắn thanh âm có vẻ hồn hậu, trầm thấp, mỗi nói ra một chữ, đều sẽ có một phương đại địa vỡ ra, sẽ có một tòa núi lớn sụp đổ. Lớn mật, người định nghĩa liền có vấn đề. Trương Huyền ngôn ngữ bên trong mang theo một tia thuyết giáo hương vị, cái gọi là lớn mật, là đối mặt sợ hãi đồ vật muốn lấy hết can đảm khi, mới kêu lớn mật, đáng sợ sợ, phần lớn là nguyên tự với không biết, thế nhân không dám làm một ít việc, chỉ là bọn hắn còn không có thấy rõ bản chất, mà một khi thấy rõ bản chất, hết thảy liền đều có vẻ rất đơn giản, đúng không? Trên bầu trời kia Trương cử mặt không có ra tiếng. Trương Huyền duỗi tay gãi gãi cái gáy, lộ ra nghi hoặc thần sắc, đúng rồi, ta nên như thế nào xưng hô ngươi đâu là thiên đạo vẫn là hồng tộc thánh nhân trương huyền nói lại một lần đưa tới nổ vang đưa tới oanh động thiên đạo hồng tộc thánh nhân gương mặt này đó là thiên đạo mà thiên đạo là hồng tộc thánh nhân không phải nói hồng tộc thánh nhân vì thương sinh thỉnh nguyện thiên đạo giáng xuống công đức lúc này mới thành thánh sao như thế nào hồng tộc thánh nhân chính là thiên đạo đây là có chuyện gì tại đây một khắc nguyên bản rõ ràng thế giới như là đột nhiên bao phủ một tầng sương mù, làm người thấy không rõ. Nga, không đúng, Trương Huyền trên mặt nghi hoặc đột nhiên biến mất, nói đúng ra, ở thủy tổ nơi, đối với ngươi xưng hô hẳn là, giám ngục trường. Ân, đối, cái này xưng hô, không sai được. Trương Huyền, hồ ngôn loạn ngữ. Trên bầu trời, khủng bố uy áp truyền đến, hướng Trương Huyền trấn áp mà đi. Tại đây khủng bố uy áp trước, Trương Huyền lù lù bất động, hắn phía sau, kia đó đại đạo thanh liên vì hắn căng ra một mảnh dị tượng khỏi bị uy áp xâm nhập như thế nào tức muốn hộc máu trương huyền vẻ mặt tiện cười nói thật ta thật sự thực thích xem người loại này tưởng lộng chết ta nhưng cố tình lại đối ta không thể nề hà bộ dáng người tưởng giấu giếm sự thật người chờ đợi nhiều như vậy năm tháng lập tức liền phải thành công nhưng cố tình phải bị người ta nói phá hết thảy loại cảm giác này rất khó chịu đi người câm mồm trên bầu trời sấm sét rơi xuống này sấm xét thanh nổi lên bốn phía, bao phủ trương huyền thanh âm. Đồng thời, biển rộng quay cuồng, thẳng trời cao không, nước biển cuốn lên sóng gió động trời, hỗn loạn cự thạch, lây dính ngày đó chống trải hạ lôi đình chi lực, hướng trương huyền mà đến. Đây là đến từ chính này phiến thiên địa lực lượng, nhưng trương huyền trước sau đứng ở nơi đó, đại đạo thanh liên hộ thể, sở hữu hết thảy, đều không thể gần hắn thân, hắn giống như liền không tồn tại với cái này thế gian giống nhau. Người muốn giết ta, nhưng lấy ngươi hiện tại trạng thái, ngươi làm không được, nếu là nhân hình thái ngươi, khả năng một quyền là có thể oanh giết ta. Trương Huyền tin tưởng tràn đầy, nhưng hiện giờ ngươi, đem chính mình hóa thành quy tắc, hóa thành pháp tắc, lực lượng của ngươi chỉ có thể mặt sát với này phiến pháp tắc dưới, ta chưa bao giờ lĩnh ngộ quá ngươi sở sáng tạo ra tới thiên đạo, ngươi lấy cái gì giết ta đâu. Ai có thể nghĩ đến, cái gọi là thánh nhân, lại là đạo tặc, cái gọi là chân tướng, đều chỉ là bịa đặt ra tới chuyện xưa, cái gọi là yên vui hoa, thật là dương vòng nhưng lại là đem lang nhốt lại dương vòng làm lang cho rằng chính mình là dương chẳng sợ một con lợn rừng đều có thể đem ở tại dương trong giới bầy sói làm đến long trời lở đất đến đây đi làm ta đếm kỹ một chút tội danh của ngươi nên từ nơi nào nói lên hảo đâu ngươi bệ nói dối lừa bịp thiên hạ cái gọi là đại ngàn giới bất quá một nhà giam mà ngươi chân chính mục đích chính là kia hùng tộc huyết mạch đúng không hùng tộc ra đời với thiên địa chi sơ huyết mạch ra đời với thiên địa chi sơ, nhưng vô tận năm tháng hạ, hồng tộc thế yếu, người mạnh mẽ đem một bộ phận hồng tộc cầm tù tại đây, cho bọn hắn bệnh một cái tốt đẹp ảo giác. Nói cho bọn họ người chính là bọn họ tổ tiên, nói cho bọn họ muốn tìm kiếm người chuyển thế. Huyết mạch thuần tịnh người chuyển thế. Ha 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 ha, thiên đại chê cười, người suy nghĩ tìm huyết mạch thuần tịnh người, chỉ là tưởng chiếm cứ này thân thể, cướp lấy này huyết mạch đi. Cái gọi là phong tình, bất quá là chậm rãi phong ấn nàng ký ức rốt cuộc lấy người hiện tại trạng thái, điều động thiên địa quy tắc có thể, cũng thật muốn tiến hành đoạt xá, quá khó quá khó khăn. Đại ngàn giới, chính là thỏa mãn người tư dục một cái đặc thù thế giới mà thôi, ở chân chính thế giới trước mặt, đại ngàn giới chỉ sợ cái gì đều không tính, ta rất tò mò, bên ngoài người là như thế nào đối đãi đại ngàn giới. Một tòa tử thành, hoang dã nơi, hoặc là nói, một vị đại năng đạo tràng. Người bày ra phong ấn, không cho bất luận kẻ nào rời đi, Phàm là tiến vào giả, đều phải giết chết. Chính là không nghĩ nói dối bị người vạch trần. Ngươi là thánh nhân, ngươi bảo hộ thiên hạ, nếu không có ngươi, mọi người sẽ trưởng thành càng tốt, nếu không có ngươi, những cái đó kinh tài tuyệt diễm hạng người, lại như thế nào nhân thiên đạo trói buộc mà chết đi? Nếu không có ngươi, mỗi người đều thành công long chi vọng. Ngươi, vì bản thân tư dục, tai họa sinh linh đâu chỉ ngàn vạn. Ngươi, không xứng tiếp tục tồn tại. Ngươi, không xứng bị gọi thiên đạo ngươi, mới hẳn là, bị phong tỏa tại đây nhà giam bên trong. Hôm nay ta trương huyền, nguyện vì thiên hạ thương sinh thỉnh mệnh, lại lần nữa mở rộng ra thiên môn. Ta nguyện phá này thiên đạo, ta nguyện, hủy hoại này nhà giam, ta nguyện còn đại ngàn giới, một cái thanh minh, thiên có cửu trọng, một trọng trời xanh, nhị trọng huyền thiên, tam trọng xích thiên, bốn trọng hạo thiên, năm trọng viêm thiên, sáu trùng dương thiên, bảy trọng u thiên, bát trọng biến thiên, cửu trọng quân thiên. Có từng nghe nói, có này đại ngàn chi thiên. Trương Huyền nói, làm mọi người, lâm vào ngây người giữa, bọn họ sở nhận chi hết thảy, tại đây một khắc, bị triệt triệt để để, điên đảo. Đại đạo thanh liên, ở Trương Huyền phía sau nở rộ quang hoa, Trương Huyền sau lưng không chung, nháy mắt trở nên ngân hà lộng lẫy Kia một cái ngân hà sỏ xuyên qua chân trời, mây đỏ không thấy. Kia đại đạo thanh liên vô số lần phóng đại, mười trường, trăm trượng, ngàn trượng. Tiếp thiên liền mà. Tựa như là này một gốc cây thanh liên, tạo ra khắp vũ trụ ngân hà. Có hạt sen tràn ra, kia không phải hạt sen, mà là từng viên sao trời, vần quanh Trương Huyền quanh thân. Trương Huyền giống như kia sao trời đại đế giống nhau, ngân hà vần quanh, vô số sao trời ánh sáng quấn quanh Trương Huyền quanh thân. Ở kia ngân hà giữa, xuất hiện đạo đạo hoa văn, đó là đại đạo chi văn, so với phía trước càng thêm rõ ràng, càng thêm sáng tỏ. Thật lớn hư ảnh ở Trương Huyền phía sau hình thành kia hư ảnh thượng truyền đến khủng bố hơi thở, giống như có thể diệt thế. Trương Huyền, vì khai thiên đại đế. Kia hư ảnh, là diệt thế ma thần. Một niệm khai thiên, một niệm diệt thế. Lúc này Trương Huyền, ở đại ngàn giới, tẫn hiện khủng bố. Bởi vì tại đây đại ngàn giới, đã không có bất luận cái gì có thể siêu việt Trương Huyền, không có bất luận cái gì có thể hạn chế Trương Huyền, chẳng sợ liên thiên đạo, cũng không được. Đại ngàn giới, cũng nên biến mất. Đại ngàn giới, kia trương cự mặt chiếm cứ nửa bầu trời. Trương huyền phía sau ngân hà, đồng dạng chiếm cứ nửa không chung. Cái gọi là vùng cấm phong ấn buông lỏng, bất quá là một cái bức bách người khác nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch âm mưu, ba năm đối với người mà nói, có thể nói là búng tay một sát, nhưng cũng có thể là vĩnh hằng, mất đi đi. Đầy trời sao trời hướng một phương hướng ngưng tụ, ở kia ngân hà ngưng tụ địa phương, đúng là chín kiếp kiếm. Trương huyền cánh tay múa may, kia chín kiếp kiếm cũng nghiêng đứng lên tới, ngừng tụ ngân hà. Trương Huyền, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể, huyết sắc cự mặt ở rít gào, sơn xuyên nổ vang, cảm giác thế giới đều phải sụp đổ giống nhau. Chậm, Trương Huyền vươn kiếm chỉ, chỉ hướng trên bầu trời kia Trương cự mặt, xích thiên kiếp. Đến từ chính đệ tam trọng thiên xích thiên kiếp, với lúc này chém ra. Thiên kiếp là cái dạng gì? Là thiên hỏa sao băng? Là cuồng phong long cuốn? Là núi sông nứt toạc? có lẽ chỉ là một mặt bạch quang. Đường kia một mặt bạch quang hiện lên, trên bầu trời cự mặt, bị một phân thành hai, kia trương cự mặt trở nên dữ tợn, có thể so với thành chỉ hai mắt bên trong, tràn ngập không cam lòng. Không có khả năng, ta lập tức liền thành công, chuyện này không có khả năng. Trương huyền chắp tay trước ngực, bỗng nhiên bảo A một tiếng, ngân hà mất đi. Liền tại đây một tiếng A chung, đầy trời ngân hà nổ mạnh mở ra, ban ngày tại đây một khắc xuất hiện, mọi người đồng tử giữa, lúc này có khả năng nhìn đến, chỉ có một mảnh thuần trắng, tại đây thuần trắng giữa, không còn có bất luận cái gì còn lại sắc thái. Hồng Sơn phía trên, kia 12 tôn tượng đá, tại đây một khắc hoàn toàn nổ tung. Khai thiên, diệt thế. Trương huyền thanh âm, tại đây thuần trắng giữa vang lên. Ở kia một mảnh thuần trắng giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ màu đen cự ảnh, cự ảnh dò ra đôi tay, dùng sức chiều thân thể hai bên một xé, một đạo lại một đạo gông xiềng hướng này cự ảnh đánh úp lại, cự ảnh tựa như ma thần, xé nát từng đạo gông xiềng. Kia gông xiềng băng toái thanh âm ở mọi người trong tai vang lên, một cái, hai điều, ba giây. Băng toái thanh âm rậm rạp, căn bản không đếm được, nhưng ít ra có ngàn vạn điều. Theo ngàn vạn điều gông xiềng rách nát, mọi người trước mắt ban ngày dần dần biến mất, kia một chương cự mặt, cũng tại đây ban ngày giữa bị xé nát. Đường cự mặt vỡ vụn một khắc, màu đen cự ảnh đình chỉ động tác, dần dần, màu đen cự ảnh tại đây ban ngày chi gian biến mất, hóa thành một cái điểm đen, đúng là Trương Huyền. Nguyên bản rượu thạch thành nơi, đang ở tụng kinh toàn len keng đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn phát hiện, quấn quanh ở Trương Huyền trên người tội nhiệt cùng nghiệp lực, đều tại đây một khắc, biến mất. Các vị, Trương Huyền thanh âm vang lên. Kế tiếp các vị chỗ đã thấy, chỉ sợ muốn vượt qua các người nhận chi, bất quá, lúc này mới hẳn là đại gia chân chính tồn tại địa phương, đó là một cái cái dạng gì thế giới, ta Trương Huyền cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ có thể nói cho các vị, đây mới là thuộc về các vị nguyên bản thế giới, các vị vẫn luôn đều ở vào một cái nhà giam bên trong, vẫn luôn đều bị một loại cái gọi là thiên đạo trói buộc, nhưng hiện tại, hết thảy đều có thể biến mất, nhưng các vị phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, từ hôm nay trở đi. Các ngươi phía trước sở có được thân phận, toàn bộ trở thành phế thải, các ngươi phía trước sở có được hết thảy, đều ở hôm nay biến mất, đại gia là đồng dạng khởi điểm, muốn đi gặp phải một cái mới tinh thế giới, chuyện này không có bất luận cái gì lựa chọn là mỗi người đều phải đối mặt. Các vị nghênh đón mới tinh thế giới đi. Màu trắng quang mang dần dần biến mất, mọi người cũng có thể thấy rõ trước mắt hết thảy. Đây là trận văn mùa hè hầu nhìn chính mình dưới chân, dậm dạp trận văn dày đặc vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài. Lại xem chung quanh to như vậy không gian, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Trên bầu trời mặt trời rực rỡ tưới xuống, ấm áp ánh mặt trời đắm chìm trong mỗi người trên người thánh hoàng chủ cảm nhận được này ánh mặt trời tắm gội toàn thân hắn nhắm hai mắt trong miệng lẩm bẩm hôm nay phảng phất không giống nhau liền ở thánh hoàng chủ thanh âm rơi xuống nháy mắt trên thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố dao động mùa hè hầu ánh mắt một ngưng nhìn về phía thánh hoàng chủ phương hướng theo sau thân thể chấn động đột phá đột phá phân lôi hoàng chủ trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc lão già này ở chúng ta ba người giữa tuổi lớn nhất thực lực sớm đã dừng bước nhiều năm nhưng không nghĩ tới, còn có thể đột phá, này một đột phá, ra sao cảnh giới, khó có thể tưởng tượng. Hôm nay thật sự thay đổi a à? mùa hè hầu cảm khái. Giờ khắc này, một đạo lại một đạo khủng bố khí cơ phóng lên cao, nhà giam bị phá, chân chính thiên đạo hiện ra, những cái đó chịu ngụy thiên đạo hạn chế, nhiều năm dừng bước không trước người, lúc này toàn được đến đột phá. Đại ngàn giới thổ địa kiểu gì rộng lớn, hiện giờ nhiều người như vậy đột nhiên hiện ra, đột phá nhân số, càng là nhiều đếm không xuể, vô cùng vô tận linh khí chiều nơi này tụ tập mà đến. Trương Huyền người ở không trung, hắn nhìn về phía bốn phía, bốn phía mênh mông vô bờ, nơi nơi xa mà cùng cự thạch, căn bản nhìn không tới cuối, không biết này đại ngàn giới nhà giam rốt cuộc bị an trí ở địa phương nào mới có thể vây khốn nhiều như vậy người. Hạ hoàng chủ, vân lôi hoàng chủ. Trương Huyền cúi đầu gọi tới hai người. Mùa hè hầu cùng vân lôi hoàng chủ toàn phi thân dựng lên, hai người lại xem Trương Huyền khi liền ngang hàng luận giao cũng không dám, Trương Huyền siêu việt hai người bọn họ, thật sự là quá nhiều. Thế giới này, thực lực phi tôn, tuổi lại đại người, nhìn thấy so với chính mình thực lực mạnh mẽ, cũng muốn khách khách khí khí. Hai vị, hiện giờ thế giới này hiển lộ, ta trở lại đều không biết thân ở nơi nào, còn thỉnh hai vị tổ chức một chút, phái một ít cao thủ, đến khắp nơi điều tra, bao gồm nhân viên cũng nguồn không chế tốt. Không thành vấn đề, Vân Lôi Hoàng chủ gật đầu. Mấy đại hoàng triều đã sớm tự thành hệ thống, chẳng sợ hiện tại hết thảy trọng tới, bọn họ cũng có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn đem hết thảy đều khống chế hảo. Hai người theo tiếng lúc sau, liền phi thân mà rơi, chuẩn bị đi an bài. Đúng rồi hạ hoàng chủ, Trương Huyền đột nhiên gọi lại mùa hè hầu, người theo như lời vùng cấm phong ấn tại nơi nào. Ta muốn đi xem, mùa hè hầu biết Trương Huyền ý tứ, phân biệt một chút phương vị sau, cấp Trương Huyền chỉ cái phương hướng. Trương Huyền gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất. Mùa hè hầu hai mắt nhíu lại, phát hiện chính mình thế nhưng thấy không rõ Trương Huyền hành động quỹ đạo. Hiện giờ Trương Huyền thực lực, đã vượt qua mùa hè hầu bọn họ nhận chi. Nắm giữ sao trời khai thiên đại đạo Trương Huyền, không khoa trương nói, ở bản chất, đã hoàn toàn áp đảo mùa hè hầu đám người phía trên. Trương Huyền nếu có thể tại đây sao trời khai thiên đại đạo tiến lên tiến thêm một bước, so mùa hè hầu bọn họ lĩnh mộ thiên đạo trăm bước đều phải mạnh mẽ này, đó là đại đạo chi uy. Nguyên bản yêu cầu truyền tống trận không ngừng nhảy lên lộ trình, đối với hiện tại Trương Huyền mà nói, hai ngày thời gian là có thể đuổi tới. Hai ngày sau, Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở nguyên đại hạ hoàng triều hoàng đô địa phương, thiên đạo rách nát, đại ngàn trong giới hết thảy, theo thiên đạo rách nát, tan thành mây khói, hiện tại dư lại, chỉ là này phiến thiên địa nguyên bản bộ dạng. Trương Huyền lặng lặng cảm thụ được hết thảy, một đạo mỏng manh hơi thở, đột nhiên từ dưới nền đất hiện lên liền biết ngươi không chết thấu, muốn chạy, Trương Huyền mục như tia chớp, trực tiếp đuổi giết qua đi. Trương Huyền tốc độ cực nhanh, truy đuổi kia luồng hơi thở. Kia nói mỏng manh hơi thở bay nhanh chạy trốn, muốn thoát đi. Ta liền nói, này nếu là ngươi bày ra nhà giam, lại như thế nào sẽ có thật sự vùng cấm sinh vật, kia đã từng đem mùa hè hầu trọng thương sắp đến chết vùng cấm sinh vật, cũng chính là ngươi tự thân đi, lấy mùa hè hầu sự, chặt đứt mọi người đi trước vùng cấm ý niệm trương huyền trên mặt ngậm ý cười hắn tuy tốc độ cực nhanh nhưng cũng không vội liền đi theo kia luồng hơi thở trương huyền rất rõ ràng này hơi thở chủ nhân đã cùng đường hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không trương huyền người thật sự muốn đuổi tận giết việt sao thanh âm kia vang lên ta không giết ngươi ta ngủ không được a à. trương huyền mặt mang tươi cười nhưng kia ánh mắt giữa toàn là sắc bén hiện giờ ta như vậy bộ dáng ta đối với người đã không có bất luận cái gì uy hiếp thậm chí khả năng sống không ra này tòa đảo nhỏ, người hà tất đối ta đau khổ tương bức. Đảo nhỏ, Trương Huyền từ đối phương nói chung được đến hai cái hữu dụng tin tức. Đệ nhất, bọn họ hiện tại vị trí là một tòa đảo nhỏ, một tòa thật lớn, có thể cất chứa toàn bộ đại ngàn giới đảo nhỏ. Đệ nhị, này đảo nhỏ phía trên, tràn ngập nguy cơ. Trương Huyền, ta biết, người tưởng làm rõ ràng thế giới này sự, người nếu không giết ta, ta có thể đem ta biết nói đều nói cho ngươi, ta đi qua thế giới này trung tâm, ta biết hết thảy bí mật, ta thậm chí biết. Không cần, Trương Huyền đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo quang hoa hoàn toàn đi vào mặt đất. Ngay sau đó, liền nghe một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia nguyên bản liền mỏng manh hơi thở, giống như muốn biến mất giống nhau. Trương Huyền, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi kiếp này. Thanh âm kia bên trong tràn ngập ác độc, hắn đã biết chính mình trốn không thoát, đối Trương Huyền khởi sướng nguyền rủa trương huyền đầu ngón tay liền đạn liên tiếp mấy đạo quang hoa chui vào mặt đất bên trong ngượng ngùng nguyền rùa không có hiệu quả mặt đất hạ thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên thẳng đến này cổ hơi thở hoàn toàn biến mất tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại trương huyền xác nhận không có lầm lúc sau lúc này mới rời đi giải quyết hết thảy trương huyền một lòng lúc này mới hoàn toàn thả xuống dưới dọc theo con đường từng đi qua một đường phản hồi chờ trương huyền trở về khi phát hiện đại bộ phận người đều đã bị giàn xếp hảo một ít đột phá người cũng đều hoàn thành đột phá thiên địa hơi thở trở nên vững vàng rất nhiều toàn len keng thân ảnh cũng xuất hiện ở trương huyền tầm mắt giữa trương huyền nhìn đến toàn len keng ánh mắt đầu tiên liền cảm giác này mập mạp thay đổi phía trước toàn len keng tuy rằng thân xuyên áo cả sa hòa thượng trang điểm nhưng thấy thế nào trên người đều lộ ra một cổ phàm trần hơi thở hiện giờ toàn len keng trên người đến thật là tràn ngập phật tính a di đà phật trương thí chủ, toàn len keng ở trương huyền trước mặt, chắp tay trước ngực, hơi hơi không người, niệm một câu kinh Phật. Trương huyền nhìn trước mặt toàn len keng, toàn len keng biến hóa, làm trương huyền lâm vào trầm mặc. Ước qua 5 giây sau, trương huyền đồng dạng đem một bàn tay đặt ở trước người, theo sau, một cái tát chiều đến toàn len keng trên mặt. Bang giòn tiếng vang từ toàn len keng kia trương mặt béo phỉ thượng truyền ra. Trương huyền đôi mắt trừng, người cấp lão tử hảo hảo nói chuyện toàn len ken một giây phá công, kia toàn thân Phật tính ở nháy mắt thu liếm, mập mạp khổ một khuôn mặt, ca, ta hảo đói a, à, ta muốn ăn đồ vật. Ta muốn ăn đùi gà, ta muốn ăn thịt ba chỉ. Ăn cơm rồi, phía dưới, không biết là ai hô một tiếng. Liền xem mấy chục khẩu nồi to nấu tất cả đều là mỹ vị. Toàn len ken chảy nước rãi từ trong miệng chảy ra, xem đều không hề nhiều xem Trương Huyền liếc mắt một cái, hướng kia nồi to phóng đi. Hiện giờ, hết thảy kết thúc, Toàn len keng vẫn là cái kia toàn len keng. Triệu cực ngầm căn thuốc lá đi vào Trương Huyền bên cạnh, vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, tiểu tử ngươi có thể a à, xem người bộ dáng này, trước nay đại ngàn giới ngày đó, liền đang tìm kiếm sơ hở đi. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, người biết đến, ở tu luyện phương diện này, ta hoàn toàn chính là cái tiểu bạch, chân chính làm ta hoài nghi, là thanh hạm trên người sự, nếu một người ký ức không thể thật sự tiêu trừ, làm sao có thể có khôi phục kiếp trước ký ức loại sự tình này đâu. Hơn nữa cái gọi là chuyển thế, ta là không tin, nếu thánh nhân có thể chuyển thế, kia vô số tuế nguyệt tới, lại quá nhiều nhân vật lợi hại, hiện tại có phải hay không nên đầy trời thần Phật mới đúng. a à, triệu cực đem trong miệng thuốc lá bậc lửa, tiểu tử ngươi nhưng thật ra xem đến thông thấu. Cũng không có quá thông thấu, chủ yếu lúc trước, ta trên mặt đất tâm văn minh thấy được một ít đồ vật, cho nên muốn muốn so người khác nhiều một ít. Trương huyền nhún vai, triệu cực đầy mặt tò mò, người thấy được gì? Trương Huyền quét mắt chung quanh, tiến đến Triệu Cực bên tai, môi hơi hơi giật giật. Chỉ thấy Triệu Cực sắc mặt mãnh biến, nhìn chằm chằm Trương Huyền, người nói chính là thật sự. Hẳn là sẽ không có giả. Trương Huyền chính mình cũng không xác định, ta cũng muốn đi chứng thực một chút mấy thứ này, tính, này đó trước không nói là thật là giả, chờ cho đến lúc này, tự nhiên có định số, trước xử lý tốt trước mắt sự đi, ta ba mẹ lúc ấy có hay không nói cho ngươi, này đại ngàn giới bên ngoài đều là cái gì? Triệu cực lắc lắc đầu. Trương huyền giao xem phương xa, ánh mắt ngưng trọng, này thế giới chưa biết, làm người hướng tới đồng thời, cũng tràn ngập nguy cơ. Nếu Sơn Hải kinh nghi lại vì thật, kia thế giới này, thật là quá xuất sắc a. À. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày thời gian, Tam Đại Hoàng Triều đều ở Trấn An dân tâm, đồng thời tăng mạnh quản lý, cuối cùng không có làm nguyên bản đại ngàn giới cư dân loạn rất hơn nữa làm tất cả mọi người đi trước một chỗ, cùng quản lý. Đồng thời, mùa hè hầu đám người phái ra đi tra xét người cũng đều đã trở lại, được đến tin tức cùng trương huyền từ thiên đạo trong miệng nghe được giống nhau, nơi này là một tòa đảo nhỏ, tứ phía hoàn hải, mặt biển càng là minh mông vô bờ. Tin tức này, trương huyền sớm đã biết được, nhưng nghe ở người khác trong tai, liền có vẻ cực kỳ không bình tĩnh. Rất nhiều người đều sẽ ảo tưởng quá một vấn đề, chính là chính mình vị trí thế giới, rốt cuộc là cái dạng gì, rốt cuộc là nào một loại tồn tại, mà khi chân chính biết, chính mình vị trí thế giới là bị người khác sáng tạo ra tới khi, mà chính mình cho rằng toàn thế giới, bất quá là một tòa đảo nhỏ sau thời điểm, nội tâm giữa, thật sự có một loại sắp sụp đổ cảm giác. Đây là toàn bộ thế giới quan đều ở bị phá hủy, hơn nữa là tại đây quá ngắn thời gian nội, bị phá hủy một lần lại một lần. Từng tòa phòng ốc bị mọi người che lại lên, đối với đại gia mà nói, cái một tòa phòng ở, cũng không phải cái gì việc khó. Màn đêm buông xuống, Trương Huyền, Triệu Cực, Triệu Ninh, toàn len keng, cùng với mùa hè hầu chờ một chúng ở đại ngàn giới thuyết thượng lời nói người, mọi người tụ tập ở bên nhau. Các vị, hiện giờ tình huống, đại gia cũng đều biết được, chúng ta vị trí ở một cái đảo nhỏ phía trên, này đảo nhỏ chỉ sợ ngăn cách với thế nhân, bằng không không có khả năng trăm ngàn năm tới không người phát hiện, hiện tại có thể khẳng định chính là, này tòa đảo nhỏ tuyệt đại dưới tình huống là an toàn, nhưng cũng không thể phủ nhận sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, cho nên các vị, kế tiếp tính toán như thế nào làm. Là rời đi đảo nhỏ, đi trước chân chính trung tâm thế giới, vẫn là liền tại đây trên đảo nhỏ sinh hoạt. Mùa hè hầu mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người. Nghe mùa hè hầu nói, mỗi người đều lâm vào trầm tư giữa. Rốt cuộc quá nhiều người vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, chẳng sợ thiên đạo là giả, bọn họ cũng đều đã thói quen, hiện giờ đột nhiên nói cho bọn họ, các người vị trí thế giới kỳ thật ở chân chính trên thế giới mới chỉ là một chút, hiện tại có nguyện ý hay không đi thăm dò chân chính thế giới. Rất nhiều người, ở chỗ này, có gia đình, có hài tử, cố kỵ quá nhiều, lại có quá nhiều người, chỉ nghĩ an an ổn ổn sống sót, không nghĩ mạo hiểm, không nghĩ liều mạng. Mỗi người, đều có mỗi người đối sinh hoạt lựa chọn. Trương Huyền nhìn Lâm vào tự hỏi mọi người, đột nhiên mở miệng, các vị, bên ngoài thế giới là cái dạng gì ta không biết, các vị sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn ta cũng không biết, đang ngồi, đều là bất đồng khu vực phái ra đại biểu, ta sẽ không đi vì đại gia làm lựa chọn, ta tưởng nói chính là, theo ta cá nhân đoạt được đến tin tức, này tòa đảo, cũng không phải tuyệt đối an toàn, ở chỗ này có lẽ có thể bình an vượt qua cả đời, có lẽ thực mau liền sẽ gặp kiếp nạn, đại gia đem tin tức này mang về, ba ngày sau. Chúng ta lại thảo luận đi, vô luận các vị thảo luận kết quả thế nào, ba ngày sau, ta đều sẽ xuất phát. Trương Huyền sau khi nói xong, không đợi còn lại người có cái gì hồi phục, trực tiếp đi đến phòng ngoại, lưu lại đang ngồi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều suy nghĩ, Trương Huyền theo như lời nguy cơ, rốt cuộc là chỉ cái gì. Mặt khác một gian phòng trong, ở triệu cực, toàn len keng, triệu ninh, cùng với Trương Huyền. Trương Huyền tiến phòng, ánh mắt từ ba người trên người đảo qua, liền mở miệng hỏi nói, cảm giác thế nào. Khó mà nói, triệu cực lắc lắc đầu, nơi này quy tắc rất kỳ quái, đối huyết mạch không có bất luận cái gì áp chế. Trương Huyền nhìn đến toàn len keng, phát hiện toàn len keng thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc. Mập mạp, người đây là ca, oán niệm, càng ngày càng nặng, toàn len keng nhìn chăm chú vào phương xa, đến từ chính, toàn bộ thế giới oán niệm. Minh mông vô bờ mặt biển thượng, một đạo kim sắc thân ảnh chính nhanh chóng chấp động, đúng là Lâm Thanh Hạc, lúc này Lâm Thanh Hạc, chỉ cảm thấy trong óc giữa một mảnh hỗn loạn, thánh nhân chuyển thế. Một cái âm mưu mà thôi. Vật khoa thành tử quán trước, trương huyền mỗi một câu, lúc này không ngừng xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm trong óc giữa. Vì chính mình sống một lần. Phía trước ở thủy tổ nơi ký ức, Giống như phóng điện ảnh, xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm trong đầu, mà ở những cái đó ký ức giữa, ngẫu nhiên lại hiện lên một đạo đặc biệt thân ảnh, Lâm Thanh Hạm muốn thấy rõ, lại như thế nào đều không thể bắt lấy, mỗi một lần muốn tới gần, kia đạo thân ảnh liền sẽ nhanh chóng biến mất. Lâm Thanh Hạm không biết kia đạo thân ảnh là ai, nhưng trong lòng lại có một loại mãnh liệt cảm giác, thân ảnh ấy đối chính mình mà nói, trọng yếu phi thường. Lâm Thanh Hạm vượt qua vô tận biển rộng, đột nhiên mày liễu vừa nhíu, phía trước, một cổ cổ quái hơi thở truyền đến. Lâm thanh hạm quanh thân huyền hoàng khí bao phủ, gia tốc đi tới, biến mất ở chân trời. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Đại ngàn giới cao tầng nhóm, lại một lần tụ tập tới rồi cùng nhau, còn có đến từ các nơi khu đại biểu, hôm nay là làm ra quyết định thời điểm. Trải qua thảo luận, cuối cùng, thật lớn đa số người, lựa chọn lưu tại này tòa đảo nhỏ, này tòa đảo nhỏ diện tích cũng đủ đại gia sinh tồn, ở chỗ này đồng dạng có thể sáng tạo một cái tân đại ngàn giới mà có tân thiên đạo, đại gia cũng không cần lại lọt vào trói buộc, đối với bọn họ mà nói, sinh hoạt vẫn là cái kia sinh hoạt, chẳng qua trung điểm có thể đi xa hơn. Giống mùa hè hầu bọn họ, cũng không tưởng rời đi, trương huyền đảo cũng có thể minh bạch, rốt cuộc mùa hè hầu đám người ở chỗ này, tuy nói là một cái đảo nhỏ, nhưng lại có so thủy tổ nơi lớn hơn gấp 10 lần diện tích, này hoàn toàn có thể xưng này vì một mảnh tân đại lục. Mùa hè hầu đám người ở chỗ này là người mạnh nhất, chịu người tôn kính, mà ra đi lúc sau có cái gì. Không biết hung hiểm, càng cường đại tồn tại, nguyên bản người mạnh nhất sẽ biến thành phía cuối, không phải mỗi người đều có thể tiếp thu tình huống như vậy. Mà nguyện ý đi ra ngoài người, phần lớn đều là hai bàn tay trắng người, nguyện ý lựa chọn rời đi. Nhưng mà, chỉ là một bộ phận nhỏ người, này số lượng cũng đủ khủng bố. Ít nhất số trăm triệu người quyết định rời đi. Trương Huyền cũng không có yêu cầu đại gia thống nhất xuất phát, này cũng không hiện thực, quan sát thái dương sở dâng lên phương hướng, Trương Huyền nhận định chính mình nơi chính là nhất phía Tây. Các vị, ta đem hướng đông xuất phát, nguyện ý cùng ta cùng nhau, nhưng cùng xuất phát. Trương Huyền lăng với không chung, hô lên những lời này sau, rậm rạp thân ảnh bay lên trời cao. Hiện giờ Trương Huyền ở chỗ này lực ảnh hưởng có thể nói thật lớn, hắn muốn đi đầu, tự nhiên có một đám người đi theo hắn bước chân. Trương Huyền phân biệt nhìn bên cạnh triệu cực ba người liếc mắt một cái sau, hóa thành một đạo lưu quang, Hướng phía đông mà đi. Ở Trương Huyền mặt sau, rậm dạp đám người, lớn tiếng hướng bạn bè thân thích cáo biệt sau, đi theo Trương Huyền cùng xuất phát. Liên tục 4 ngày, rậm dạp thân ảnh từ trên bầu trời xẹt qua. Bởi vì thực lực so le không đồng đều nguyên nhân, 4 ngày thời gian, mọi người mới đến đến đảo nhỏ cuối, thấy được kia Minh Mông vô bờ mặt biển. Màu lam nước biển tản ra một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi tanh, nhìn về phía kia Minh Mông vô bờ mặt biển, ở hải cuối, tràn ngập thần bí cùng thăm dò. Trương Huyền hít sâu một hơi, theo sau một bước bước ra, này xem như thoát ly nguyên bản đại ngàn giới phạm vi. Mênh mông vô bờ mặt biển, ai cũng không biết này diện tích là nhiều ít, dù sao có thể làm này đảo nhỏ không bị người biết được, kia đảo nhỏ khẳng định ở vào này hải dương chỗ sâu trong. Trương Huyền ngự không mà đi, một cổ cường đại hơi thở đột nhiên bao phủ hắn, Trương Huyền cúi đầu vừa thấy, liền thấy một con thể trường hơn 40 mễ hắc ảnh từ dưới nước du quá, tốc độ cực nhanh, này hắc ảnh hình dạng kỳ lạ, cả người thon dài, đầu thô to. Đối với này đại ngàn giới ngoại sinh vật, đại ngàn giới người, đều cảm thấy vô cùng tò mò, sôi nổi chiều phía dưới nhìn lại. Mà nhưng vào lúc này, kia hắc ảnh đột nhiên lao ra mặt nước, mở ra bồn máu mồm to, hướng bầu trời phía trên cắn xé mà đến, có thể so với mỗi ngày thực lực tại đây một khắc bày ra mà ra. Một ít người phản ứng chậm, tức khắc bị này hắc ảnh nuốt vào trong miệng. Trương Huyền cũng là mới thấy rõ hắc ảnh diện mạo, đó là một cái giao long, không, nói đúng ra, là một cái có được giao long thân hình cùng với cá đầu quái vật. Kia cá khẩu giữa, toàn là bén nhọn răng nanh. Trương Huyền Lăng không một trường chụp được, kia quái vật tức khác ở không trung bạo toái, này cũng làm người càng trực tiếp kiến thức tới rồi Trương Huyền thực lực, tiếp cận mỗi ngày cấp bậc A, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Này cũng thật là đáng sợ. Quái vật máu tươi chiếu vào mặt biển thượng. Đi, Trương Huyền không có dừng lại, tiếp tục ngự không mà đi, tại đây trên biển, Trương Huyền luôn có một loại hoảng hốt cảm giác, ở kia cất giấu vô hạn thần bí đáy biển, giống như cất giấu cái gì khủng bố ngoạn ý giống nhau. Mà liền tại hạ một giây, mặt biển phía trên xuất hiện dị vang, kia quái vật chiếu vào mặt biển thượng máu tươi, đột nhiên bắt đầu mấp máy lên, mặt biển xuất hiện một cái thật lớn xoáy nước, sở hữu máu tươi, bao gồm quái vật thi thể toái khối, đều ở chiều kia xoáy nước trung tâm dũng đi. Một cổ làm Trương Huyền đều cảm thấy tim đập nhanh hơi thở thổi quét khắp không trung. Trương Huyền cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, tận trời không kia rậm rạp đám người hét lớn, chạy. Các ngươi chạy mau. Audio điện tử võ tấn bền. Này khủng bố hơi thở làm mỗi người đều cảm thụ rành mạch. Đường trương huyền hô lên chạy từ lúc sau, mọi người đều điên cuồng hướng phía trước phương phóng đi. Không cần tế ở bên nhau, tách ra chạy. Trương huyền lại lần nữa hét lớn một tiếng. Liền thấy không chung giữa, rậm rạp đám người chiều bốn phía tản ra, điên cuồng chạy trốn, bọn họ không phải không ngọn nguồn sợ hãi, chỉ là kia cổ hơi thở, quá khủng bố, có một loại tử vong ảo giác, quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Trương Huyền Lăng với không chung, nhìn chăm chú vào phía dưới, hắn cũng không có gia nhập chạy trốn hàng ngũ giữa, hắn biết, hiện tại hắn chạy, những người này, không có một cái có thể sống. Hơn nữa, Trương Huyền còn muốn nhìn một chút, này chân chính trong thế giới. Rốt cuộc có cái dạng gì khủng bố tồn tại, chính mình cùng này đó khủng bố tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu tranh lệch. Mặt biển xoáy nước, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ liên tục biến đại. Bán kính 10m, 20m, 50m, 100m. Cây số. Kia xoáy nước ở trên mặt biển, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Ở kia xoáy nước trung tâm chỗ, là một mảnh tối tăm, giống như vực sâu giống nhau, làm người cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đây là, Trương Huyền khẩn nhìn chằm chằm phía dưới. Trong giây lát, một trận cuồng phong đánh úp lại, là kia xoáy nước trung tâm truyền đến một cổ khủng bố đến mức tận cùng hấp lực, xoáy nước kích động tốc độ càng mau, nơi xa nước biển càng là trực tiếp phiên lên, chiều kia xoáy nước trung tâm rót đi, kia cổ hấp lực, làm ở không trung bên trong trương huyền, đều cảm thụ rõ ràng, không khoa trương nói, bờ đối diện kỳ dưới, căn bản vô pháp chống lại này một cổ hấp lực, hơn nữa này cổ hấp lực, còn ở liên tục biến cường. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên mây đen răng đầy. Mây đen kích động gian, ở kia tầng mây phía sau một góc thể hiện rồi ra tới, đó là một thế giới hoàn toàn mới, ở nơi đó, có rộng lớn cung điện, có trời xanh, có biển rộng, nơi đó hình như là một cái ảnh ngược ở không trung phía trên thế giới, nhưng lại không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Nhìn xa qua đi, đầy trời đều là như thế cảnh tượng, chính là một cái đảo lại chân thật thế giới. A-di-đà Phật, toàn len ken chắp tay trước ngực, ngày đó không chung có một tòa bảo tự, đối toàn len ken có cực cường lực hấp dẫn. Phía dưới là biển sâu xoáy nước, phía trên là một mảnh mới tinh thế giới, hình như là chợ người thoát ly hung hiểm thánh địa. Triệu Ninh nhìn trên bầu trời, kia đôi mắt giữa xuất hiện vài phần si ý. Đây là cái gì, Triệu cực còn tính thanh tỉnh. Tỉnh lại, Trương Huyền mãnh quát một tiếng. Này một tiếng uống, giống như chuông lớn ở bên tai chấn vang, lập tức làm toàn len ken cùng Triệu Ninh phục hồi tinh thần lại. Triệu Ninh cùng toàn len ken toàn một cái giật mình. Sao lại thế này, ta vừa mới như là luân hãm đi vào, ta thấy được phật quang cùng tượng phật, toàn len keng như thế nói. triệu ninh cũng là đầy mặt nghĩ mà sợ thần sắc, vừa mới ta có một loại xúc động, bay lên trời, đi thế giới kia. thật là lợi hại ảo cảnh, triệu cực nhìn trên không, hoàn toàn chân thật. này không phải ảo cảnh. trương huyền khẽ lắc đầu, theo sau một lóng tay, người xem kia. triệu cực theo trương huyền ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy tầm mắt song song qua đi, ở kia tầm mắt cuối trên bầu trời thế giới cùng mặt biển xoáy nước bị liên tiếp lên đây là một chương miệng mặt biển là cằm thế giới kia là hàm trên chúng ta ở vào này há mồm trung gian trương huyền biểu tình nghiêm túc chậm rãi nói ra gì ngoạn ý toàn len keng kia một đôi mắt chừng đến lão đại cái này phương hải đến tầm mắt cuối đến rất xa a à. nơi này toàn là mặt biển mình mông vô bờ có khả năng nhìn đến cuối đâu chỉ mấy ngàn mét đôi mắt coi cự là vô hạn mà này há mồm kéo dài chân trời cùng mặt biển đến nhiều thật lớn là cái như thế nào khủng bố sinh vật mới có như vậy một trương miệng khổng lồ toàn len keng sợ tới mức hàm răng run lên ca chạy đi này ngoạn ý không phải chúng ta có thể đối phó a à? trương huyền hít mắt nhìn phía trước nơi xa kia thủy thiên giao tiếp địa phương khoảng cách tầm mắt càng ngày càng gần chứng minh này trương đại miệng ở khép lại sở dĩ nhìn qua tốc độ không phải thực mau đơn giản là này há mồm quá thật lớn triệu cực người mang theo người nữ nhi ta mang theo mập mạp, đi. Trương huyền ôm đồm thượng toàn len keng bả vai, hóa thành một đạo lưu quang, chiều phương xa lao đi. Triệu cực gật gật đầu, hắc bạch quang mang chợt lóe, đi theo trương huyền phía sau. Lưỡng đạo quang mang một cái lập lòe chính là mấy trăm mễ đi ra ngoài, liên tục mười mấy xê dịch, đã ở mấy ký ở ngoài. Nhưng như cố tại đây miệng rộng trong phạm vi, đủ để thấy này miệng rộng rốt cuộc có bao nhiêu thật lớn. Trên bầu trời thế giới ở cưỡng chế tới, dưới chân xoáy nước chuyển đến hấp lực, làm trương huyền bọn họ hành động tốc độ đều đã chịu ảnh hưởng. Theo mặt biển cùng không trung dần dần tiếp cận, trên bầu trời kia thế giới vẫn là sụp xuống, vô số đá vụn từ không trung nứt toạc xuống dưới, ở trương huyền đám người bên cạnh tạp lạc. Một khối cự thạch chính chính tạp hướng triệu ninh, ở linh khí uy mang hạ vỡ vụn. Này tựa như thiên sụp giống nhau. Chỉ là khép lại miệng này một động tác, liền tạo thành như thế khủng bố cảnh tượng, thật muốn thi triển cái gì thần thông, kia sẽ có bao nhiêu khủng bố. Trương huyền mấy người không dám tạm dừng, liên tục khởi nhảy gian, rời đi nơi này. Liên tục mười mấy cái hô hấp sau, bốn người rời đi miệng rộng phạm vi, quay đầu lại xem, kia trương thật lớn miệng đã hoàn toàn đi vào mặt biển. Từ đầu đến cuối, bốn người cũng chưa nhìn đến kia trương đại miệng chủ nhân chân chính diện mạo. Bốn người không có tản mát ra một chút khí cơ, an tĩnh phiêu phù ở mặt biển phía trên, chờ đến mười mấy phút qua đi, mới xác định miệng rộng chủ nhân sẽ không tái xuất hiện. Ca, này cũng quá khủng bố đi, toàn len ken vẻ mặt nghĩ mà sợ, chúng ta đây là đụng tới thượng cổ hung thú đi. Trương Huyền nhìn kia miệng rộng hoàn toàn đi vào địa phương, hít sâu một hơi, theo sau quay người, tiếp tục hướng phương đông đi tới. Này mới ra đảo nhỏ, đã bị đưa tới như vậy một phần đại lễ, không những không có làm Trương Huyền lùi bước, ngược lại khơi dậy hắn trong lòng ý chí chiến đấu. Bởi vì vừa rồi nổi lên biến cố nguyên bản tụ tập ở bên nhau người toàn bộ tản ra, Trương Huyền cũng không có muốn từng cái đi tìm, mọi người đều lớn như vậy người, không cần ai lại đi chiếu cố ai, cho ra này phiến biển rộng, mỗi người, đều là một diệp lục bình. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Trương Huyền bốn người đều ở mặt biển phía trên, bọn họ hướng đông tốc độ thực mau, nhưng mỗi ngày mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời gian cũng không có thay đổi, này thuyết minh bọn họ như cũ ở vào nhất phía tây, có thể thấy được thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mấy ngày nay, cũng đều gặp được hướng phía trước như vậy hải quái, bất quá trương huyền mấy người cũng không có lựa chọn oanh sát, chỉ là xua đuổi, bọn họ sợ hãi huyết tinh lại lần nữa đưa tới kiêm miệng rộng chủ nhân, mấy người rất rõ ràng, lấy hiện tại thực lực bị kiêm miệng rộng nuốt vào đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa tháng, ở kia hải thiên giao tiếp cuối, một mảnh lục địa bóng dáng xuất hiện ở bốn người trong mắt. Nhìn hai mươi ngày qua nước biển, đã sớm thị giác mệt nhọc, lại lần nữa nhìn thấy lục địa, chỉ cảm thấy phá lệ thân thiết, phát hiện này, làm bốn người không hẹn mà cùng tăng lên tốc độ, chiều kia lục địa bay nhanh đi tới. Phía trước lục địa dần dần ở tầm mắt giữa phóng đại, thẳng đến bốn người đi vào bờ biển, rõ ràng nhìn đến lục địa liền ở chính mình dưới chân, mà nhìn đến một màn, làm bốn người, đều nhíu mày. Trước mắt bãi biển thượng bị nước biển qua lại xúc rửa quá tế xa phá lệ bóng loáng, từng đạo hoa văn ở tế xa thượng tự nhiên hình thành, xa hoa lộng lấy, cưỡng bách tính người bệnh nhìn đến sẽ nháy mắt bị chữa khỏi đã có thể tại đây bãi biển một khác chỗ một đạo lại một đạo thi thể hoành nằm tại đây bãi biển thượng xem kia xương cốt tuyệt đối vừa mới chết không lâu nhưng xương cốt trên người thịt lại tất cả đều không thấy chỉ thấy bạch cốt không thấy xác chết một ít máu tươi rơi vào bờ cát bên trong theo nước biển cọ rửa máu tươi bị một chút mang nhập hải dương giữa dần dần biến mất trương huyền nhìn lướt qua này thi cốt không dưới trăm người mà này thi cốt thường huyết nhục hiển nhiên là bị người loại bỏ rớt một ít cốt cách mặt trên còn có lưỡi dao sắc bén lưu lại dấu vết có chút trên xương cốt thịt cũng không có cạo sạch sẽ ở kia mặt trên bò đầy kêu không lên tên phi trùng người đi qua đi này đó phi trùng liền phóng lên cao tứ tán thoát đi xem kia triệu ninh duỗi tay một lóng tay ở một khối bạch cốt dưới thân đè nặng một khối màu vàng vải vóc trương huyền đi ra phía trước đem vải vóc rút ra tại đây vải vóc mặt trên ấn một đoạn thêu văn trương huyền mày hơi hơi nhân lại đây là đại hạ hoàng triều đánh dấu bọn họ đều là phía trước tránh được tới người huyết nhục đều bị cạo hết không phải là dã thú làm xem này đó dấu chân bọn họ bị người tập kích hơn nữa địch nhân số lượng cũng không thiếu triệu cực ở bờ cắt phía sau phát hiện một ít tung tích qua đi nhìn xem đi trương huyền hướng ba người chu chu môi bốn người thu liễm hơi thở chia làm bốn cái bất đồng phương hướng chiều bờ cắt ngoại đi đến ở bờ cắt phía sau là một mảnh rậm rạp rừng cây cây xanh che trời căn bản thấy không rõ nơi đó đều cất giấu cái gì. Hơn 10 phút sau, Trương Huyền Thu được triệu cực truyền lại tới tin tức, bọn họ ba người bên kia, đều không có bất luận cái gì dị thường. Trương Huyền ở trong rừng cây đánh ra một đạo mỏng manh kiếm mang, cắt qua đỉnh đầu vài miếng cự diệp, đây là bọn họ ám hiệu, đại biểu cảnh báo giải trừ. Bốn người ở phía trước một cây đại thụ hạ một lần nữa tụ tập. Nhìn dáng vẻ, nơi này không phải vẫn luôn có người thủ vệ. Triệu cực còn ở cẩn thận quan sát bốn phía, trung quanh lục soát một chút. Chúng ta đối nơi này trời xa đất lạ, tận khả năng thu hoạch một ít về thế giới này tình báo. Trương Huyền mở miệng, đối với này thế giới vô biên ngoại hiểu biết, phần lớn đều ở mùa hè hầu trên tay kia bổn phá thư thượng, mà kia phá thư ký tái, đều là sơn hải kinh trung ghi lại đồ vật. Thả quyển sách này rất có khả năng là ngụy thiên đạo chuyên môn để lại cho mùa hè hầu đối thế giới này rốt cuộc là cái dạng gì, còn cần chính mình sờ soạng mới có thể. Trương Huyền bốn người ở trong rừng xuyên qua hơn nửa giờ, trong lúc này, không dám vận dụng linh khí, lại là dựa vào tự thân thân thể tố chất, đối với Trương Huyền cùng Triệu Cực tới nói, loại này rừng rậm đi tới siêu tầm cũng không phải cái gì việc khó, nhưng đối với toàn len canh cùng Triệu Ninh mà nói, này liền có vẻ thực khó khăn, rốt cuộc ở rừng rậm chung, người muốn thời khắc bảo trì một loại tính cảnh giác, này đối tinh thần mà nói, là rất lớn trình độ tiêu hao. Đột nhiên, rừng rậm giữa dâng lên khói bếp, đường khói bếp dâng lên nháy mắt, Trương Huyền cùng Triệu Cực hai người, đồng loạt thả lỏng lại. Triệu Cực vỗ vỗ toàn len ken bả vai, hảo, thần mặt trời, đừng banh chứ, người kia vẻ mặt thịt banh lên xem ta khó chịu. Không có việc gì sao, toàn len ken còn vẻ mặt khẩn trương, này cũng không trách hắn, rốt cuộc thế giới này tràn ngập không biết, khoảng thời gian trước ở biển rộng thượng kia một trương miệng khổng lồ, làm toàn len ken đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, kia một ngụm đi xuống, đến ăn nhiều ít cái đùi gà a. À không có việc gì, ở rừng rậm chung có thể dâng lên khói bếp, chứng minh phụ cận không có bất luận cái gì nguy hiểm, bằng không sẽ không có người làm như vậy, các người đãi tại đây, ta đi xem. Trương huyền công đạo một tiếng, thân hình nhanh chóng biến mất ở rừng rậm giữa. Đối với Trương huyền cùng triệu cực mà nói, hai người bọn họ đối với rừng rậm giữa cách sinh tồn, thật sự là quá quen thuộc bất quá. Trương huyền đơn độc qua đi, đơn giản chính là muốn nhìn một chút này khói bếp hay không vì bẫy dập. Qua ước chừng mười mấy phút, triệu cực ba người trước mắt trong rừng cây vang lên một trận rào rạt thanh, ở thanh âm vang lên nháy mắt, triệu cực liền làm tốt muốn chiến đấu chuẩn bị. Là ta, trương huyền thanh âm vang lên, tùy theo xuất hiện chính là hắn thân ảnh. Triệu cực ba người phát hiện, trương huyền thần thái phá lệ không thích hợp, kia một khuôn mặt thượng là nói không nên lời khói mù. Triệu cực vội vàng đặt câu hỏi, phát sinh cái gì? Trương huyền hít sâu một hơi, các người chính mình xem đi, đúng rồi, trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Huyền nói xong, vung tay lên, đi đầu chui vào rừng rậm giữa dẫn đường. Ba người đi theo Trương Huyền một đường xuyên qua, vài phút sau, đi vào kia khói bếp dâng lên địa phương, lấy rừng rậm làm công sự che chắn, xuyên thấu qua một ít tế phùng, mấy người đều thấy trước mắt cảnh tượng. Này dâng lên khói bếp địa phương, hiển nhiên là một cái doanh địa, hơn nữa còn không phải lâm thời dựng, tại đây doanh địa thường, có gần trăm tòa thạch chất phòng ốc, khói bếp là từ lửa trại sở sinh ra, mà ở kia lửa trải thượng nướng chính là cái này danh địa thực vật từng điều đùi người như vậy một màn xem triệu ninh vội vàng che miệng lại đôi mắt nhô lên thiếu chút nữa liền phát ra thanh tới giết người việc này triệu ninh trải qua cần phải nói đem người khác tứ chi coi như đồ ăn loại chuyện này chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn toàn len ken tuy rằng không nói gì nhưng xem hắn trong mắt ác hàn này đại biểu cho hắn cũng đã chịu trước mắt cảnh tượng đánh sâu vào ở kia Trương Huyền duỗi tay chỉ một chút. Mấy người cố nén trong lòng không khỏe nhìn lại, liền thấy ở doanh địa phía sau, có hai tòa mộc chất lồng sắt, kia lồng sắt chung quanh, che kín linh khí, một tòa lồng sắt nội, giam giữ chính là nam nhân, những người này chịu cực thấy được một ít quen thuộc gương mặt, đúng là lúc trước từ trên đảo nhỏ cùng nhau ra tới, lúc này bị nhốt ở nơi này, bọn họ trên người quần áo đã bị cởi, mỗi người đều trần trụi. Mà một khác tòa lồng sắt, tắc tất cả đều là nữ nhân, cũng là từ trên đảo nhỏ ra tới, các nàng một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, đồng dạng quần áo đều không có, có hai gã xa lạ nam nhân, vẻ mặt hạ tiện tươi cười, mở ra lồng sắt môn, tùy tay kéo hai cái tuổi trẻ nữ nhân đi ra ngoài, chỉ nghe thấy kia hai cái tuổi trẻ nữ nhân phát ra kêu thảm thiết cùng xin tha thanh, nhưng đổi lấy, chỉ có đối phương càng thêm làm càng tiếng cười. Tại đây trong doanh địa, tự do hoạt động, có khoảng 300 người, bọn họ trên người sở xuyên y phục, đều là từ trên đảo nhỏ những người đó trên người đoạt tới. Còn có một bộ phận người không có phân đến quần áo, xuyên rách tung tóe, nhưng những cái đó xuyên rách tung tóe người, cũng có thần kiều cảnh giới thực lực, trình độ loại này, như thế nào liền quần áo đều xuyên không dậy nổi. Lại xem, này trong doanh địa người, mỗi một cái nhìn đều xanh sao vàng vọt, bọn họ nhìn kia lửa trại thượng sở nướng đồ ăn, mỗi người đều là một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, một chút đều không có bởi vì này đó là đồng loại mà có vẻ biệt nữ. Này sẽ không chính là thực nhân tộc đi, toàn len keng hạ giọng Quan sát một chút, nếu không có ngoài ý muốn, liền toàn làm thịt. Trương Huyền trong mắt hiện lên hung mang, hắn không phải cái gì người tốt, nhưng trước mắt những người này hành động, hắn là thật sự cảm thấy ghê tởm. Trương Huyền trong lòng sát ý đằng khởi, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ, bọn họ đang chờ đợi. Doanh địa chung, có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết phập phồng, có kia tùy ý tiếng cười tràn ngập, mà càng nhiều nam nhân, còn lại là đem ánh mắt phóng tới kia lửa trại mặt trên, đối bọn họ mà nói, hiện tại đồ ăn so nữ nhân càng có lực hấp dẫn, bởi vì bọn họ đã sắp bị đói điên rồi, nếu không phải hơn 20 ngày trước biển rộng đột nhiên xuất hiện dao động làm cho bọn họ phát hiện, bọn họ còn vô pháp tìm được này đó ngon miệng đồ ăn, sẽ đem trong doanh địa yếu nhất một cái chọn lựa ra tới, coi như đồ ăn. Thời gian một chút một chút qua đi, kia lửa chạy phía trên, cũng phát ra từ từ tiếng động. Doanh địa chung, lớn nhất một cái thạch ốc cửa phòng bị mở ra, một người thân hình cao lớn nam nhân từ kia thạch ốc đi ra, này nam nhân vừa xuất hiện, người chung quanh, toàn bộ phủ quỳ xuống. Chẳng sợ kia lửa trại thượng đồ vật lại mê người, còn lại người cũng không dám nhiều xem một cái. Này cao lớn nam nhân đi đến lửa trại trước, người ngửi cái mũi, hắn xem này đó thịt, cũng không có còn lại người trong mắt những cái đó điên cuồng, ngược lại còn có chút ghét bỏ bắt bẻ, hắn cũng đều không phải là kia xanh sao vàng vọt, hốc mắt hãm sâu nạn đói bộ dáng, ngược lại dáng người cường tráng hữu lực, hiển nhiên không thiếu ăn. Này hẳn là chính là bọn họ bên trong đầu, thực lực mỗi ngày mà thôi. Triệu cực phát ra âm thanh. Kia cao lớn nam nhân đi đến một cây non mịn chân bên, lộ ra vừa lòng thần sắc, gật gật đầu, duỗi tay chiều kia căn chân chụp tới. Chỉ trong chớp mắt, động thủ, Trương Huyền mãnh quát một tiếng. Phiên thiên, một quả đại ấn đột nhiên ở cao lớn nam nhân đỉnh đầu hình thành, theo sau bỗng nhiên tạp rơi xuống. Triệu cực ba người, cũng tất cả đều nhằm phía kia doanh địa bên trong, bắt đầu đại khai sát giới, đối với trong doanh địa những người này cách làm, triệu cực bọn họ, đã sớm nhịn không được muốn động thủ, lúc này ra tay, không có một tia giữ lại, các loại khủng bố chiêu thức chút xuống mà ra. Đột nhiên sinh ra biến cố làm doanh địa nội người một chút không phản ứng lại đây, ở bọn họ nhận chi giữa, nơi này sẽ không có những người khác tồn tại, phía trước những người đó đều đã chạy tới, khẳng định sống không được. Bất quá, doanh địa nội những người này phản ứng tốc độ, cũng làm triệu cực ba người lắp bắp kinh hái, bọn họ nhanh chóng liên hợp lại, một người bát phân cường giả mang theo vài tên thần kiều cùng bờ đối diện cảnh, triển khai phản kích. Trương huyền đối địch cao lớn nam nhân, đối với hiện tại trương huyền mà nói, mỗi ngày cảnh, nói là phất tay tức diệt cũng không khoa trương, này phiên thiên đại ấn càng là trương huyền sát chiêu, nhưng này một ấn nện xuống, lại bị này cao lớn nam nhân khởi động đôi tay, sinh sôi chống đỡ được. Phiên thiên đại ấn rốt cuộc tạp không đi xuống, một màn này, làm trương huyền trong lòng giật mình, hắn phía trước liền có lo lắng, thế giới này mỗi ngày cảnh, cùng đại ngàn giới mỗi ngày cảnh, là hoàn toàn bất đồng khái niệm, hiện tại nghiệm chứng, quả nhiên như thế. Đại ngàn giới, từ Ngụy Thiên Đạo biến ảo mà thành, mỗi ngày cảnh Sở Lĩnh Ngộ nói, đều là căn cứ vào Ngụy Thiên Đạo trong vòng nói. Mà hiện tại bất đồng, mỗi ngày Sở Lĩnh Ngộ là chân chính Thiên Đạo. Trương Huyền ở đại ngàn giới mọi việc đều thuận lợi, là hắn ở một mức độ nào đó tới nói, đã siêu việt Ngụy Thiên Đạo hạn chế, nhưng ở chỗ này, nhưng không có, rốt cuộc, đây là chân chính thế giới, Thiên Đạo, cũng là chân chính Thiên Đạo phiên thiên đại ấn bị cao lớn nam nhân đôi tay nâng liền thấy cao lớn nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng đôi tay dùng sức một trống phiên thiên đại ấn bị ném lên theo sau cao lớn nam nhân tay phải niết quyền liền như vậy thô bạo một quyền oanh tại đây đại ấn phía trên ở cao lớn nam nhân này một quyền dưới một cái vết rách ở đại ấn phía trên kéo dài theo sau phát sinh ra nẻ dây tiếp theo chỉnh khối đại ấn hoàn toàn vỡ vụn mở ra phiên thiên đại ấn bị một quyền nổ nát đây mới là chân chính mỗi ngày chứng kiến thiên đạo khủng bố thực lực. Trương Huyền mày nhăn lại, hắn nghĩ đến đại ngàn giới mỗi ngày sẽ cùng này chân chính mỗi ngày có tranh lệch, nhưng lại không nghĩ rằng, này tranh lệch có thể có như vậy thật lớn. Cao lớn nam nhân nhìn về phía Trương Huyền, ngoại lai người, tìm chết. Trương Huyền nghe được cao lớn nam nhân nói, tức khắc yên lòng, còn hảo ngôn ngữ là thông. Cao lớn nam nhân đôi tay ngưng tụ ra một bộ quyền bộ, hắn chân dẫm mặt đất, thân hình nổ bắn ra dựng lên, nhằm phía Trương Huyền, trong mắt là tràn đầy sát ý. Trương Huyền thủ đoạn run lên, một phen trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Trương Huyền trong tay trường kiếm, giống như linh xà giống nhau, linh hoạt đánh khai cao lớn nam nhân song quyền, theo sau nhất kiếm đâm thẳng nhập cao lớn nam nhân yết hầu chỗ. Cao lớn nam nhân trong mắt hung mang tức khắc biến thành kinh ngạc, Trương Huyền chiến lược đột nhiên tăng lên, làm hắn trở tay không kịp. Trương Huyền mũi kiếm thấu phát ra sao trời ánh sáng, dây tiếp theo cao lớn nam nhân thân hình bạo toái mở ra, nếu là khác địch nhân, Trương Huyền còn sẽ nhiều quá hai chiêu, thử xem tiêu chuẩn, nhưng đối với nơi này người, Trương Huyền thật sự cảm thấy ghê tởm, một chút thời gian đều không nghĩ chậm trễ. Thấy cao lớn nam nhân một cái đối mặt đã bị nháy mắt hạ gục, doanh điện nội còn ở chống cự người, tức khắc tất cả đều không có chiến ý, ở triệu cực ba người tàn sát hạ, bắt đầu chạy tán loạn. Bị khóa ở lao nội người nhìn thấy Trương Huyền bọn họ thân ảnh, tất cả đều lộ ra mừng như điên thần sắc, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, làm cho bọn họ hỉ cực mà khóc. Lưu hai cái người sống, Trương Huyền thấy này danh địa nội người đã chết không sai biệt lắm, hét lớn một tiếng. Ở triệu cực trước mặt, còn có hai người, đã không địch lại, run bần bật. Triệu cực công kích xiết đến trước người, Trương Huyền nói cũng chuyển tới triệu cực trong tai. Dây tiếp theo, này hai gã run bần bật người bị oanh thành mảnh nhỏ, người sống không có lưu lại. Làm xong này hết thảy, triệu cực lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở trong miệng, thật sâu hút một ngụm, xin lỗi, thật sự nhịn không được. Trương Huyền cũng không trách cứ cái gì, Triệu Ninh phụ trách mở ra giam giữ nữ tính nhà giam, toàn lên ken chấn cửa ải áp nam tính nhà giam mở ra, mọi người tụ ở bên nhau, đối Trương Huyền đám người cảm động đến rơi nước mắt. Trương Huyền nhìn mắt kia lửa trại dâng lên địa phương, cánh tay vung lên, lửa trại cùng với lửa trại thượng sở nướng đồ vật, tất cả đều bị cường đại linh khí hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tán, trường hợp như vậy, nhiều xem một giây, liền nhiều ghê tởm một giây. Mười mấy phút sau, những người này cảm xúc mới bằng phẳng xuống dưới trương thiếu hiệp ít nhiều các ngươi nếu không phải các ngươi sợ là chúng ta tất cả đều muốn táng thân tại đây a à? phía trước chạy ra tới những cái đó huynh đệ ai một cái trung niên nam nhân đi ra vẻ mặt tiếc hận những người này cái gì địa vị các ngươi gặp được chuyện gì trương thiếu hiệp lúc trước chúng ta nơi nơi chạy tán loạn nhìn thấy đại lục lúc sau mỗi người đều thực hưng phấn bất quá khi chúng ta mới lên tới bờ cát những người này liền giết ra tới thực lực của bọn họ muốn so với chúng ta mạnh mẽ không ít, cái kia đầu lĩnh, càng là thân thủ xé nát chúng ta ba gã mỗi ngày tiền bối, bọn họ giống như là giã thú, giết người, lột da, cắt thịt, bọn họ lấy đồng loại vì thực, tàn bạo dị thương. Trung niên nam nhân nói đến này, trong mắt còn không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Những người này là cái gì địa vị? Triệu cực nghi hoặc nói. Không biết, bất quá nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, bọn họ hình như là chạy nạn lại đây. Trung niên nam nhân trả lời. Chạy nạn, triệu cực mày nhân lại. Chạy nạn cái này cách nói, làm Trương Huyền mấy người, đều nhíu mày. Không nói này doanh địa nội còn lại người đều so đại ngàn giới muốn cao tiêu chuẩn, kia thủ lĩnh trình độ, đặt ở đại ngàn giới, tuyệt đối là hoàng chủ cấp bậc. Như vậy một cao thủ, đãi ở chỗ này, thế nhưng là chạy nạn tới. Một đám cao thủ đói xanh sao vàng vọt, một đám áo rách quần manh, đây là chạy nạn sở dẫn tới. Trương Huyền mấy người qua lại đối diện vài lần sau cũng chưa nói chuyện. Lại xem những cái đó từ nhà giam chung chạy ra tới người, so với mới ra đại ngàn giới khi kia trong mắt tràn ngập hướng tới, đến bây giờ, mỗi người đều mặt xám như cho tàn, bọn họ nhìn thấy mấy thứ này, đã làm cho bọn họ không có dũng khí, lại tiếp tục đi xuống. Hiện tại mới ra tới, lại hồi đại ngàn giới, cũng tới kịp. Tại đây doanh địa nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau, rất nhiều người đều tới nói cho Trương Huyền bọn họ, tính toán đi trở về, không chuẩn bị tiếp tục đi xuống. Đối với đại gia lựa chọn, Trương Huyền cũng không có làm ra cái gì giữ lại, hắn sẽ không cấp bất luận cái gì một người làm quyết định, chẳng sợ hiện tại toàn len khen hoặc là triệu cực bọn họ nói phải đi, Trương Huyền cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mọi người rời đi, sở thừa người cũng không nhiều lắm, đại gia lần lượt rời đi, lưu lại người cũng đều thực thức thời, không có nói muốn đi theo Trương Huyền bọn họ cùng nhau, bọn họ thực minh bạch, lấy Trương Huyền đám người thực lực, chính mình theo sau chính là kéo chân sau, hơn nữa bọn họ muốn đi địa phương khẳng định tràn ngập càng nhiều hung hiểm, chính mình theo sau, tệ lớn hơn lợi. Thực mau, lại chỉ còn trương huyền bọn họ bốn cái. Đi thôi, còn phải nhiều hiểu biết hiểu biết, hết thảy cẩn thận. Mấy người một lần nữa xuất phát, hướng rừng rậm chỗ sâu trong tiếp tục đi tới. Này rừng rậm thực rộng lớn, nhưng làm trương huyền cùng triệu cực kỳ quái chính là, này rừng rậm giữa thế nhưng không có gì độc vật linh tinh đồ vật, liền dã thú cũng không có, này không phù hợp một cái rừng rậm cơ bản pháp tắc. Liên tục mấy ngày, bốn người đều xuyên qua ở rừng rậm chung, bất quá cảm thụ được chung quanh không khí độ ẩm, này rừng rậm cơ hồ cũng đi mau đến cuối. Nơi này địa vực thật sự là quá rộng lớn, trương huyền mấy người hiện tại thực lực, cho dù là xuyên qua ở rừng rậm giữa, kia tốc độ cũng là cực nhanh, nếu là đặt ở thủy tổ nơi, bọn họ đã xuyên qua một cái hẻ oi bức. Chỉ là này rừng rậm, đều so hẻ oi bức muốn rộng lớn. Này đối với giã thú cùng độc trùng tới nói, hẳn là tiên cảnh mới đúng triệu cực nhìn trước mắt dần dần lơ lỏng rừng dậm, trong mắt vẫn là nghi hoặc không thôi. Nhưng thật ra toàn len ken cùng triệu ninh không cảm giác có cái gì, hai người bọn họ cũng không có quá nhiều rừng cây sinh tồn kinh nghiệm. Ta suy nghĩ một cái khả năng, Trương Huyền hít sâu một hơi. Cái gì khả năng, triệu cực đầu tới ánh mắt. Trương Huyền nhìn chung quanh bốn phía, dã thú cùng độc trùng, đều bị coi như đồ ăn săn giết. Triệu cực đi tới bước chân bỗng nhiên một đốn, dã thú ta có thể lý giải, nhưng độc trùng. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đói đến trình độ nhất định, độc trùng lại không phải không thể ăn, chỉ cần xử lý hảo, sẽ không có quá lớn vấn đề, có chút độc trùng hương vị, thậm chí cũng không tệ lắm đâu. Triệu cực nhìn Trương Huyền gương mặt kia, đột nhiên lộ ra một trận ác hàn, người nhà thật ghê tởm. Trương Huyền duỗi tay chỉ chỉ phía sau, cái kia doanh địa người đều đói thành như vậy, đồng loại đều có thể ăn, độc trùng gì đó, đối bọn họ mà nói, càng không có trong lòng chướng ngại, ta hiện tại liền ở lo lắng một vấn đề gì triệu cực nghi hoặc nếu toàn bộ thế giới đều là như thế này khuyết thiếu đồ ăn đâu không có khả năng đi triệu cực đương trường phủ quyết đối với tu sĩ mà nói như thế nào sẽ bởi vì đồ ăn phát sinh vấn đề còn nữa nói liền lớn như vậy phiến rừng rậm thổ địa hơi chút cải thiện một chút đều có thể trồng trọt chúng ta nhìn thấy những cái đó hẳn là đều thuộc trường hợp đặc biệt mà thôi rốt cuộc chỉ sợ không phải trường hợp đặc biệt a à. trương huyền đi tới rừng rậm cuối hắn nhìn về phía trước thở phào một hơi, thế giới này, vỡ nát. Triệu cực vài bước nhảy lên đến Trương Huyền bên cạnh, hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Này rừng rậm cuối, là một chỗ vách núi, mà ở vách núi phía dưới trăm mét, còn lại là một tòa thành thị. Một tòa, hiện đại hóa thành thị. Cao ốc building, nhà xưởng nhạc viên, cái gì cần có đều có. Chỉ là lúc này, thành phố này, đã hóa thành hài cốt, cao lầu sụp xuống, nhà xưởng sụp nứt, trên đường phố nơi nơi đều là đã báo hỏng phương tiện giao thông, kia tạo hình quen thuộc ô tô, thậm chí còn có xe đạp loại này đồ vật, cả tòa thành thị, chỉ có thể dùng trước mắt vết thương tới hình dung, kia giống như tận thế vứt đi cảm ập vào trước mặt, làm người xem một cái, đều cảm thấy hoang vắng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ có như vậy văn minh? Này đã xảy ra cái gì? Thế giới đại chiến sao? Triệu cực liên tiếp lẩm bẩm ra ba cái vấn đề. Văn minh thực hảo lý giải, đại ngàn giới là bị ngụy thiên đạo cấp hạn chế, cho nên ở đại ngàn giới, hết thảy đều là phục cổ tồn tại, mà luyện khí sĩ so với người bình thường thọ mệnh càng dài, khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có cái gì hảo kỳ quái, đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đến qua đi tìm kiếm đáp án, đi thôi. Trương Huyền cuối cùng thấy được thế giới này đệ nhất mạo, hắn tại đây mấy ngày, nghĩ tới rất nhiều thế giới này chân thật bộ dạng, nhưng trước mắt một màn này, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mấy trăm mễ cao vách núi, đối với bốn người mà nói cũng không phải cái gì việc khó, nếu nguyện ý, trực tiếp lăng không đạp hạ đều hảo, bất qua bốn người cũng không có lựa chọn như vậy phương thức, bọn họ tìm được rồi một cái xuống núi lộ, thu liếm tự thân hơi thở, chậm rãi mà đi. Đi đến này thành thị phế tích giữa, trừ bỏ triệu ninh bên ngoài, còn lại ba người đều có một loại mộng hồi thế kỷ 21 cảm giác, dưới chân đậu du lộ mặt đất, chung quanh kiến trúc thượng tuy rằng rách nát, nhưng như cũng có thể thấy rõ biển, còn có kia vỡ vụn màn hình tinh thể lòng, thậm chí có chút địa phương viết cùng chung wifi, đều làm người cảm giác vô cùng quái dị nhưng này tại dự kiến ở ngoài, lại tựa hồ ở tình lý bên trong. Xem kia, triệu cực ở một đống đã sụp xuống nhà lầu phế thích thượng nhìn đến ba cái màu đỏ chữ to. Chỗ tránh nạn. Chúng ta tản ra, tìm hữu dụng tư liệu, một giờ sau ở chỗ này hội hợp, gặp được phiền toái trực tiếp phát tín hiệu, không cần cố kỵ. Trương Huyền phát ra mệnh lệnh. Triệu cực gật gật đầu chưa nói cái gì, toàn len keng từ đầu tới đuôi liền nghe Trương Huyền nói, đến nỗi triệu ninh, nàng cũng phát hiện, cái này tuổi so với chính mình còn nhỏ một tuổi người, suy nghĩ, sở xem, đều so với chính mình muốn lâu dài rất nhiều. Mấy người phân biệt tản ra, chiều bốn cái bất đồng phương hướng xuất phát. Trương huyền sở tuyển chính là phía đông nam hướng, một đường đi qua, nhìn đến các loại vứt bỏ kiến trúc, vứt đi chiếc xe, còn có thương trường, chơi trò chơi thính, thậm chí liền tiệm nét đều có. Một cổ kỳ quái cảm giác trước sau lan tràn ở Trương huyền trong lòng, Trương huyền lại như thế nào cũng tìm không thấy này cổ quái dị ngọn nguồn, theo Trương Huyền bước chân về phía trước, đương Trương Nhiên nhìn đến một đống đã sập cư dân lâu khi, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, này quái gì cảm giác, đến từ nơi nào. Cả tòa thành thị vứt đi, đủ loại công nghiệp rác rưởi nơi nơi đều là, hiển nhiên này thành thị bị đánh sâu vào, nhưng cố tình, trên đường phố, hoặc là mỗi một cái chỗ đã thấy kiến trúc nội, thế nhưng không có một khối thi cốt. Thậm chí mặt đất liền máu tươi đều không có, ở kia vứt bỏ thương trường không có nhìn đến quá thời hạn thực phẩm. Phảng phất nơi này trừ bỏ này đó công nghiệp bên ngoài, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Là đã xảy ra cái dạng gì sự tình mới có thể làm cho cả thành thị biến thành như vậy. Chỗ tránh nạn, chống trải thành thị, liền thi thể đều không có, đường phố một mảnh hỗn độn, đây là có đại chạy nạn phát sinh. Hết thảy hết thảy đều đang nói mình một vấn đề. Này thành thị cất giấu thật lớn nguy cơ. Trương Huyền phất tay, lấy linh khí khuôn vác khai một ít cự thạch, đi vào một cái cư dân lâu nội, này lâu nội chống trải, hắc ám, Nguyên bản được khảm ở lối đi nhỏ đỉnh tầng đèn đã mất đi nguồn điện, Trương Huyền chân đạp lên mặt đất, mang theo rõ ràng tiếng vang. Hàng hiên nội thực hắc, chỉ có một chút ánh sáng xuyên thấu qua kia tầng tầng phế tích chiếu xạ tiến vào, lầu nội trang hoàng, cùng thế kỷ 21 hoàn toàn tương đồng. Trương Huyền liếc mắt một cái nhìn lại, này hắc ám tầng lầu thông đạo nội, tổng cộng có 20 cái phòng, hiển nhiên, đây là một chỗ chung cư nơi ở, một cái thông đạo, hai bên là dày đặc cửa phòng, thật là có điểm âm trầm khủng bố hương vị. Bất quá đối với Trương Huyền mà nói, này hiển nhiên sẽ không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng, tùy tay mở ra một phiến cửa phòng, khóa cửa đã bị phá hư rất, Trương Huyền đi vào, căn phòng này nội nhưng thật ra có vẻ sạch sẽ, không có đã chịu đánh sâu vào, mãn phòng hồng nhạt trang hoàng phong cách, hiển nhiên phòng chủ là một người nữ tính. Căn phòng này không lớn, hơn 40 mét vuông, một phòng một sảnh, nơi này hiển nhiên bị người tìm kiếm quá, bất quá căn cứ dấu vết tới xem, tìm kiếm người hành động thực nhanh chóng, mở ra ngăn tủ cũng chưa tới kịp đóng lại xem trên mặt đất sạch sẽ dấu chân, tới chính là ba người. Phòng nội còn lại đồ vật không nhúc nhích, nhưng thật ra dầu muối tương giấm toàn bộ đều lấy sạch sẽ. Trương Huyền rời đi này gian phòng, lại liên tiếp mở ra mấy cái cửa phòng, khóa cửa đều bị phá hủy, những cái đó phòng cũng giống nhau, có chút hỗn độn, có chút sạch sẽ, nhưng dầu muối tương giấm tất cả đều biến mất, trong phòng có tủ lạnh, nhưng bên trong không có bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Trương Huyền ở một gian phòng trên bàn sách, thấy được một cái sổ nhật ký. Trương Huyền mở ra sổ nhật ký, kia mặt trên quyển tú chữ viết, xuất từ một nữ nhân tay. Sổ nhật ký phía trước đều ghi lại một ít bình thường sự. 2 tháng 14 hào, lãng mạn nhật tử, ta vừa đến thành phố này, không thể không nói, rời xa thành phố lớn ồn ào náo động, nơi này hết thảy có vẻ như vậy yên tĩnh, ta thực hưởng thụ loại cảm giác này, không có nơi đó lục đục với nhau, cũng không có đại gia tộc báo thù, này giống như mới là một cái chân chính, có thể cho người bình tĩnh sinh hoạt thế giới. 2 tháng 20 Hào, ta tìm được rồi công tác, là chiến đấu học viện giáo viên, vốn dĩ nghĩ sẽ là trợ lý, rốt cuộc ta chỉ có bờ đối diện cảnh giới, nhưng không nghĩ tới, ở chỗ này, bờ đối diện cảnh giới có thể như vậy nổi tiếng, bọn họ cho ta rất cao phúc lợi, không thể không nói, tổng giáo thật sự hảo xoái a. À. hai tháng 26 Hào, hôm nay thật là ném chết người, thế nhưng bị tổng giáo phát hiện ta ở nhìn lén hắn, nói chuyện thời điểm cũng nói lắp, này làm sao bây giờ à. a? 3 tháng 14 Hào đi công tác mấy ngày nay, mỗi ngày cùng tổng giáo đãi ở bên nhau, hắn thật sự hảo xoái, thực lực còn như vậy cường, 30 tuổi liền có bát phân thực lực, chẳng sợ ở Lăng Thành, tổng giáo này phân thực lực, cũng là phải bị người coi trọng, làm sao bây giờ, ta hiện tại một nhắm mắt, trong đầu đều là hắn tươi cười, thiên A, à, ta sẽ không yêu hắn đi. 3 tháng 18 hào, tổng giáo hôm nay hẹn ta, 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 ta nên làm cái gì bây giờ? 3 tháng 19 hào, làm sao bây giờ? rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta hiện tại trong đầu một đoàn loạn, vì cái gì? Vì cái gì như vậy ưu tú hắn sẽ đột nhiên truyền đến tử vong tin tức. Hắn là bát phân cảnh giới, rốt cuộc ai mới có thể giết hắn? Phía chính phủ cố ý phong tỏa chuyện này, nhưng ta nhất định phải điều tra ra. 3 tháng 28 hào, rối loạn, thế giới này hoàn toàn rối loạn, mỗi ngày đều ở người chết, tất cả mọi người đang nói, tận thế tới. Rốt cuộc nào tòa thành thị mới là an toàn? Tháng 4 16 hào, ta sợ quá, ta hào tưởng rời đi nơi này, nhưng ta có thể đi nào. Liền lăng thành đều biến thành cái dạng này, nơi nơi đều ở người chết, ngày hôm qua ta thấy đến nó, thật là khủng khiếp, ta thậm chí liền động cũng không dám động. Tháng 4 21 hào, ta trụ địa phương đã không có người, bọn họ tất cả đều chạy, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Ta nên đi nào, ta mua không được bất luận cái gì đồ ăn, ta không dám ra cửa, trên đường phố thi thể đều bị kéo đi rồi. Khi nào hết thảy mới có thể kết thúc. Ta cảm giác, ta căng không nổi nữa. Tháng 4 26 hào, ta quyết định, ta phải rời khỏi nơi này, mặc kệ đi đâu cũng hảo, đãi ở chỗ này, chỉ có đường chết một cái, nghe nói Lăng Thành đã bình tĩnh trở lại, ít nhất hiện tại là an toàn, ở nơi đó, có cái gì có thể ăn, không cần chịu đói, không cần lo lắng hãi hùng, không cần một người thừa nhận này hết thảy. Trương Huyền Phiên sổ nhật ký, nhật ký đến này một tờ liền ngưng hẳn, không còn có khác nội dung hiện ra. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhìn nhìn thời gian, lấy thượng sổ nhật ký phản hồi. Tới rồi ước định địa điểm, triệu cực ba người đã tại đây, xem ba người biểu tình, đều thật không đẹp, hiển nhiên bọn họ đoạt được đến tin tức, đều không thế nào như ý. Toàn len ken nhìn thấy Trương Huyền đã đến, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Trương Huyền ra tiếng, trước tìm một chỗ, rồi nói sau. Mấy người gật gật đầu, bọn họ lột ra một ít phế tích, đi tới một gian phòng ốc nội, này phòng ốc ít nhất còn có ngồi địa phương nói nói biết nói đi. Ta trước tới, toàn len keng sốt ruột mở miệng. Ca, tại đây đồ ăn thực khan hiếm. Một cây đùi gà đã bị bán được 100 khối linh thạch giá trên trời. cả tòa thành thì cũng chưa ăn. toàn len keng đầy mặt nghiêm túc. hiển nhiên đối với hắn tới nói, đây là quan trọng nhất sự. trương huyền cũng không đối toàn len keng báo cái gì quá lớn hy vọng. ánh mắt nhìn về phía triệu ninh. triệu ninh gật gật đầu, mở miệng. nơi này đồ vật đều là tự động hóa. sau đó hành, Trương Huyền mở miệng ngừng Triệu Ninh, hắn xem nhẹ một vấn đề, đối với bọn họ ba cái mà nói, nơi này đồ vật không có gì hiếm lạ, nhưng đối với Triệu Ninh mà nói, phỏng trừng lực chú ý đều đặt ở những cái đó kiến trúc, phương tiện giao thông, hoặc là một ít hiện đại hóa đồ điện mặt trên. Trương Huyền cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Triệu Cực trên người. Triệu Cực hít sâu một hơi, hắn tưởng hòa hoãn một chút cảm xúc, nhưng không có thành công, đầy mặt tức giận nói, này trong thành thị, một chút thuốc lá và rượu đều không có, Trương Huyền khóe miệng trừ trừ, đem sổ nhật ký ném ở trên bàn. Sổ nhật ký ở ba người chi gian truyền lại một vòng. Chạy nạn, triệu cực khép lại sổ nhật ký, nơi nơi người chết, chạy nạn, kia thi thể đâu. Đây là vấn đề nơi, Trương Huyền nhìn nhìn ba người, này trong thành thị, một khối thi thể không có, hoặc là bị người chuyên môn thu đi rồi, nhưng ở thành thị đều bị hủy diệt dưới tình huống, không ai sẽ đi làm loại sự tình này, hoặc là chính là một loại khác. Triệu cực ánh mắt một lăng, chạy nạn người rời đi sau, thi thể bị thu đi rồi. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, nhật ký trung sở nhắc tới Lăng Thành, chúng ta hẳn là đi xem. Có hương vị, toàn len keng béo mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía này phòng ốc chỗ sâu trong. Trương Huyền mấy người vị trí này gian phòng ốc, nhập khẩu nguyên bản bị một khối cự thạch sở che giấu, vừa rồi kia cự thạch thượng sở lạc cho bụi, hiển nhiên đã như vậy liên tục thời gian rất lâu, nơi này hồi lâu đều không có người đã tới. Toàn len keng ngửi cái mũi, hắn đối hương vị có xa cao hơn người khác nhanh nhạy trình độ. Phòng chỗ sâu trong là một mảnh hắc ám. Ở toàn len kem nói chuyện nháy mắt, Trương Huyền thân hình chợt lóe đã đi vào phòng chỗ sâu trong, bốn phía quan sát đến, nhưng trừ bỏ đổ nát thê lương ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới khác cái gì. Toàn len keng ba người cũng đều xuất hiện ở Trương Huyền bên cạnh, kia một trương mặt béo phỉ dùng sức ngửi, đột nhiên dùng tay một lóng tay mặt đất, ca, hương vị từ phía dưới chuyển đến. Cùng lúc đó, triệu cực ở một cái cỗ nát giá sách thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, liền nghe kéo kẹt một thanh âm vang lên, ở góc tường trên sàn nhà, xuất hiện một đạo cái khe, này cái khe dần dần mở ra, lộ ra một cái ngầm thông đạo tới. Này ngầm thông đạo vừa mở ra, liền có một cổ khôn kể thanh tửi từ này địa đạo truyền miệng ra. Là hủ thi hương vị, trương huyền trước tiên liền phân biệt ra này thanh tửi nơi phát ra. Ở phân biệt ra là thanh tửi nháy mắt, trương huyền không yêu phản hỉ này xem như hắn tại đây tòa thành nhìn thấy đệ nhất cổ thi thể. Theo kia ám đạo đi rồi đi xuống, phía dưới là một cái không lớn phòng, nhưng càng như là một cái máy theo dõi, 15 cái màn hình chỉnh tề sắp hàng ở một chương trước bàn, mà bàn sau phóng ghế dựa thượng, chính sụi lơ một bóng hình, kia thanh tử chính là ghế dựa thượng truyền đến, tại đây phòng trong, dư lại rất nhiều đồ ăn tàn lưu bao ni lông, bất quá sở hữu đồ ăn, đều bị ăn sạch sẽ. Toàn len keng xem xét một cái túi liếc mắt một cái, bĩu môi, liền túi đều liếm chống trơn. Người đói nóng này, cái gì đều sẽ ăn một ít. Trương Huyền đi đến ghế dựa trước. Ghế dựa trước người, hốc mắt ao hám, gây ra bọc xương, hiển nhiên là chết vào đói khát. Mà ở căn phòng này nội, không có bất luận cái gì linh khí tràn ra, chứng minh người này đều không phải là luyện khí sĩ. Rốt cuộc luyện khí sĩ sau khi chết, trong cơ thể linh khí hội tụ tập không tiêu tan một đoạn thời gian, hiện tại cái này chỉ là một người bình thường mà thôi này cũng nên trương huyền bọn họ lại lần nữa cung cấp một cái tin tức, ở thế giới này cũng đều không phải là mỗi người luyện khí. Quan sát thi thể hư thối trình độ, người chết thời gian cũng không phải rất dài. Ở phía trước không lâu, bị sống sờ sờ vây ở chỗ này đói chết, vậy thuyết minh, thành phố này nội nguy cơ, cũng không có kết thúc. Trước mắt màn hình, còn có 12 cái là sáng lên, ở mặt trên, theo dõi thành phố này nội mấy cái đường phố. Thông qua này đó màn hình, Trương Huyền có thể xem rõ ràng hơn, mỗi con phố thượng cảnh tượng, kia tàn phá, không có thi thể, không có bóng người thành thị, có vẻ hoang vắng dị thường. Trương Huyền chú ý tới kia màn hình thượng thời gian, tháng 5 24 hào. Căn cứ kia bổn nhật ký tới suy đoán, thời gian này cũng không có qua đi bao lâu. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, đem một cả tòa thành đều biến thành như vậy, kia rừng rậm giữa, ở tại trong doanh địa người, cũng là vì việc này chạy trốn quá khứ đi, liền cái loại này thực lực mỗi ngày cường giả đều thăng không dậy nổi lòng phản kháng. Hơn nữa này mãn thành đều không có một khối thi thể, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Trương Huyền tại đây màn hình thượng thao tác một phen, màn hình góc trên bên phải thời gian đột nhiên bắt đầu bay nhanh lùi lại, đây là tại tiến hành hồi phóng. Màn hình thượng hình ảnh, lấy ngày thường mấy chục lần tốc độ bay nhanh lùi lại, này liền hiện ra một loại kỳ quái cảnh tượng, nguyên bản sụp xuống cao lầu một chút phục hồi như cũ, tàn phá thành thị dần dần khôi phục nguyên trạng, tại đây màn hình thượng, Trương Huyền rốt cuộc thấy được bóng người, những người đó chẳng sợ lộn ngược trên mặt cũng đều là hoảng sợ, bọn họ lui trở lại thành thị giữa, trên đường phố va chạm chiếc xe cũng tách ra, lửa lớn từ tắt trở nên hừng hực thiêu đốt. Một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện ở màn hình giữa. Tới, Trương Huyền tay tại đây một khắc ấn xuống yên lặng kiệt, đó là một cái giống như cao lầu thân ảnh, toàn thân tràn ngập hư thối huyết nhục, tại đây cao lớn thân hình chung quanh, tràn ngập một loại màu xanh lục xương mù dày đặc. Trương Huyền đem video chính phóng, tốc độ thả chậm gấp 3 ở gấp 2 chấm tốc hạ, có thể nhìn đến, những cái đó người thường chạy động tốc độ, giống như chậm động tác giống nhau, chẳng sợ ngự khí phi hành người, cũng chỉ là cùng người thường chạy bộ tốc độ giống nhau. Mà liền ở như vậy chậm phóng tốc độ hạ, kia cao lớn thân ảnh lại hành động vô cùng nhanh chóng, nếu là bình thường tốc độ, camera thậm chí đều không thể bắt giữ đến kia thật lớn thân ảnh. Liền thấy kia thật lớn thân ảnh một chân liền bán ra một cái đường phố, kia thật lớn hư thối bàn tay từ phía trên chảo hạ một phen liền đem ba bốn người nắm chặt tới tay chung, theo sau liền chiều trong miệng ném đi, máu tươi từ tư này cự ảnh trong miệng phun tung tóe ra tới. Trên mặt đất người, sắc mặt hoảng sợ, há to miệng, tuy rằng này camera vô pháp thu âm, nhưng từ bọn họ trên mặt biểu tình, đều có thể tưởng tượng đến kia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Trương Huyền nhìn đến, hai gã cường giả bay lên không chung, cùng kia thật lớn thân ảnh chém giết, nhưng ở kia thân ảnh bên cạnh màu xanh lục xương mù hạ, hai gã cường giả ánh mắt dần dần thay đổi, mấy cái hiệp xuống dưới, hai gã cường giả thế nhưng đình chỉ tiến công, lại qua vài giây lúc sau, hai gã đối kháng thật lớn thân ảnh cường giả, thế nhưng chiều phía dưới đám người khởi xướng công kích, camera bắt giữ đến, ở bọn họ đồng tử giữa, tràn ngập nồng đậm màu xanh lục. Trương Huyền mày hơi hơi nhăn lại, lẩm bẩm nói, tinh thần khống chế sao? Vẫn là một loại độc tố. Các người quang minh đảo không có tiến hành quá tinh thần độc tố nghiên cứu sao? Triệu cực thanh âm ở Trương Huyền bên tai vang lên. Trương Huyền lắc lắc đầu, vẫn luôn là cấm. Hành đi, triệu cực nhún vai, này quái vật bên người màu xanh lục xương mù dày đặc, hẳn là một loại rất mạnh tinh thần độc tố, có thể đạt tới khống chế hiệu quả, hơn nữa hẳn là làm lơ khoảng cách, nhưng số lượng sẽ có hạn chế, người xem. Triệu cực chỉ một khác khối màn hình. Tại đây khối trên màn hình, một ít đôi mắt mạo lục qua người thường ở cho nhau tàn sát, đương giết chết đối phương lúc sau, bọn họ sẽ đem đối phương thi thể kéo đi này liền như là chúng ta chơi game thăng cấp tiểu binh giống nhau, đường dân cư đạt tới hạn mức cao nhất, chúng ta tự nhiên là lựa chọn càng cường lực tiểu binh, đem cấp thấp binh lính thu về, về này quái vật thực lực, ít nhất là ở mỗi ngày trở lên, bất quá cụ thể là cái gì thực lực, vô pháp xác định. Trương Huyền gật gật đầu, liền ở cái này trong quá trình, trước mặt một cái máy theo dõi trước, đột nhiên có một đảo hắc ảnh hiện lên, kia hắc ảnh tốc độ quá nhanh, máy theo dõi căn bản bắt giữ không đến, nếu không có Trương Huyền đám người cảm quan nhanh nhạy, thậm chí đều không thể nhận thấy được hắc ảnh hiện lên. Mà đương hắc ảnh hiện lên lúc sau, máy theo dõi trước xuất hiện một trận nồng đậm màu xanh lục sương mù, sương mù tràn ngập ở máy theo dõi trước, thấy không rõ đường phố. Kia hắc ảnh ở một cái lại một cái máy theo dõi trước xẹt qua. Chiều nơi này, Trương Huyền nhìn chằm chằm khẩn góc phải bên dưới một cái camera, nơi đó là khoảng cách bọn họ nơi nơi này, gần nhất một cái đường phố. Là theo khí vị tới, mập mạp, đem địa đạo đóng. Trương Huyền ra lệnh một tiếng, toàn lên keng cơ hồ là đồng thời đem địa đạo nhập khẩu phong kín. Ngầm thông đạo bị phong kín nháy mắt, bốn người toàn cảm giác được, trên đỉnh đầu, truyền đến mãnh liệt chấn động, này chấn động lan tràn tới rồi dưới chân, kia treo ở trước bàn trên tường màn hình đều ở không ngừng đong đưa, có hai cái màn hình loạn trọng liền phải rớt xuống. Trương Huyền mũi chân chìa xuống đất, đôi tay nhanh chóng đem kia hai cái hạ trụy màn hình tiếp ổn, thật cẩn thận phóng tới trên mặt đất, không làm này phát ra chút nào thanh âm tới bốn người có thể rõ ràng nghe được, lên đỉnh đầu phía trên, truyền đến nhẹ nhẹ gầm nhẹ, cái loại này gầm nhẹ thanh, giống như là động vật họ mèo ở đi săn trước phát ra giống nhau như đúc. Một cổ khổng lồ uy áp liền tràn ngập ở bốn người trên đỉnh đầu, Trương Huyền cùng Triệu cực cảm giác còn hảo, nhưng Triệu Ninh cùng toàn len keng hai người, đều cảm giác có chút ngực buồn khó chịu, là đã chịu này uy áp ảnh hưởng, so với Trương Huyền bọn họ hai cái, toàn len keng cùng Triệu Ninh thực lực vẫn là kém một chút một ít. Bất quá chẳng sợ thực lực kém một chút, Triệu Ninh cũng là có thể lấy nguyên linh thành làm cơ sở, nhưng chẳng mỗi ngày người, tự thân thực lực cũng ở mỗi ngày lúc đầu. Mà toàn Len Ken vẫn luôn cũng chưa bày ra quá toàn bộ thực lực, nhưng lấy hắn thiên tư, cũng tuyệt đối là mỗi ngày cấp bậc. Chỉ là uy áp khiến cho hai người bọn họ ngực buồn, có thể thấy được này quái vật thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Hơn nữa, mấu chốt nhất, còn không biết này quái vật có bao nhiêu, vạn nhất là quần cư, chẳng sợ Trương Huyền đi ra ngoài, cũng là đưa gạo từ kia bổn nhật ký chung biết được, không riêng gì này một tòa thành, nhật ký chung sở ghi lại chủ thành, Lăng thành cũng bị công phá, tuy rằng Lăng thành cuối cùng phản ứng lại đây, nhưng liền chủ thành đều đã chịu đánh sâu vào, còn lại thành thị, chỉ sợ cũng đều như thế. Hơn nữa từ theo dõi hình ảnh sở tiếp thu đến tin tức giữa, này quái vật thực lực hẳn là còn không phải nhất khủng bố, cái loại này có thể ảnh hưởng người, khống chế người thần kinh độc tố, mới khó đối phó nhất. Phòng điều khiển nội, bốn người một tiếng không phát phía trên uy áp rằng co thật lâu, ước chừng hơn nửa giờ sau, quái vật phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, lúc này mới rời đi, quái vật rời đi, lại làm này mặt đất chấn động số hạ. Thấy quái vật rời đi, Triệu Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa mở miệng muốn nói lời nói, Trương Huyền mũi chân chỉa xuống đất, tốc độ bay nhanh vào tới Triệu Ninh trước mặt, một phen che lại Triệu Ninh miệng. Triệu Ninh đôi mắt chừng lớn. Trương Huyền lập tức vươn mặt khác một bàn tay, chỉ chỉ theo dõi màn hình. Liền thấy, ở kia trong màn hình, quái vật thân ảnh cũng không có rời đi quá xa, mà là ở một bên trên đường phố dừng lại, mà quái vật ánh mắt, tác trước sau đặt ở trương huyền bọn họ trên đỉnh đầu trên mặt đất. Này quái vật còn không có đi, là ở ngủ đông. Quái vật có được cực cao trí tuệ. Quái vật không đi, trương huyền bọn họ là liền đại khí cũng không dám ra một ngục, rốt cuộc nơi trốn đều tràn ngập không biết, vạn nhất làm ra tới cái quái vật đàn, mọi người đều chơi xong. Này quái vật kiên nhẫn thực hảo, ước chừng tại đây đãi một giờ, mới không cam lòng rời đi. Mà ở trong lúc này, Trương Huyền mấy người cũng hoàn toàn thấy rõ này quái vật, này quái vật thân hình mập mạp, ở kia mập mạp thân hình thường, nhìn chằm chằm một cái cực đại đầu, một trương miệng rộng có thể liệt đến nhĩ sau căn, đầy miệng bén nhọn răng nanh, ở kia răng nanh thường, còn có thể nhìn đến một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vụn. Quái vật lần này rời đi, Triệu Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Động tác nhẹ điểm, nó còn sẽ trở về. Trương Huyền thấp giọng hướng Triệu Ninh mở miệng. Triệu Ninh hiển nhiên kinh ngạc một chút, nàng có điểm không thể tin được. Nhưng thực mau, Trương Huyền nói đã bị xác minh, quái vật rời đi không đến 10 phút, lại một lần xuất hiện. Này quái vật tâm cơ trình độ, làm Triệu Ninh đều cảm thấy sợ hãi. Quái vật ba lần tìm kiếm không có kết quả, lúc này mới rốt cuộc từ bỏ, thân ảnh từ các theo dõi trước xuyên qua, sau đó biến mất ở máy theo dõi giữa. Trương Huyền tại đây tầng hầm ngầm nội siêu tầm lên, một người bình thường giấu ở chỗ này, nhìn chằm chằm máy theo dõi. Nhìn toàn thành phát sinh sự, tuyệt đối không ngừng là nhàm chán mà thôi, huống hồ xem này đó theo dõi khu vực, hiển nhiên là sớm đều làm tốt chuẩn bị, người này, rốt cuộc là làm gì? Còn có kia quái vật lai lịch là cái gì? Thế giới này văn minh khi trường tuyệt đối là vượt qua thủy tổ nơi, không có khả năng thế giới bản thân liền tồn tại loại này tiềm tàng nguy cơ. Một fan siêu tầm hạ, cuối cùng tại đây thi thể túi áo nội, tìm được một cái notebook. Dược vật hữu hiệu, lập tức chính là chứng kiến thành quả lúc, ha ha ha. Quả nhiên, loại này độc tố có thể khống chế thần kinh, chỉ là đối khống chế giả yêu cầu quá cao, nếu có thể đem cái này tệ đoan cải tiến, như vậy loại này độc tố đem có thể thống trị thế giới. Tân biến dị thể xuất hiện, xuất sắc, quá xuất sắc. Trương Huyền nhìn người này bút ký, từ phía trên có thể rõ ràng hiểu biết đến, loại này độc tố, chính là nhân vi chế tạo ra tới, mà kia quái vật, cũng là thực nghiệm thể chi nhất. Trên thế giới luôn có như vậy một đám kẻ điên, làm hết thảy thường nhân căn bản sẽ không đi tưởng sự, Trương Huyền đem trong tay bút ký dập nát rớt, nhìn thoáng qua dựa vào ghế trên thi thể, từ người này ký lục chung có thể thấy được, hắn nội tâm là mừng như điên, nhưng từ hắn bị đói chết ở chỗ này cũng có thể hiểu biết đến, tình huống hiện tại, chỉ sợ đã vượt qua bọn họ khống chế phạm vi. Một tòa thành tại quái vật thủ hạ hoàn toàn luân hãm, mà riêng là bởi vì thi thể mùi hôi thối chuyển ra một chút, liền đem thân ở mười mấy km bên ngoài quái vật đưa tới, kia trên đường phố không có thi thể tồn tại, cũng không nan giải thích. Lão đại, chúng ta vẫn là đừng đãi ở chỗ này đi, tòa thành này hủy không hủy cùng chúng ta không gì quan hệ, ta tổng cảm thấy âm trầm thực. Toàn len keng xúc cổ đi vào trương huyền trước mặt. Ta sợ hãi, chúng ta đi không được, triệu cực trầm ngâm một tiếng, các ngươi xem. Ở máy theo dõi thượng, dậm rạp thân ảnh, từ bất đồng địa phương bò ra tới, toàn bộ đều là nhân loại. Này đó thân ảnh, trong mắt xuất hiện màu xanh lục quang mang, bọn họ hành động tư thế quỷ dị, giống như điện ảnh trung tăng thi giống nhau, mà này đó thân ảnh ra tới sau sở súm lại phương hướng, đúng là Trương Huyền bọn họ nơi nơi này. Kia quái vật cũng không có từ bỏ, trở về lúc sau, Triệu Hoán tiểu đệ tính toán tới một chuyến thảm thức tìm tòi. Ngọa Tào, này quái vật điên rồi đi, toàn len keng chừng lớn đôi mắt, hắn liền A Di Đà Phật đều không nói, chỉ là ngửi được một ít khí vị, đến nỗi sao? Trương Huyền trầm ngâm một phen, nếu chỉ là vì ăn hổ thì nói, sẽ không như vậy, rốt cuộc nó khống chế nhiều người như vậy mà có như vậy một chút động tĩnh đều đáng giá nó nói như vậy, vậy thuyết minh, tòa thành này, có hắn muốn tìm đồ vật. Trương Huyền vừa dứt lời, triệu cực cũng đã ở chỉnh gian trong phòng siêu tầm lên. Căn phòng này rất nhỏ, trừ bỏ cái này dám thị thất bên ngoài, lại chính là một cái phòng vệ sinh, một trương loại nhỏ đơn người gấp giường liền bầy biện ở góc giữa, hết thảy thu hết đáy mắt, nơi này không có gì có thể ẩn nấp đồ vật. Từng đợt tất tốt thanh âm đã từ Trương Huyền bọn họ trên đỉnh đầu truyền đến, này chứng minh những cái đó bị thần kinh độc tố sở khống chế người đã đi tới nơi này, dậm dạp đám người, cho dù là đâm xác suất đều có thể tìm được này gian mật thất tới. Đối với Trương Huyền bọn họ tới nói, hiện tại muốn đường cũ rời đi, đã cơ hồ không có khả năng. Những cái đó bị thần kinh độc tố sở khống chế thân ảnh, dậm dạp, tụ tập ở Trương Huyền bọn họ trên đỉnh đầu phòng bên trong. Trương Huyền có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân lên đỉnh đầu thượng phóng chuyển đến. Trương Huyền trong tay hàn mang chợt lẽ, sao trời chi kiếm đã bị Trương Huyền cầm ở trong tay. Ta phá một cái khẩu, các ngươi đi trước. Trương Huyền hét lớn một tiếng, một đạo hàn mang phóng lên cao, không ít bị thần kinh độc tố sở khống chế người, toàn bộ bị này đạo hàn mang sốc tung bay đi ra ngoài. Đi, triệu cực không có trần chờ, trực tiếp phóng lên cao. Triệu Ninh cùng toàn len keng đi theo triệu cực phía sau, toàn bộ sông ra ngoài. Thành thị một mảnh phế tích giữa, kia thật lớn thân ảnh phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo ảo ảnh, triều trương huyền bọn họ nơi địa phương mà đến. Kia giống to thanh cách thật xa, đều nghe rành mạch. Ở cái này quá trình giữa, trương huyền cũng rời đi tầng hầm ngầm, nhìn thoáng qua kia tiếng hô chuyển đến phương hướng, hướng triệu cực đưa mắt ra hiệu. Triệu cực gật gật đầu, kháng long giản xuất hiện ở trong tay, triệu ninh cùng toàn len keng cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kia thật lớn thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trương huyền mấy người trước mặt, tuy rằng đã từ theo dõi thượng tướng này quái vật xem rành mạch, nhưng trực diện này quái vật vẫn là lần đầu tiên. Quái vật trên người truyền đến thật lớn uy áp. Sát, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, cầm kiếm vọt đi lên. Trương Huyền nhất kiếm chém ra, kiếm phong cắt qua quái vật trên người thịt mỡ, nhưng ở cắt qua thịt mỡ nháy mắt, một tảng lớn chất nhảy phun tung tóe ra tới, lây dính ở kia kiếm phong thượng, Trương Huyền chỉ cảm thấy trong tay sao trời chi kiếm, trọng nếu ngàn quân. Này quái vật to mỏng thân thể đột nhiên từ trung gian vỡ ra một cái thật lớn khẩu tử, kia thế nhưng là một chương lớn lên ở bụng miệng khổng lồ, này một trương miệng khổng lồ giữa vươn đỏ tươi đầu lưỡi, giống như một cái trường xà giống nhau, hướng trương huyền thổi quét mà đến. Triệu cực một giản chiều tới, này không chỗ nào không phá kháng long giản, ở chiều tại đây đầu lưỡi thượng khi, thế nhưng trực tiếp bị văng ra, kia truyền đến cự lực, thậm chí làm triệu cực có điểm cầm không được trong tay binh khí, mà bị kháng long giản sở chiều đến lưỡi dài, chỉ là hơi hơi uốn lượn một chút, cơ hồ không có đã chịu ảnh hưởng, kia tính dai đáng sợ, triệu cực trong mắt xuất hiện một mặt kinh sắc. Này ngoạn ý thân thể cường độ cao thái quá. Kia lưỡi dài giống như một đạo tia chớp bắn nhanh hướng Trương Huyền, Trương Huyền kiếm trong tay đã chịu chất nhảy lây dính, trở nên cồng cành hắn đơn giản tản mất này sao trời chi lực, một lần nữa ngưng tụ một phen sao trời chi kiếm, nhất kiếm chém xuống, lưỡi dài tại đây sắc bén kiếm phong hạ trực tiếp đứt gãy, nhưng như cũng có đại lượng chất nhảy phun vãi ra, lại lần nữa lây dính đến kia kiếm phong thượng. Như vậy chất nhầy sẽ làm Trương Huyền không ngừng tụ tập kiếm trong tay, loại này sao trời chi kiếm tụ tập lên phá lệ tiêu hao linh khí, mà ở nơi này, Trương Huyền phát hiện, tụ tập linh khí tốc độ, so ở đại ngàn giới muốn chậm rất nhiều rất nhiều, thậm chí linh khí loãng còn không bằng thủy tổ nơi. Mỗi một lần tụ tập sao trời chi kiếm, đều là thật lớn tiêu hao. Bất quá, ta trên người này đó linh khí, chảm ngươi, vẫn là đủ rồi. Trương Huyền lại lần nữa ngưng tụ một phen sao trời chi kiếm ra tới, nhìn trước mắt quái vật, quái vật phát ra gầm lên giận dữ, dây tiếp theo, ở hắn bụng kia vỡ ra miệng rộng bên trong, vô số lưỡi dài, rậm rạp, từ kia miệng khổng lồ chung bắn nhanh mà ra, kia miệng khổng lồ nội mọc đầy răng nanh, đồng dạng rậm rạp, răng nanh thượng còn có từng cây gai ngược, nhìn qua đều không cấm run lên. Trương Huyền nhìn kia rậm rạp lưỡi dài bắn nhanh mà đến, lại nhìn nhìn chính mình trong tay sao trời chi kiếm, dây tiếp theo, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Triệu cực, hắn khai quải, người thượng ta trước cầu A, triệu cực chửi ầm lên một tiếng, đồng dạng dơ chân liền chạy. Này quái vật ghê tẩm trình độ quả thực thái quá, thân thể cường độ cũng cao thái quá, tuy rằng đối với Trương Huyền mà nói, loại này quái vật không phải không thể chém giết, nhưng đó là muốn ở không bận tâm linh khí tiêu hao tiền đề hạ, nếu là ở đại ngàn giới, Trương Huyền không cần suy nghĩ, sao trời chi lực chút xuống mà xuống, trực tiếp liền cấp giót chết. Nhưng ở chỗ này, linh khí loáng, trực tiếp giót hạ sao trời chi lực, Trương Huyền bản nhân cũng sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ, chính yếu, còn không biết này quái vật có bao nhiêu, nếu chỉ có một con còn hảo thuyết, vạn nhất lộng chết này chỉ, lại toát ra tới mười mấy chỉ, kia xác định vững chắc chơi xong. Đối mặt này rậm rạp lưỡi dài, Trương Huyền mấy người đều không có lựa chọn ngạnh cương, kia quái vật phát ra giống giận, trong bụng lưỡi dài giống như vô hạn trường giống nhau, rậm rạp, gắt gao đi theo Trương Huyền bọn họ phía sau, một tòa nhà lớn trực tiếp bị này lưỡi dài sỏ xuyên qua, có vẻ cùng đậu hủ giống nhau yếu ớt. Liền tại đây một khắc, một cổ có thể nói khủng bố uy áp, bao phủ Trương Huyền bọn họ toàn thân. Ở bị này uy áp bao phủ đồng thời, Trương Huyền đều chỉ cảm thấy một lòng đang run rẩy này uy áp, làm Trương Huyền đều cảm nhận được sợ hãi. Đó là, toàn len keng trừng lớn đôi mắt, nhìn chân trời. Ở kia, một đạo quang điểm, lấy cực nhanh tốc độ ở tiếp cận. Ở ngắn ngủn vài giây thời gian, kia quang điểm liền xuất hiện ở mấy người trước mặt, Trương Huyền mấy người lúc này mới thấy rõ này quang điểm nguyên trạng là một cây trường thương. Này trường thương bốn phía hỗn loạn khủng bố linh khí dao động. Đây là bị người từ cực xa địa phương trực tiếp ném tới. Không kịp Trương Huyền bọn họ làm ra cái gì tự hỏi, này hỗn loạn khủng bố linh khí trường thương cắm ở thành phố này mặt đất trên đường phố. Đường trường thương hoàn toàn đi vào đường phố kia một khắc, sở hữu khủng bố linh khí dao động toàn bộ biến mất mà xuống một giây, kia khủng bố linh khí liền từ mặt đất bộc phát ra tới, không chung tại đây một khắc biến thành ban ngày, cả tòa thành thị mặt đất, đều tại đây một khắc bị phiên lên, trên mặt đất phế tích, ở kia khủng bố linh khí giữa, trực tiếp hóa thành bột mịn. Linh khí nổ tung, kia cuồng bạo lực đánh vào, trực tiếp đem trương huyền hướng bay ngược đi ra ngoài, triệu cực đám người cũng là giống nhau, bọn họ cực lực ngưng tụ linh khí, chống cự này khủng bố lực lượng, mới không làm thân thể của mình bị xé nát bọn họ bị này linh khí nhằm phía bất đồng phương vị. Trương tiểu tử, hộ một chút nữ nhi của ta, ở kia khủng bố giao động hạ, triệu cực hô to ra tiếng. Nhưng kia khủng bố linh khí đã đem nơi này hình thành một mảnh chân không mảnh đất, triệu cực thanh âm căn bản vô pháp truyền tiến trương huyền trong tai. Trương huyền không nghe được triệu cực giống chính là cái gì, nhưng nhìn thoáng qua đang ở cách đó không xa triệu ninh, sao trời chi khí lan tràn mà ra, ở triệu ninh trước người linh khí vòng bảo hộ rách nát trước, bảo vệ triệu ninh, ngay sau đó một cổ khó có thể chống cự thật lớn lực lượng đem trương huyền bọn họ hoàn toàn ném đi thân thể giống như một viên đạn pháo hướng phương xa bay đi ở kia nổ mạnh trung tâm chỗ quái vật thật lớn thân hình bị cuồng bạo linh khí sở bao phủ liền xem kia quái vật thân hình bị một chút xé nát sau đó bị này linh khí hóa thành bột mịn khủng bố lực lượng phá hủy cả tòa thành thị này thành thị triệt triệt để để tiêu tán tại đây phía thích giữa đương hết thảy tiêu tán sở lưu lại chỉ là một cái thật lớn hố sâu này hố sâu chạy dài mấy chục km, chiều sâu đạt tới mấy ngàn mét, mà ở này hố sâu trung tâm điểm, là một phen trường thương, thương thân giản dị tự nhiên, không có đã chịu một chút tổn thương. Đây là một hồi có thể nói khủng bố linh khí nổ mạnh, sở sinh ra dao động, làm đại địa xuất hiện mãnh liệt chấn động, mặt đất vỡ ra, tòa thành này dựa vào vách núi sụp xuống, kia trên vách núi rừng rậm cũng đã biến mất hơn phân nửa. Mà hết thảy này, gần là một cây bình thường trường thương sở tạo thành, hơn nữa vẫn là bị từ cực xa địa phương sở ném tới tại đây khủng bố giao động hạ xuất hiện mãnh liệt gió lốc cuốn lên cuồng xa trên bầu trời đều là một mảnh ám vàng sắc trương huyền phủi phủi trên người cho bụi nhìn thoáng qua cách đó không xa triệu ninh triệu ninh sắc mặt trắng bệch vừa rồi kia đánh sâu vào sở mang đến áp bách tính thật sự là quá cường làm triệu ninh thực lực này căn bản là không chịu nổi đầy trời cắt vàng nổi lên bốn phía trên bầu trời chỉ có thể dựa vào một chút mông lung ánh mặt trời làm rõ ràng hiện tại cụ thể ở cái gì phương vị. Triệu cực cùng toàn len keng hai người, cũng đều không thấy thân ảnh. Người tại đây đợi đừng cử động, Trương Huyền hướng Triệu Ninh nói một tiếng sau, ngự không mà đi. Này cát vàng tràn ngập, che đậy Trương Huyền tầm mắt, tuy là Trương Huyền, đều thấy không rõ 10 mét có hơn có cái gì, hắn muốn tìm một chút Triệu cực cùng toàn len keng thân ảnh, căn bản không có một chút manh mối, tại đây cát vàng dưới, Trương Huyền không dám đi quá xa địa phương, sợ tìm không thấy trở về phương hướng phạm vi mấy ký lô mét nội, Trương Huyền tìm khắp, nhưng chính là không thấy được triệu cực cùng toàn len keng. Trở lại tại chỗ khi, triệu ninh còn ở kia chờ đợi. Cát vàng gợi lên triệu ninh trên người váy đỏ, nữ nhân đầy đầu tóc dài theo gió tung bay, nhưng thật ra có như vậy một tia sa mạc mỹ nhân cảm giác. Đi thôi, Trương Huyền rơi xuống đất, hướng triệu ninh mở miệng, cha người cùng mập mạp đều tìm không thấy, chúng ta trước hướng phía đông đi, hy vọng có thể gặp được. Triệu Ninh gật gật đầu, không nói thêm cái gì, nàng đã thói quen đi nghe theo Trương Huyền an bài. Hai người tiến lên tại đây cát vàng giữa, tốc độ không dám quá nhanh, trước mắt tầm nhìn thật sự là quá thấp, ai cũng không dám bảo đảm liền ở kia nhìn không thấy cát vàng giữa, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì. Dọc theo đường đi, Trương Huyền trong đầu đều nghĩ đến vừa mới kia một phen từ chân trời bay tới trường thương, gần một phen trường thương, liền tạo thành như thế đại uy lực, trên đời này thực lực cường đại người thật sự khủng bố, không biết kia trường thương là cái gì cấp bậc tồn tại sở ném. Trương Huyền chân dẫm mặt đất, trên mặt đất là hoàng thổ, đi rồi gần hơn 2 giờ, Trương Huyền mới dẫm lên một cái nhựa đường đường cái thượng, cảm thụ được dưới chân cứng rắn mặt đất, Trương Huyền tâm cũng bình định rồi một ít, dọc theo con đường đi, luôn là có thể tới đạt tiếp theo tòa thành thị. Tại đây con đường thượng hành tiến, ven đường ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vứt bỏ ô tô, đã bị hoàn toàn đâm cháy, có thể nhìn đến, cửa xe bị phá hư, bên trong xe có như vậy một tia vết máu tổn lưu quá dấu vết, nhưng cũng không có người. Triệu Ninh tò mò đánh giá này đó cũng nát ô tô, đối với Triệu Ninh mà nói, đây đều là một ít mới lạ ngoạn ý. Con đường này, hiển nhiên ở tai nạn phát sinh thời điểm, bị quá nhiều người thăm quá, theo Trương Huyền sở hành tẩu khoảng cách, trên đường xuất hiện chiếc xe cũng càng ngày càng nhiều, có chút đánh vào cùng nhau, có chút bị tế thành môn ném đĩa, ở Trương Huyền siêu tầm hạ, tìm được rồi một đài ngừng ở nơi đó chiếc xe, trên thân xe có không ít xẻo cọ, nhưng cũng không có va chạm, Trương Huyền phá hư khóa cửa, kéo ra cửa xe, bên trong xe có vẻ thực sạch sẽ, này chiếc xe phòng điều khiển, cùng thủy tổ nơi không sai biệt lắm. Chỉ là ở trung khống thượng, có một tiểu khối linh thạch, này linh thạch tiểu nhân làm Trương Huyền nhớ lại lúc trước ở đường ra sơn cốc chứng kiến đến kia một khối. Từ luyện khí thịnh hành lúc sau, Trương Huyền không còn có nhìn thấy quá như vậy tiểu nhân linh thạch. Trừ bỏ này khối linh thạch bên ngoài, còn lại đều cùng thủy tổ nơi giống nhau như đúc, Trương Huyền phát động chiếc xe, một trận mỏng manh động cơ tiếng gầm rú vang lên, theo sau liền thấy trung khống kia khối linh thạch phát ra quang mang, phát ra năng lượng. Đây là từ linh thạch làm nguồn năng lượng phát động chiếc xe, Trương Huyền hồi tưởng một chút, phía trước chỗ đã thấy chiếc xe, giống như đều là như thế, lấy linh thạch thay thế một ít nguyên bản nguồn năng lượng, này đại khái là hai cái văn minh lớn nhất bất đồng. Tiếp đón Triệu Ninh ngồi vào bên trong xe, Trương Huyền dẫm hạ chân ga, này đã lâu điều khiển cảm, trong lúc nhất thời làm Trương Huyền còn có chút tiểu hưng phấn. Triệu Ninh Tắc ngồi ở trong xe, này nhìn xem, kia nhìn sang, tuy rằng đại ngàn giới cũng có xe liến, nhưng cùng này ngoạn ý là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Điều khiển chiếc xe, Trương Huyền tiến lên ở trên con đường này, có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất kia gió cắt sẽ không vẫn luôn thổi mặt, này một đường Trương Huyền vì tiết kiệm trong cơ thể linh khí, cũng chưa dám thông khí xa. Ở chỗ này, Trương Huyền phát hiện, linh khí thật là quá loáng, sau thủy tổ nơi còn muốn loãng. Lúc trước ở thủy tổ nơi, Trương Huyền có thể vô hạn sử dụng linh khí, đó là bởi vì đối với Trương Huyền ngay lúc đó thực lực mà nói, thủy tổ nơi linh khí là có vẻ đầy đủ, cần phải đem hiện tại Trương Huyền phóng tới thủy tổ nơi, một bộ đại chiêu đi xuống, chỉ sợ nửa cái phản cổ đảo linh khí đều đến bị rút cạn. Trương Huyền suy nghĩ, lúc trước chính mình lão cha cùng Huyền Thiên Tiền Bối, mỗi một lần ra tay, dựa vào đều chỉ là tự thân linh khí sao? Nếu nói vậy, bọn họ trong cơ thể linh khí đến bàng bạc tới trình độ nào. Điều khiển này chiếc ô tô, Trương Huyền một đường đi trước, tốc độ cũng trở nên nhanh rất nhiều, làm Trương Huyền vui sướng chính là, này chiếc xe thượng, thế nhưng có hướng dẫn tồn tại. Trương Huyền mở ra hướng dẫn, nhưng lại phát hiện, tuyệt đại bộ phận bản đồ đã bị mất, đều là trống rỗng, căn bản là vô pháp thêm tái, có khả năng thêm tái, chỉ có một chút điểm, nhưng căn cứ mặt trên khoảng cách biểu hiện, gần nhất một tòa thành thị, khoảng cách nơi này, đều có một ngàn nhiều km. Nếu ở thủy tổ nơi, một ngàn nhiều km đều có thể vượt qua hai cái tỉnh, nhưng tại đây, bất quá là một cái thì khoảng cách, mà nơi này chiếc xe bởi vì này đây linh thạch làm động năng, tốc độ cũng đều cực nhanh, cấp tốc có thể đạt tới 300 nhiều km mỗi giờ, lấy Trương Huyền phản ứng lực, như vậy tốc độ thao tác tự nhiên không nói chơi. Một đường chạy, Trương Huyền không có gặp được bất luận kẻ nào, hơn 1 giờ sau, trước mắt cát vàng mới dần dần giảm bớt, có thể thấy rõ phương xa, gần 4 cái giờ sau Trương Huyền thấy được kiến trúc đàn bóng dáng, lại xem này chiếc xe thượng linh thạch, cảm giác cũng không có tiêu hao nhiều ít. Theo Trương Huyền lái xe tiếp cận, thành phố này cũng hiện ra ở Trương Huyền trong mắt, thành thị như cũng có vẻ xuống dốc, trên đường phố một mảnh hỗn loạn, không có người thân ảnh, chẳng qua nơi này đại lâu cũng không có sập nghiêm trọng, chỉ có số ít đã chịu đánh sâu vào, Trương Huyền liền như vậy lái xe, xử nhập thành phố này giữa. Ở một tòa nhà lớn đỉnh, một người ăn mặc tác chiến trang bị, trang điểm giỏi giang tóc ngắn nữ nhân, chính mắt, nhìn chiếc xe kia chậm rãi xử nhập. Chú ý chú ý, có người tới, có người tới. Nữ nhân cầm lấy trong tay bộ đàm, hô lên những lời này. Đi một cái tiểu đội ngăn lại, nhìn xem cái gì lai lịch, nam nhân giết chết, nữ nhân lưu lại. Bộ đàm trung truyền đến đáp lại. Ha ha ha, đã lâu không có nếm thử tân nữ, trong doanh địa nữ đều chơi lạn, không thú vị, tới cái tân nữ làm đại gia giải giải buồn đi. Lại có đáng khinh tiếng cười, ở bộ đàm nội vang lên. Trương Huyền lái xe sử nhập tòa thành này nội, nhìn này tòa còn tính hoàn chỉnh thành thị, Trương Huyền trong lòng không cấm cảm khái. Đột nhiên, Trương Huyền sắc mặt hơi đổi, hắn chú ý tới, bốn phía có không ít hơi thở sông ra. Xuống xe, Trương Huyền cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, một chân phanh lại ngừng lại, cửa xe nhanh chóng bị mở ra, Trương Huyền từ bên trong xe đi ra. Liền ở Trương Huyền chân đạp mặt đất dây tiếp theo, mười mấy đạo thân ảnh, vây quanh Trương Huyền, chung quanh, đều là nam tính. Đường Triệu Ninh từ bên trong xe đi ra khi, những người này nhìn về phía Triệu Ninh ánh mắt đều giống như xem dã thú xem con mồi giống nhau. Các vị, mới đến liền có lớn như vậy lễ sao? Trương Huyền nhìn quét một vòng, cười nói. Ở Trương Huyền trên mặt không có thấy một tia hoảng loạn. Cũng liền ở Trương Huyền nói chuyện đồng thời, hắn đã ở cảm thụ những người này thực lực, từ thần kiều đến bát phân cảnh, đều có mỗi ngày cường giả một cái không thấy. Ha ha, bằng hữu Ngươi cũng biết này đã xảy ra cái gì, ngoại lai người đều phải tiếp thu kiểm tra. Một người nhìn như dẫn đầu nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, bằng hữu, đến chúng ta này, quy củ tổng muốn tuân thủ dưới đi, rốt cuộc hiện tại cái này tình huống ở chỗ này bãi. Triệu Ninh cẩn thận đánh giá bốn phía, những người này ánh mắt làm Triệu Ninh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Không biết các vị quy củ là cái gì, Trương Huyền hít sâu một hơi, tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị thực giản đáp, lúc này một đạo thanh âm ở không trung vang lên, hai vị chỉ cần cho thấy không có định ý là được, vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, thứ này, hai vị vẫn là mang lên đi. Hai điều xiềng xích, bị người từ không trung ném xuống dưới. Trương Huyền ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy ba đạo thân ảnh lăng với không trung, này ba người, toàn bộ đều là mỗi ngày thực lực. Thế giới này mỗi ngày, là tuyệt đối cường với đại ngàn giới, lúc trước ở rừng rậm trong doanh địa, cái kia mỗi ngày là có thể sinh kháng trương huyền phiên thiên đại ấn, thậm chí trực tiếp nổ nát, mà này ba người cấp trương huyền cảm giác, đều so với kia người hiếu thắng. Trải qua hôm nay kia một cây trường thương sự, trương huyền đối với thế giới này đỉnh cấp chiến lực, là phi thường kiêng kỵ. Hiện tại, xuất hiện ở trương huyền trước mặt này ba gã mỗi ngày tuy mạnh, nhưng trương huyền cũng có nắm chắc đưa bọn họ ba người đánh chết, nhưng mấu chốt vấn đề liền ở chỗ. Trương Huyền cũng không biết này ba người sắm vai chính là cái dạng gì nhân vật, rốt cuộc là này cái gọi là doanh địa lãnh tụ vẫn là, chỉ là một cái tiên phong, nếu chỉ là tiên phong liền có như vậy thực lực, kia cái này doanh địa thế lực, không thể khinh thường. Lại xem đối phương ném xuống xiềng xích, kia xiềng xích phía trên, có trận pháp ấn ký khắc họa, một khi mang lên, cả người linh khí sẽ bị phong tỏa, vậy cùng trên cái thất thịt cá không có gì khác nhau. Trương Huyền nhún vai, nếu ta không mang đâu. Không mang, không chung kia mỗi ngày cường giả cười lạnh một tiếng, vừa muốn có điều động tác ở ngày đó biên một cổ mạnh mẽ uy áp truyền đến trương huyền đồng tử co rụt lại này uy áp cùng mấy cái giờ trước hủy diệt một tòa thành thì kia đem trường thương giống nhau như đúc ngẩng đầu vừa thấy ngày đó biên quang điểm lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận trong nháy mắt cũng đã tới rồi bọn họ trên đỉnh đầu không vẫn như cũng là một phen trường thương mang theo khủng bố linh khí dao động tại đây trường thương xuất hiện nháy mắt trương huyền liền muốn mang triệu ninh thối lui nhưng hắn lại phát hiện chính mình trên người linh khí hoàn toàn vô pháp thúc dục. Kia trường thương sở phát ra khủng bố hơi thở, liền này chung quanh sở hữu linh khí, đều phong tỏa. Trên bầu trời kia ba gã mỗi ngày cường giả, trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất, không thể động đậy, trong ánh mắt toàn là hoảng sợ nhìn ngày đó không mà đến trường thương. Này rốt cuộc là như thế nào thực lực khủng bố? Trương huyền mắt thấy kia trường thương tới gần, mà liền ở trường thương sắp tiếp xúc mặt đất nháy mắt, đột nhiên ngừng lại một đạo hắc ảnh nháy mắt lè ra hiện tại trường thương bên, một phen cầm trụ trường thương. Ai nha nha, lực lượng hơi chút lớn điểm đâu, còn hảo còn hảo, đuổi kịp, bằng không lại đến ra sai lầm. Xuất hiện ở trường thương người bên cạnh, thở phào một hơi, hắn một đầu tóc dài, nhìn qua hơn 30 tuổi, thân xuyên màu trắng áo dài, trong tay trường thương tuy rằng chỉ là phàm vật, nhưng lại mang cho hiện trường mọi người cực đại cảm giác áp bách. Tại đây người màu trắng áo dài sau lưng, viết có một cái thiên tự ở nhìn đến cái kia chữ thiên nháy mắt trừ bỏ trương huyền cùng triệu ninh bên ngoài còn lại người toàn bộ quỳ một gối xuống đất mặt lộ vẻ cung kính cùng kêu lên nói gặp qua thiên quốc thánh sứ tóc dài nam nhân xem cũng chưa xem còn lại người liếc mắt một cái hắn ánh mắt tỏa định ở trương huyền trên người vài giây sau liền tăng trưởng phát nam nhân rơi xuống đất quỳ một gối với trương huyền trước mặt lăng không gặp qua thiếu gia tóc dài nam nhân này một động tác dọa trương huyền nhảy dựng Thiếu gia, cái gì thiếu gia? Từ từ, vừa rồi những người đó kêu hắn thiên quốc thánh sứ, chẳng lẽ là thần thánh thiên quốc? Trương Huyền nhìn trước mặt lăng không, trầm giọng nói, người nhận thức ta. Thần thánh thiên quốc nội, tự nhiên mỗi người đều xem qua thiếu gia ảnh chụp, ghi nhớ với tâm, phu nhân lệnh chúng ta tiến đến, mang thiếu gia trở về. Lăng không quỳ một gối ở nơi đó, cùng Trương Huyền nói chuyện khi, cũng không có ngẩng đầu. Phu nhân, Trương Huyền thân thể bỗng nhiên run lên, hắn há miệng thở dốc, lại cảm giác ít hầu bị thứ gì sờ tạp trụ, phát không ra thanh âm tới. Sau một lúc lâu, Trương Huyền mới ra tiếng, hắn thanh âm lược hiện khàn khàn, người nói phu nhân, kêu, thịnh thẳng tới trời cao sao. Thuộc hạ không dám thẳng hô phu nhân tên húy, lăng không trả lời. Tuy là lăng không cúi đầu, Trương Huyền cũng có thể nhìn đến, lăng không ở nghe được thịnh thẳng tới trời cao ba chữ khi, trên mặt kia cung kính thần sắc. Kia chứng minh, là được tại đây một khắc trương huyền cảm giác chính mình một lòng bỗng nhiên nhảy lên lên hắn không có nghĩ trước mặt người này muốn gạt chính mình lấy đối phương thực lực căn bản không cần thi triển loại này siếc mà chính mình vừa rồi đưa ra thịnh thẳng tới trời cao ba chữ khi kia đến từ chính trong tiềm thức tôn kính là trang không ra phía trước uy hiếp trương huyền những người đó trừng lớn đôi mắt nhìn trương huyền đầu phát ngốc gì tình huống thần thánh thiên quốc thiếu chủ thần thánh thiên quốc là cái gì tồn tại a à? đó là chính mình những người này có thể trêu chọc sao nhân ra phun một cái nước miếng là có thể đem chính mình những người này chết đuối trương huyền gật gật đầu phun ra ba chữ dẫn đường đi hảo lăng không gật gật đầu đứng dậy cánh tay vung lên dẫn đường liền thấy không chung chung một trận lại một trận phi cơ trực thăng xuất hiện rậm rạp mà những cái đó phi cơ trực thăng bên đều nổi lơ lửng bóng người vô luận là bóng người vẫn là phi cơ trực thăng tất cả đều là thuần trắng chi sắc tại đây giống như phế thổ giống nhau thành thị phế tích trên không, hoàn toàn là hai loại bất đồng văn minh thể hiện. Loại này khoa học kỹ thuật cùng luyện khí kết hợp, thật sự là một hồi thị giác thịnh yến. Trương Huyền gật gật đầu, không cần này phi cơ trực thăng rơi xuống đất, hắn vừa mới chuẩn bị mang theo triệu ninh nhảy lên, lăng không thanh âm vang lên ở bên tai. Thiếu ra, những người này, như thế nào xử trí? Lăng không sở chỉ, tự nhiên chính là này đó vừa mới uy hiếp quá Trương Huyền người. Đối mặt vấn đề này, Trương Huyền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, toàn sát. Trương Huyền dứt lời, mang theo Triệu Ninh nhảy lên, rơi vào một trận phi cơ trực thăng khoang nội. Lăng không ngẩng đầu nhìn mắt không chung, hơi hơi mỉm cười, vị thiếu gia này, thực hợp ta ăn uống. Trương Huyền sở ngồi phi cơ trực thăng lên không, theo sau, phía dưới đã xảy ra mãnh liệt bạo phá thanh, đó là linh khí ở bùng nổ đã phát sinh không cần xem Trương Huyền cũng biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì, đối với những người đó, Trương Huyền không có chút nào đồng tình tâm, bản thân tồn tại chính là tai họa, sát liền giết. Hơn một phút sau, một đạo thân ảnh hiện lên, lăng không xuất hiện ở cabin nội. Thiếu ra, đã rửa sạch xong rồi, lăng không tiến lên hội báo. Trương Huyền gật gật đầu, hỏi, chúng ta khoảng cách mục đích địa, có bao nhiêu lâu? Lúc này Trương Huyền, chỉ cảm thấy chính mình nội tâm giữa vô cùng hoảng loạn, thả vô cùng khẩn trương lăng không hơi hơi mỉm cười thực mau thiếu ra lấy trận pháp truyền tống tiến hành nhảy lên mấy cái giờ sau liền đến địa phương trương huyền gật gật đầu hắn không nói chuyện nữa triệu ninh tắc vẫn như cố tò mò bên này nhìn xem bên kia nhìn nhìn trương huyền không nói lời nào lăng không cũng không ra tiếng mấy cái giờ thời gian liền tại đây lặng yên không một tiếng động chi gian qua đi thiếu ra mau tới rồi thời gian dài trầm mặc chung lăng không mở miệng lăng không một câu đem trương huyền suy nghĩ đánh gãy thu hồi tâm thần trương huyền nhìn về phía chung quanh bọn họ thân ở tầng mây bên trong chung quanh trắng xóa một mảnh cái gì đều nhìn không thấy triệu ninh đột nhiên vẻ mặt tò mò mở miệng tiền bối các ngươi cái này thế lực lớn không lớn a lớn không lớn lăng không bị hỏi sửng sốt suy nghĩ vài giây sau lăng không trả lời tính đại đi đương lăng không giọng nói rơi xuống là lúc chung quanh tầng mây cũng dần dần loáng tại hạ phương trắng tinh chi sắc tràn ngập đôi mắt, kia từng tòa thuần trắng cung điện sừng sững tại hạ phương, mỗi một tòa cung điện phía trên đều khắc họa pháp trận. Tuy là từ không trung đi xuống xem, phía dưới kia trắng tinh khu vực đều liếc mắt một cái xem không xong, ở kia trắng tinh bên trong, ngẫu nhiên tràn ngập một loại màu sắc rực rỡ, là hoa tươi cùng cỏ xanh nhan sắc, ở kia cỏ xanh phía trên, có thân thể thuần trắng một sừng thú ở chạy vội, có thiếu nữ ở chơi đùa, có thanh triệt con sông sỏ xuyên qua này tòa trắng tinh thánh thành thánh thành ngoại, sừng sững thật lớn hình người pho tượng, lúc này không biết bao nhiêu người, chính quỷ lại ở kia pho tượng trước. Thành kính cúng bái, mà ở này cúng bái người chung, không thiếu mỗi ngày cường giả. Đường Trương Huyền ngồi phi cơ trực thăng phá vỡ tầng mây là lúc, kia thánh thành giữa, đồng thời vang lên một đạo thanh âm. Cung nghênh thiếu ra về nhà. Vào lúc này, kia chơi đùa thiếu nữ, chạy vội một sừng thú, cũng đều nhìn về phía không trung giữa. Cả tòa thánh thành, bị pháp trận lượn lờ từng đạo đại đạo phản âm hưởng khởi, tựa hồ cũng là ở chúc mừng Trương Huyền trở về. Này giá phi cơ trực thăng dần dần rất xuống, thật lớn sân bay trước, thân xuyên màu trắng áo dài bóng người, đã đứng hai liệt, đang chờ đợi Trương Huyền đã đến. Đường phi cơ trực thăng rơi xuống đất, Trương Huyền đi xuống tới, cảm thụ một chút, này chạm thành hai liệt thân ảnh, toàn bộ đều là cao thủ, có nam có nữ. Như vậy trận thế, làm Triệu Ninh đều có chút không dám lớn tiếng nói chuyện. Thiếu ra phu nhân liền ở bên trong chờ ngươi, lang không mở miệng. Này hai liệt thân ảnh cuối, là này thánh thành giữa, lớn nhất một tòa cung điện. Trương Huyền đánh giá bốn phía, này thánh thành chỉ có thể dùng xa hoa tới hình dung, sở hữu dựng đều là dùng một loại đặc thù thủy tinh, có thể cách trở linh khí, nói cách khác, tại đây thánh thành trong vòng, căn bản vô pháp tụ tập linh khí, hơn nữa này đó thủy tinh thượng đều khắc họa trận pháp. Loại này trận pháp không phải lấy linh khí thúc dục, mà là lấy nói tới thúc dục, khắc họa trận pháp kia đều là đỉnh cấp cường giả. Trương Huyền đây cũng là cái biết cái không đến ra tới kết luận, hắn cũng không rõ ràng, có thể tại đây loại thủy tinh trên có khắc họa trận pháp, không riêng gì đỉnh cấp cường giả, càng là đỉnh cấp chế tạo sư, tầm thường có người tưởng thỉnh loại này chế tạo sư chế tạo một phen tiện tay binh khí, đó là bao nhiêu tiền cũng chưa dùng. Mà hiện tại, một tòa thành, sở hữu kiến trúc đều là như thế. Trương Huyền dọc theo trước mắt con đường đi đến, Triệu Ninh liền đi theo Trương Huyền bên cạnh. Mỗi đi một bước, Trương Huyền tim đập liền sẽ nhanh hơn một phân. Trước mắt cung điện khoảng cách Trương Huyền càng ngày càng gần, kia cung điện đại môn là hờ khép. Đường Trương Huyền mở ra cung điện đại môn, nơi này lại là một mảnh đen nhánh, cùng bên ngoài trắng tinh hoàn toàn không tương xứng. Người trưởng thành, thanh âm vang lên, tại đây thanh âm giữa, sở tràn ngập, là vô tận ôn nhu cùng quyến luyến, thanh âm kia giống như chuông gió nhẹ đâm giống nhau, làm người như tắm mình trong gió xuân mà Trương Huyền lại giống như bị sấm đánh giống nhau, triệt triệt để để, ngốc lăng ở nơi đó. Chẳng sợ mười mấy năm qua đi, chẳng sợ lúc ấy chính mình vẫn là cái hài tử, nhưng Trương Huyền như cũng có thể rõ ràng nhớ rõ thanh âm này. Trong lòng nguyên bản khẩn trương, nguyên bản hoảng loạn, ở nghe được thanh âm này nháy mắt, lập tức trở nên bình tĩnh. Hướng trong đi chút đi, thanh âm lại vang lên. Trương Huyền không có do dự, nhấc chân về phía trước mại đi, một bước, hai bước, ba bước. Trương Huyền tiếng bước chân, rõ ràng vang lên tại đây đen nhánh đại sảnh. Trước mắt, một đạo bạch quang hấp dẫn Trương Huyền lực chú ý. Trương Huyền đi đến kia bạch quang trước, đó là chợt lóe đại môn, bên trong cánh cửa có một bóng người, tuy rằng còn chưa thấy rõ, nhưng kia đến từ chính huyết mạch giữa quen thuộc cảm, làm Trương Huyền xác định, đây là chính mình người muốn tìm. Trường Thanh, Trường Cao, cũng tráng rất nhiều, thanh âm từ đại môn nội vang lên. Trương Huyền đi đến trước đại môn, Bạch quang là từ bên trong cánh cửa phát ra, ở lóa mắt bạch quang tràn ngập hạ, hắn vô pháp thấy rõ này đạo thân ảnh toàn bộ diện mạo, chỉ có kia mơ hồ hình dáng, chính là Trương Huyền trong trí nhớ bộ dáng, không có thay đổi, kia ôn nhu thanh âm, gợi lên Trương Huyền đáy lòng chỗ sâu nhất hồi ức. Trương Huyền mở ra đôi tay, bước chân về phía trước, muốn đi ôm đại môn nội thân ảnh, nhưng hắn lao ra đi lại đổi lấy một cái lảo đảo, quay đầu nhìn lại, kia đại môn ở sau người, kia đạo nhân ảnh như cũ ở đại môn giữa, mơ hồ hình dáng đối mặt chính mình. Này đại môn, chỉ là một cái ảo giác. Tha thứ ta phải dùng phương thức này gặp ngươi, ta ở một cái đặc thù địa phương. Bên trong cánh cửa thanh âm truyền ra, hai tử, ngươi trưởng thành đến bây giờ, ngươi sở lấy được thành tựu, là ta cùng ngươi ba đều cảm thấy vui mừng. Trương huyền hốc mắt có chút ướt át, hắn cố nén muốn chảy ra nước mắt, thanh âm mang này đó nghẹn ngào, ngươi ở đâu? Vì cái gì, lúc trước vì cái gì không nói một tiếng rời đi sứ mệnh bên trong cánh cửa thanh âm vang lên ta cùng ngươi ba có tương đồng sứ mệnh mà ngươi cũng cùng chúng ta có được đồng dạng sứ mệnh chẳng qua tương đối với ta cùng ngươi ba mà nói ngươi phải trải qua sẽ càng nhiều ta biết ngươi hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn ta sẽ nói cho ngươi tỉ như ngươi hiện tại nơi thế giới tỉ như lúc trước đã phát sinh sự tình tỉ như ngươi cùng kia nha đầu chi gian không quan trọng trương huyền lắc đầu ta chỉ nghĩ nhìn thấy các ngươi nhanh thực nhanh ta tin tưởng chúng ta một nhà thực mau là có thể ở bên nhau, bất quá tại đây phía trước, chúng ta còn có một kiện càng chuyện quan trọng đi làm. Bên trong cánh cửa bóng người hơi hơi mỉm cười, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói nói sao, ngươi ba, là một vị đại anh hùng, kỳ thật ngươi mụ mụ, cũng là Nga. Trương Huyền nhìn bên trong cánh cửa thân ảnh, hắn cảm giác chính mình có rất nhiều nói, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Huyền Nhi, hết thảy thực mau liền sẽ sáng tỏ, trên thực tế, từ ngươi tiến vào nơi này ngày đó, Ta liền cảm nhận được ngươi đã trở lại, nơi này xuất hiện điểm phiền toái, không có lập tức tiếp ngươi trở về, làm ngươi bị không ít khổ, trước kia không dám nói cho ngươi này đó, có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nơi đó, ta. Bên trong cánh cửa thân ảnh nói đến lúc này, thân hình đột nhiên trở nên càng thêm mơ hồ, thanh âm cũng trở nên đứt quãng. Tao, tập, phản kích. Bên trong cánh cửa vang lên còn lại thanh âm. Hai tử, ta chờ. Thanh âm đến lúc này, đột nhiên hoàn toàn biến mất này phát ra bạch quang đại môn, tính cả bên trong cánh cửa thân ảnh, cùng nhau biến mất. Toàn bộ đại điện, lại trở nên một mảnh đen nhánh, phảng phất kia thân ảnh, trước nay đều không có xuất hiện quá. Trương Huyền nhìn trước mắt hắc ám, hắn vốn tưởng rằng lúc này đây sẽ cùng mẫu thân hoàn toàn đoàn tụ, nhưng phát hiện, như cũng chỉ là chính mình cho rằng thôi. Từ A Di Thanh Âm có thể nghe ra tới, nàng thực không tha ngươi. Triệu Ninh Thanh Âm, trong bóng đêm vang lên. Cùng Trương Huyền tương đồng, Triệu Ninh thậm chí ở càng khi còn nhỏ, liền mất đi mẫu thân cùng phụ thân, Triệu Ninh cũng vô cùng khát vọng có thể cùng mẫu thân lại lần nữa gặp mặt kia một ngày, nhưng đối nàng tới nói, chuyện này không có khả năng thực hiện. Trương Huyền nghe được Triệu Ninh nói, bét miệng, nếu người ba tại đây, hẳn là sẽ nói cho ngươi, ngươi như vậy kêu rối loạn bối phận. Triệu Ninh đôi mắt chừng, hảo a, à, nhìn dáng vẻ ngươi cảm xúc không chịu gì ảnh hưởng. Ta lặp lại lần nữa, cha ta là cha ta, ta là ta, ngươi cùng cái kia đầu chọc, đừng nghĩ ta kêu các ngươi kêu thúc thúc kêu gì trương huyền một bộ không nghe rõ bộ dáng thúc thúc triệu ninh tăng thêm này hai chữ ha 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 ngoan chất nữ trương huyền cười lớn một tiếng triều đại điện ngoại đi đến triệu ninh lần này phản ứng lại đây chính mình bị kịch bản khí dậm chân trương huyền trong lòng mất mát bị hòa tan không ít đương hắn đi ra đại điện lăng không đang ở đại điện trước cửa chờ nhìn thấy trương huyền từ trong đại điện đi ra thân ảnh lăng không quỳ một gối xuống đất. Ở lăng không phía sau, là một loạt lại một loạt chỉnh tề màu trắng thân ảnh, đằng trước một loạt, thực lực mạnh nhất, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đều là mỗi ngày cường giả, này chân dung xa hoa trình độ, trương huyền chưa bao giờ gặp qua. Đương lăng không quỳ một gối sau, này một loạt lại một loạt chỉnh tề thân ảnh, cũng toàn bộ quỳ một gối xuống đất. Cung nghênh thánh chủ, chỉnh tề thanh âm từ mọi người trong miệng phát ra, thanh âm này thẳng thượng tận trời, cấp trương huyền chỉnh có điểm ngốc trương huyền đầy mặt nghi hoặc nhìn lăng không thiếu gia chủ thượng từng nói qua thiếu gia trở về là lúc chính là trưởng quản thiên quốc ngày lăng không quỳ xuống đất trả lời trương huyền nhìn trước mắt này xa hoa đội hình hít sâu một hơi bằng phẳng một chút tâm tình theo sau mở miệng các vị đứng dậy đi trương huyền trước mặt thân ảnh động tác nhất trí đứng dậy tốc độ động tác đều hoàn toàn tương đồng trương huyền nhìn về phía lăng không lăng không tiền bối liền phiền toái ngươi dẫn ta hiểu biết một chút nơi này là thánh chủ. Ba ngày thời gian, Lăng Không mang Trương Huyền, triệt triệt để để hiểu biết toàn bộ thần thánh Thiên Quốc. Trương Huyền nơi này tòa trắng tinh thành thị, tên là Thiên Quốc Thánh Thành, có thể đi vào Thiên Quốc Thánh Thành, toàn bộ đều là thần thánh Thiên Quốc thành viên, người ngoài không thể tiến vào. Mà Thiên Quốc Thánh Thành đại môn liền ở cửa người nọ giống chỗ, Trương Huyền tới khi còn chú ý tới quá kia thần tượng, thần tượng trước có không ít người ở cúng bái, trong đó không thiếu mỗi ngày cường giả. Trương Huyền tính toán một chút thiên quốc thánh thành diện tích, ước chừng cung cấp với một cái ngân châu thị, thành viên đạt tới 70 vạn người, này chỉ là thường trú ở thiên quốc thánh thành thành viên, bên ngoài càng có một số đông người viên. Mà Trương Huyền bọn họ hiện tại nơi thế giới này, tên là Sơn Hải Thế Giới. Sơn Hải Thế Giới tên ngọn nguồn, chính là thế giới này ban đầu, chỉ có Sơn Hải, dần dần diễn biến. Sơn Hải Giới khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, cùng thủy tổ nơi kém không được quá nhiều, chỉ là nơi này nguồn năng lượng không phải dầu mỏ điện lực, toàn bộ đều là chọn dùng linh thạch. Linh thạch ở Sơn Hải giới tác dụng phi thường rộng khắp, có thể coi như tiền, coi như nguồn năng lượng, cùng với tu sĩ tu luyện tài liệu. Ở Sơn Hải giới, mỗi tòa thành thị đều có quy định, thành thị nội là không được sử dụng linh khí, thực sự có ân oán, có chuyên môn quyết đấu tràng, nơi này thành thị cũng có luật pháp, cùng thủy tổ nơi không có gì khác nhau. Sơn Hải giới diện tích phi thường rộng lớn. Thủy tổ nơi là một đám bất đồng quốc gia khống chế bất đồng khu vực, mà Sơn Hải giới còn lại là từ bất đồng thế lực, khống chế bất đồng khu vực. Ở Sơn Hải Giới, tổng cộng có 10 đại thánh địa, này 10 đại thánh địa chính là Sơn Hải Giới mạnh nhất thế lực. Ở Sơn Hải Giới, mỗi người đều có bất đồng trưởng thành con đường, đọc sách hoặc là luyện khí. Luyện khí, trở thành tu sĩ. Đọc sách, phát triển khoa học kỹ thuật. Cùng thủy tổ nơi lớn nhất bất đồng là, ở Sơn Hải Giới, mặc kệ là đọc sách vẫn là luyện khí, đương việc học thành công lúc sau, mỗi tháng đều sẽ có rất lớn một bút thu vào, mà ở nơi này là không có minh tinh gì đó, diễn viên chính là diễn viên, ca sĩ chính là ca sĩ, có người yêu thích nhưng cũng không sẽ ngốc nghếch truy phùng, bọn họ thu vào cũng là thiên hạ. Nói như vậy, chỉ có không hiểu khoa học kỹ thuật, đồng thời lại không có luyện khí thiên phú người mới có thể đi làm diễn viên hoặc là ca sĩ. Bởi vì luyện khí cùng khoa học kỹ thuật song văn minh tồn tại nguyên nhân, sơn hải giới quy củ so thủy tổ nơi càng nhiều. Ở chỗ này, trở thành cường giả, sẽ tham dự đến thế lực chi gian chiến tranh, loại này chiến tranh sẽ không lan đến gần người thường, nhưng sẽ quan hệ đến mỗi tòa thành thuộc về cái nào thánh địa. Thánh địa địa vị ở chỗ này là phi thường cao. Bất quá có người địa phương sẽ có tranh đấu, liền sẽ sinh ra giai tầng, đây là nhất định sẽ xuất hiện sự. Ở 10 đại thánh địa dưới, phân biệt cũng có không ít gia tộc thế lực, đối với người thường mà nói, thánh địa người khả năng vĩnh viễn đều tiếp xúc không đến. Sơn hải giới địa vực cực lớn, hải vực càng là rộng lớn, ở sơn hải giới, có rất nhiều địa phương, một ít vùng núi, hẻm núi, đảo nhỏ, hoang mạc, cực hàn, bị gọi là không thể xúc vùng cấm. Ở những cái đó không thể xúc vùng cấm giữa, chiếm cứ tồn tại không biết nhiều ít năm đáng sợ sinh vật, truyền thuyết nơi đó khả năng tồn tại thượng cổ hung thú thiên cầu, linh thú tất phương, thần thú bạch trạch như vậy khủng bố tồn tại, nhưng rốt cuộc hay không chân thật, không ai có thể cho ra đáp án, chẳng sợ 10 đại thánh địa người, cũng sẽ không dễ dàng đi tiếp xúc kia không thể xúc vùng cấm. Mà ở 10 đại thánh địa phía trên, Sơn Hải Giới còn có một cái bao trùm ở hết thảy phía trên thế lực, đó chính là Thần Thánh Thiên Quốc. Thần Thánh Thiên Quốc lai lịch không thể nào biết được, mọi người chỉ biết được, Thần Thánh Thiên Quốc người sẽ không tùy tiện gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không thể chiêu chọc, Thần Thánh Thiên Quốc có được tiêu diệt bất luận cái gì một cái thánh địa đáng sợ lực lượng. Mà Thần Thánh Thiên Quốc, cho tới nay, cũng có một cái lớn nhất đối thủ, này đối thủ, bị thần thánh thiên quốc gọi tiệt giáo. Tiệt giáo là cỡ nào thế lực, chiếm cứ nơi nào, toàn bộ sơn hải giới, không người biết được, đại gia chỉ biết được, tiệt giáo cùng thần thánh thiên quốc lẫn nhau kiêng kỵ, này hai cái thế lực sẽ không tùy tiện ra tay, một khi có một phương lộ ra sơ hở, mặt khác một phương, liền sẽ khai chiến hủy diệt tính đả kích. Trong vòng ba ngày, Trương Huyền đem toàn bộ sơn hải giới quy củ cũng hiểu biết không sai biệt lắm, thần thánh thiên quốc không thuộc về bất luận cái gì một cái thánh địa quản hạt phạm vi, ở rất nhiều địa phương có được đặc quyền. Mà Trương Huyền, vừa đến Sơn Hải Giới, nhảy trở thành thần thánh thiên quốc thánh chủ, địa vị ở Sơn Hải Giới, có thể nói là không người có thể so sánh. Ngày thứ tư sáng sớm, Trương Huyền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, gần nhất một đoạn thời gian, tinh thần khẩn trương, hắn đã thật lâu không ngủ quá hảo giác, kia mềm mại nệm cao su nệm, càng là đã lâu lắm lâu lắm không hưởng thụ qua. Ngâm mình ở bồn tắm giữa, Trương Huyền cảm khái, đại ngàn giới cái loại này tràn ngập cổ hè oi bức sắc thái đích xác làm nhân thần hướng, nhưng cũng gần là hướng về mà thôi, dùng thủy yêu cầu chuyên môn đi đánh, tắm rửa chính mình chậm rãi đun nóng thủy, ngay cả thượng WC đều không có phương tiện, chân chính làm người cảm thấy thoải mái, vẫn là đến loại này hiện đại hóa đồ vật A, khoa học kỹ thuật phát triển, đích xác có rất mạnh sự tất yếu. Đặc biệt là hướng Trương Huyền loại này thói quen ở thế kỷ 21 sinh hoạt người, đột nhiên làm hắn trở lại cái kia liền đèn điện đều không có khoa học kỹ thuật trình độ, có thể tiếp thu là có thể tiếp thu, nhưng trước sau không thích ứng. Cho nên, áo trắng ngựa trắng, trường kiếm thiên nhai, nhìn xem liền hảo, thật muốn cảm thụ, liền không phải như vậy hồi sự, rốt cuộc cái kia niên đại không có camera, lại xoái cũng chụp không xuống dưới phát bằng hữu vòng. Từ bồn tắm ra tới, trương huyền thoải mái dỗi người, mới vừa thượng bàn ăn hưởng thụ bữa sáng, lăng không thân ảnh liền xuất hiện ở trương huyền tầm mắt giữa thánh chủ có một số việc yêu cầu thánh chủ xử lý một chút chuyện gì lăng không có chút thẹn thùng nói về linh thạch phát vấn đề chúng ta đã không nhiều ít linh thạch tồn kho trương huyền mới vừa uống đến trong miệng một ngụm thủy đột nhiên phun tới gì ngoạn ý ngươi một cái thiên đạo bốn trọng người cho ta nói linh thạch không tồn kho cái gọi là mỗi ngày chính là đi lĩnh ngộ thiên đạo tới rồi mỗi ngày cảnh đó là đối thiên đạo lĩnh ngộ thiên có cửu trọng mà lăng thiên, đó là lĩnh ngộ bốn trọng thiên đạo cao thủ. Thánh địa chi chủ, đều là bảy trọng thiên đạo cường giả. Mỗi nhiều lĩnh ngộ nhất trọng thiên nói, thực lực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối chiến thời, sẽ sinh ra ưu thế áp đảo. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối tính, nếu nói, một cái chuyên môn lĩnh ngộ công phạt chi đạo cường giả, tuy rằng chỉ lĩnh ngộ bốn trọng, nhưng đối mặt một cái chuyên môn lĩnh ngộ sinh mệnh thiên đạo cường giả, vẫn là có thể đánh thắng được, nhưng chỉ là sát không xong đối phương mà lăng không sở lĩnh ngộ, chính là cực hạn công phạt thiên đạo, hắn công kích thủ đoạn, khủng bố tuyệt luân, Trương Huyền cũng kiến thức qua, ngày đó kia đem trực tiếp hủy diệt một tòa thành trường thương, chính là từ lăng không sở ném ra. Thiên đạo bốn trọng cường giả, phóng tới bên ngoài đi, kia không biết bao nhiêu người cướp liếm, căn bản là sẽ không vì tiền nhọc lòng. Lăng không nhìn Trương Huyền kia vẻ mặt ngoài ý muốn bộ dáng, lộ ra một bộ cười khổ, thánh chủ, chúng ta là không thể chủ động tham dự thế lực tranh đấu, thu hoạch linh thạch phương pháp, chỉ có thể dựa một ít ở bên ngoài sản nghiệp, phía trước phu nhân quản lý sản nghiệp thời điểm, đích xác không thiếu linh thạch, nhưng phu nhân rời khỏi sau, liền Lăng không nói đến này không có tiếp tục nói tiếp, Trương Huyền cũng minh bạch ý gì. Đơn giản chính là, thần thánh thiên quốc linh thạch không thể dựa đoạt, đến dựa kiếm đúng không? Bất quá, không phải linh thạch sao? Trương Huyền đối chính mình của cải vẫn là có điểm tự tin, phía trước ở thủy tổ nơi, liền đi qua không ít địa phương cướp đoạt sau lại ở đại ngàn giới cũng đi qua không ít địa phương, linh thạch cũng có tuyệt bút, mấy ngàn vạn khối nắm tay lớn nhỏ, vẫn là có thể lấy ra tới, này đó vẫn luôn đều tồn tại trương huyền dị tượng giữa. Trương huyền nhẹ nhàng bâng quơ xoa xoa miệng, hỏi, nhiều ít linh thạch. Trương huyền cầm lấy ly nước, một lần nữa uống lên nước miếng. Lăng không trả lời, không nhiều lắm không nhiều lắm, bổn nguyệt, chỉ kém 600 triệu khối. Phốc, trương huyền mới uống tiến trong miệng thủy, còn không có tới kịp nuốt xuống, liền lại toàn phun tới. Chỉ kém 600 triệu khối. Mẹ nó, loại này lời nói là nói như thế nào ra tới. Cái gì kêu chỉ kém 600 triệu khối. Lăng không thấy Trương Huyền hai lần đem thủy nhổ ra, vội vàng hỏi, thánh chủ, là này đó ăn bất hòa khẩu vị sao. Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta thói quen ăn cơm trước trước xúc xúc miệng mà thôi, 600 triệu khối đúng không, có thể, người cho ta nói một chút, chúng ta hiện tại đều có cái gì sản nghiệp. Này, Lăng không vẻ mặt khó xử, "Thánh chủ, phương diện này ta cũng không tiếp xúc, cũng không biết, về chúng ta sản nghiệp số liệu đều ở Hoàng Long Thành." "Hoàng Long Thành, hành đi." Trương Huyền đứng dậy, "Hiện tại an bài một chút, ta bao lâu có thể tới Hoàng Long Thành?" "Thánh chủ, ăn cơm sáng lại xuất phát đi." "Không cần." Trương Huyền lắc lắc đầu, "Ăn cơm sáng, còn ăn mau cơm sáng a." "600 triệu." "Ta đây hiện tại sai người đi chuẩn bị phi cơ." Lăng không nói, liền lui đi ra ngoài này Sơn Hải giới địa vực cực quang, tuy rằng có truyền tống trận, nhưng bởi vì truyền tống khoảng cách quá xa, dựa vào tự thân thân thể cường độ, là hoàn toàn chống đỡ không được, muốn cự ly xa đi ra ngoài, vẫn là đến dựa vào phương tiện giao thông. Càng tốt phương tiện giao thông, ở trận Pháp nội xuyên qua tốc độ sẽ càng mau. Thực mau, một trận phi cơ bị hảo, Triệu Ninh biết Trương Huyền muốn xuất phát sau, lập tức đi theo lại đây. Triệu Ninh mấy ngày nay vẫn luôn ở thích ứng nơi này khoa học kỹ thuật, cũng học được lên mạng loại sự tình này, đã sớm muốn đi bên ngoài nhìn xem những cái đó đại đô thị thế nào, Thiên quốc thánh thành tuy rằng xa hoa, nhưng tổng không bằng cái loại này đại đô thị náo nhiệt. Đối với Triệu Ninh mà nói, Nguyên Linh thành thật lâu phía trước cũng đã không ai tồn tại, nàng cô độc sinh hoạt ở Nguyên Linh thành nội, sau lại Nguyên Linh thành bị hủy, Triệu Ninh liền đi theo Triệu Cực, vẫn luôn lưu lạc, đối với cái loại này biển người tấp nập náo nhiệt, Triệu Ninh là thực hướng tới. Rốt cuộc nói đến cùng Triệu Ninh cũng mới mau 30 tuổi mà thôi. Nơi này phi cơ tạo hình cùng thủy tổ nơi tương đồng, tư nhân phi cơ nội xa hoa phong cách, quầy rượu chung bãi đầy rượu ngon, nếu Triệu Cực tại đây, khẳng định có thể nhạc điên mất. Làm không đi theo ở Trương Huyền bên cạnh, lúc này đây cùng đi Trương Huyền cùng đi Hoàng Long Thành. Hoàng Long Thành, ở vào nguyên sơ thánh địa lĩnh vực, nguyên sơ thánh địa, 10 đại thánh địa chi nhất, thực lực cường hãn, lần này nguyên sơ thánh địa thánh nữ, càng là bị người dự vì yêu nghiệt thiên tài, ở nguyên sơ thánh địa lĩnh vực, không ai không hiểu được vị này nguyên sơ thánh nữ, nhưng gặp qua người, thật sự không có mấy cái. Một đường đi trước Hoàng Long Thành, đối với vị này nguyên sơ thánh địa thánh nữ, lang không là một câu cũng chưa cấp trương huyền đề, hiển nhiên đối với vị này người khác nói chuyện sai xưa thánh nữ, lăng không căn bản là không để ở trong lòng, thậm chí khả năng cũng không biết có này hào người. Bất quá đối với lăng không mà nói, thật đúng là không cần thiết để ý cái gì thánh địa thánh nữ, chẳng sợ thánh địa thánh chủ, liên tính là thực lực so lăng không hiếu thắng đối mặt lăng không kia cũng là muốn ngang hàng luận giao rốt cuộc có thần thánh thiên quốc cái này bối cảnh ở kia bãi mấy cái giờ hành trình từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại một mảnh xương trắng liền giống như bao phủ ở tầng mây giữa giống nhau đây là bị truyền tống quá trình mấy cái giờ qua đi một cái siêu xa hoa đô thị hiện ra ở trương huyền trước mặt nhìn phía dưới xa hoa đô thị trương huyền có một loại lại về tới lúc trước cảm giác phi cơ ở hoàng long thành sân bay rất xuống hoàng long thành làm nguyên sơ thánh địa sở khống chế số lượng không nhiều lắm đại đô thị chi nhất này phồn hoa trình độ viễn siêu trương huyền tưởng tượng to như vậy sân bay lượng người đâu chỉ mấy vạn mỗi người đều là một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng lôi kéo dương hành lý hoặc cõng bao xuyên qua tại đây sân bay giữa nhìn như vậy một màn trương huyền hít sâu một hơi hết thảy nhìn như lại về tới lúc trước chẳng qua so với thủy tổ nơi Sân hải giới muốn càng vì phức tạp rất nhiều. Một chiếc xa hoa xe thương vụ ngừng ở sân bay tới tầng trước, thân xuyên màu trắng Âu phục người ở chỗ này phân cách ra một cái thông đạo, người khác căn bản vô pháp nhìn đến muốn bước lên này chiếc xa hoa thương vụ chính là ai, nhưng lại đều rõ ràng, này chiếc xa hoa thương vụ thuộc về nơi nào. Trương thị tập đoàn, Hoàng Long Thành cơ hồ không có người không biết Trương thị. Có thể nói, hiện tại Hoàng Long Thành một nửa sinh ý đều bị Trương thị tập đoàn khống chế ở trong tay. Trương thị tập đoàn khống chế Hoàng Long thành kinh tế mạch máu. Có người suy đoán, này Trương thị tập đoàn khả năng chính là Nguyên sơ thánh địa trực tiếp khống chế, nếu không Nguyên sơ thánh địa như thế nào sẽ cho phép như vậy một cái thương nghiệp tập đoàn tồn tại với Hoàng Long thành giữa, một khi bùng nổ xung đột, Trương thị tập đoàn có thể cho Hoàng Long thành ở trong thời gian ngắn nhất kinh tế tê liệt. Bất quá này đó đều chỉ là suy đoán, về Trương thị tập đoàn cụ thể thân phận, không người biết được, Hoàng Long thành người sở rõ ràng một sự kiện chính là Trương thị tập đoàn người, không thể chọc. Trương Huyền ở Lăng Không dẫn dắt hạ, bước lên này chiếc màu trắng xe thương vụ. Ở một đám người hâm mộ dưới ánh mắt, này chiếc màu trắng thương vụ nguyên ngang mà đi, rời đi sân bay. Hoàng Long Thành là này một mảnh khu vực chính yếu giao thông đầu mối then chốt, Trương thị tập đoàn cao ốc tọa lạc ở Hoàng Long Thành ngay trung tâm, kia một tòa ước chừng 33 tầng cao cao ốc, toàn bộ thuộc về Trương thị tập đoàn. Trương thị tập đoàn ở Hoàng Long Thành thương giới, có được không gì sánh được địa vị. Trương Huyền ở lăng không dẫn dắt hạ, từ chuyên môn thông đạo trực tiếp đi vào đỉnh tầng 33 lâu, nơi này là thịnh thẳng tới trời cao phía trước văn phòng, hiện giờ đã để đó không dùng thật lâu, mỗi ngày đều sẽ có người tiến vào quét tước. Trương thị cao ốc trang hoàng phong cách đều không phải là giống thiên quốc thánh thành như vậy một mảnh trắng tinh, ngược lại là tràn ngập hiện đại hóa trang hoàng cảm giác quen thuộc, tại đây cao ốc nội đi làm công nhân, tổng cộng có 1.600 nhiều người. Này 1600 nhiều người, toàn bộ đều là trương thị tinh anh thành viên, mỗi một cái kéo ra ngoài, đều là có thể một mình đảm đương một phía. Trương Huyền tại đây đỉnh tầng văn phòng nội qua lại quan vọng, hắn là đang xem chính mình mẫu thân ngày thường công tác hoàn cảnh, nhìn một vòng, nơi này cơ hồ không có thịnh thẳng tới trời cao tư nhân vật phẩm, sở hữu hết thảy đều cùng công ty làm công có quan hệ, có thể nhìn ra được tới, thịnh thẳng tới trời cao chẳng sợ tại đây cũng phi thường cẩn thận, chỉ là lấy một cái thương nghiệp tập đoàn lão bản thân phận tồn tại, cùng thần thánh thiên quốc cũng không móc nối. Từ điểm này không khó phân tích, thần thánh thiên quốc sở đối mặt địch nhân, tại đây sơn hải giới, cũng là có thể mánh khóe thông thiên hạng người. Tiệt giáo. Cái này ở thủy tổ nơi thần thoại trung liền sắm vai quan trọng nhất nhân vật, chân thật tồn tại, kia bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu. Lăng không hướng trương huyền mở miệng, thánh chủ, máy tính trung ghi lại về tập đoàn nội sở hữu sinh ý lui tới, ta làm công ty cao tầng 2 ngày sau lại đây mở họp. Trương huyền ngồi ở trước máy tính, khẽ lắc đầu, không cần, người hiện tại khiến cho bọn họ lại đây đi hiện tại, lăng không vi lăng một chút, giải thích nói, thánh chủ, này thương nghiệp thượng sự bất đồng với chúng ta luyện khí sĩ chi gian đánh giết, hơn nữa những cái đó công ty cao tầng đối với chúng ta tự thân thực lực là sẽ không coi trọng, nếu thánh chủ ngài không đủ hiểu biết công ty bên trong kết cấu, chỉ sợ rất khó phục chúng A. À. Ta minh bạch, ta sẽ xem, gọi bọn hắn tất cả đều lại đây đi. Trương Huyền vừa nói, đôi tay đã ở trên máy tính bay nhanh thao tác lên. Lăng không đoạt được đến mệnh lệnh như thế, hắn cũng không có lại mở miệng nói cái gì đó, dựa theo Trương Huyền yêu cầu, lập tức thông chi công ty cao tầng tiến đến. Lăng không tại đây ra công ty sắm vai nhân vật, giống như quản gia giống nhau. Nửa giờ thời gian, gần 30 người, tụ tập tới rồi đỉnh tầng văn phòng nội, những người này có nam có nữ, có nhìn qua năm đến 60 tuổi bộ dáng, có nhìn qua còn phong hoa chính mậu, hơn 30 tuổi, khí tràng 10 phần. Đương những người này nhìn đến ngồi ở bàn làm việc mặt sau Trương Huyền Khi, mỗi người, đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy một tên mau đầu tiểu tử. Lăng không thấy mọi người đến đông đủ, ho khan một tiếng, mở miệng nói, chư vị, cho các người giới thiệu một chút, vị này, đó là trương thị tập đoàn tân người nối nghiệp, trương huyền tiên sinh. Lăng không lời này vừa ra, hơn 30 danh trương thị tập đoàn cao tầng có thể nói thần thái khác nhau, bọn họ qua lại nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tới rồi trương huyền trên người. Lăng tiên sinh, thứ ta nói thẳng, về trương thị hiện giai đoạn một ít tình huống, nếu làm một cái không quen thuộc trương thị người tới quản lý, sẽ ra vấn đề. Đúng vậy, ta cảm thấy chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thương nghiệp không thể so luyện khí, không phải ai quyền đầu cứng ai là có thể kiếm được tiền, càng coi trọng chính là kinh nghiệp, là đối thương nghiệp mẫn cảm trình độ, ở chỗ này, khả năng một cái ý tưởng xuất hiện lệch lạc, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Có ba gã công ty cao tầng, lập tức đứng ra ra tiếng. Đường này ba gã công ty cao tầng phát ra tiếng lúc sau, lập tức lại có mấy người phụ họa. Ta ở Trương thị đã mười mấy năm thời gian, tuy rằng không tính là nguyên lão, nhưng như thế nào cũng có thể coi như là Trương thị lão công nhân, đối công ty cảm tình so đối chính mình ra còn thâm, về công ty người thừa kế vấn đề, ta cho rằng hẳn là thận trọng suy xét một chút, hoặc là nói, làm Thịnh tổng tự mình ra mặt. Lăng Không đứng ở nơi đó, nghe mọi người một người một câu, Lăng Không chỉ cảm thấy đầu đại làm lăng không đi đánh nhau, lăng không không có vấn đề, cần phải cùng những người này làm miệng chi tranh, lăng không một cái luyện khí, sao có thể nói được quá này đó chuyên môn đi ra ngoài cùng người nói nghiệp vụ. Lăng không ánh mắt không cấm nhìn về phía Trương Huyền, hắn vốn dĩ nghĩ, Trương Huyền trước hiểu biết một chút công ty bên trong giản giáo cùng kết cấu, lại đem này đó cao tầng kêu tới, này đó cao tầng có ý kiến gì nói, cũng đều có thể nhất nhất bác bỏ, nhưng hiện tại trực tiếp đem người hô lại đây. Một khi này đó cao tầng nói mấy cái chí mạng vấn đề vô pháp phản bác, này trong đó liền sẽ khó khăn thật mạnh. Nhưng Lăng không nhìn về phía Trương Huyền khi, lại phát hiện Trương Huyền như cũ đang nhìn trước mắt máy tính màn hình, đối với này đó cao tầng nói, phảng phất không có nghe được giống nhau, tùy ý này đó cao tầng đi nói. Vài tên cao tầng thấy Lăng không không có phản bác, cái này cái gọi là người thừa kế Trương Huyền cũng không phản bác lúc sau, nói càng thêm hăng say, một người một câu, toàn bộ văn phòng trở nên cùng chợ bán thức ăn giống nhau hỗn độn. Cứ như vậy ước chừng rằng có mười mấy phút, này đó công ty cao tầng càng nói cảm xúc càng kích động, liền kém nói thẳng nhượng lại Trương Huyền cút đi thời điểm, Trương Huyền đột nhiên tắt đi trước mắt màn hình máy tính, nhìn về phía kia hơn 30 danh cao tầng sở trạm vị trí. Di, đều tới, tới liền trước ngồi đi. Trương Huyền ngữ khí bình đạm, nói chuyện khi liền giống như tiếp đón một ít lão người quen giống nhau, hơn nữa nghe này ngữ khí, giống như là mới phát hiện những người này đã đến giống nhau, đối với những người này phía trước môn luận kia kích động cảm xúc, nhìn như không thấy. Trương Huyền nói, làm này đó cao tầng kích động cảm xúc nháy mắt đã bị áp xuống đi không ít. Không đợi này đó cao tầng nói cái gì, Trương Huyền đột nhiên nhíu mày, bắt đầu kiểm kê nhân số, 34 cá nhân. Không phải nói tổng cộng có 38 cái cao tầng ở Hoàng Long thành sao. Mặt khác bốn cái đâu. a à, một người cao tầng khẽ cười một tiếng, chúng ta lão đại hôm nay có sinh ý muốn nói. Nga, Trương Huyền gật gật đầu. Nhìn thấy Trương Huyền dễ dàng như vậy thỏa hiệp, này đó cao tầng, đều lộ ra khinh miệt tươi cười, một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, liền vọng tưởng ngồi trên này trương thị người thừa kế vị trí. Tại đây trương thị giữa, không biết có bao nhiêu người, đều ở nhìn chằm chằm vị trí này xem đâu. Ngoại giới nghe đồn trương thị cùng nguyên sơ thánh địa có quan hệ, nhưng thân là trương thị cao quản, bọn họ rất rõ ràng, trương thị cùng nguyên sơ thánh địa không có nửa mau tiền quan hệ, hơn nữa nguyên sơ thánh địa còn vẫn luôn đối trương thị có ý tưởng, chỉ là khả năng bởi vì trương thị làm quá lớn, Nguyên sơ thánh địa cũng vẫn luôn không cơ hội xuống tay. Trương Huyền đột nhiên xuất hiện, làm rất nhiều nhân tâm đã bất mãn, bọn họ tưởng đem Trương Huyền đuổi đi đi, mà không xuất hiện này bốn người, chính là cơ hội lớn nhất bốn người, liền ở đây này đó Trương thị cao tầng đều phải xưng hô lão đại, có thể thấy được khắp nơi Trương thị có cái dạng gì địa vị. Trương Nhiên ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn thoáng qua Lăng Không, hỏi, bí thư là vị nào? Thánh, Lăng Không thiếu chút nữa liền đem Thánh chủ hai chữ nói ra, vội vàng sửa miệng Trương Tổng, phía trước bí thư đã từ chức. Vừa nghe từ chức hai tự, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Ở thủy tổ nơi, Trương Huyền cũng coi như thương trường người từng trải, tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng sở tiếp xúc sự đều là tầng cao nhất. Một cái tập đoàn lão tổng bên người bí thư, có thể nói là này lão tổng tín nhiệm nhất người, cũng chính là thân tín. Hiện giờ, Trương Thị tập đoàn lão tổng hồi lâu không có lộ diện, bí thư từ chức, kia tự nhiên là bị xa lánh, này đó cao tầng, là tưởng bắt đầu dần dần bồi dưỡng chính mình thế lực a trương huyền nhìn thoáng qua ngồi ở văn phòng trong một góc ở kia thưởng thức máy tính bảng triệu ninh ra tiếng nói triệu ninh từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta bí thư a à, còn say mê ở trò chơi giữa triệu ninh cả kinh bí thư có ý tứ gì ta làm ngươi làm cái gì ngươi làm cái gì là được trương huyền lời ít mà ý nhiều này có một phần danh sách hôm nay không có tới người ngươi thông chi bọn họ về sau đều không cần tới Trương Huyền trực tiếp đem một văn kiện ném cấp Triệu Ninh, mặt trên bốn người tên bị Trương Huyền vòng ra tới. Ngụy Tập, Chu Hảo, Mục Thịnh Vượng, Vi Vân. Triệu Ninh chiếu danh sách thượng, niệm ra này bốn cái tên. Đương Triệu Ninh niệm khởi này bốn cái tên thời điểm, ở đây 34 cá nhân sắc mặt đều thay đổi, này bốn người, chính là hôm nay không có tới bốn cái cao tầng, Trương Thị Tập đoàn tuyệt đối nguyên lão cấp bậc nhân vật. Chính là bọn họ bốn cái, Trương Huyền gật gật đầu, người hiện tại liền đi từng cái thông chỉ bọn họ đi, sau đó tìm được bọn họ văn phòng, đem sở hữu đồ vật ném tới phòng tạp vật đi, làm cho bọn họ chính mình đi lấy. Trương Huyền phất phất tay, Triệu Ninh gật gật đầu, lập tức làm theo. Tuy rằng mới vừa tiếp xúc này Tân Văn Minh, nhưng Triệu Ninh nói như thế nào, cũng ở nguyên linh thành đãi như vậy nhiều năm, làm này đó việc nhỏ tuyệt đối không có vấn đề. Thấy Triệu Ninh thân ảnh đi ra, một người công ty cao tầng nhịn không được nói, ngụy phó tổng vì công ty, có thể nói là đi theo làm vì tùng phấn đấu cả đời hiện tại nói khai trừ liền khai trừ không khỏi có chút thật quá đáng đi đúng vậy như thế nào có thể đem ngụy phó tổng khai trừ rồi mục chủ quản chủ phó tổng còn có vi tổng giám muốn đều đi rồi về sau tập đoàn công tác nên như thế nào khai triển một chúng công ty cao tầng đều bắt đầu vì kia bốn người binh vực kẻ yếu lên trong miệng nói công ty sự nói những người này đi rồi đối công ty sẽ có cái gì ảnh hưởng ngụy phó tổng phụ trách hạng mục vẫn luôn là tập đoàn trọng trung chi trọng sở hữu đối ngoại nối tiếp đều là từ ngụy phó tổng đi làm nếu ngụy phó tổng rời đi này đó hạng mục cũng tất cả đều không có mục chủ quản vẫn luôn phụ trách đối ngoại khai phá cùng với tập đoàn phát triển ngược hướng một khi rời đi tập đoàn sẽ trở nên một đoàn tán xa chu phó tổng ở nhân lực tài nguyên phương diện làm thật lâu có thể nói chi nhánh công ty sở hữu lãnh đạo đều cùng chu phó tổng phân không ra quan hệ một khi Chu Phó Tổng rời đi, sẽ ra vấn đề lớn a. Tài vụ vấn đề, vẫn luôn là Kinh Vi Tổng giám tay, chúng ta lớn như vậy tập đoàn, tài vụ phương diện, không có khả năng mọi mặt chu đáo, một khi Vi Tổng giám bên kia xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả rất nghiêm trọng a. Từng đạo thanh âm đều là ở nói cho Trương Huyền hắn cách làm sẽ đối công ty tạo thành cái gì ảnh hưởng, đặc biệt là ở Vi Tổng giám phương diện, đưa ra cùng tài vụ có quan hệ sự, này đã là ở trình độ nhất định thượng tiến hành nghiêm trọng uy hiếp. Này đó thanh âm truyền tới Lăng Không trong tai, Lăng Không đều cảm giác chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Trương Huyền nghe nói như vậy, nếu hắn thật sự chỉ là một cái không như thế nào tiếp xúc quá sinh ý, hoặc là tiếp xúc sinh ý rất ít phú nhị đại, có lẽ thật sự đã bị hù dọa, nhưng cố tình, Trương Huyền hiểu được, xa so những người này tưởng tượng đều nhiều. Trương Huyền cười một chút, trương thị lớn như vậy sản nghiệp, ta không tin thiếu vài người, sẽ không có biện pháp vận chuyển, ta cho rằng, đối với trương thị mà nói Nhất không thiếu chính là nhân tài, các vị cho rằng đâu? Ta không như vậy cho rằng, một người cao tầng mở miệng, "Là, ta thừa nhận, Hoàng Long thành rất lớn, không thiếu nhân tài, nhưng đỉnh cấp nhân tài cũng không có dễ dàng như vậy được đến." Càng là đại sứ nghiệp, đối nhân tài nhu cầu lượng lại càng lớn, nếu này bốn vị đi rồi, ta tưởng công tác liền vô pháp làm. "Không tồi." Đạo đạo phản đối thanh âm vang lên. Trương Huyền nghe bọn họ nói, trên mặt trước sau đều hiện lên tươi cười hành, nếu các vị không đồng ý lời nói của ta, chúng ta đây không ngại đánh cuộc thế nào. Coi như chơi một chút, được không? Đánh cuộc, đánh cuộc gì? Trương huyền thân thể sau này một ngưỡng, dựa vào lão bản ghế, dùng sức dối người, rất đơn giản, các vị đều là công ty cao tầng, đều là đứng đầu nhân tài, chúng ta liền đánh cuộc, nếu trương thị không có các ngươi, có thể hay không giống các ngươi theo như lời, biến thành một đoàn tán xa, thế nào? Trương huyền lời này vừa ra, tức khắc có mấy người sắc mặt biến đổi, đây là cái gì đánh cuộc? Này còn không phải là muốn đem tất cả mọi người đuổi ra Trương Thị sao? Ở Trương Thị đương một cái cao quản, đó là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới sự. Đó là nói ra đi, đều cảm thấy tự hào, ưỡn ngực ngẩng đầu sự. Trước không nói phúc lợi đái ngộ có bao nhiêu hảo, chỉ là xã hội địa vị liền bãi tại nơi đó. Nếu rời đi Trương Thị, chính mình tính cái gì? Chẳng sợ có thực lực, có tài hoa, nhưng tại đây Hoàng Long Thành, có ai dám muốn chính mình? Rốt cuộc đây là Trương Thị a, Hoàng Long thành dẫn đầu xí nghiệp. Audio điện tử võ tấn bền. Đánh cuộc, rời đi Trương Thị. Cái này đánh cuộc, ai dám đánh? Đang ngồi này đó cao tầng, ai có dũng khí đánh? Chúng ta tới đây là công tác, không phải tới cùng ngươi chơi loại này đánh đố tiểu hài tử trò chơi. Một người cao tầng quát lạnh một tiếng. Nghe tên này cao tầng nói, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nếu biết là tới công tác liền phải có cái công tác thái độ, trương thị tập đoàn từ giờ trở đi, từ ta tới trưởng quản, các ngươi nếu đối ta có cái gì bất mãn, có thể trực tiếp đi xin từ chức. Trương Huyền nói xong, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía chính mình trước mặt màn hình máy tính, đối với kia 34 danh cao quản, nhìn như không thấy. Nghe Trương Huyền nói, này hơn 30 danh cao quản ngực phập phồng, mồm to thở dốc, bọn họ đều là trà trộn ở thương giới nhiều năm lão bánh quẩy, nhưng hôm nay lại bị một người tuổi trẻ người như vậy cưỡng chế một đầu, cái này làm cho bọn họ thực không thoải mái, bọn họ có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng đối phương lại một câu đem lộ phong kín, bất mãn liền chạy lấy người. Chạy lấy người, có thể đi sao? Này đó cao quản rất rõ ràng, chính mình rời đi trương thị, đích xác sẽ cho trương thị tạo thành trình độ nhất định phiền toái, nhưng cũng gần là trình độ nhất định mà thôi, mà chính mình đi rồi, sẽ có rất nhiều người muốn ngồi chính mình vị trí, mà chính mình về sau đâu? Là, đánh cuộc nhất thời chi khí, nhưng mặt sau sinh hoạt làm sao bây giờ? còn như thế nào chủ biệt thự cao cấp, khai siêu xe, quá thượng đẳng người sinh hoạt. Một chúng cao tầng lẫn nhau đối diện, nhưng ai cũng chưa dũng khí đứng ra, lấy từ trước tới thăm thăm người thanh niên này điểm mấu chốt, ở đây 34 người, bằng gì cái này chim đầu đàn muốn cho chính mình đương. Văn phòng nội lâm vào một trận trầm mặc giữa. Qua vài phút, trong đó một người cao tầng nhịn không được mở miệng, nếu là nói công tác, vậy thỉnh giảng một chút kế tiếp công tác kế hoạch đi. Kỳ quái, Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc, các người ở trương thị làm nhiều năm như vậy, chính mình không biết chính mình mỗi ngày nên làm cái gì sao? Nếu không biết, vậy thỉnh các người đổi một cái cương vị, được rồi, đều đi ra ngoài đi, hôm nay kêu các người tới, chỉ là cho các người nhận cái quen mắt. Trương Huyền nói xong, phất phất tay. Trương Huyền thái độ, làm một chúng cao tầng đều sắc mặt khó coi, nhưng giận mà không dám nói gì, một đám nhỏ giọng rời khỏi. Lăng không liền đứng ở một bên, nhìn Trương Huyền ở khí thế thượng trực tiếp đem những người này ép tới dễ bảo, không cấm dựng cái ngón tay cái, muốn cho hắn tới thu phục này đó công ty cao tầng, lăng không nhưng làm không được. Chờ này đó cao tầng rời đi sau, Trương Huyền nhìn một chút thời gian, đi ra văn phòng, tìm được rồi đang ở phòng tạp vật chất đống đồ vật Triệu Ninh. Triệu Ninh tại đây đô thị giữa, tuyệt đối xưng được với là một cái chất lượng tốt mỹ nữ, từ nhỏ luyện khí tập võ, làm Triệu Ninh dáng người bảo trì tương đương cân xứng, hơn nữa tự thân đặc có cái loại này khí chất, tràn ngập tuyệt đối ngựa tỷ phạm. Như vậy một vị mỹ nữ, ôm một đống trọng vật cảnh tượng, dẫn tới không ít người ghé mắt. Trương Huyền kêu thượng Triệu Ninh, trực tiếp rời đi công ty. Lúc này, đã là buổi chiều 4 điểm, ở 6 giờ thời điểm, Hoàng Long Thành sẽ cử hành một cái đấu giá hội, đến lúc đó ở Hoàng Long bên trong thành rất có thân phận người đều sẽ tham gia. Trương Huyền rất rõ ràng, muốn nhanh chóng dung nhập một vòng tròn giữa, liền phải chọn lựa một cái thích hợp cơ hội, biểu hiện nhất minh kinh nhân, thả ở cái này quá trình giữa, lại không thể bại lộ át chủ bài thời gian còn sớm, Trương Huyền mang theo Triệu Ninh, đi trước thương trường mua sắm. Lần đầu tiên đi vào loại này đại đô thị, mới tiếp xúc như vậy văn minh, thương trường những cái đó có thể bày ra nữ tính dáng người cập mỹ mạo quần áo, làm Triệu Ninh lại ái lại thẹn. Ái chính là, này đó quần áo thật sự thật xinh đẹp, so Triệu Ninh ngày thường những cái đó chính mình khâu vá quần áo phải đẹp quá nhiều quá nhiều, ái Mỹ là người thiên tính, huống chi là một vị mỹ nữ. Mà làm Triệu Ninh cảm giác xấu hổ chính là, có chút quần áo, Thật sự là quá lộ, thậm chí khắp phía sau lưng đều lộ ra tới, triệu ninh ở nguyên linh thành sở xuyên trường bào, tuy rằng sẽ tà đến đùi, nhưng cũng chỉ là cho người ta một loại mơ màng, nhưng loại này lộ bối quần áo, hoàn toàn bất đồng. Đi vào thương trường sau, trương huyền nhìn hạ thời gian. Hiện tại là 4 giờ rưỡi, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, 10 vạn khối linh thạch, nửa giờ sau, ngươi thay người quần áo mới tới này tìm ta. Nhớ trước đây nguyên linh thành chủ, giờ phút này thật liền biến thành trương huyền tiểu tùy tùng lấy thượng linh thạch một phút cũng không dám chậm trễ chiều những cái đó nữ tính thời thượng nhãn hiệu chạy tới lăng không vẫn luôn đều đi theo trương huyền nhìn đến trương huyền cách làm có vẻ thực không rõ thánh chủ đây là muốn ở lăng không nghĩ đến trương huyền đến này lúc sau tất nhiên muốn chạy nhanh quen thuộc công ty nghiệp vụ sau đó khai triển nghiệp vụ nhưng hiện tại xem vị này thánh chủ làm những chuyện như vậy cùng nghiệp vụ một chút đều không móc nối trương nhiên nhún vai đương nhiên đến đi tìm một ít con mồi 600 triệu linh thạch, nếu hiện tại Trương Thị đã tài chính khó khăn, tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn lấy ra này đó linh thạch khẳng định không hiện thực, này liền đến tìm một ít người, giúp đỡ chúng ta lạc. Lăng không nhìn đến Trương Huyền khóe miệng trước sau treo một nụ cười, hắn có một loại trực giác, vị này tuổi trẻ thánh chủ, khẳng định không tưởng gì chuyện tốt. Nửa giờ sau, đã nạp lại giả Triệu Ninh xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, Triệu Ninh xuất hiện, làm chung quanh không ít ánh mắt toàn bộ nhìn lại đây kia một đầu tóc dài xóa trên vai, Triệu Ninh sở tuyển là một cái lửa đỏ váy dài, màu đen tóc dài cùng váy đỏ hình thành một loại hoàn mỹ sắc thái tổ hợp. Triệu Ninh trắng nõn làn da càng hiện ánh sáng, váy dài sườn có một cái khai sái, đem Triệu Ninh kia thon dài hai chân bầy ra ra tới, mông lung, giống như nhìn thấy gì, lại giống như cái gì cũng chưa nhìn đến. Triệu Ninh kia căn bản che giấu không được ngự tỉ khí chất, càng dễ dàng làm nam nhân kích phát một loại muốn chinh phục xúc động. Mấu chốt nhất, tại đây loại nóng bỏng ngự tỷ cảm giác phía dưới, Triệu Ninh ánh mắt chi gian, thế nhưng mang theo một mặt ngượng ngùng, này một mặt ngượng ngùng, càng thêm làm người phát cuồng. Trương Huyền vừa lòng nhìn trước mắt Triệu Ninh, chính hắn cũng thay một thân âu phục, hai người đứng chung một chỗ, đã có một loại trai tài gái sắc đang đối cảm. Trương Huyền lộ ra khuỷu tay, hướng Triệu Ninh cười cười, ngoan chất nữ, tới vãn trụ thúc thúc cánh tay. Triệu Ninh giữa mày ngượng ngùng bởi vì Trương Huyền này một câu, không còn sót lại chút gì. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, tiếp đón Triệu Ninh, chiều thương trường ngoại đi đến. Thương trường cửa, Trương Huyền đã làm lăng không một lần nữa chuẩn bị một chiếc xe, này chiếc xe giá trị ở trăm vạn linh thạch tả hiếu. Sơn Hải giới linh thạch giá cả, ngang nhau thủy tổ nơi tiền, ở chỗ này cũng có ngân hàng gửi linh thạch, ngân hàng đều là thuộc về thánh địa, không ai dám mơ ước, gửi đi vào cũng đều phi thường yên tâm. Trăm vạn linh thạch xe, coi như là xe sang, Trương Huyền lái xe, mang theo Triệu Ninh, đi tới lần này đấu giá hội muốn cử hành địa điểm. Ở trên đường, Trương Huyền đem một cái quyển sách ném cho ghế phụ Triệu Ninh. Nơi này có một kiểu vòng cổ, người nhớ một chút, chờ đến muốn bán đấu giá này kiểu vòng cổ khi, người liền biểu hiện ra chính mình thực thích là được. Vì cái gì, Triệu Ninh khó hiểu, gặp được thích đồ vật, không nên bất động thanh sắc sao. Bằng không sẽ có người cố ý cùng ngươi nâng giá cả. Ở Nguyên Linh Thành sớm nhất còn không có hoàn toàn cô đơn thời điểm, cũng là có đấu giá hội cử hành, Triệu Ninh đối này quy tắc còn tính quen thuộc. Đối mặt Triệu Ninh vấn đề, Trương Huyền chỉ là hơi hơi mỉm cười, bởi vì là mỹ nữ, cho nên có cái này đặc quyền. Chiếc xe đi vào đấu giá hội cử hành địa điểm, là một nhà tư nhân hội sở, ở hội sở trước, đã đình đầy siêu xe, Trương Huyền sở khai này chiếc đặt ở người thường trong mắt, là khả năng yêu cầu phấn đấu cả đời đi mua, nhưng tại đây hội sở trước bãi đỗ xe thường, cũng chỉ có thể gọi giống nhau. Như vậy một chiếc bình thường siêu xe đã đến, không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, mà khi cửa xe mở ra, Bên trong xe người đi xuống tới kia một khắc, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hôm nay Triệu Ninh trang điểm, chẳng sợ Trương Huyền đi xem, đều có như vậy trong nháy mắt kinh diễm cảm, càng không cần đề người khác, không biết nhiều ít nam nhân, tại đây một khắc, đều đem ánh mắt tập trung tới rồi Triệu Ninh trên người, bao gồm một ít nữ tính, cũng đều đang xem, đồng thời ở cùng chính mình làm đối lập. Như vậy bị người nhìn chăm chú cảm giác, làm Triệu Ninh cảm thấy có một tia không thích ứng, trên mặt lộ ra một mặt ngượng ngùng này một mặt ngượng ngùng xuất hiện, cùng là bằng thêm ba phần vũ nghị. Trương huyền lộ ra khuỷu tay, ý bảo triệu ninh vãn thượng chính mình, đương nhìn đến như vậy một cái đại mỹ nhân vãn thượng một cái mở ra trăm vạn xe ra tới tiểu tử sau, không ít người ánh mắt giữa, đều lộ ra tức giận. Lại xem chính mình bên cạnh bạn nữ, đều cảm giác giận sôi máu. Trương huyền cứ như vậy, mang theo triệu ninh, ở chung quanh tràn ngập cửu thị trong ánh mắt, đi vào hội sở đại sảnh. Hội sở đại sảnh đã bố trí thành đấu giá hội bộ dáng, cái ghế cùng bán đấu giá đài. Trương Huyền thực mau tìm được rồi thuộc về hắn vị trí. Trương Thị làm toàn bộ Hoàng Long thành Long đầu xí nghiệp, kỳ hạ công ty càng là vô số kể, tưởng thu hoạch một cái bình thường đấu giá hội danh ngạch, thật sự là lại đơn giản bất quá. Đấu giá hội chỗ ngồi là dựa theo từng người ở Hoàng Long thành thân phận địa vị tới bài, thân phận tối cao, ngồi ở đệ nhất bài. Mà lúc này bày biện ở đệ nhất bài cái ghế, chỉ có một chương, mặt trên viết Trương Thị hai chữ, này đại biểu cho Trương Thị ở Hoàng Long Thành không gì sánh được địa vị. Sau đó đệ nhị bài ghế dựa, nhưng thật ra có mười mấy chương, càng về sau bài, ghế dựa càng nhiều. Trương Huyền mang theo Triệu Ninh ngồi ở đếm ngược đệ tam bài vị trí thượng, các tân khách tiến vào hội sở, đều sẽ từ Trương Huyền bên cạnh đi ngang qua, cơ hồ mỗi đi qua một người, đều sẽ chiều Trương Huyền bên này xem một cái, có chút người chẳng sợ ngồi xong, đều sẽ xoay đầu tới, nhìn về phía Trương Nhiên bên kia, có cao mày, có người cố ý giả xoái, có người tác lộ ra chính mình trên cổ tay giá cả xa xỉ danh biểu. Đối với này đó hành vi, Trương Huyền xem ở trong mắt, cũng không có nói cái gì. Thực mau, đấu giá hội bắt đầu rồi. Một kiện lại một kiện chụp phẩm bị kêu ra giá cao, ở cái này trong quá trình, hàng phía trước như cũ sẽ có người thỉnh thoảng xoay đầu tới, nhìn về phía Trương Huyền nơi này, chuẩn xác mà nói, là đang xem triệu ninh. Liên tiếp 7 kiện chụp phẩm đánh ra, thứ 8 kiện chụp phẩm, là một đôi vòng ngọc. Các vị, này vòng ngọc chính là từ nghe đồn có thần thú bạch trạch lui tới vùng cấm giữa đoạt được, năm đó có người thâm nhập vùng cấm, lấy ra một khối ngọc thạch, mài rũa thành này đối vòng ngọc, vòng ngọc tinh mỹ, này ngọc thạch thượng, càng là lây dính thần thú phúc trạch, mang lên thủ đoạn, kéo dài tuổi thọ, có mỹ nhan nhuận ra chi hiệu, thả này vòng ngọc nội, bị điêu khắc trận pháp, thời điểm mấu chốt, có thể ngăn cản thiên đạo nhị trọng cao thủ một kích, khởi chụp giới 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá. Không được thiếu với một vạn trên đài người chủ chỉ nói ra vòng ngọc lai lịch, không ít ở đây nữ tính nhìn đến này vòng ngọc tinh mỹ bộ dáng, lại nghe nói này công hiệu, đều lộ ra vui mừng thần sắc. Triệu Ninh căn cứ trương huyền phía trước theo như lời, cũng lộ ra vui mừng bộ dáng, có vẻ cực kỳ thích này đối vòng ngọc. Có người nói quá, trên thế giới này, tốt nhất kiếm, chính là nữ nhân tiền, cùng nữ nhân bên cạnh nam nhân tiền. Lúc này, nữ tính nhóm biểu hiện ra yêu thích, bên cạnh các nam nhân liền phải xuất tiền túi. 20 vạn, 40 vạn, 50 vạn, 80 vạn. Đối với này khoản vòng ngọc mà nói, tuy rằng nói là đã chịu quá thần thú bạch trạch phúc trạch, nhưng ở kia nói từ phía trước, bỏ thêm một cái truyền tự. Cái gì kêu truyền thuyết, chính là không thể xác nhận nói, mang theo khoa trương nói, nhưng có như vậy ngàn vạn phần có một tỷ lệ là thật sự lời nói. Này vòng ngọc, nếu đặt ở ngày thường, nhiều nhất 75 vạn linh thạch, trong đó một đại bộ phận nguyên nhân vẫn là kia có thể ngăn cản thiên đạo hai trọng cao thủ công kích trận pháp. Nhưng hiện tại, trực tiếp bị gọi vào 80 vạn, thả cái này giá cả mới chỉ là bắt đầu. 90 vạn, 110 vạn. Thông thường, mỹ nữ một cái tươi cười liền sẽ làm một ít nam tính dùng nhiều phí cao hơn vật phẩm giá trị mấy lần giá cả, thả tại như vậy bao lớn nhân vật tranh đoạt hạ, vật phẩm giá cả càng sẽ tiêu thăng. Mãi cho đến vòng ngọc giá cả bị gọi vào 130 vạn thời điểm, một ít bị choáng váng đầu óc người thanh tỉnh xuống dưới, không hề ra tiếng. 150 vạn một người người trẻ tuổi nhấc tay. Đương 150 vạn giá cả ra tới sau, thật lâu không người tăng giá, này đã vượt qua nguyên bản giá cả suốt gấp đôi. 150 vạn lần đầu tiên, trên đài người chủ trì, thực vừa lòng này bán đấu giá kết quả, bọn họ dự tính thành giao giới là 120 vạn, này ước chừng nhiều ra tới 30 vạn, đều là thêm vào thu vào A. Ở trên đài người chủ trì báo giá thời điểm, Trương Huyền nhìn về phía bên cạnh Triệu Ninh, hỏi, người thật sự thực thích cái này sao? Đúng vậy, Triệu Ninh gật đầu. Đấu giá hội không có người kêu giới thời điểm, có vẻ thực yên tĩnh, Triệu Ninh cùng Trương Huyền nói, bị rất nhiều người nghe được rành mạch. Trương Huyền lộ ra một bộ rối rắm thần sắc, theo sau hạ quyết tâm, duỗi tay, 155 vạn. Trương Huyền cái này động tác, lập tức làm rất nhiều nhân tâm trào phúng lên. Đầu tiên là Trương Huyền biểu hiện, phàm là tham gia quá đấu giá hội nhiều một chút người đều biết, chẳng sợ lại muốn, cũng không thể biểu hiện ra loại này bộ dáng. Tiếp theo, tuy rằng quy định mỗi lần tăng giá không được thiếu với một vạn linh thạch, nhưng mọi người đều là 10 vạn 10 vạn hướng lên trên thêm, này cắn răng tăng giá 5 vạn, còn không phải là không có tiền sao. Không có tiền, còn nghĩ tán gái, còn phao như vậy xa hoa nữ. Một người ngồi ở đệ nhị bài, phía trước không ngừng nhìn chằm chằm triệu ninh xem người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, rũi ra tay, 200 vạn. 200 vạn. Đối với này vòng ngọc mà nói, là giá trên trời. Trương Huyền nhìn đến này ra giá người, ánh mắt lộ ra một mặt mịt mở ý cười, theo sau dương tay, cắn răng nói, 200. Linh một vạn. Trương Huyền dáng vẻ này, làm rất nhiều người không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới, ngồi ở đệ nhị bài cái kia người trẻ tuổi càng là cất tiếng cười to, nếu muốn, vậy thoải mái hào phóng dựa thực lực bắt được trong tay, không cần có may mắn tâm lý, nghĩ nhặt tiện nghi, nếu thật sự không có tiền, hà tất ngạnh căng đâu. 300 vạn. Ngồi ở đệ nhị bài người thanh niên này, hiển nhiên là cái danh nhân, hắn kêu ra 300 vạn giá cả, không ai cảm thấy ngoại ý muốn, đại gia ngược lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, muốn biết kế tiếp hắn sẽ như thế nào kêu giới. Tam, Trương Huyền bắt tay cử một nửa, nhưng trong miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng hầm hực nhìn mắt bên cạnh Triệu Ninh, bắt tay buông, từ bỏ đấu giá. Trương Huyền từ bỏ, làm ngồi ở đệ nhị bài người trẻ tuổi lộ ra đắc ý tươi cười. Đấu giá hội kế tiếp đồ vật, Triệu Ninh không còn có đối bất luận cái gì vật phẩm lộ ra yêu thích biểu tình, Trương Huyền cũng vẻ mặt hậm hực ngồi ở chỗ kia, buồn không ra tiếng. Chờ đến đấu giá hội kết thúc trước tiên, Trương Huyền liền mang theo Triệu Ninh rời đi, đi đến chính mình xe bên, Trương Huyền mới vừa kéo ra cửa xe, một bàn tay liền từ bên cạnh duỗi lại đây. Mỹ lệ nữ sĩ, ta tưởng, này đối thủ vòng nhất định thực thích hợp ngươi. Này duỗi tay chủ nhân, đúng là ngồi ở đệ nhị bài tên kia thanh niên thanh niên trong mắt mang theo ý cười, kia ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa xem Trương Huyền liếc mắt một cái. Thanh niên phất phất tay, hắn phía sau đi theo một người hạ nhân lập tức phủng thượng một cái hộp quà, hộp quà trang, đúng là kia bán đấu giá ra 300 vạn giá trên trời vòng ngọc. Khụ khụ, đứng ở một bên Trương Huyền ho khan một tiếng, Triệu Ninh, đi rồi. Trương Huyền nói, đem Triệu Ninh đẩy mạnh bên trong xe, theo sau nhìn mắt thanh niên, chính mình lên xe. Thanh niên nhìn Trương Huyền bộ dáng, khóe miệng treo lên khinh miệt tươi cười. Đương Trương Huyền lái xe rời đi sau, trước tiên, liền đem vừa mới chụp lén đến thanh niên ảnh chụp chia lăng không, làm lăng không đi tra thân phận. Lăng không động tác thực nhanh chóng, 10 phút không đến, liền đem thanh niên tin tức phát tới. Hoàng Mãnh, hoa xa thiếu đông ra, gia sản cũng có mấy tỷ, cái này con mồi không tồi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đem này tin tức xóa bỏ. Triệu Ninh nhìn Trương Huyền hành vi, cảm thấy khó hiểu, người đây là muốn làm cái gì? Đi thí nghiệm một cái thành công nam nhân chiếm hữu dục a. À. Trương Huyền cười một tiếng, nói đi, hai ngày này tính toán đi đâu chơi? Chơi. Triệu Ninh vừa nghe cái này tự, đôi mắt đều tỏa sáng, nàng đã sớm nhìn đến quá thật tốt đồ chơi, liền muốn đi thể nghiệm một chút. Ta tưởng đi trước ăn. Ngươi làm kế hoạch, còn lại giao cho ta. Trương Huyền quét mắt kính chiếu hậu, tại hậu phương, có hai chiếc xe vẫn luôn đi theo chính mình. Ở Sơn Hải Giới, văn võ hai loại văn hóa bất đồng đan chéo, dẫn tới nơi này xuất hiện hai cái cực đoan, đánh nhau đại gia liền đua khí, so khác đó chính là linh thạch, mà bởi vì này hai loại cực đoan tồn tại, một ít động tác nhỏ liền phi thường nhỏ. Giống như là ở thủy tổ nơi thường thấy theo dõi thủ pháp, khả năng đi theo Trương Huyền lấy hai chiếc xe, ở Sơn Hải Giới cái này văn hóa bối cảnh hạ, thủ đoạn đã đủ cao siêu, nhưng ở Trương Huyền loại này người từng trải trong mắt, liền có vẻ quá mức vụng về. Trương Huyền cũng không có hồi Trương thị cao ốc, mà là lựa chọn một cái bình thường khu nhà phố đem xe khai đi vào. Trương thị ở Hoàng Long thành sản nghiệp thật sự quá nhiều, cái này khu nhà phố cũng thuộc về Trương thị, ở Trương Huyền kiểm kê Trương thị tài sản thời điểm, đã nhớ kỹ Trương thị tại đây tòa bên trong thành toàn bộ sản nghiệp. Tìm được chính mình muốn tìm kia đống lâu, Trương Huyền ấn xuống 29 lâu thang máy, ở trước cửa phòng thua hạ mật mã khóa sau, này gian nhà mẫu liền trở thành Trương Huyền tạm thời chỗ ở hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai, liền đi chơi ngươi tưởng chơi. Hảo, triệu ninh thần thái sáng láng, có vẻ đặc biệt thận trọng, kia bộ dáng, liền cùng muốn nghênh đón cái gì đại chiến giống nhau. Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu, kia hai chiếc theo dõi chính mình xe, vẫn luôn đều ngừng ở tiểu khu xuất khẩu chỗ. Trương Huyền khóe miệng câu cười, lấy ra di động, liên hệ lăng không, tiền bối, qua hai ngày có một vị trưởng bối mừng thọ, người giúp ta an bài một thân phận vào đi thôi, ân liền cùng hôm nay đấu giá hội giống nhau là được thánh chủ người nọ cùng trương thị quan hệ cũng không phải thực hảo không cần thánh chủ chuyên môn đi một chuyến nếu quan hệ thực tốt lời nói ta liền không đi trương huyền nói câu làm lăng không nghe không hiểu nói ngày hôm sau sáng sớm trương huyền còn ngủ đến mơ mơ màng màng liền nghe thấy triệu ninh ở phòng khách hô to gọi nhỏ trương huyền xoa mắt buồn ngủ đi ra người kêu cái gì đâu đương nhiên là muốn đi ra ngoài chơi lạp Triệu Ninh đã mặc tốt quần áo, mau mau mau, thiên đều sáng, ngươi còn chờ cái gì đâu. Trương Huyền nhìn một chút thời gian, mới buổi sáng 6 giờ, đến nỗi thiên, thật là sáng, nhưng đây là bởi vì ly phía đông thân cận quá nguyên nhân A. À? Nào có người 6 giờ liền ra cửa chơi, lại không phải đường dài mấy chục km. Bất quá Trương Huyền xem Triệu Ninh kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, vẫn là đem phun tảo nói nhịn trở về. Tính, coi như là mang ngốc chất nữ trông thấy việc đời đi. Kế tiếp, Suốt hai ngày thời gian, Trương Huyền liền mang theo Triệu Ninh ở Hoàng Long thành nơi nơi du ngoạn, Trương Huyền chú ý tới, theo dõi chính mình, tổng cộng có 17 cá nhân, liền chính mình thượng WC thời điểm, đều có người nhìn. Trương Huyền không cấm cười, này hoàng mãnh, vì một nữ nhân, thật đúng là chịu phí tâm tư a. Ngày hôm sau buổi chiều, Trương Huyền mang Triệu Ninh đi vào một nhà ngọc khí cửa hàng. Chúng ta kế hoạch không có tới cái này địa phương đi triệu ninh nhìn chung quanh trước mắt ngọc đẹp ngọc khí cảm thấy không thú vị có cái trưởng bối mừng thọ tới mua kiện lễ vật ngày mai đưa qua đi trương huyền cầm lấy một khối ngọc khí đặt ở trong tay thưởng thức vừa nghe là cho trưởng bối tặng lễ triệu ninh lập tức không lời gì để nói còn giúp trương huyền tham mưu lên lúc này một nhà xa hoa khách sạn nội hoàng mãnh ôm hai gã dáng người nóng bỏng nữ nhân đột nhiên hoàng đột nhiên di động tiếng chuông bị khai hỏa thiếu gia. Mục tiêu nói, ngày mai muốn đi cấp một cái trưởng bối mừng thọ, ở chọn lựa ngọc khí. Trưởng bối mừng thọ, ngọc khí, hoàng mãnh trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, hảo, ta đã biết, ngươi cho ta thông chi một chút cố ra, đã nói lên thiên nhà bọn họ lão ra tử tiệc mừng thọ, ta sẽ đi. Minh Bạch, cố ra thế lực phạm vi, cũng không ở Hoàng Long Thành. Mà là ở khoảng cách Hoàng Long Thành gần 400 km một cái tiểu thành thị giữa, tên là Trường Trung Thành, tuy rằng là ở tiểu thành thị giữa, nhưng cố ra thực lực, chẳng sợ Hoàng Long Thành những cái đó đại gia tộc cũng không dám khinh thường. Cố ra ở trường trung thành địa vị, tương đương với trường thị ở Hoàng Long Thành địa vị, là trường trung thành tuyệt đối long đầu xí nghiệp, này tài sản phóng tới Hoàng Long Thành tới, cũng có thể bài tiến trước năm. Này cố ra lão gia tử đại thọ, Hoàng Long Thành không ít người đều cố ý chạy tới nơi mừng thọ, có chút người thậm chí lấy có thể tiến cố lão gia tử tiệc mừng thọ vì đề tài câu chuyện. Trương Huyền lái xe, mang theo triệu ninh, cũng chiều trường trung thành mà đi, ở trương huyền chiếc xe phía sau, như cũ bị người gắt gao nhìn chằm chằm. Lúc này, cố gia đại viện nội, đỗ tràn đầy siêu xe, cố lão gia tử càng là đại bãi yến hội 20 bàn, kia hạ lễ thu toàn bộ yến hội thính đều là. Mỗi người đều biết cố lão gia tử yêu thích ngọc khí, đưa tới đều là quý báu chân phẩm, giá trị liên thành, chỉ là này một phòng ngọc khí giá trị, đều có thể theo kịp đang ngồi rất nhiều người thân gia. Hôm nay tiệc mừng thọ, cố lão gia tử xuyên phá lệ không khí vui mừng, ngồi ở chủ bàn phía trên, khoản đãi khách. Vãn bối hoàng mãnh chúc cố lão gia tử, như tùng bách trường thanh. Hoàng mãnh long hành hổ bộ. Ha ha ha, hoàng hiền chất quá khách khí, mau mau mau, tới ghế trên. Cố lão gia tử biết hoàng đột nhiên thân phận, hoa sa thiếu đông ra, cũng chính là hoa sa tương lai người cầm lái. Này hoa sa cùng cố ra, chính là chẳng phân biệt trên dưới. Đông đảo lai khách, có thể ngồi trên tòa rất ít, Hoàng Mãnh cảm thụ được bốn phía đầu tới hâm mộ ánh mắt, phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, hắn ngồi vào Hoàng lão gia tử bên cạnh, nhìn quét một vòng, chưa thấy được Triệu Ninh thân ảnh, có chút tiếc nuối, chính mình như vậy phong cảnh thời điểm, như thế nào liền không bị nhìn đến đâu. Theo thời gian trôi qua, khách khứa đã đến, yến hội cũng sắp bắt đầu. Hoàng Mãnh vẫn luôn nhìn yến hội thính cửa, nhưng hắn phải đợi người, lại chậm chạp không có xuất hiện, cái này làm cho Hoàng Mãnh có chút bực bội, hắn lập tức phát ra một tin tức dò hỏi, thực mau đối phương liền truyền đến hồi âm. Thiếu ra, mục tiêu xe ở cố gia trang viên trước hai cái đường phố rừng, xe giống như xảy ra vấn đề. Lại qua vài phút, tin tức lại truyền đến. Thiếu ra, mục tiêu xe động, chiều cố ra đi. Hoàng Mãnh nhìn đến tin tức này, yên lòng, hắn hôm nay tới cố ra, nhưng không có một chút mừng thọ ý tứ. Tiệc mừng thọ đã bắt đầu, các tân khách đưa lên chúc phúc nói, cố lão gia tử cũng nói cảm tạ nói. Đúng lúc này, yến hội thính người đột nhiên bị đẩy ra, này một động tác, làm thật nhiều người ánh mắt đều chiều yến hội thính cửa nhìn lại, này vừa thấy, rất nhiều người ánh mắt trực tiếp bị hấp dẫn. Cửa đi vào tới một nam một nữ, nam đến không có gì, kia nữ, lại là phá lệ hấp dẫn người chú ý, lộ vai lễ phục tấn hiện nữ tính mị lực, kia một khuôn mặt lược thi phấn trang cũng đã không thể bắt bẻ, toàn thân để lộ ra một cổ làm người muốn chinh phục khí chất, này liếc mắt một cái, làm không ít nam nhân hoảng sợ ngồi ở chủ ngồi trên hoàng mãnh hơi hơi mỉm cười chính mình phải đợi người rốt cuộc tới vãn bối trương huyền chúc cố lão gia tử nhật nguyệt hưng thịnh thiên luân vĩnh hưởng biết được cố lão gia tử yêu thích ngọc khí này đối bích ngọc thiên lý mã đưa cho cố lão gia tử trương huyền đem một đôi ngọc khí dâng lên cố lão gia tử nhíu mày hắn biết rõ chính mình tại đây một mảnh địa vị xem này lui tới khách khứa tất cả đều là sớm trình diện nhưng cố tình người này muộn tuy rằng đưa lên lời chúc mừng đưa lên hạ lễ nhưng Cố lão gia tử vẫn là có một loại không bị người tôn trọng cảm giác, bất quá rũi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Cố lão gia tử nhìn Trương Huyền, phất phất tay nói, "Được rồi, tìm địa phương ngồi đi." Trương Huyền gật gật đầu, quét mắt chung quanh, vừa vặn nhìn đến có cái không vị, lôi kéo Triệu Ninh đi qua, vừa muốn ngồi xuống, liền nghe một đạo thanh âm từ chủ tỏa thượng vang lên. "Này Cố lão đại thọ, tới như vậy ván, không khỏi có chút không đem Cố lão để vào mắt đi." Người nói chuyện, đúng là hoàng mãnh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cơ bản lễ nghĩa vẫn là phải có, ngươi nói đi. Hoàng mãnh một bộ thuyết giáo tư thái. Trương Huyền nhìn về phía ghế trên, cười nịnh một chút, đích xác, lần này là ta thất lễ. Nếu thất lễ, nên biểu hiện ra ngoài xin lỗi, cũng không phải là dùng miệng nói, đến làm ra tới, này tiệc mừng thọ, cũng không phải vì đến chế người chuẩn bị, cố lão, người ý tứ đâu. Cố lão gia tử cũng đối cái này không tôn trọng chính mình người rất bất mãn, gật gật đầu, nếu như vậy, ngươi liền đi bên ngoài chờ đi, có cái gì, chờ yến hội kết thúc lại nói. Trương Huyền mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn nhìn mắt chính mình chuẩn bị ngồi xuống nơi đó, kết quả người bên cạnh trực tiếp đem hai chương ghế dựa chiều đi ra ngoài, hiển nhiên là không cho Trương Huyền ngồi cơ hội. Trương Huyền chỉ có thể hậm hực gật đầu, mang theo triệu ninh, rời đi yến hội thính. Rời đi yến hội thính sau, Trương Huyền mở ra di động, về cố ra cùng Trương ra một ít ân oán, Trương Huyền cũng không sai biệt lắm hiểu biết rõ ràng cho tới nay, trương gia đều là này Hoàng Long Thành dẫn đầu xí nghiệp, mơ ước trương gia trên tay sinh ý người có quá nhiều quá nhiều, cố gia cũng là một trong số đó, khi đó cố gia cũng ở Hoàng Long Thành, cũng đỏ mắt này đó sinh ý, vì thế cố gia ở bên trong không thiếu dở trò, bao gồm Hoàng gia, cũng là giống nhau. Thời gian rất lâu, trương gia đối với cố gia cách làm, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cố gia xem trương gia không có động tác, càng thêm quá mức, thẳng đến chọc đến trương gia hoàn toàn bất mãn, trực tiếp cường lực chèn ép cố gia. Ở trương gia hung mãnh đả kích hạ, cố gia rốt cuộc minh bạch chính mình chiêu chọc chính là một cái cái dạng gì tồn tại, ở trương gia bẻ gãy nghiền nát thương nghiệp thế công hạ, cố gia hoàn toàn bị đánh mông, mắt thấy liền phải bị đánh tan thời điểm, cố gia một người bằng vào tổ tiên phúc trạch, tìm được nguyên sơ thánh địa người cùng trương gia giao thiệp, lúc này mới bảo cố gia một mạng, nhưng cố gia cũng bởi vậy rời khỏi Hoàng Long Thành, cũng không dám nữa bước vào Hoàng Long Thành một bước. Mà hiện giờ, một ít lời đồn đãi nổi lên bốn phía, về trương gia xí nghiệp doanh thu cũng bị người có tâm truyền đi ra ngoài, toàn bộ Hoàng Long Thành đều ở đồn đãi, nói trương gia khả năng không được. Lúc này đây, cố gia cố lão gia tử nương đại thọ chi danh, chính là muốn liên hợp khắp nơi thế lực, cộng đồng đối phó trương gia, mà cố gia cũng muốn mượn cơ hội này, một lần nữa đặt chân Hoàng Long Thành. Hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả trương huyền yên lặng thu hồi di động, đứng ở ngoài cửa chờ. Thẳng đến mấy cái giờ qua đi, cố ra tiệc mừng thọ lúc này mới kết thúc. Các tân khách từ yến hội trong sảnh đi ra, xem Trương Huyền ánh mắt, đều tràn ngập ghét bỏ. Hoàng Mãnh đi ngang qua Trương Huyền bên cạnh khi, cố ý cười to ra tiếng, ai, có chút người tự cho là thực thành công, nhưng trên thực tế, địa vị thượng tranh lệch, khả năng từ sinh ra ngày đó liền vô pháp đền bù. Trương Huyền nhìn đến cố lão gia tử xuất hiện, lập tức đón đi lên. Triệu Ninh đứng ở nơi đó, vừa định đi theo Trương Huyền cùng nhau qua đi, đã bị Hoàng Mãnh ngăn cản xuống dưới, mỹ nữ, muốn hay không lưu cái liên hệ phương thức đâu. Hoàng Mãnh lộ ra một cái tự nhận là xoái khí tươi cười, đối với muốn liên hệ phương thức chuyện này, Hoàng Mãnh có 10 phần tin tưởng, tán gái loại sự tình này, hắn cơ hồ không có thất bại quá. Không cần, Triệu Ninh lắc lắc đầu, ta cùng ngươi không thân. Triệu Ninh phản ứng, cũng không có ra ngoài Hoàng đột nhiên đoán trước, hắn gặp qua rất nhiều loại này là mềm buộc chặt nữ nhân, cho chuyện trò chuyện, không phải chín sao, ta đối hoàng long thành thực hiểu biết chúng ta có thể cùng nhau khai xe thể thao đi căng gió cùng nhau ở ta biệt thự khai du thuyền party người muốn thích du lịch nói chúng ta cũng có thể cùng nhau a à, người mang lên ta ta mang lên tiền đi đâu đều có thể thật không cần triệu ninh lắc đầu mỹ nữ đổi cái liên hệ phương thức mà thôi không đến mức đi hoàng mãnh biểu hiện hơi có chút không kiên nhẫn hắn biết chính mình đến cấp nữ nhân này một ít áp lực ta đều nói không cần ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao triệu ninh cũng bị chọc đến có chút không kiên nhẫn hoàng mãnh thấy triệu ninh này củi gạo không tiến bộ dáng hừ lạnh một tiếng hành ta làm ngươi thanh cao ta xem ngươi có thể thanh cao tới khi nào đi chúng ta đi hoàng mãnh vung tay lên dẫn người rời đi bên kia trương huyền đi theo cố lão gia tử bên cạnh còn chưa đi cố lão gia tử nhìn đến trương huyền thấu đi lên có chút nghi hoặc ở hắn xem ra người này hẳn là đã đi rồi mới đúng Cố lão gia tử, ta nghe nhà ta trưởng bối nói, chúng ta hai nhà phía trước có chút mâu thuẫn, cho nên ta nghĩ đến hóa giải một chút, nhìn xem cố lão gia tử ngươi ý tứ. Mâu thuẫn, ngươi có thể cùng ta có cái gì mâu thuẫn? Cố lão gia tử có vẻ có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc hôm nay trình diện khách khứa, trừ bỏ hoàng gia bên ngoài, không hắn có thể để mắt, cái loại này tiểu gia tộc cùng chính mình có mâu thuẫn, bọn họ cũng cân xứng được với là mâu thuẫn. Cố lão hoàn toàn không lấy con mắt đi xem Trương Huyền, ở cố lão gia tử này châm chọc ngữ khí hạ, Trương Huyền sắc mặt có chút khó coi, cố lão gia tử, ta là đại biểu chúng ta công ty tới thành tâm cùng ngươi nói, ngươi nói nói như vậy, là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cố lão gia tử đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn Trương Huyền, lãnh ngôn quát lớn nói, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng hỏi ta có ý tứ gì? Nói cho ta, ngươi là cái nào công ty tới? Cố lão gia tử, ngươi nếu không nghĩ liêu hợp tác, vậy không hàn huyên, ta tưởng, này bút sinh ý, có rất nhiều người tưởng cùng ta làm." Trương Huyền nhìn thoáng qua Cố lão gia tử, xoay người liền đi. "Đứng lại, ta làm ngươi đi rồi sao?" Cố lão gia tử hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không ở uy hiếp ta?" "Cố lão gia tử, ta chỉ là đang nói một sự kiện thật mà thôi." Trương Huyền nhún vai, nói xong, đi nhanh chiều bãi đỗ xe đi đến. Cố lão gia tử nhìn Trương Huyền đi xa bóng dáng, nổi trận lôi đình, "Tiểu tử, đã thật lâu không ai dám như vậy cùng ta nói chuyện." ta bội phục ngươi dũng khí, nhưng không biết, thực lực của ngươi, xứng không xứng thượng ngươi dũng khí, người tới, cho ta cha. Hắn cùng hắn sau lưng công ty, tất cả đều đến cho ta chết. Cố lão gia tử tiếng giống giận thực vang dội, vang dội đến trang viên nội rất nhiều người đều nghe được rành mạch, trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt chiều trương huyền trên người tập trung nhìn lại, kia nhìn về phía trương huyền ánh mắt giữa, đều mang theo đáng thương cùng tiếc hận. Đắc tội cố lão gia tử, chẳng sợ xa ở Hoàng Long Thành, kia cũng vô dụng. Trương Huyền lái xe, mang theo Triệu Ninh, trực tiếp rời đi cố ra trang viên. Còn không có ra cố ra trang viên Hoàng Mãnh thấy lái xe rời đi Trương Huyền, khóe miệng treo lên cười lạnh, nhìn dáng vẻ, căn bản không cần chính mình động thủ, người này phải chơi xong, bất qua cố ra động thủ, chỉ sợ còn phải chờ chút thời gian, rốt cuộc Hoàng Long thành sự cố ra cũng không dám quá lớn Trương Kỳ Cổ. Nếu không một khi khiến cho Trương gia chú ý, cố gia cũng không dám cùng này Hoàng Long thành quái vật khổng lồ chính diện chống lại, Hoàng mãnh trong đầu bay nhanh hiện lên một ít thân ảnh, đột nhiên, một bóng người dừng lại ở hoàng mãnh trong đầu, cố trình. Cố ra dòng chính tam đại, cố lão ra tử thân tôn tử. Cố trình người này, hoàng mãnh là nghe nói qua, quả thực chính là chơi suy sụp giữa chơi suy sụp, từ 12-13 tuổi thời điểm liền bắt đầu ăn nhậu chơi bời, cũng từ lúc ấy liền bắt đầu chơi nổi lên nữ nhân, mãi cho đến hiện tại 25-26 đến 26 tuổi, như cũng mỗi ngày trà trộn ở các đại ngoạn nhạc nơi, tuyệt đối nhị thế tổ, thả thù hạ còn giữa một đám ăn không ngồi rồi người, mỗi ngày đi theo này phía sau, Mỹ danh rằng có mặt mũi. Bất quá gần nhất cố trình chơi quá hung, làm cố ra rất nhiều cao tầng bất mãn, trực tiếp đem cố trình tiền cấp ngừng, hiện tại cố trình, tuy rằng còn có thể sinh hoạt, nhưng so với phía trước xa hoa lãng phí tới, hiện tại cố trình nhật tử, chỉ có thể xem như thanh bần. Cố trình bức thiết muốn từ cố ra nơi đó làm điểm tiền ra tới, nhưng căn bản không có phương pháp. Hoàng Mãnh muốn cố trình, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua đi, uy, cố trình, ta, hoàng mãnh, được rồi, ta biết ngươi gần nhất khó, đêm nay ta thỉnh ngươi hải, thuận tiện có điểm chuyện tốt cho ngươi làm, yên tâm, nhà ngươi phải biết rằng, khẳng định đều cao hứng muốn chết. Hoàng mãnh cắt đứt điện thoại sau, thượng chính mình sang quý xe thể thao, hướng Hoàng Long Thành bay nhanh mà đi. Ban đêm, Hoàng Long Thành lớn nhất hội sở nội, xa hoa ba điều tám ghế lô chung, mỹ nữ ngồi đầy ghế lô, Hoàng mãnh ôm một người thanh niên ngồi ở ngay trung tâm, quần áo bại lộ mỹ nữ vì hai người đảo thượng rượu, đưa đến bên miệng. Cố lão đệ, biết người nghẹn thật lâu, hôm nay hảo hảo thả lỏng một chút, người muốn thích, này một phòng, người đều mang đi. Hoàng mãnh đại khí vung tay lên. Cố trình nhìn Hoàng đột nhiên bộ dáng, vẻ mặt nôn nóng mở miệng, mãnh ca, người nói rốt cuộc là gì sự a? À. Nhưng cấp chết lão đệ ta, người biết, nhà ta hiện tại đã toàn diện đem ta kinh tế nơi phát ra phong tỏa. Đương nhiên, hôm nay ca ca kêu người tới, còn không phải là cho ngươi nói chuyện này đâu. Hoàng Mãnh vỗ vô cố trình bả vai, có biết hay không, này Hoàng Long Thành có cái kêu trương huyền. Cố trình đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, không nghe nói qua. Một tiểu nhân vật, Hoàng Mãnh khóe miệng gợi lên khinh thường thần sắc, bất quá, người này, thực lực là không có, nhưng cố tình kiêu ngạo thực, hôm nay ngươi ra ra mừng thọ ngươi không trở về, này trương huyền, nhưng cho ngươi ra ra khí cái không nhẹ a, à, chỉ là lúc ấy kia cảnh tượng, ngươi ra ra lại là lão tư lịch, Tự nhiên không có khả năng đương trường đối hắn động thủ, này Trương Huyền cũng rất thông minh, trốn trở về Hoàng Long thành, các ngươi Cố ra càng không thể trực tiếp động thủ, rốt cuộc có Trương gia ở kia nhìn chằm chằm. Ngươi gia gia này phân khí, cũng chỉ có thể chịu. Cố Trình tuy rằng là cái nhị thế tổ, nhưng việc này vẫn là có thể nghĩ đến thông, hắn trước mắt sáng ngời, Mãnh ca, ý của ngươi là, làm ta ra tay, trực tiếp lộng cái này Trương Huyền. Hoàng Mãnh mỉm cười gật đầu, lại không có nói chuyện. Cố trình trong mắt xoay chuyển, đột nhiên cười to ra tiếng, sơ lên chén rượu, mãnh ca, chuyện này, tiểu đệ thừa ngươi cái này tình, sự thành lúc sau, tiểu đệ tuyệt đối hậu lễ tặng thưởng. Hậu lễ liền không cần, hoàng mãnh lắc lắc đầu, đều nhà mình huynh đệ, nói này đó làm gì, tới, uống trước rượu. Mãnh ca, ta kính ngươi, cố trình đầy mặt hưng phấn dơ lên chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, theo sau ôm bên cạnh hai gã mỹ nữ, bắt đầu hưởng thụ lên. Hoàng mãnh nhìn lâm vào hưng phấn giữa cố trình, thầm mắng một câu não tàn, theo sau gửi tin tức cấp tiểu đệ, làm cho bọn họ thời thời khắc khắc giám thị trương huyền hướng đi. Từ cố ra trở về lúc sau trương huyền, như cũ ở tại kia bình thường khu nhà phố nội, lúc này đây trương huyền liên tiếp ở nhà ở ba ngày, lúc này mới ra cửa. Trương huyền vừa ra khỏi cửa, đã bị hoàng đột nhiên người quan sát tới rồi, đồng thời trương huyền hành tung, cũng bị bọn họ ở trước tiên chia cố trình. Này ba ngày thời gian, đối với cố trình mà nói, là phá lệ dày vò, hắn gấp không chờ nổi muốn giáo huấn Trương Huyền, một lần nữa khôi phục chính mình kinh tế tự do, từ hoàng mãnh cho hắn nói chuyện này ngày đó bắt đầu, hắn cũng đã ở ảo tưởng khởi chính mình về nhà tranh công cảnh tượng, chỉ tiếc cơ hội này vẫn luôn cũng chưa đã đến. Kết quả này nhất đẳng, khiến cho cố trình đợi 3 ngày, liền ở hắn sắp chờ không được thời điểm, rốt cuộc được đến tin tức, cơ hội tới. Cái kia Trương Huyền lộ diện, cố trình lập tức an bài chính mình tiểu đệ, tùy thời chuẩn bị động thủ liền ở trương huyền sở trụ khu nhà phố ngoại một chiếc bình thường xe thương vụ nội hoàng mãnh mang kính dâm ngồi ở chỗ kia từ từ cố trình người động trương huyền thời điểm các người đi đem trương huyền bên người nữ nhân kia cho ta mang lại đây đã biết sao hoàng mãnh liếm liếm môi thiếu ra ta không rõ ngài muốn kia nữ nhân làm chúng ta ra ngựa là được hà tất muốn cố trình cùng hắn những cái đó phế vật thủ hạ đâu một người hoàng đột nhiên tùy tùng khó hiểu mở miệng a à, kia trương huyền trên tay đều là vết chai, này hiển nhiên không có khả năng là chơi nữ nhân chơi ra tới, hắn là cái người biết võ, tại đây Hoàng Long bên trong thành, vô pháp có đại động tác, bằng không mặt trên nhất định sẽ trách tội xuống dưới, Trương Huyền khiến cho cố trình kia ngốc tử đi đối phó đi, ta chỉ là tưởng chơi nữ nhân mà thôi a à. Hoàng Mãnh cười lạnh, Trương Huyền lái xe rời đi khu nhà phố, đối với Trương Huyền mà nói, hắn muốn đối phó một người, sao có thể không đem người này tra cái đế hướng lên trời. Cố ra có người nào, Đều là này đó hệ thống, thành viên thế nào, tính cách như thế nào, hành sự tác phong, Trương Huyền đều sẽ phân tích. Bao gồm Hoàng Mãnh cũng là như thế. Hoàng Mãnh người này, nhìn qua giống như không có đầu óc, nhưng trên thực tế, hắn tâm so rất nhiều người đều phải thế, nếu tưởng trực tiếp đối phó Trương Huyền, đều không cần làm cái gì theo dõi tiết mục, ở đấu giá hội ngày đó, muốn động thủ liền trực tiếp động thủ. Trương Huyền đã làm rõ ràng những người này tính cách, ở Trương Huyền kiếp sống giữa hoàng mãnh loại này cấp bậc, đều không tính là là đối thủ. Trương huyền lái xe mang theo triệu ninh loạn chuyển, hắn liên tục đi mấy cái địa phương, theo sau mang theo triệu ninh, chuyên môn chiều hẻo lánh địa phương khai đi. Trương huyền tốc độ xe trước sau bảo trì ở không nhanh không chậm giai đoạn, bảo đảm mặt sau người đều có thể đuổi kịp, trương huyền phát hiện, theo dõi chính mình, rõ ràng là hai đám người. Nhìn dáng vẻ, cố ra cũng muốn động thủ A, trương huyền hơi hơi mỉm cười, hắn mấy ngày nay, chính là đang đợi cố ra có điều động tác. Đối với Hoàng Mãnh Định ngày hẹn cố trình chuyện này, lấy Trương Thị tại đây tòa thành địa vị, thực nhẹ nhàng liền tra được. Trương Huyền lái xe tới rồi hẻo lánh đường phố sau phát hiện, những cái đó phía trước lặng lẽ theo dõi chính mình xe, đã không còn ẩn tàng rồi, liền như vậy đi theo chính mình phía sau, hiển nhiên, đối phương là tính toán ở chỗ này đem vấn đề giải quyết. Trương Nhiên thông qua kính chiếu hậu, nhìn đến mặt sau chiếc xe bắt đầu tăng tốc thời điểm, bát thông một chiếc điện thoại, lăng không tiền bối, thông chi một chút nguyên sơ thánh địa đi, có người ở Hoàng Long Thành làm sự, đối, ở Tây Kinh lộ 78 hào, không sai biệt lắm liền cái này địa phương. Đường Trương Huyền cắt đứt điện thoại lúc sau, có 8 chiếc xe đã vào tới Trương Huyền xa tiền, này 8 chiếc xe đồng thời thả chậm tốc độ, lấp kín Trương Huyền đường đi, thẳng đến 8 chiếc xe dừng lại, rồi sau đó phương chiếc xe cũng ngừng lại, triệt triệt để để đem Trương Huyền chắn ở nơi này. Trương Huyền chiều bên cạnh nhìn một chút, cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, Tây Kinh lộ 79 hào, đối phương tốc độ so Trương Huyền trong tưởng tượng muốn chậm một chút. Trương Huyền mở cửa xe, đi xuống tới, Triệu Ninh đồng dạng cùng Trương Huyền xuống xe. Trương Huyền nhìn thoáng qua Triệu Ninh, cũng không lo lắng cái này bề ngoài như thế mê người nữ nhân, thật đánh nói, tới những người này thêm lên, cũng không phải Triệu Ninh đối thủ. Đường Trương Huyền xuống xe lúc sau, trước sau lấp kín Trương Huyền 16 chiếc xe môn, cũng toàn bộ mở ra. Mỗi chiếc xe thượng đều xuống dưới 4-5 người, trong lúc nhất thời, mấy chục cá nhân đem Trương Huyền bao quanh vây quanh, những người này toàn bộ mặt lộ vẻ không tốt, trong tay cầm côn bổng một loại khí cụ. Ở Hoàng Long Thành, đao loại vật phẩm là tuyệt đối không thể đưa tới trên đường phố, một khi bị thánh địa phát hiện, mặc kệ là ai, giống nhau nghiêm trị. Mấy chục người vây quanh Trương Huyền, cố trình loạn trọn đầu, đi đến đám người nhất trung tâm, nhìn Trương Huyền. Về cố trình tin tức, Trương Huyền đã sớm nắm giữ lúc này nhìn đến này thân thể thịt gầy yếu khí huyết đều hư cố trình trương huyền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc ngươi là ai làm gì vậy trương huyền đúng không cố trình ném trong tay côn bổng nghe nói ngươi thực nghiêu bức a phải không trương huyền nhìn chung quanh bốn phía vẻ mặt nghi hoặc ngươi là ai a tiểu ra tên là cố trình trường trung thành cố ra người ở ta cố ra chơi uy phong ngươi giống như thực kiêu ngạo a cố trình vặn vẹo cổ hôm nay ta liền phải đại biểu chúng ta cố ra hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Có ý tứ, đại biểu cố ra, Trương Huyền cười một chút, ta đi cố ra, là nói chuyện hợp tác, hợp tác nói không thành, ta đi là được, như thế nào, cố ra người còn bởi vì hợp tác nói không thành liền tưởng đối phó ta. Đối phó ngươi thì thế nào, cố trình đầy mặt khinh thường. Cố ra thật đúng là bá đạo A, đây là không đem nguyên sơ thánh địa để vào mắt. Trương Huyền cười nói, nguyên sơ thánh địa, có một số việc, còn không tới phiên nguyên sơ thánh địa tới quản, Cố trình hiển nhiên kiêu ngạo quán, tiểu tử, hôm nay, người tồn tại đi không gian này đường phố. Ở cách đó không xa, một chiếc màu đen xe thương vụ chung. Hoàng Mãnh tính xem sự tình phát triển, trong tay hắn bưng một ly rượu vang đỏ, hơi hơi lay động, trong đầu đã ở ảo tưởng khởi triệu ninh kia mạn rượu dáng người. Thiếu ra, có tình huống, lái xe tài xế đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hoàng Mãnh mày nhân lại, sao lại thế này, đại kinh tiểu quái, thánh địa người tới. Tài xế biểu tình ngưng trọng. Hoàng Mãnh sắc mặt nháy mắt biến đổi, thánh địa người tới. Sao có thể? Ở Hoàng Long Thành, tuy rằng quy củ nghiêm ngặt, nhưng cũng có chút tiềm quy tắc, giống loại địa phương này, phụ trách trông coi này phiến đường phố thánh địa người phụ trách, giống nhau đều cùng cố trình loại người này giao tình không tồi, phát sinh như vậy sự, chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, như thế nào sẽ tham dự. Mấy chiếc xe lập lè hồng lam đan chéo quang mang, bay nhanh chạy tại đây con phố thượng, chiếc xe dừng lại, bên trong xe người đi xuống, mỗi người đều thân xuyên áo dài, ở áo dài mặt sau, viết có nguyên sơ hai chữ. Này đại biểu đến từ nguyên sơ thánh địa. Nguyên sơ thánh địa xuất hiện, làm chuẩn bị động thủ cố trình sắc mặt cũng có biến hóa. Làm gì đâu, đều cho ta chạm hảo. Một người thân khoác nguyên sơ thánh địa áo dài trung niên nam nhân quát lớn một tiếng. Này đó vây quanh trương huyền người, bên trong ném xuống trong tay côn bổng ở chỗ này, nguyên sơ thánh địa chính là thiên, căn bản đắc tội không nổi kia trung niên nam nhân bước đi tiến đám người giữa. Cố trình nhìn đến trung niên nam nhân, lập tức ra tiếng, từ đội trưởng, là ta. Là ta, cố trình. Bị gọi từ đội trưởng trung niên nam nhân mày nhân lại, quét mắt cố trình, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, cũng không có phản ứng cố trình. Từ đội trưởng, là ta, ta cố trình A, phía trước chúng ta cùng nhau uống qua rượu. Đem những người này, tất cả đều cho ta mang đi. Từ đội trưởng hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh gãy cố trình nói. Nhìn từ đội trưởng kia tức giận bộ dáng, cố trình trong lòng toàn là nghi hoặc, còn không có tới kịp nghĩ nhiều cái gì, nguyên sơ thánh địa người liền đi lên, đưa bọn họ toàn bộ mang đi, bao gồm Trương Huyền cùng Triệu Ninh, cũng đều bị mang đi. Màu đen xe thương vụ thượng, Hoàng Mãnh thấy tình thế không đúng, mau, đi trước. Hoàng Mãnh thúc giục tài xế. Tài xế cười khổ một tiếng, thiếu ra, chúng ta chỉ sợ, đi không xong. Tại đây chiếc xe thương vụ chung quanh, thuộc về nguyên sơ thánh địa xe đã xông tới, đem này chiếc màu đen thương vụ bao quanh vây quanh. Vài tên nguyên sơ thánh địa người kéo ra xe thương vụ cửa xe, nhìn mắt ngồi ở bên trong hoàng mãnh, lạnh lùng nói, xuống dưới đi, theo chúng ta đi. Vài vị thánh địa trưởng quan, ta ngồi ở trong xe, hẳn là không có phá hư hoàng long thành quy củ đi. Hoàng mãnh ngồi ở trong xe, không muốn động. Làm ngươi đi thì đi, phí nói cái gì, vài tên nguyên sơ thánh địa người rõ ràng tâm tình không tốt, trực tiếp động thủ, Ngạnh Sinh sinh đem Hoàng Mãnh kéo xuống xe. Các ngươi làm gì vậy? Tin hay không ta khiếu nại các ngươi? Các ngươi thân là thánh địa thành viên, như thế nào có thể đối một cái hợp pháp thị dân sử dụng bạo lực? Hoàng Mãnh lớn tiếng kêu gọi. Hợp không hợp pháp, từ từ tự nhiên đã biết, đi. Sơn Hải giới có 10 đại thánh địa, đem Sơn Hải phân chia chia làm 10 cái khu vực. Thánh địa chính là mỗi một cái khu vực tối cao chấp pháp giả, thành trì nội luật pháp, quy tắc cũng tất cả đều là từ thánh địa tới chế định. Thánh địa ở mỗi một cái thành trấn đều phái người đóng quân. Lúc này, Nguyên sơ Thánh địa Hoàng Long thành phòng thẩm vấn nội, mấy chục người bị giam giữ ở chỗ này. Bị nhốt ở nơi này, có cố gia người, có hoàng gia người, này hai nhà, kia đều là bối cảnh cường hãn hạng người, ngày thường quan hệ đều chuẩn bị đúng chỗ, khi nào đã tới này phòng thẩm vấn. Nhưng hôm nay, ở đây người, tất cả đều không đến chạy, đều bị giam giữ tại đây phòng thẩm vấn chung. Phòng thẩm vấn nội Hoàng Mãnh không ngừng yêu cầu thấy cao tầng. Cố trình tắc lớn tiếng kêu gọi vị kia từ đội trưởng tên, nói cho còn lại người hắn cùng từ đội trưởng có bao nhiêu quen thuộc. Nhưng mặc cho này hai người như thế nào kêu to, cũng chưa người phản ứng bọn họ. Hiện tại, nguyên sơ thánh địa đóng quân ở Hoàng Long thành cao tầng, toàn bộ đều ở một gian văn phòng nội, này văn phòng có gần 200 cái bình phương. Lúc này, văn phòng nội ngồi chính là cố gia hiện giờ đương gia cố lão gia tử, còn có hoàng gia gia chủ, cũng chính là hoàng đột nhiên lão tử. Ta không rõ, ta nhi tử căn bản là không tham dự chuyện này, các người đem hắn trảo lại đây làm gì. Ta yêu cầu thả người, hoàng gia gia chủ thái độ rất cường ngạnh. Ta tôn nhi chỉ là dẫn người ở trên phố đi lại một chút, chẳng lẽ này cũng trái với nguyên sơ thánh địa quy tắc sao. Cố lão gia tử cũng có vẻ không phục lắm, khí thế mười phần. Đừng nhìn cố lão gia tử tuổi tác đã lớn, nhưng hắn chính là có được thiên đạo một trọng thực lực cao thủ, hiện giờ tuổi, còn có thể sống thật lâu. Ở Hoàng Long Thành, Nguyên Sơ Thánh Địa đóng quân tối cao trưởng quan là một người thiên đạo nhị trọng cao thủ, tên là Vệ Tử An. Vệ Tử An tỏa ở chủ vị thượng, nghe Hoàng gia cùng cố ra phát ra ồn ào thanh, hừ lạnh một tiếng, đều câm miệng cho ta. Một người thiên đạo nhị trọng cao thủ ra tiếng, cố lão gia tử cùng Hoàng gia gia chủ chẳng sợ lại không phục, đều ngậm miệng lại. Đại gia rất rõ ràng, tuy rằng ở Sơn Hải Giới, chia làm luyện khí cùng khoa học kỹ thuật hai loại văn minh, đối với người thường mà nói, nắm giữ bất luận cái gì một môn đều có thể sinh hoạt, nhưng đồng thời cũng minh bạch, từ tối cao góc độ tới giảng, vẫn là vũ lực chế hành hết thảy. Vì cái gì nơi này quy nguyên sơ thánh địa quản, không phải nguyên sơ thánh địa khoa học kỹ thuật trình độ có bao nhiêu cao, mà là bởi vì nguyên sơ thánh địa thánh chủ, có thiên đạo bảy trọng quyết định thực lực. Là này Sơn Hải giới trí cường giả chi nhất. Ở Sơn Hải giới, thiên đạo một trọng, xưng được với là cao thủ, Thiên đạo nhị trọng, đã có thể ở một tòa đại thành đảm nhiệm thành chủ chức, thiên đạo tam trọng, tùy tùy tiện tiện tự lập môn phái, thiên đạo bốn trọng, nhưng hoành hành toàn bộ sơn hải giới. Thiên đạo năm trọng, như vậy cao thủ, cơ hồ đã bất xuất thế, thiên đạo sáu trọng, kia ở thánh địa giữa, đều là một người dưới vạn người phía trên, thiên đạo bảy trọng, toàn bộ sơn hải giới, cũng liền như vậy mấy người, có thể số lại đây. Vệ tử an ánh mắt từ hoàng gia gia chủ cùng cố lão gia tử trên người nhìn quét qua đi. Các ngươi cảm thấy, hôm nay phát sinh, chỉ là việc nhỏ sao. Ở ta Hoàng Long Thành, còn không có phát sinh quá, sau này càng ác liệt sự. Vệ tử An dỗi tay chụp phủi mặt bàn, kia mặt bàn vang lên tiếng đánh, chứng minh vệ tử An nội tâm giữa phẫn nộ. Hoàng gia gia chủ tuy rằng đối vệ tử An nói khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là phụ họa nói, đúng vậy, vệ trưởng quan, việc này đích xác làm được không đủ thỏa đáng, nhưng là cũng không nháo ra cái gì nhiễu loạn tới đúng hay không, cứ như vậy vẫn luôn đem người đóng lại, không thích hợp đi đích xác ta kia tôn nhi tuổi cũng tiểu không trải qua quá này đó vệ trưởng quan ta sẽ đem hắn mang về hảo hảo quản giáo cố lão gia tử ra tiếng cố trình tuy rằng ở nhà không được ưa thích nhưng như thế nào cũng là cố ra người tổng không có khả năng đặt ở bên ngoài cấp thánh địa đi xử lý vệ tử an nhìn hai người kia còn vi hậu bối biện hộ bộ dáng khí thở hổn hển họ cố họ hoàng khi nào các ngươi hai người còn đang suy nghĩ này đó các ngươi cho rằng ta vệ tử còn đâu làm gì, hiện tại Hoàng Long Thành đã đại loạn, chính là bởi vì các ngươi ra tiểu bối, thế nào, hôm nay việc này, các ngươi hai cái tính toán cấp trong nhà tiểu bối khiêng xuống dưới phải không? Hoàng gia gia chủ vội vàng cười làm lành, vệ trưởng quan, đừng kích động, đừng kích động, hôm nay việc này đâu, ta nhiều ít còn hiểu biết một ít, tiểu bối sự, đó chính là chuyện của chúng ta, nếu không ngươi đem người trẻ tuổi kia kêu tới, ta cùng hắn tâm sự, mọi người đều ở Hoàng Long Thành, Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không sao. "Không tồi, vệ trưởng quan." Cố lão gia tử cũng mở miệng, "Chuyện này thật là Ta kia Tôn Nhi làm có chút không thỏa đáng, nhưng việc này cũng không thể toàn trách Ta kia Tôn Nhi a, à, cái kia kêu Trương Huyền tiểu bối ta cũng gặp qua, phi thường không có lễ phép, chuyện này hắn ít nhất đến có hơn phân nửa trách nhiệm." "Không lễ phép?" Vệ tử An giận cực phản cười, "Họ Cố, người tính toán làm Trương thị người thừa kế, đối với ngươi như thế nào lễ phép?" đối với ngươi tất cung tất kính sao? ngươi có phải hay không đã quên ngươi hoàng gia sản sơ là như thế nào rời đi hoàng long thành? ngươi có phải hay không đã quên ngươi hoàng gia ở trương gia trước mặt đau khổ xin tha bộ dáng hiện tại chỉ là bởi vì một cái mặt mũi liền phải tập kết như vậy nhiều người đi ẩu đả trương gia người thừa kế ngươi hoàng gia là hảo vết sẹo đã quên đau không? vốn đang có rất nhiều lời muốn nói cố lão gia tử cùng hoàng gia gia chủ tức khắc sửng sốt trương gia người thừa kế trương gia này hoàng long thành tuy rằng là nguyên sơ thánh địa quản hạt phạm vi, nhưng đối với hoàng gia củng cố gia loại này gia tộc tới nói, nguyên sơ thánh địa đối bọn họ uy hiếp lực, thật sự không phải rất lớn, bọn họ là làm buôn bán, kiếm tiền, Hoàng Long Thành yêu cầu phát triển, liền không rời đi bọn họ, đại gia là cùng có lợi, cho nên chuyện gì đều có nói điều kiện đường sống, nếu không này hai cái thiên đạo một trọng, làm sao dám cùng thiên đạo nhị trọng vệ tử an nói điều kiện đâu. Ngược lại đối với trương gia cái này quái vật khổng lồ, hoàng gia cùng cố gia, là đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Hoàng gia cùng cố ra lại lấy sinh tồn, chính là sau lưng sinh ý, mà kia quái vật khổng lồ trương gia có thể nhẹ nhàng tồi suy sụp hai nhà sinh ý, làm cho bọn họ hai nhà ở trong một đêm mất đi sở hữu. Đây là nguyên sơ thánh địa làm không được sự. Cho nên, đối với trương gia, bọn họ tuy rằng trong lòng đều có bất mãn, thậm chí còn ở mưu hoa khi nào có thể vặn ngã trương gia, nhưng ở hết thảy đều là không biết dưới tình huống, bọn họ nhìn thấy trương gia người, liền cùng lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, thậm chí liền xem cũng không dám con mắt đi xem. Mà hiện tại, thế nhưng nghe được, chính mình ra hai cái tiểu bối đối phó, là trương gia người thừa kế. Đó là trương gia A. Cố lão gia tử gian nan nuốt một ngụm nước bọt, vệ trưởng quan, ngươi là nói, cái kia trương huyền, là trương gia người thừa kế. Cố lão gia tử nói chuyện khi, thanh âm đều ở phát run. Vệ tử an hừ lạnh một tiếng, các ngươi hai nhà, thật là càng sống càng đi trở về liền đối phương thân phận là cái gì cũng không biết, liền dám động thủ. Ngươi cho rằng ta đem các ngươi hai nhà người trảo tiến vào làm gì? Nếu ta không phái người đi ra ngoài, người tin hay không, hiện tại nằm ở trên đường phố, tuyệt đối không phải trương gia người thừa kế, là các ngươi hai nhà tiểu bối thi thể. Hoàng gia gia chủ cùng cố lão gia tử thân thể đồng thời run lên, hai người bọn họ căn bản là không có đi hoài nghi vệ tử an nói. Trương gia là cái dạng gì thủ đoạn, cố gia là tràn đầy thể hội, mà lúc trước cố ra thảm trạng, hoàng gia cũng là tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không đi hoài nghi trương gia sở có được năng lượng. Cố lão gia tử đột nhiên nghĩ đến, ngày đó trương huyền ở cố gia nói muốn cùng chính mình giải trừ ngăn cách, muốn cùng cố ra nói chút hợp tác, mà khi đó chính mình, giống như xua đuổi khất cái giống nhau đem trương huyền đuổi đi đi, nghĩ vậy một màn, cố lão gia tử đương trường chiều chính mình mấy bàn tay, đây là có thể làm cố gia quang minh chính đại phản hồi hoàng long thành cơ hội A, liền như vậy bị chính mình cấp bỏ lỡ. Hoàng gia gia chủ ở sợ hãi đồng thời, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chính mình kia nhiệt tử chỉ là ở đây, không có làm cái gì chuyện khác người, những người đó cũng đều là cố gia kia tiểu tử gọi tới, cùng hoàng gia không có quan hệ, nếu không khả năng lần này liền đem toàn bộ hoàng gia lâm vào vạn kiếp bất phục nơi a. À. Hai vị, lời nói đã phóng tới này, Trương gia bên kia, ta tạm thời có thể ổn định, nhưng các ngươi khẳng định là phải cho Trương gia một cái hồi đáp. Vệ tử An đứng dậy, các người hai nhà tiểu bối đưa tới phía trước phòng thẩm vấn đi, các người hai người đi xem đi. Đa tạ, đa tạ, đa tạ vệ trưởng quan. Cố lão gia tử cùng hoàng gia gia chủ liên tục nói lời cảm tạ, theo sau bước nhanh chiều phòng thẩm vấn đi đến. Phòng thẩm vấn chung, cố trình cùng hoàng mãnh hai người bị giam giữ ở bên nhau, hai người trên mặt, còn đều mang theo bất mãn cảm xúc. Kéo kẹt tương đương, phòng thẩm vấn muôn bị người đẩy ra, cố lão gia tử cùng hoàng gia gia chủ thân ảnh, từ phòng thẩm vấn cửa đi đến. Đương nhìn đến cố lão gia tử cùng hoàng gia gia chủ thân ảnh khi, cố trình cùng hoàng mãnh hai người, lập tức trở nên hưng phấn lên. Cha! Gia gia! Hai người đồng thời kêu to ra tiếng. Hoàng gia gia chủ đi đến hoàng mãnh trước mặt, hít sâu một hơi, được rồi, cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng hỏi, có gì chúng ta về nhà lại nói. Cha! Chính là! Hoàng mãnh vừa muốn nói chuyện, kết quả bị hoàng gia gia chủ một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về lập tức nhắm lại miệng mà cố lão gia tử đi đến cố trình trước mặt không đợi cố trình nói chuyện cố lão gia tử giơ lên tay một cái tát chiều ở cố trình trên mặt kia thanh thúy tiếng vang toàn bộ phòng thẩm vấn đều nghe được rành mạch cố lão gia tử chính là thiên đạo một trọng cao thủ này một cái tát chiều đi lên chẳng sợ đã thu sức lực như cũng đem cố trình mặt chiều cao cao sưng to lên cố trình chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau nhiệt xúc nhiệt xúc cố lão gia tử có vẻ cực kỳ phẫn nộ một chân trực tiếp đem cố trình đá phiên trên mặt đất ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu chuyện gì đều dám làm ta xem ngươi là ngày thường kiêu ngạo quán trương huyền là trương gia người thừa kế ngươi đều dám dẫn người đi đánh ngươi có phải hay không tưởng hủy hoại ta cố ra đứng ở một bên hoàng mãnh thức khác cả kinh trương huyền trương gia người thừa kế sao có thể trương gia người thừa kế ở đấu giá hội ngồi cuối cùng một loạt Trương gia người thừa kế mở ra một chiếc 100 vạn linh thạch xe. Trương gia người thừa kế ở tại bình thường khu nhà phố. Cố Trình cũng là sắc mặt biến đổi, "Trương, Trương, Trương gia người thừa kế." Cố Trình ở Hoàng Long thành là kiêu ngạo, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình kiêu ngạo đối tượng chỉ là những cái đó vô quyền vô thế, gặp được có quyền thế, chính mình căn bản là không có kiêu ngạo tư bản, liền tỷ như kia Trương gia, Trương gia tưởng diệt chính mình, liền cùng diệt một con con kiến giống nhau đơn giản. Này này, cố trình che lại sườn mặt, ra ra, ta không biết à. Ta không biết à, ta không biết Trương Huyền là cái gì thân phận. Cố trình giờ khác này có vẻ vô cùng hoảng loạn, hắn đột nhiên thấy được một bên Hoàng Mãnh, giống như bắt lấy cứu mạng dơm giả giống nhau chỉ vào Hoàng Mãnh, là hắn. Ra ra, là Hoàng Mãnh, Hoàng Mãnh nói cho ta cái kia Trương Huyền chỉ là một tiểu nhân vật, cũng là hắn xúi dục làm ta đối Trương Huyền động thủ, nói như vậy có thể cho ra ra ngươi vui vẻ ra gia bằng không ngươi mượn ta một ngàn cái lá gan, ta cũng không dám hướng trương ra người động thủ a. ân, cố lão gia tử ánh mắt nháy mắt liền nhìn đến hoàng mãnh trên người, theo sau chuyển rời đến hoàng gia gia chủ trên người. vài giây sau, cố lão gia tử gật gật đầu, vươn một cái ngón tay cái. hoàng gia chủ thật là hảo thủ đoạn a, ta vốn dĩ cho rằng, ta cố ra rời khỏi hoàng long thành hẳn là cùng hoàng long thành các vị không có liên quan. nhìn dáng vẻ các ngươi là này trường trung thành cũng không nghĩ làm ta đại a. Hoàng gia chủ sắc mặt biến đổi, cố lão gia tử, người đừng có hiểu lầm, nếu là nhà của chúng ta làm cái gì, ta hiện tại cũng không có khả năng cùng người cùng nhau đãi tại đây. Là, là cùng nhau đãi tại đây không sai. Hoàng lão gia tử gật gật đầu, nhưng là, đối trương gia động thủ người, tất cả đều là đến từ chúng ta cố ra, mà nhà các người đâu, chỉ là ở đây mà thôi. Đối với ở đây chuyện này, thực dễ dàng là có thể nói được qua đi, đúng không? Hoàng gia chủ, thật là lợi hại thủ đoạn A, xem ngươi vừa rồi bộ dáng, thật như là mới biết được này tin tức giống nhau, người này kỹ thuật diễn, chẳng sợ không luyện khí, không kinh thương, đi đương cái con hát, cũng có thể đã chịu không ít người hoan nghênh đi. Hoàng gia gia chủ hung tợn chừng mắt nhìn Hoàng Mãnh liếc mắt một cái. Hoàng Mãnh hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, cha. Ta thật sự không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết a. À, ta chỉ là xem kia trương huyền bạn nữ đẹp, chỉ thế mà thôi. Ta sao có thể biết hắn là trương gia người thừa kế. Phế vật đồ vật, hoàng gia gia chủ đồng dạng một cái tát chiều đến hoàng đột nhiên trên mặt, chửi ầm lên nói, cả ngày trong đầu tưởng trừ bỏ nữ nhân chính là nữ nhân. Phế vật, phế vật. Hoàng mãnh quỷ gối nơi đó, một tiếng cũng không dám cổ họng. Vài vị, gia sự liền chờ trở về ở xử lý đi. Vệ tử An thân ảnh xuất hiện ở phòng thẩm vấn chung, Trương gia người đã tới rồi, vài vị nên đi nói nói việc này muốn như thế nào giải quyết. Cố lão gia tử trừng mắt nhìn mắt hoàng gia gia chủ, hừ lạnh một tiếng theo sau vung tay áo, đi ra phòng thẩm vấn. Hoàng gia gia chủ thở dài, hắn biết, chuyện này chỉ sợ vô pháp giải thích thanh, nếu hôm nay không xử lý tốt, khẳng định phải bị cố gia ghi hận thượng. Cố gia tuy rằng không ở Hoàng Long Thành, nhưng nhân mạch cùng địa vị còn đều đặt ở kia, đắc tội cố gia, đối hoàng gia không có chỗ tốt, vạn nhất lần này cố gia xảy ra chuyện, trước khi chết kéo chính mình hoàng gia đệm lưng, vậy không hảo, muốn đem việc này giải quyết, đó chính là cùng cố gia cùng nhau gánh vác, ai cũng đừng lấy lòng, chỉ có như vậy. Cố lão gia tử trong lòng mới có thể thoải mái điểm. Hoàng gia gia chủ nghĩ thông suốt điểm này, lắc lắc đầu, đi ra phòng thẩm vấn. Cố trình cùng Hoàng mãnh vội vàng đứng dậy đuổi kịp, cúi đầu đi ở trường bối phía sau, đại khí cũng không dám ra. Một gian phòng khách nội, cửa phòng mở ra, Hoàng gia cùng cố ra người xuất hiện ở cửa. Mà phòng khách chung, Trương Huyền cùng Triệu Ninh hai người, đang ngồi ở trên sofa, chậm rãi phẩm trà, ở Trương Huyền phía sau, đứng một người mặc bạch sam nam nhân, nhìn qua hơn 30 tuổi. Kia thiên đạo nhị trọng cường giả vệ tử an, tắc vẻ mặt cung kính đứng ở này bạch sam nam nhân bên cạnh, toàn thân đều để lộ một cổ câu nệ. Cố lão gia tử cùng hoàng gia gia chủ ánh mắt dần dần chuyển rời đến trương huyền trên người. Trương huyền buông trong tay chén trà, dựa ngồi ở chỗ kia, cố lão gia tử, lại không phải lần đầu tiên thấy, làm gì như vậy câu nệ, mau ngồi, bên cạnh vị này chính là hoàng gia gia chủ đi, tuy rằng lần đầu tiên thấy, nhưng các người hoàng gia làm việc phương pháp ta trong khoảng thời gian này đã khắc sâu kiến thức theo giải nói như thế nào đâu trương huyền tay kéo xuống ngạc trầm tư một chút theo sau phun ra ba chữ thực bá đạo trương huyền theo như lời thực bá đạo này ba chữ làm hoàng gia gia chủ lộ ra vẻ mặt chua xót hai vị đừng đứng tới ngồi đi trương huyền chỉ chỉ trước người hai trương ghế dựa hoàng gia gia chủ cùng cố lão gia tử đi đến phụ cận lại cũng chưa dám ngồi xuống chỉ dám đứng ở nơi đó hoàng mãnh cùng cố trình hai người đi theo phía sau liền đầu cũng không dám ngẩng lên hoàng thiếu gia đây là làm sao vậy như là thay đổi cá nhân giống nhau trương huyền vẻ mặt kỳ quái đánh giá hoàng mãnh hoàng mãnh run run cười trương thiếu gia là ta có mắt không thấy thái sơn trương huyền trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi mày nhân lại cười ngươi cho rằng chuyện này thực hảo chơi phải không hoàng mãnh chân mềm nhún lại lần nữa quỳ trên mặt đất đôi tay không ngừng chiều chính mình trên mặt chiều bàn tay trương thiếu gia thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi hoàng mãnh bàn tay chiều đến trên mặt thanh âm không ngừng vang lên trương huyền nhíu chặt mày giãn ra hơi hơi mỉm cười tiết tấu không tồi ta thích nghe hảo hoàng gia chủ cố lão gia tử chúng ta một sự kiện một sự kiện đi nói trước nói hoàng gia đi chúng ta trương gia cùng hoàng gia giống như không có gì xung đột đi hoàng gia chủ liên tục gật đầu không có không có kia hoàng gia chủ quý công tử làm gì vẫn luôn cùng ta băn khoăn đâu ngay cả ta tham gia đấu giá hội đều phải đã chịu quý công tử chào phúng chào phúng ta cái gì tới trương huyền lộ ra một bộ suy tư biểu tình vài giây sau một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói nga đúng rồi chào phúng ta nghèo kia nhìn dáng vẻ hoàng gia mấy năm gần đây sinh ý làm không tồi tùy thời đều có đem chúng ta trương gia hoàn toàn chèn ép đi xuống năng lực chỉ là hiện tại còn không nghĩ làm như vậy Đúng không? Hoàng gia gia chủ vừa nghe lời này, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Ai không biết, này ở Hoàng Long thành làm buôn bán, kia đều đến đi xem Trương gia sắc mặt, Trương Huyền ý tứ trong lời nói, hoàng gia chủ nghe được thực minh bạch, cảm thấy chính mình sinh ý làm không tồi đúng không, kia về sau cũng đừng làm. Hoàng gia chủ vội vàng không người, "Trương thiếu gia, đây đều là hiểu lầm a, đều là hiểu lầm, đều là này nhiệt tử không hiểu chuyện." "Không không không không," Trương Huyền lắc lắc đầu. Hoàng Mãnh lại không phải ngốc tử, nếu không hiểu chuyện, cũng không có khả năng 300 vạn chụp một đôi vòng ngọc A, này không phải không hiểu chuyện, đây là tự tin đủ, đúng rồi, nghe ta bạn gái nói, Hoàng Mãnh còn muốn mang ta bạn gái đi xem các người Hoàng gia biệt thự, các người Hoàng gia siêu xe, đi theo các người Hoàng gia hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt. Này, Hoàng gia gia chủ hiện tại thật là hận không thể trực tiếp cấp Hoàng Mãnh lộng chết, nếu không phải chính mình chỉ có này một cái con trai độc nhất, hà tất như bây giờ mơ ước trương ra người thừa kế nữ nhân, thật hắn sao đầu óc bị lừa đá. Trương huyền cười cười, hoàng gia chủ, muốn ta nói, nam nhân đáp ứng sự, có phải hay không đến làm được. Hoàng gia chủ mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết nên như thế nào trả lời, này. Nam nhân đáp ứng sự, nhất định là phải làm đến, nếu các người hoàng gia thiếu đông gia nói muốn mang ta bạn gái đi gặp xa hoa lãng phí sinh hoạt, kia dù sao cũng phải có điểm hành động đi. Người cảm thấy, xa hoa lãng phí sinh hoạt, đến muốn nhiều ít linh thạch đâu. Hoàng gia chủ bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, trương thiếu gia, này đối bất đồng người tới nói, xa hoa lãng phí định nghĩa cũng không. Trương huyền trực tiếp đánh gãy hoàng gia chủ thanh âm hỏi, kia đối ta trương gia tới nói đi. Người cảm thấy, mấy cái trăm triệu đối với ta trương gia tới nói, tính xa hoa lãng phí sao? Này, hoàng gia chủ nhân tinh nhiều năm như vậy, nghe thế, sao có thể nghe không ra trương huyền ý tứ trong lời nói, đây là muốn bồi thường a một mở miệng chính là mấy cái trăm triệu mấy cái trăm triệu a đối với hoàng gia tới nói một phần mười tài sản nhưng hoàng gia chủ có thể nói nhiều sao nếu nói mấy cái trăm triệu đối với trương gia tới nói tính xa hoa lãng phí này còn không phải là khinh thường trương gia sao cần phải nói không nhiều lắm này giá cả liền tiếp tục hướng lên trên trương a hoàng gia chủ hít sâu một hơi trương thiếu gia cái này kim ngạch đối với ai tới nói đều không tính thiếu kia hành, 500 triệu, miễn cưỡng xem như xa hoa lãng phí đi. Trương Huyền nhún vai, mà ta bạn gái, không thể làm ngươi hoàng gia thiếu đông ra cùng đi chơi đi. Kia không thể, tự nhiên không thể. Hoàng gia chủ vội vàng lắc đầu, lúc này hắn tâm đang nhỏ máu, 500 triệu A. Đối với hoàng gia tới nói, 500 triệu tuy rằng sẽ không thương gân động cốt, nhưng tuyệt đối là cái siêu cấp đại sổ mục. Cũng đủ thịt đau một trận, bất quá 500 triệu nếu có thể giải quyết việc này, cũng đúng. Trương Huyền gật gật đầu, nếu người hoàng gia chủ cũng cảm thấy phiền toái quý công tử không thích hợp, kia việc này chỉ có thể ta chính mình đi, này 500 triệu, xa hoa lãng phí quá nói, cũng có thể quá một năm, đối với ta cá nhân mà nói, một năm vất vả phí, người cũng liền cấp 500 triệu, này không quá phận đi. Hoàng gia chủ nghe vậy ngẩn ra, lại 500 triệu, đây là một tỷ A. À. Ngay cả 500 triệu, hoàng gia đều phải bán của cải lấy tiền mặt một bộ phận gia sản, một tỷ, đối với hoàng gia mà nói, là bút đại sổ mục A. Hoàng gia tuy rằng thị giá trị mấy tỷ, nhưng đó là thị giá trị, trong đó bao hàm rất nhiều đồ vật. Như thế nào, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, Hoàng gia chủ là cảm thấy, quý công tử thuận miệng một cái hứa hẹn, đều so với ta Trương Huyền này một năm thời gian muốn quý trọng rất nhiều. Nhìn dáng vẻ, ở Hoàng gia chủ trong mắt, ta Trương gia thật sự cái gì đều không tính A. Không 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 không, Hoàng gia chủ vội vàng giải thích, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hành, Vậy nói tốt, ba ngày thời gian, ta muốn gặp đến này số tiền, hoàng gia chủ, có vấn đề sao? Không có, không có. Hoàng gia chủ một bên trả lời, tâm một bên ở lấy máu. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, nhìn về phía vệ tử an, vệ trưởng quan, hoàng gia chủ nói ngươi cũng nghe tới rồi, liền làm chứng, hôm nay là hoàng gia chủ vì hoàng mãnh làm đảm bảo, nếu ba ngày sau tiền không đúng chỗ, kia hoàng gia chủ chính là cố ý bao che, lấy nguyên sơ thánh địa quy củ, loại sự tình này là hẳn là nghiêm túc xử lý đi. Là, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Vệ tử An lớn tiếng trả lời, một chút đều không cho Hoàng gia chủ lưu mặt mũi. Không có biện pháp, ai làm vệ tử An rõ ràng, vị này trương gia thiếu ra sau lưng, đứng cho rằng thiên đạo bốn trọng cường giả đâu. Hơn nữa vệ tử An nghe nói, trương gia trung tâm, là cùng thánh địa thành viên trung tâm có lui tới. Như vậy một cái gia tộc, nơi nào là chính mình một cái đóng quân Hoàng Long thành hành chính trưởng quan có thể đắc tội. Hảo, nếu vệ trưởng quan nói chuyện, ta đây cũng liền an tâm rồi. Kia phía dưới liền nói nói cố ra sự đi, cố lão gia tử nhà các ngươi làm sự, so Hoàng gia còn muốn tàn nhẫn a? Trương Huyền trên mặt ý cười ngâm ngâm. cố lão gia tử nội tâm nhưng khổ. Hoàng gia bên kia quang về điểm này sự liền lấy ra đi một tỷ, chính mình ra, này đến lấy ra đi nhiều ít a? cố lão gia tử đứng ở Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền cười nói, cố lão gia tử, ta biết, trương gia phía trước cùng hoàng gia có chút ngăn cách, con người của ta đâu, vẫn luôn đều cho rằng, trên thế giới này, không có người là vĩnh viễn bằng hiếu, cũng không có người là vĩnh viễn địch nhân, hết thảy hết thảy, đều chỉ biết bởi vì ích lợi phân phối không đều đều, ta cho rằng, cố gia là phi thường có thực lực, cho nên ta tưởng hóa giải chúng ta hai nhà ân oán, tưởng cùng cố lão gia tử ngươi giải trừ hai nhà ngăn cách, nhưng cố lão gia tử, cũng không giống như là thực để mắt ta trương gia, hơn nữa lấy cùng ngày cố lão gia tử ý tứ, là cho rằng ta trương gia liền đương các người địch nhân tư cách đều không có, đúng không? Cố lão gia tử nghe được cái chán đổ mồ hôi, hắn vội vàng lau hạ cái chán mồ hôi, giải thích nói, trương thiếu gia, ngày đó là ta mắt bị mù. Không có việc gì, trương huyền đánh gãy cố lão gia tử nói, mỗi người trong lòng đều có một cây cân, chúng ta trương gia cũng không phải nói muốn cho tất cả mọi người tán thành chúng ta, chỉ là cố lão gia tử, ngày đó ta từ cố ra rời đi sau, các người cố ra liền vẫn luôn làm người âm thầm cha ta, về cha ta người, ta cũng phát hiện mấy cái, hơn nữa hàn huyên một chút, cuối cùng được đến kết quả là, bọn họ là chịu cố lão gia tử ngươi sai xử, dùng cố lão gia tử ngươi nguyên lời nói chính là, ta cùng ta phía sau gia tộc cùng thế lực, đều phải chết, đúng không? Cố lão gia tử hai chân mềm nhún, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, hắn biết, chính mình ngày đó đích xác nói qua nói như vậy, nhưng đó là không biết trương huyền thân phận dưới tình huống A, nếu đã sớm biết có trương gia tầng này thân phận, chính mình dám sao? Dám sao? Đứng ở trương huyền phía sau lăng không nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng, vệ trưởng quan, các ngươi hoàng long thành nội vực quản lý thật là thực hảo a à, một cái nho nhỏ gia tộc, chỉ là một chút chuyện đơn giản, liền muốn ta thiếu ra mệnh, muốn ta thiếu ra phía sau mọi người mệnh. Thuộc về thiên đạo bốn trọng uy áp thật mạnh áp hướng vệ tử an. Vệ tử còn đâu này uy áp hạ, chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn, cũng may này uy áp chỉ rằng có hai cái hô hấp liền biến mất, nếu lại nhiều kiên trì một chút, vệ tử an tuyệt đối không chịu nổi. Đối mặt một người thiên đạo bốn trọng cường giả chất vấn, vệ tử an không dám biểu hiện ra có bất luận cái gì bất mãn, chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố lão gia tử. Cố lão gia tử cũng là chú ý tới vệ tử an ánh mắt, sợ tới mức rụt rụt cổ. Trương huyền lắc lắc đầu, thở dài, ai, ta vốn dĩ cho rằng, cố lão gia tử ngươi nói này đó, đều chỉ là khí lời nói, Ta ở nhà trốn rồi ba ngày, nghĩ cố lão gia tử ngươi khí đã tiêu, kết quả không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa liền có chuyện, nhìn dáng vẻ, cố lão gia tử đây là thật sự tưởng trí ta vào chỗ chết à. ha. Trương Huyền từ đầu tới đuôi, cũng chưa để cố trình sự, đem sở hữu sự đều nói đến cố lão gia tử trên người. Trương Huyền rất rõ ràng, cố trình cùng Hoàng Mãnh bất đồng, tuy rằng hai người đều là gia tộc dòng chính, nhưng Hoàng Mãnh là nhị đại dòng chính, cố trình lại bài tới rồi tam đại hơn nữa hoàng mãnh là hoàng gia gia chủ con trai độc nhất hoàng gia thiếu đông gia tương lai người thừa kế hắn ở hoàng gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết nhưng cố trình đâu cố gia như vậy nhiều con cháu cố trình vẫn là nhất không biết cố gắng một cái cố lão gia tử hôm nay đến đây đích xác có lo lắng cho mình tôn tử nguyên nhân nhưng càng nhiều vẫn là xuất phát từ cố gia thể diện vấn đề rốt cuộc một cái cố gia người bị thánh địa chộp tới thẩm vấn cố gia cũng khó coi nhưng ở quan trọng nhất sự trước mặt Cố Trình là tuyệt đối có thể bị Cố ra từ bỏ, cho nên, chẳng sợ có một số việc là Cố Trình an bài mưu hoa, Trương Huyền cũng sẽ toàn đẩy đến Cố Lão gia tử trên người. Cố Lão gia tử người Lão thành tinh, thấy thế nào không mặc Trương Huyền hiện tại đang ở ngồi cái gì, hắn quay đầu lại nhìn mắt Cố Trình, lại nhìn nhìn Trương Huyền, thở dài một hơi, quang từ trẻ tuổi góc độ tới giảng, Trương gia người trẻ tuổi, không biết siêu việt Cố ra nhiều ít. Đang ở lúc này, Cố Lão gia tử điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Lão gia tử nhìn mắt điện báo người sắc mặt đột nhiên vui vẻ, bởi vì điện báo người, là cố lão gia tử rất sớm phía trước liền phái ra đi, cố lão gia tử có muốn trở về Hoàng Long Thành ý tưởng, có thể tưởng tượng phản hồi Hoàng Long Thành, liền yêu cầu trương gia đồng ý, cố lão gia tử nhưng không cho rằng chính mình hiện tại cùng trương gia quan hệ, trương gia có thể dễ dàng làm chính mình trở lại Hoàng Long Thành, hắn muốn là tìm cơ hội dọn đến trương gia. Mà cố lão gia tử phái ra đi người này, chính là đi tìm cơ hội, người này thân phận cực kỳ đặc thù, cố lão gia tử nói cho người này, trừ phi có vạn ngã trương gia khả năng, hơn nữa cái này khả năng lớn hơn 70% trở lên, nếu không không cần cùng chính mình liên hệ, để tránh bị hoài nghi đến. Hiện tại, liền ở cái này thời điểm mấu chốt, đối phương điện thoại đánh tới. Này thuyết minh, trương gia không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy cường thế. Nếu là cái dạng này lời nói, hôm nay sự, có lẽ không có chính mình tưởng như vậy thảm. Lẽ thường tới nói, dưới loại tình huống này, hắn sẽ không tiếp điện thoại, nhưng cái này điện thoại, nhất định phải ở cùng Trương gia đàm phán trước tiếp, bởi vì trong điện thoại nội dung sẽ thay đổi đàm phán hướng đi. Cố lão gia tử hít sâu một hơi, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Nói xong, cố lão gia tử không xem người khác biểu tình, đi ra này phòng khách, tiếp khởi điện thoại. Lão gia tử, tin tức tốt, tin tức tốt a, Trương gia bên trong ra vấn đề, trong điện thoại truyền đến mừng như điên thanh âm. Sao lại thế này, chậm một chút nói cố lão gia tử cũng cảm giác chính mình tim đập có chút gia tốc. Lão gia tử, đích xác cùng nghe đồn giống nhau, trương gia tối cao quản lý tầng xuất hiện trạng huống, họ thịnh đã thật lâu đều không có lộ diện, trương gia vẫn luôn đều dựa vào kia bốn người chống đỡ, nhưng trương gia tân đi một cái cái gì người thừa kế, đem kia bốn cái toàn bộ khai hỏa trừ bỏ, hiện giờ trương gia cao tầng, chống rỗng, mà trương gia bên trong kinh tế gặp được nan đề, bởi vì một cái kinh tế tuyến nguyên nhân, trương gia cái này kinh tế nan đề một khi vô pháp bổ khuyết, này trương gia cao ốc. Sẽ ở trong một đêm sụp xuống. Hảo, hảo a, à, cố lão ra từ kích động nhéo lên nắm tay. Bất quá cố lão, cơ hội này chỉ có một lần, nhận được tin tức, cái kia tan vỡ kinh tế tuyến trương gia đã chữa trị, bất quá tài chính sẽ vào tháng sau mới đến trướng, cho nên lúc này đây, chúng ta cần thiết nắm chắc thời cơ, trương gia yêu cầu 600 triệu linh thạch tới bổ khuyết, thả này 5 ngày thời gian, nhất định phải đến trướng, chỉ cần chúng ta hạn chế trương gia ở 5 ngày nội lấy không được này 600 triệu linh thạch, Trương gia liền xong rồi. Nhưng một khi muốn bắt đến nói, Trương gia lại có thể khởi tử hồi sinh. Điện thoại chung, trước nửa đoạn thanh âm làm cố lão gia tử hưng phấn, nhưng phần sau đoạn thanh âm, triệt triệt để để làm cố lão gia tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. 600 triệu linh thạch, 5 ngày. Linh thạch nhu cầu số lượng là khủng bố khoa trương, mà thời gian này là ngắn ngủi. Trương gia có thể thiếu 600 triệu linh thạch, đã nói lên có thể tưởng biện pháp tất cả đều suy nghĩ, có thể làm nỗ lực tất cả đều làm, này 600 triệu linh thạch chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, trương gia không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng cố lão gia tử hiện tại rất rõ ràng, này 600 triệu linh thạch, trương gia đã giải quyết, liền ở vừa mới. Điện thoại thanh âm như cũ có vẻ hưng phấn, mà cố lão gia tử đã ấn xuống cắt đứt kiện. Hoàng gia, ngu xuẩn, ngu xuẩn, nếu không phải này đó tiểu bối làm ra tới sự, trương gia như thế nào có thể bắt được cơ hội, không đúng. Cố lão gia tử đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này không phải hoàng gia tiểu bối cùng Cố Trình làm ra tới sự, này hết thảy đều là cái kia Trương Huyền làm ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, 600 triệu tài chính. Cố lão gia tử bắt đầu nhớ lại từ nhìn thấy Trương Huyền bắt đầu thời điểm, ngay từ đầu chính mình nhìn thấy Trương Huyền, đối người này cũng không có cái gì quá nhiều chú ý, chỉ là một cái tiệc mừng thọ đến trễ mà thôi, thật làm chính mình trong tiềm thức ở nhầm vào hắn nguyên nhân, vẫn là bởi vì hoàng đột nhiên những lời này đó làm chính mình đối người này vô cùng coi khinh hơn nữa hoàng mãnh ở trong yến hội châm ngòi thổi gió làm chính mình tiến tới đối trương huyền sinh ra chán ghét mà hoàng mãnh làm như vậy nguyên nhân chỉ là bởi vì hoàng mãnh phía trước cùng trương huyền chi gian có chút xung đột cố lão gia tử tinh tế suy tư một phen đột nhiên cảm thấy có chút khủng bố cái này trương huyền từ lúc bắt đầu liền ở thiết kế những việc này sở hữu sự đều là xuất từ người thanh niên này trong tay vừa mới cố lão gia tử còn đang suy nghĩ nhà mình hậu bối cùng này trương gia người thừa kế chi gian tranh lệch, sự sự thái độ thượng liền hoàn toàn bất đồng, trương gia người thừa kế tâm tư càng vì kín đáo, nhưng hiện tại cố lão gia tử minh bạch, này trương gia người thừa kế, tính cả chính mình ở bên trong, rất sớm phía trước liền tính kế đi vào. Chỉ là một người tuổi trẻ người, liền làm được như thế như vậy, lại làm cái này trương huyền trưởng thành mấy năm, đến khủng bố thành cái dạng gì. Trương gia có được như vậy người thừa kế, chính mình cố ra, nào cái gì cùng trương gia chống lại trương gia lớn như vậy gia tộc, người thừa kế như thế ưu tú, lại xem cố gia, trong nhà chỉ là hơi có điểm sản nghiệp, này đó tam đại dòng chính cũng đã một đám cái đuôi kiều đến bầu trời đi. Cố lão gia tử càng nghĩ càng tâm lạnh, một cái có thể vặn ngã trương gia cơ hội đặt ở trước mắt, lại bị sai thất. Rồi sau đó bối chi gian tranh lệch còn như vậy thật lớn, muốn vặn ngã trương gia, này mấy thế hệ, chỉ sợ là không có hy vọng. Cố lão gia tử lòng mang kích động tâm tình đi ra, trở về thời điểm, đầy mặt uể oải cố lão gia tử, vội xong rồi, chúng ta liền tới tâm sự bồi thường sự đi. Trương huyền mặt mang mỉm cười. Cố lão gia tử gật gật đầu, hắn hiện tại, đã không có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng, trương thiếu gia, người cho rằng, chuyện này, yêu cầu bao nhiêu tiền, có thể bỏ qua đâu. Hai tỷ, thêm người tôn tử mệnh, trương huyền duỗi tay chậm rãi gõ mặt bàn, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, muốn cố trình mệnh nói, từ trương huyền trong miệng nói ra, kia ngữ khí liền cùng nói sát một con gà giống nhau không được cố lão gia tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi tiền có thể bồi thường nhưng chuyện này lại không có chân chính phát sinh ta tôn tử mệnh tuyệt đối không có khả năng hành vậy hai tỷ nói tốt trương huyền búng tay một cái cùng hoàng gia giống nhau ba ngày thời gian ba ngày sau ta muốn gặp đến tiền bằng không vệ trưởng quan này cố lão gia tử có phải hay không cũng coi như cố ý bao che đâu đúng vậy vệ tử an dùng sức gật đầu vậy hành ba ngày thời gian trương huyền đứng dậy lập tức hướng ngoài cửa đi đến triệu ninh cũng vội vàng đứng dậy đi theo trương huyền phía sau lăng không nhìn vệ tử an liếc mắt một cái vệ trưởng quan nhưng ngàn vạn đừng làm thiếu ra nhà ta thất vọng nhất định tiền bối yên tâm vệ tử an hướng lăng không ôm quyền chuyện này ta nhất định tự mình nhìn chằm chằm hảo lăng không gật gật đầu rời đi nơi này đương trương huyền bọn họ rời đi sau trong phòng liền thừa vệ tử an củng cố ra hai người Cố lão gia tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chuyện này ngươi nếu xử lý không tốt lời nói, không ai có thể giữ được ngươi, minh bạch sao? Vệ tử an lời này ý ở cảnh cáo, không đợi cố lão gia tử trả lời, liền rời đi phòng. Cố lão gia tử đứng ở nơi đó, hai tỷ thân thể hắn đang run rẩy. Hai tỷ a, đây là muốn đem cố gia một nửa đều cấp móc ra đi. Này có thể làm cố gia tử nhất lưu gia tộc, lập tức liền trở thành nhị lưu. Hai tỷ linh Thạch khẳng định lấy không ra, này khẳng định muốn bán một ít nguyên bản sản nghiệp. Cố lão gia tử đối Trương gia đã hận tới rồi đế, nhưng lại không có một chút biện pháp. Thu phục chuyện này, Trương Huyền lúc này đây, trực tiếp mang Triệu Ninh trở về Trương thị cao ốc. Trương Huyền thượng một lần tới Trương thị, trực tiếp đem Trương thị bốn gã quyền cao chức trọng người khai trừ, bốn người này ngày đó bất quá là tưởng cấp Trương Huyền một cái dạ oai phủ đầu, lại chưa từng tưởng trực tiếp bị đuổi đi ra Trương thị, như vậy kết quả bọn họ tự nhiên không cam lòng, mấy ngày nay, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp. Làm trương thị cao tầng, trương thị hiện tại sở gặp phải nguy cơ, bọn họ cũng rất rõ ràng. Trương thị có 600 triệu chỗ trống, nếu không ở 5 ngày nội bổ túc, toàn bộ trương thị liền giống như bị cắn ra ổ kiến đê đập giống nhau, trực tiếp bị phá hủy. Bốn cái bị đuổi đi ra trương thị cao tầng đều biết điểm này, bọn họ thủ hạ một ít lão công nhân, tại đây mấy ngày thời gian nội đã tiến hành rồi mấy lần lén tụ hội, phải cho Trương Huyền tạo áp lực. Đương Trương Huyền đi vào Trương thị đỉnh tầng văn phòng thời điểm, tổng cộng 18 danh Trương thị cao tầng đã ở văn phòng nội chờ đợi, mà còn lại những cái đó Trương thị cao tầng là không có tham dự chuyện này. Hoắc, đến lúc này liền nhiều người như vậy sao, nhìn dáng vẻ lần trước gặp mặt sau, ta còn là thực chịu đại gia hoan nghênh sao? Trương Huyền nhìn trước mặt 18 người, cười cười, theo sau ngồi vào chính mình ghế trên, Triệu Ninh, đi cho ta đảo điểm trà tới. Thật đúng là có nhàn tâm A, à. một người cao tầng âm dương quái khí nói, hiện tại tập đoàn ra lớn như vậy vấn đề, làm chủ tịch, chuyện gì đều bất quá hỏi, một biến mất chính là vài thiên thời gian, loại thái độ này là đối công ty phụ trách thái độ sao? Không tôi, chúng ta mỗi người đều vì công ty tận tâm tận lực, thật có chút người, lại một chút đều không đem công ty để ở trong lòng. Có bao nhiêu nhân vi công ty phụng hiến, chỉ vì có thể nuôi sống chính mình người nhà, nhưng hiện tại có người ngồi trên chủ tịch vị trí lại một chút không quan tâm công ty chết sống không quan tâm công nhân chết sống mỗi ngày chỉ lo ăn nhậu chơi bời liền mặt đều không lộ loại người này thật sự thích hợp làm chủ tịch sao trương huyền nghe những người này nói vội vàng xua tay hành 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 đều dừng lại nhìn dáng vẻ các vị đối ta ý kiến rất lớn như vậy đi cũng đừng ở chỗ này âm dương quái khí có nói cái gì cứ việc nói thẳng hành đây chính là ngươi làm ta nói thẳng ngụy phó tổng thân tín cười lạnh một tiếng hiện giờ công ty yêu cầu một số tiền tới bổ túc chỗ trống, hơn nữa cũng không thừa thời gian dài bao lâu, ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp sao? Trương Huyền khẽ cao mày, ngươi hỏi ta vấn đề này, là thuyết minh ngươi có biện pháp. Ta không có biện pháp, nhưng ngụy Phó luôn có. Ngụy Phó tổng thân tín lớn tiếng mở miệng, ngươi hiện tại vì chơi uy phong, đem công ty mấu chốt nhân vật khai trừ, hiện tại công ty xuất hiện nguy cơ, những việc này ai tới xử lý? Không tồi, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là chủ tịch chúng ta liền sợ ngươi này công ty một khi đổ tổn thất nhiều nhất khẳng định không phải chúng ta chính ngươi nghĩ kỹ này đó công ty cao tầng toàn bộ đứng ở mặt trận thống nhất cùng nhau cấp trương huyền tạo áp lực ở phía trước bọn họ không dám bởi vì bọn họ không biết trương huyền tự tin nhưng mấy ngày nay cùng ngụy phó tổng bốn người tiếp xúc lúc sau bọn họ tự tin đủ nguyên lai like này trương thị đã có như vậy đại nguy cơ nguyên lai like này trương huyền nhìn qua một bộ không sợ gì cả bộ dáng chỉ là hổ giấy mà thôi. Hiện tại Trương Thị lại yêu cầu nhân tài cùng tài chính tới cứu vớt. Cho nên, hiện tại này 18 danh cao tầng mới dám đứng ở chỗ này cùng Trương Huyền nói như vậy. Trương Huyền nghe bọn họ trong giọng nói ý tứ, cảm thụ được những người này thái độ, trong lòng đã sáng tỏ không ít, hắn cười cười, các vị, cảm xúc không cần quá kích động, nếu các vị cảm thấy ta làm có vấn đề, không bằng chúng ta tiếp tục chơi cái này đánh đố trò chơi, nhìn xem không có kia bốn người, Ta trương thị nguy cơ, rốt cuộc có thể hay không qua đi. Đánh cuộc liền. Một người cao tầng vừa muốn mở miệng, kết quả bị Trương Huyền nói đánh gãy. Không được, này chỉ đánh cuộc bọn họ 4 cái không thú vị. Như vậy đi, đang ngồi 18 vị, đều tham dự tiến vào, nhìn xem trương thị không riêng không có bọn họ 4 cái, cũng không có các người 18 cái, có thể hay không vượt qua lần này nguy cơ, được không? Thượng một lần Trương Huyền đưa ra đánh cuộc một phen, nhưng đêm này đó công ty cao tầng sợ tới mức không nhẹ. Nhưng lúc này đây, này 18 người đều là trong lòng cười lạnh. Lại là đánh cuộc, lại là phía trước kịch bản, phía trước bị ngươi hù dọa, hiện tại còn có thể bị ngươi hù trụ. Này 18 người rất rõ ràng bọn họ mỗi người công tác chức trách là cái gì, cũng rất rõ ràng công ty khuyết thiếu chính mình, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn không phải dễ dàng như vậy vận chuyển, tuy rằng thời gian này nhiều nhất liên tục nửa tháng, nhưng hiện tại Trương thì có thể căng lâu như vậy sao? Hơn nữa, tại đây 600 triệu tài chính lỗ thủng trước mặt còn có thời gian xử lý công ty bên trong sự đánh cuộc đánh cuộc liền đánh cuộc hảo một người cao tầng dùng sức gật đầu đánh cuộc liền đánh cuộc trương huyền nghe được lời này ánh mắt lộ ra một mà kinh ngạc mà trương huyền trong mắt kinh ngạc một chút đã bị người bắt giữ đến căn cứ trương huyền này đơn giản ánh mắt bọn họ đã liên tưởng đến rất nhiều vấn đề trương tổng người đưa ra đánh cuộc chúng ta dù sao cũng phải có cái cái gì tiền đặt cược đi một khác danh cao tầng cười lạnh nói Trương Huyền trầm ngâm một phen, các người nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược? Rất đơn giản, nếu Trương Tổng Ngươi có thể giải quyết lần này nguy cơ, vậy xem như chúng ta có mắt không tròng. Hơn nữa chứng minh chúng ta đối cái này công ty đích xác vô dụng, chủ động xin từ chức rời đi, mà Trương Tổng Ngươi muốn không giải quyết lần này nguy cơ. Vậy thuyết minh, người cá nhân năng lực có vấn đề, vì công ty đại cục suy nghĩ, muốn đem ngụy phó tổng bọn họ mời trở lại trở về. Hơn nữa, muốn cho có năng lực người ngồi trên chủ tịch vị trí này đây mới là vì công ty phụ trách. Trương Tổng, người dám sao? Nhìn bọn họ nơi trốn lấy công ty phát triển vì danh nghĩa lý do thoái thác, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hảo, vậy nói như vậy định rồi, chư vị, từ giờ trở đi, đánh cuộc có hiệu lực, các người 18 vị, có thể phóng nghỉ dài hạn, triệu ninh, đem ở đây này đó lãnh đạo đồ vật, đều ném tới phòng tạp vật đi thôi. Triệu ninh gật gật đầu, ném phòng tạp vật việc này, nàng đã rất quen thuộc. 18 danh cao quản sắc mặt biến đổi, Trương Tổng, người đây là có ý tứ gì? Ném chúng ta đồ vật. Đúng vậy, Hảo, các vị, hiện tại ta có chính sự muốn làm, các người có thể đi ra ngoài, đúng rồi, ấm áp nhắc nhở một chút, mấy ngày nay, nhưng ngàn vạn không cần tùy tiện bước vào công ty Nga, bằng không sẽ bị coi như gián điệp thương mại bắt lại. Trương Huyền nói xong, xoay người sang chỗ khác, bưng lên trên bàn triệu ninh phao tốt trà thơm, nhắm mắt lại, rất nhỏ phẩm. Vài tên cao quản nhìn Trương Huyền kia phó nắm chắc thắng lợi bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra văn phòng. Có một người đi đầu, còn lại người đều đi ra ngoài, Trương Huyền Tư Thái, ở bọn họ trong mắt, là cuồng vọng, là vô cùng Trương Dương. Bất quá, hắn thực mau liền sẽ vì này phân cuồng vọng trả giá đại giới. Trương gia kém 600 triệu bổ khuyết việc này nhìn như là bí mật, nhưng ở nào đó vận tắc hạ, đã ở toàn bộ Hoàng Long Thành truyền khai. Hoàng Long Thành người, đều muốn nhìn này tôn quái vật khổng lồ sập, tất cả mọi người tưởng chia tay ra hiện tại sở có được bánh kem. Lúc này, không ai sẽ đứng ra giúp Trương gia, rốt cuộc Trương gia sở có được, quá làm người đỏ mắt. Này đó cao quản nhóm rất rõ ràng, chờ này họ Trương phát hiện sự tình giải quyết không được, chẳng sợ hắn không chủ động đi tìm Ngụy phó tổng bọn họ, Ngụy phó tổng mấy người cũng sẽ trở về, hiện tại Ngụy phó tổng 4 người, trên thực tế đại biểu là Hoàng Long thành 4 cái đỉnh cấp gia tộc, đương Trương gia ở sập bên cạnh khi, Ngụy phó tổng 4 người sẽ ra tay, sẽ rót vốn, sẽ cứu vớt Trương gia cùng nước lửa bên trong, cũng sẽ đảo khách thành chủ. Trương Huyền ngồi ở văn phòng chung, nhìn máy tính trên mặt bàn danh sách, vừa mới kia 18 người tên họ, toàn bộ viết ở mặt trên. Trương Huyền cơ hồ đối này 18 người không có chú ý, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác folder, cái này folder là mã hóa, giống nhau thủ đoạn căn bản là mở không ra, mạnh mẽ phá giải sẽ làm folder trực tiếp tổn hại. Trương Huyền hít sâu một hơi, mở ra folder, hắn thuần thục thua hạ một chuỗi mật mã, này mật mã đến từ chính lăng không nơi đó đường folder mở ra, một loạt rậm rạp số liệu xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Hoàng Long Thành người cho rằng, Trương gia ở Hoàng Long Thành địa vị vô song, cùng nguyên sơ thánh địa có quan hệ, nhưng trên thực tế, 10 đại thánh địa lãnh địa cùng chủ thành, toàn bộ đều có Trương gia xí nghiệp, chẳng qua tên bất đồng mà thôi, thả Trương gia xí nghiệp, ở bất luận cái gì một cái thành thị, đều là long đầu, không thể lay động. Trương Huyền nhìn kỹ này đó số liệu, phát hiện Trương gia toàn bộ xí nghiệp thêm lên, mỗi tháng doanh thu, đạt tới thượng chục tỷ linh thạch. Mỗi tháng thượng chục tỷ, này chỉ là linh thạch thuần thu vào. Còn không tính cố hữu sản nghiệp tăng trưởng. Hiện giờ Trương Thị Kỳ hạ sở hữu sản nghiệp đánh giá giá trị thêm lên, vượt qua 10.000 tỷ. Đây là 10 đại thánh địa nội bất luận cái gì một cái xí nghiệp đều không thể bằng được, chẳng sợ 10 đại thánh địa thêm lên, đều không có Trương Thị như vậy quy mô. Trương Huyền nhìn đến, này mỗi tháng thượng trục tỷ thuần thu vào, có một phần năm, sẽ dùng ở thiên quốc thánh thành nội, Duy trì thánh thành xây dựng cùng nhân viên tu luyện, rốt cuộc muốn bồi dưỡng ra một cái thiên đạo cường giả, không riêng yêu cầu này bản thân thiên phú, càng cần nữa đại lượng linh khí, ở sơn hải giới, linh khí loáng, còn không bằng thủy tổ nơi, muốn tu luyện, cần thiết dựa vào linh thạch, mà linh thạch càng là trở thành cường giả chiến đấu giữa cần thiết phẩm. Chẳng sợ thiên đạo nhị trọng cường giả, thần hải nội chứa đựng linh khí cũng là hữu hạn, chiến đấu trong lúc, cần thiết phải có cũng đủ linh thạch làm bổ sung, mỗi tháng hơn 20 triệu linh thạch tất cả đều nện ở này mặt trên, mà dư lại 891 một tỷ linh thạch mỗi tháng đều sẽ vận hướng một chỗ, kia địa phương tên là giải lãnh thành. trương huyền nhìn này đó báo cáo, trong mày giải lãnh thành mỗi tháng gần chục tỷ linh thạch vận hướng nơi đó, rốt cuộc là vì cái gì? đường trương huyền tiếp tục đi xuống lật xem thời điểm tư liệu đã không có biểu hiện, cũng không có nói minh này đó linh thạch sử dụng. tình huống như vậy làm trương huyền cảm thấy phi thường không thích hợp. rốt cuộc Linh thạch bất đồng với thủy tổ nơi tiền, tưởng ấn nhiều ít là nhiều ít, linh thạch là thuộc về tiêu hao phẩm, dùng liền không có, mỗi tháng như vậy thật lớn số lượng linh thạch, rốt cuộc là cái gì, mới có thể làm được như vậy tiêu hao. Đóng lại folder, Trương Huyền lập tức mở ra trang web, tìm tòi giải lãnh thành, nhưng lại phát hiện, trên mạng căn bản là không có giải lãnh thành cái này địa phương, liên nhiệm gì tin tức đều tuần tra không đến. Ở cái này internet hóa thời đại, ngay cả hư cấu đồ vật đều có thể ở trên mạng tra được mà trên mạng tìm không thấy đồ vật, chỉ có một khả năng, đó chính là tồn tại, thả bị người cố ý che giấu lên. Ngày đó ở thần thánh thiên quốc nội nhìn thấy thịnh thẳng tới trời cao hư ảnh, Trương Huyền trong lòng có rất nhiều vấn đề, còn chưa kịp được đến đáp án, liền xuất hiện ngoài ý muốn, liên tiếp tách ra, đối với chính mình cha mẹ trên người đã xảy ra chuyện gì, Trương Huyền bức thiết muốn làm rõ ràng, hiện tại biết manh mối, chỉ có giải lãnh thành, bất quá tại đây phía trước, Trương Huyền còn muốn đem còn lại sự giải quyết về triệu cực cùng toàn len keng đi nơi nào, Trương Huyền đã an bài thần thánh thiên quốc người đi tìm, còn có lâm thanh hạm manh mối, Trương Huyền cũng an bài người. Đến nỗi tà thần cùng Chessia, Trương Huyền ở phía trước cũng nghe triệu cực nhắc tới quá, bọn họ đã biến mất một năm, tìm không đến bóng dáng. Này đó đều là từ thủy tổ nơi cùng nhau tới huynh đệ, tuy rằng mỗi người đều có đảm đương một phương kiêu hùng bản lĩnh, nhưng Trương Huyền vẫn là không khỏi lo lắng, nhưng việc này Trương Huyền cũng biết, cấp không được rốt cuộc toàn bộ sơn hải giới đại đáng sợ lại có rất nhiều cấm địa muốn tìm được một người cũng không dễ dàng trương huyền dựa nằm đang ngồi ghế xoa xoa huyệt thái dương sự tình rất nhiều nhưng cũng muốn một kiện một kiện xử lý mới được cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra triệu ninh đi đến vỗ vỗ tay thu phục đồ vật đều cấp ném phòng tạp vật đi hành không có việc gì chính người tìm điểm sự làm đi trương huyền nhắm mắt giả ngủ đem sắp phải làm sự đều ở trong óc giữa loát loát Sơn Hải giới rất lớn, triệu cực cùng toàn len kem này hai người, ở trong xã hội đều có cũng đủ sinh tồn kinh nghiệm, chỉ cần thả ra tin tức tới, hai người bọn họ phàm là có thể nhìn đến, đều sẽ chủ động đi tìm tới, điểm này không cần hoài nghi. Đến nỗi Lâm Thanh Hạm, là Trương Huyền hiện tại thực lo lắng, tuy rằng Huyền Hoàng huyết mạch sau khi thức tỉnh Lâm Thanh Hạm chiến lược rất mạch, nhưng đây là Sơn Hải giới, cao thủ vô số, Lâm Thanh Hạm ở chỗ này, cũng chỉ là đủ để tự bảo vệ mình mà thôi, hơn nữa Trương Huyền rất rõ ràng. Lâm Thanh Hàm hiện tại ký ức bị phong, về thân thế sự, lại trở thành một điều bí ẩn, đối với nàng mà nói, nàng cũng đang tìm đáp án, tại đây Sơn Hải giới chung, một mặt mà đi tìm, chính là biển rộng tìm kim, muốn tìm Lâm Thanh Hàm. Cần thiết muốn từ huyền hoàng huyết mạch xuất phát. Triệu Ninh, chính ngươi trước chơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Huyền đứng dậy, cùng Triệu Ninh chào hỏi sau, hẹn lăng không, đi công ty dưới lầu tiệm cà phê. Cái này luyện khí cùng khoa học kỹ thuật song văn minh xã hội rất kỳ quái, có người, có thể trước một giây tiên phong đạo cốt hít mây nhà khói, sau một giây lại tây trang dài ra ngồi ở tiệm cà phê chung, hưởng thụ trước mắt thủ công nghiền nát ra tới xa hoa cà phê. Lăng không tiền bối, về huyền hoàng huyết mạch sự, người biết nhiều ít. Trương huyền ngồi ở lăng không đối diện, hiện tại hắn chỉ có thể từ lăng không này tìm được một ít đáp án. Huyền hoàng huyết mạch, lăng không mày hơi hơi nhăn lại, thánh chủ, ta đích xác ở sách cổ giữa nhìn đến quá quan với huyền hoàng huyết mạch ghi lại, bất quá thời gian lâu lắm, cái gọi là huyền hoàng, đến từ chính thiên địa sơ khai kia một sợi huyền hoàng khí, huyền hoàng nhất tộc tộc trường, đó là thiên địa sơ khai khi liền ra đời cường đại sinh linh, hấp thu kia lũ huyền hoàng khí, do đó ra đời huyền hoàng nhất tộc. Lăng không cấp trương huyền nói ghi lại chung đồ vật, huyền hoàng huyết mạch dị thường cường đại, hơn nữa đại biểu rất nhiều, huyền hoàng thần bí, có được sáng thế năng lực, truyền thuyết huyền hoàng khí có thể gột rửa thế gian sở hữu tà ác, đem hết thảy trở về với nhất nguyên bản bộ dáng, còn có truyền thuyết, huyền hoàng khí là một cái thế giới không thể thiếu tồn tại, huyền hoàng khí nhưng phân âm dương, nếu không có huyền hoàng khí tồn tại, đem âm dương đại loạn, huyền hoàng khí là vô pháp tranh luận thiên hạ đệ nhất huyết mạch. Lăng không trong miệng nói, làm Trương Huyền một lần nữa lý giải huyền hoàng khí cường hoành chỗ. Kia hiện giờ, còn có đối với huyền hoàng huyết mạch ghi lại sao? Hoặc là truyền thuyết, Trương Huyền dò hỏi. Lăng không lắc lắc đầu, đã không có, suốt cuộc loại này huyết mạch đã biến mất lâu lắm lâu lắm, nếu truyền ra huyền hoàng huyết mạch tin tức, chỉ sợ 10 đại thánh địa, đều đến sôi trào. Trương huyền gật gật đầu, lăng không tiền bối, trong khoảng thời gian này, nhiều giúp ta chú ý một chút huyền hoàng chi khí tin tức đi. Minh bạch, lăng không cũng không có nghi hoặc trương huyền muốn làm cái gì, trương huyền hạ đạt mệnh lệnh, hắn chỉ biết chính mình muốn đi hảo hảo chấp hành là được rồi. Còn có một việc, lăng không tiền bối, giải lãnh thành, ở đâu? Đó là một mảnh chiến trường, lăng không hít sâu một hơi, thánh chủ ngài hẳn là biết, chúng ta thần thánh thiên quốc tuy rằng ở sơn hải giới tồn tại đặc thù, nhưng đều không phải là vô địch, vẫn luôn có cường đại địch nhân ở trong tối chung cùng chúng ta tranh phong, mà giải lãnh thành, chính là biên cảnh, nơi đó cũng bị gọi, thế giới cuối. Cuối, trương huyền thân thể khẽ run lên. Đúng vậy, ở cuối đối diện, chính là chúng ta phải đối phó địch nhân, bọn họ đến từ chính một cái khác thế giới, bọn họ thực lực mạnh mẽ bọn họ muốn viết lại toàn bộ sơn hải giới mấy năm trước giải lãnh thành sụp đổ ít nhiều lão thánh chủ kịp thời xuất hiện mang theo vài tên thực lực mạnh mẽ tiền bối giết đến kia mới bảo đảm giải lãnh thành không có bị công phá hơn một năm trước ngài mẫu thân cũng đi trước giải lãnh thành nơi đó đại chiến liên miên không ngừng cho tới nay chúng ta linh thạch đều chuyển vận qua đi nhưng trước sau không đuổi kịp tiêu hao lúc này đây đột nhiên linh thạch bổ sung không đủ chính là bởi vì đối phương triển khai mãnh liệt tiến công như vậy đối chúng ta Linh Thạch có thật lớn tiêu hao. Lăng không thần sắc ngưng trọng. Tiền bối, người đi qua giải lãnh thành sao? Trương Huyền hỏi. Lăng không ánh mắt giữa, hiện lên một má thất thần, theo sau gật gật đầu, đi qua, ở kia đãi ba ngày, thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Ta ba mẹ cũng ở kia, Trương Huyền nhất quyền, ta khi nào có thể qua đi? Rất khó, Lăng không thở dài, liền bởi vì lần trước đại chiến, đi trước giải lãnh thành thông đạo đã bị phá hư, đã chặt đứt đi trước lộ linh thạch vận chuyển qua đi cũng là thông qua trận pháp phóng thích linh khí bổ sung đến kia phiến thiên địa giữa nơi đó người ra không được chúng ta cũng vào không được thánh chủ ngài không cần suốt ruột giải lãnh thành sự lão thánh chủ công đạo quá một ít nhiệm vụ ngài trước quen thuộc này sơn hải giới chờ thời cơ chín mùi rất nhiều chuyện đều chờ thánh chủ ngài đi làm trương huyền cúi đầu trầm mặc không nói đã từng rất nhiều chuyện bãi ở trương huyền trước mặt đều như là một đoàn sương mù hiện giờ này đoàn xương mù cũng càng ngày càng rõ ràng, Trương Huyền cũng biết, chính mình sắp tiếp cận chân tướng, nhưng đến lúc này, Trương Huyền trong lòng lại có một ít sợ hãi, này một mặt sợ hãi, Trương Huyền chính mình cũng không biết từ đâu mà đến. Lăng không tiền bối, đa tạ, vậy phiền toái ngươi trước giúp ta cha về huyền hoàng huyết mạch sự đi. Trương Huyền nói xong, đứng dậy rời đi quán cà phê. Lăng không nhìn Trương Huyền rời đi bóng dáng, thở dài, thống nhất toàn bộ sơn hải giới, lão thánh chủ, cái này gánh nặng, có phải hay không quá nặng. Trương Huyền tâm sự nặng nề trở lại công ty, tiến văn phòng môn, liền phát hiện Triệu Ninh Phủng một quyển về kinh tế học thư ở kia mùi ngon xem cái không ngừng. Người đối này có hứng thú, Trương Huyền tò mò nhìn mắt Triệu Ninh. Cái này cũng quá có ý tứ đi, Triệu Ninh thấy Trương Huyền trở về, Phủng thư vẻ mặt hưng phấn, người nhìn xem, này thông qua bất đồng thủ đoạn chèn ép đối thủ, so động thủ đánh nhau có ý tứ nhiều. Trương Huyền không cấm cười, người muốn thích nói, Ta giao cho ngươi một sự kiện cho ngươi đi luyện tập, ngươi có hay không hứng thú? A, à, thật vậy chăng? Triệu Ninh vẻ mặt không thể tin tưởng, nhưng ngược lại sắc mặt biến đổi, thôi bỏ đi, ta còn không hiểu, đừng cho ngươi làm tạp. Một ít việc nhỏ mà thôi, ngươi muốn làm không xong, cũng không cần thiết xem này đó thư, Cố ra cùng hoàng gia sự ngươi cũng tham dự, bọn họ thiếu ta một số tiền, ngươi liền phụ trách thu hồi đến đây đi. Có thể a, à, Triệu Ninh gật gật đầu, việc này đơn giản. Trương Huyền cười cười, nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản, cũng có chút khó khăn, hoàng gia cùng cố ra tuyệt đối lập tức lấy không ra nhiều như vậy tiền, bọn họ khẳng định muốn bán của cải lấy tiền mặt một ít sản nghiệp, này đó sản nghiệp, người phụ trách đi thu mua, giá chỉ có thể hơi chút thấp hơn thị trường giới một chút, ở cái này quá trình giữa che giấu tung tích, minh bạch sao. Hành, ta đi thử thử, triệu ninh gật gật đầu, kia việc này liền giao cho ngươi, ta mặc kệ à. a. Trương huyền rũi người, hướng ghế dựa thượng một nằm. Hoàng Long Thành, Hoàng gia biệt thự giữa. Hoàng gia gia chủ nhìn trên tay danh sách, hốc mắt đều phiếm hồng. Hoàng Mãnh, người thật là chúng ta Hoàng gia Phúc Tinh A. Hoàng gia chủ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh đại khí cũng không dám ra một chút Hoàng Mãnh, một tỷ. Suốt một tỷ, chơi nữ nhân, người mỗi ngày trong đầu chỉ có nữ nhân sao. Hoàng Mãnh sợ tới mức thân thể đều run, chẳng sợ hắn cái này chơi suy sụp, cũng bị này một tỷ cấp sợ hãi. Hoàng gia chủ cũng biết quang mắng chính mình nhi tử vô dụng, hiện tại quan trọng nhất chính là đi chủ tiền. Trong nhà hiện tại có thể điều động ra tới linh thạch, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 400 triệu nhiều một chút, dư lại linh thạch đều đến bán của cải lấy tiền mặt một ít sản nghiệp, hoàng gia chủ chọn lựa ra tới một ít không phải rất quan trọng sản nghiệp, toàn bộ bán ra nói, tính ra cũng có 600 triệu, có thể giải quyết lần này sự. Hoàng gia chủ thở dài, một chiếc điện thoại đánh ra đi, lập tức tìm người hỗ trợ liên hệ người mua. Bình thường dưới tình huống hoàng gia sốt ruột bán của cải lấy tiền mặt ra sản, giá cả đều so thị trường dưới muốn thấp một ít, tưởng bán đi cũng không phải cái gì việc khó, nhưng ước chừng đợi nửa ngày thời gian, hoàng gia chủ cũng chưa chờ đến một chiếc điện thoại, tình huống như vậy, làm hoàng gia chủ có điểm hoảng hốt, lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài hỏi thăm, có thể được đến kết quả, lại làm hoàng gia chủ cả người đều há hốc mồm. Hoàng gia chủ, không phải chúng ta không thu, là không dám thu a. À. Mọi người đều biết người đây là chiêu trò trương gia ai ở ngay lúc này ra giá, vạn nhất chọc tới trương gia không vui, kia đã có thể mất nhiều hơn được, rốt cuộc hoàng gia chủ người bán chỉ là một ít không quan hệ đau khổ sản nghiệp, đại gia cũng sẽ không bởi vì điểm này cực nhỏ tiểu lợi, liền mạo đắc tội trương gia nguy hiểm. Lời này hoàng gia chủ nghe được trong tai, nôn nóng vạn phần, mấy thứ này muốn bán không ra đi, thật là làm sao? Ba ngày thời gian, chính là thực mau liền đi qua a. Hoàng gia chủ, ta là nghe nói có một chỗ có thể thu, chỉ là giá cả muốn lại thấp một thành điện thoại kia đầu thanh âm lại vang lên. Lại thấp một thành, hoàng gia chủ sắc mặt khẽ biến, 600 triệu giá cả, thấp một thành, đó chính là 6.000 vạn A. À. Hoàng gia chủ, người suy xét một chút đi, nếu yêu cầu, tùy thời liên hệ ta. Điện thoại kia đầu truyền ra thanh âm, theo sau đem điện thoại cắt đứt. Hoàng gia chủ nghe trong điện thoại vội âm, bất đắc dĩ thở dài. Mà bên kia, triệu ninh nhìn trước mắt trung niên nam nhân, vừa lòng cười cười, không tồi, chúng ta trương gia sẽ nhớ rõ chuyện này. Đa tạ, đa tạ triệu tổng, này trung niên nam nhân đầy mặt nịnh nọt, hắn chính là vừa mới cùng hoàng gia chủ trò chuyện người, vừa mới sở hữu đồ vật, đều là dựa theo triệu ninh bày mưu đặt kế đi nói. Ngươi làm thực hảo, lại cho ngươi nửa ngày thời gian, đem hoàng gia củng cố ra đắc tội chuyện của chúng ta, truyền khắp toàn thành, minh bạch sao. Minh bạch, minh bạch, trung niên nam nhân liên tục gật đầu. Triệu ninh ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Ở Hoàng Long Thành, một nhà đỉnh cấp nhà ăn ghế lô giữa, ngồi hơn 20 cá nhân. Này hơn 20 người, nguyên bản đều là trương thị tập đoàn cao tầng, ngụy phó tổng, chu phó tổng, mục chủ quản, vi tổng giám, cùng với mới cùng trương huyền đánh đố 18 danh công ty cao tầng. ngụy phó tổng, này họ trương tiểu tử thật sự là quá không biết tốt xấu. Một người cao tầng đầy mặt phẫn hận, bị gọi ngụy phó tổng người hơn 50 tuổi, mặt chữ điền, nghe được lời này, hơi hơi mỉm cười, họ trương tiểu tử, tuổi nhẹ, có bốc đồng, có tính tình, chính là A, à, thực lực của hắn cùng hắn tính tình kém xa, tưởng sự tình cũng quá mức thiên chân, 600 triệu. Là, Trương Thị ở Hoàng Long Thành là long đầu xí nghiệp, lấy bọn họ Trương Thị nhân mạch, mượn 600 triệu nghe không phải việc khó, nhưng cố tình, tại đây Hoàng Long Thành, ai nguyện ý mượn cho bọn hắn đâu. Ha ha ha, không tồi, chu phó tổng cười lớn một tiếng, hắn là cái bụng vệ mập mạp. Trương thị ở Hoàng Long Thành chiếm cứ chủ đạo thời gian thật sự là quá dài quá dài. Hoàng Long Thành có hơn phân nửa bánh kem đều bị Trương Thị nuốt rớt, hiện tại tất cả mọi người đang chờ đợi Trương Thị sập, đến bây giờ mới thôi, còn có 5 ngày thời gian mà thôi, 5 ngày, ai có thể cứu hắn Trương Thị? A, à, một người cao tầng cười lạnh, buồn cười tiểu tử này còn cùng chúng ta đánh đố, làm chúng ta rời đi Trương Thị, cho rằng còn có thể lại lần nữa hù trụ chúng ta không thành. Hắn cho rằng hắn là thứ gì, ta tin tưởng không cần hai ngày, hắn liền sẽ khóc lóc cấp các vị lão lãnh đạo gọi điện thoại, cầu xin các vị trở về. Không tồi, mục chủ quản gật gật đầu, là cái hơn 40 tuổi nam nhân, hắn vẻ mặt kiêu ngạo, đến lúc đó muốn hay không trở về, còn phải xem chúng ta tâm tình a, à, ha ha ha. Hảo các vị, phi tổng giám là cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng đứng lên, dơ lên chén rượu, lúc này đây, dựa vào các vị cho chúng ta lược trận, chờ chúng ta đánh thắng trận này, về sau này trương thị, chính là chúng ta thiên hạ. Đối, đến lúc đó nơi nào còn gọi cái gì trương thị, tên gọi là gì, còn không được đầy đủ xem chúng ta sao. Ha 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 ha, toàn bộ ghế lô chung, vang lên làm càn tiếng cười, mỗi người trên mặt đều treo người thắng mỉm cười. Dựa quá một nửa, ghế lô đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Ghế lô nội người mày nhân lại, bọn họ đang ở kia quy hoạch về sau lam đồ, đang ở kia quy hoạch trương thị cao ốc một lần nữa chế tạo, đang ở nơi đó quy hoạch mỗi người tân làm công khu vực, đang ở kia nhìn quá mấy ngày muốn đi mua cao cấp biệt thự, kết quả đột nhiên bị quấy dày, cái này làm cho bọn họ thực khó chịu. Sao lại thế này? Hấp tấp bộp chộp, Ngụy Phó tổng quay đầu mắng một câu. Ngụy Phó tổng đám người đang ở thương thảo về sau nghiệp lớn, đang ở đồng mưu ngày mai. Nhìn đột nhiên xông tới người, Ngụy Phó tổng trong lòng thực phẫn nộ, về sau trương thì tập đoàn lão bản đều dám va chạm, trong lòng hoàn toàn không số. Này đột nhiên vọt vào ghế lô, là Ngụy Phó tổng thân tín, Ngụy Phó tổng thân tín lúc này đầy mặt kinh hoàng. Không hảo không hảo, thân tín vừa vào cửa liền hô. Ngụy phó tổng mày nhân càng khẩn, được rồi, có gì sự đều chậm rãi nói, xem người kia hoang mang rối loạn bộ dáng, liền điểm này khí phách đều không có, về sau như thế nào cùng ta làm đại sự. Thân tín liền xuyến mấy khẩu khí thô, nuốt khẩu nước bọt nói, vừa mới thu được tin tức, hoàng gia cùng cố gia đã xảy ra chuyện. Nga, chuyện gì, nói đến nghe một chút, này hoàng gia cùng cố gia, về sau nói không chừng cũng là chúng ta hợp tác đồng bọn đâu ngụy phó tổng uống lên khẩu rượu, một bộ thành thơi bộ dáng. Ghế lô nội còn lại mọi người, cũng đều là một bộ nghe diễn biểu tình. Thân tín vội vàng nói, hoàng gia cùng cố ra đối phó Trương Huyền, kết quả bị thánh địa tham gia, hiện tại hoàng gia bị phạt bồi thường Trương Huyền 1 tỷ, cố ra bị phạt bồi thường Trương Huyền 20 trăm triệu, ở trong vòng 3 ngày toàn bộ bồi thường đúng chỗ. Thân tín lời này vừa ra, ghế lô nội mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hoàng gia 1 tỷ, cố ra 20 trăm triệu. Ngụy phó tổng trên mặt kia phó vân đạm phong khinh nháy mắt biến mất không thấy, trong tay chén rượu không biết khi nào bóc ra, rơi trên mặt đất, tạp vái nơi nơi đều là, chia năm xẻ bảy mở ra. Ghế lô nội còn lại mọi người đại kinh thất sắc. Ngụy phó tổng cánh tay run rẩy, hắn hô hấp đều trở nên rồn rập, người nói cái gì. Lặp lại lần nữa, Ngụy phó tổng trong mắt, mang theo một cổ không thể tin được. Hoàng gia thiếu trương huyền một tỷ, cố ra thiếu 2 tỷ, muốn ở trong vòng 3 ngày cấp thanh. Không có khả năng, ngụy phó tổng một cái tát chụp đến trên bàn, sao có thể như vậy? Sao có thể sẽ như vậy? Làm trương thị tập đoàn đã từng cao tầng, ngụy phó tổng rất rõ ràng, lúc này đây trương thị rất khó bổ khuyết cái này lỗ thùng, 600 triệu sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Toàn bộ trương gia cao ốc sẽ bởi vì này 600 triệu hoàn toàn sụp xuống, đây là vạn ngã trương gia cơ hội, đây là bọn họ những người này thượng vị lớn nhất cơ hội hôm nay ngụy phó tổng đám người tề tụ tại đây chính là bởi vì đã nắm chắc thắng lợi bọn họ ngồi ở chỗ này cộng đồng triển vọng tương lai bọn họ ở ảo giác tốt đẹp ngày mai nhưng rượu cục còn không có kết thúc này hết thảy đều bị đánh vỡ hoàng gia cố gia này ba tỷ tài chính muốn bồi tiến vào trương thị nguy cơ giải quyết dễ dàng ngụy phó tổng nhéo nắm tay đỏ lên mặt kia hoàng gia cùng cố gia hiện tại là có ý tứ gì thánh địa tham gia bọn họ không có cách nào đã ở bán của cải lấy tiền mặt tài sản, hơn nữa nghe nói, thấp ra thị trường giới rất nhiều, đây là hạ quyết tâm muốn cắt thịt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngụy Phó Tổng sắc mặt âm trầm phảng phất muốn tích ra thủy tới. Chu Phó Tổng, Mục Chủ Quản, Phi Tổng Giám ba người lướt nhau, đều nhìn đến đối phương sắc mặt trắng bệch. Hôm nay đã đến còn lại 18 danh trương thị cao tầng, kia một đám sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Lão lãnh đạo, nhà ta còn có chút việc, liền đi trước ta còn muốn tiếp nhi tử tan học lão lãnh đạo lão bà gọi điện thoại thúc giục ta trở về một người danh cao tầng tìm lấy cớ rời đi bọn họ đương nhiên không phải thật sự trong nhà có sự mà là muốn chạy nhanh trở lại trương thị đi theo trương huyền cầu tình a lúc này đây bọn họ cũng cho rằng nắm chắc thắng lợi đem rời đi trương thị làm tiền đặt cược nhưng mà hiện tại biết đến tin tức làm cho bọn họ minh bạch chính mình phải thua thua sẽ thế nào thua phải rời đi trương thị a Bọn họ hiện tại ở Hoàng Long Thành, có thể nói qua chính là thượng đẳng người sinh hoạt, nhưng một khi rời đi trương thị, kia chó má đều không phải. Trong nháy mắt, ghế lô nội đi liền thừa ngụy Phó Tổng bốn người, còn có tên kia thân tín. ngụy Phó Tổng như là đánh mất sở hữu sức lực giống nhau, sụi lơ tới rồi ghế dựa thượng trên đầu tràn đầy mồ hôi. Thịnh thẳng tới trời cao rời đi thật lâu, ngụy Phó Tổng đám người ở công ty nội xuôi gió xuôi nước, toàn bộ trương thị tập đoàn đều là bọn họ mấy cái nói tính, bọn họ thậm chí đều cho rằng, này Trương Thị đã là thuộc về chính mình, khi bọn hắn được đến tin tức, nói sẽ có một người tuổi trẻ người tới đón quản công ty thời điểm, bọn họ ngày đó cố ý không tới chàng, chính là tưởng cấp cái này cái gọi là người thừa kế một cái ra oai phủ đầu, cho hắn biết, này Trương Thị hiện tại là ai nói tính. Nhưng ngụy Phó Tổng bốn người như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày đó người thanh niên này sẽ trực tiếp hạ lệnh thông chi, làm chính mình bốn người về sau không bao giờ dùng đi. Thậm chí còn đương trường chỉ định một người bí thư, Đem chính mình đám người đồ vật toàn bộ ném tới tạp hóa gian đi, cái này làm cho ngụy phó tổng bốn người quá khó chịu, bọn họ đều đem trương thì coi như chính mình địa bàn, này người thừa kế quả thực chính là ở động thổ trên đầu thái tuế. Bọn họ lập tức quyết định, phải hào hảo chừng trị một chút cái này cái gọi là người thừa kế. Cho nên liền có mặt sau 18 danh cao tầng tập thể bức vô thoái vị sự, nhưng không nghĩ tới, bức vô thoái vị không thành, hiện tại thế nhưng diễn biến thành như vậy cục diệt. Vốn dĩ bọn họ xếp vào ở Trương thị này đó lão cấp dưới muốn vẫn luôn lưu tại Trương thị, đối bọn họ về sau cũng có trợ giúp, bằng vào bọn họ nhiều năm như vậy kinh nghiệm cùng nhân mạch, chính mình xây nhà bếp khác, lại từ lão cấp dưới kia đi một chút quan hệ, đảo cũng có thể hô mưa gọi gió, nhưng hiện tại, cái gì cũng chưa. 18 danh công ty cao tầng rời đi khách sạn, trước tiên chạy tới Trương thị cao ốc. Trương thị cao ốc đỉnh tầng văn phòng chung, Trương Huyền chính dựa nằm ở nơi đó, thành thơ phẩm trà văn phòng môn đã bị người đột nhiên đẩy ra. Kia 18 danh cao tầng cơ hồ tập thể vọt vào văn phòng. Trương Tổng, chúng ta quyết định không đánh cuộc. Đúng vậy, Trương Tổng, ở Trương Thị công tác là chúng ta bản chức, chúng ta không nên lấy này đó làm tiền đặt cược. Trương Tổng, những người này một người một câu, vô cùng nôn nóng, trên mặt mang theo khẩn cầu thần sắc. Trương Huyền như cũng dựa nằm ở nơi đó, chậm rãi phẩm trà, chờ đến những người này thanh âm dần dần nhỏ, Trương Huyền đem chén trà phóng tới trên bàn. Chén trà cái bể cùng mặt bàn giao tiếp nháy mắt phát ra vang nhỏ, làm này đó cao tầng tập thể ngậm miệng lại. Trương Huyền ánh mắt ở bọn họ trên người đánh giá một bên, hơi hơi mỉm cười nói, không biết vào cửa trước muốn trước gõ cửa, kinh sau khi cho phép lại tiến vào sao. 18 danh cao tầng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, một tổ ong hướng ngoài cửa dũng đi, cuối cùng đi ra ngoài một người đem văn phòng đại môn mang lên, theo sau cửa phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang nghe văn phòng môn bị gõ vang thanh âm trương huyền cầm lấy trên bàn máy bàn trực tiếp bát thông trước đài điện thoại hôm nay an bảo đội trưởng là ai trực ban nhiều như vậy cùng công ty không quan hệ người không liên quan xông vào ta văn phòng không ai quản sao lại có loại sự tình này phát sinh hôm nay trực ban người tất cả đều không cần làm trương huyền nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại mà liền ở trương huyền cắt đứt điện thoại vài giây sau mười mấy danh an bảo thành viên điên rồi giống nhau xông lên lâu Tầng cao nhất văn phòng trước cửa, 18 danh đã từng cao quản còn ở gõ cửa, liền thấy một đám an bảo vọt đi lên. Dẫn đầu an bảo đội trưởng đầy mặt tức giận, cho ta đem bọn họ ném văng ra, mau. Audio điện tử võ tấn bền Trương thị tập đoàn, ở toàn bộ Hoàng Long Thành, được công nhận đãi ngộ tốt nhất xí nghiệp. Một cái an bảo đội trưởng, bình quân mỗi tháng tiền lương trình độ, đều ở một vạn 5.000 khối linh thạch. Này một vạn 5.000 khối linh thạch, là xa xỉ số lượng, có thể ngồi trên an bảo đội trưởng cái này chức vị, càng là không biết đưa tới bao nhiêu người hâm mộ. Đã có thể ở vừa mới, an bảo đội trưởng từ trước đài kia được đến tin tức, văn phòng chủ tịch tự mình đánh tới điện thoại, 18 danh không quan hệ nhân viên xông vào văn phòng chủ tịch, chủ tịch giận dữ, cảnh cáo an bảo đội, lại phát sinh loại sự tình này về sau liền không cần tới. Cái này cảnh cáo nhưng cấp an bảo đội trưởng dọa cái không nhẹ, hắn đương nhiên biết này 18 người là ai, lập tức mang lên huynh đệ lên lầu, đem những người này toàn bộ cấp kéo đi ra ngoài. 18 danh công ty cao tầng, ở này đó an bảo xua đuổi hạ, căn bản không có biện pháp lưu lại nơi này, bọn họ mới vừa tiến văn phòng khi, trong miệng còn treo đường hoàng nói, nhưng hiện tại, một đám kêu cha gọi mẹ, không ngừng xin tha, thỉnh cầu trương huyền tha thứ. Này đó khẩn cầu nói cách một cánh cửa trương huyền cũng nghe đến rành mạch. Phía trước tiến vào thời điểm còn cùng ta phô trương, muốn sớm như vậy nghe lời thật tốt, người a, chính là chưa tới phút cuối trưa thôi a." Trương Huyền cho chính mình tục mãn một chén trà nóng, vui vẻ thoải mái phẩm lên. 18 danh đã từng cao quản tác đều bị ném ra công ty, bọn họ khóc tiếng la rất lớn, việc này lập tức truyền khắp công ty, rất nhiều công nhân đều dùng một bộ hoặc là thương hại, hoặc là đáng tiếc ánh mắt nhìn bọn họ, từ khi nào, này đó cao quản đều là đại gia hâm mộ đối tượng, cầm lương cao, quyền cao chức trọng, nhưng hiện tại, bọn họ liền một cái bình thường công nhân đều không bằng, này hết thảy đơn giản là đắc tội trương thị vị kia vừa tới tuổi trẻ người thừa kế. Này đó cao quản kết cục, cung cấp trương thị sở hữu công nhân đều đề ra cái tỉnh, vị này trương thị người thừa kế, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc, hắn làm việc căn bản không nhớ tình cũ, chẳng sợ ngụy phó tổng như vậy trương thị lão công nhân, đều là nói khai liền khai. Dư lại những cái đó không có tham dự chuyện này cao quản, tất cả đều âm thầm may mắn, đồng thời trong lòng tính toán cũng toàn bộ đánh mất, một đám đều đem tâm tư đặt ở công tác thượng, cũng không dám nghĩ nữa những cái đó đường ngang mõ tắt. Một ngày thời gian trôi qua, ở buổi tối màn đêm buông xuống thời điểm, Triệu Ninh nhận được điện thoại, hoàng gia nguyện ý lại thấp một thành giá cả bán ra danh nghĩa một ít sản nghiệp, đồng thời cố ra cũng nguyện ý làm như vậy. Triệu Ninh vừa lòng cười cười, trong điện thoại ngữ khí lại rất lạnh băng, nói cho bọn họ, có chuyện gì ngày mai nói, ta buổi tối không yêu nói này đó. Triệu Ninh nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại lòng tràn đầy vui mừng Triệu Ninh trải qua trương thị cao ốc, phát hiện tầng cao nhất đèn còn sáng lên, Triệu Ninh đi vào cao ốc tầng cao nhất, mở ra văn phòng đại môn, phát hiện Trương Huyền đang ngồi ở nơi đó, trong tay phủng một quyển sách cẩn thận nhìn. Đã trở lại, xem người biểu tình, hôm nay tâm tình không tồi. Trương Huyền quay đầu nhìn mắt vào cửa Triệu Ninh, cười nói. Này quả thực quá có ý tứ đi, Triệu Ninh múa may hạ nắm tay, sau so luyện khí hảo chơi nhiều. Ngươi không biết, ta suy nghĩ vài loại kế sách, đem giá cả áp đến thấp nhất. Trương Huyền cười cười, tuy rằng ở hắn xem ra, Triệu Ninh dùng thủ đoạn, chỉ là thấp nhất cấp, nhưng đối với một cái mới vừa tiếp xúc việc này người tới nói, đã không tồi, hắn khen nói, việc này ta nghe nói, người làm không tồi, bất quá kế tiếp thu mua, người không cần dùng một lần thu tề, hoàng gia đối ngoại thả ra muốn bán 600 triệu tài sản, người thu 400 triệu liền có thể, cố ra cũng là giống nhau, lưu hai cái trăm triệu đường sống ra tới. Vì cái gì, Triệu Ninh có chút khó hiểu. Người có thể nghĩ đến, hoàng gia cùng cố gia cũng có thể nghĩ đến, bọn họ tự nhiên nghĩ đến ngươi sẽ chèn ép bọn họ, bất quá tại đây phía trước, ngươi coi như chuyện gì đều không hiểu biết liền hảo. Hảo, Triệu Ninh gật gật đầu, nàng đi đến một bên trên kệ sách, lại cầm lấy một quyển về sinh ý thư nhìn lên, Triệu Ninh dư quang trong lúc vô ý liếc đến Trương Huyền trong tay thư tịch thượng, lộ ra vẻ mặt tò mò, ngươi còn thích nghiên cứu này đó. Ở Trương Huyền thư tịch trên tay thượng, viết sơn hải giới quái đàm này năm chữ dạng. Trương Huyền cười cười, nhàm chán liền tùy tiện nghiên cứu nghiên cứu. Đêm dần dần thâm, văn phòng nội hai người đều mùi ngon phủng thư tịch trên tay, vẫn luôn nhìn đến đã khuya. Mỗi một ngày, có người vui mừng có người yêu. Một nhà quán ba nội, hôm nay bị xua đuổi ra trương thị 18 danh cao tầng ngồi ở cùng nhau, ở bọn họ trước mặt bãi đầy đã uống không chén rượu, mỗi người đều là một bộ đại say bộ dáng. Bị xua đuổi ra trương thị, bọn họ hiện tại căn bản không chỗ để đi, ở Hoàng Long Thành, không, toàn bộ này một khu vực, đều sẽ không có công ty sẽ muốn bọn họ, rốt cuộc bọn họ bước vô thoái vị chủ tịch sự đã triệt triệt để để bị truyền ra đi, chẳng sợ lại có bản lĩnh, cũng không có công ty sẽ muốn loại này lòng muông giả thú người. Đối với này 18 người mà nói, bọn họ tiền đồ có thể nói một mảnh hắc ám, nguyên bản bọn họ là trương thị cao tầng, chịu người hâm mộ, nhưng hiện tại, thí đều không tính. Loại này từ thiên đường lập tức rơi xuống đến địa ngục cảm giác, làm cho bọn họ sắp hỏng mất, 18 cái hoàn cảnh tương đồng người, ngồi ở cùng nhau báo đoàn sưởi ấm, cùng nhau mua say. Quán ba ghế lô môn bị người chậm rãi mở ra, ngụy Phó Tổng thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vừa thấy đến ngụy Phó Tổng, những người này lập tức kích động lên, nếu không phải cái này họ ngụy xúi dục chính mình đám người sao có thể biến thành hiện tại dáng vẻ này. Đều là hắn, hết thảy đều là bọn họ. Họ ngụy, đang lo không địa phương tìm ngươi, ngươi hắn sao còn dám lộ diện một người tính tình hỏa bạo lập tức múa may nắm tay liền vọt đi lên. Đi ngươi sao, ngụy phó tổng một chân trực tiếp cấp người này đá bay ra đi, làm đã từng trương thị phó tổng, ngụy phó tổng đãi ngộ thực hảo, tuy rằng không có gì luyện khí thiên phú, nhưng ngày thường cũng sẽ tiêu hao chút linh thạch cường thân kiện thể, thân thể so những người này hiếu thắng rất nhiều. Ngụy phó tổng nhìn ghế lô người, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, nhìn xem các người dáng vẻ này. Một ít việc nhỏ liền đem các người đả kích thành như vậy. Thật là buồn cười, việc nhỏ, họ ngụy, người cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Một người cao tầng nói chuyện đều mang theo khóc nước nở, ta còn có ra muốn dưỡng, có khoản vay mua nhà muốn còn, hai tử muốn đi học, này đó đều yêu cầu tiền, hiện tại ta thất nghiệp, lấy cái gì tới dưỡng ra? Ai nói ngươi không công tác, ngụy phó tổng hư lạnh một tiếng, chuyện này lại không phải thật sự không có biện pháp. Biện pháp? Chẳng sợ đã uống đến say không còn biết gì người nghe thế hai chữ, đều nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một chút ngụy phó tổng xoay người đem ghế lô môn đóng lại theo sau đem ghế lô nội âm nhạc âm điệu đến lớn nhất lúc này mới nói hiện tại chúng ta biến thành dáng vẻ này còn không phải là bởi vì chứ cái kia họ trương nói sao không có cái kia họ trương trương thị vẫn là rắn mất đầu còn phải muốn chúng ta trở về cho nên chỉ cần cái kia họ trương tiểu tử không hề xuất hiện hết thảy liền lại về tới từ trước họ trương không xuất hiện có ý tứ gì có cao tầng đánh cái giật mình rất khó lý giải sao ngụy phó tổng trên mặt treo cười lạnh, chỉ cần họ trương từ trên thế giới này biến mất thì tốt rồi. Hắn thân phận lại cao thì thế nào, mệnh còn không phải chỉ có một cái. Này, một người cao tầng suy nghĩ một chút, chạy nhanh lắc đầu, không được, loại sự tình này thánh địa khẳng định sẽ cha. Cha, thánh địa đương nhiên sẽ cha, ngụy phó tổng gật gật đầu, bất quá kia thì thế nào, chờ họ trương đã chết, trương thị rơi xuống chúng ta trong tay, thánh địa còn sẽ hướng chúng ta trên người cha sao đưa ngụy phó tổng nói xong lời này sau, có người có chút dao động. Đúng vậy, họ Trương đã chết, Trương Thị năm bè bảy mảng, đối với Thánh Địa mà nói, Trương Thị có khả năng sáng tạo ích lợi thật sự là quá lớn, Thánh Địa sẽ chỉ ở trang Trương Thị người đương quyền là ai, lại nơi nào sẽ để ý một cái người chết. Ngụy Phó Tổng thấy chính mình du thuyết có hiệu quả, tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, các người nói cho ta, các người bây giờ còn có đường lui sao. Công tác không có, tiền đồ hắc ám, trừ bỏ bí quá hóa liều, vậy chỉ có thể dọn ly hoàng long thành, đi một cái cằn cỗi địa phương, cáo biệt đô thị sinh hoạt, mỗi ngày làm làm ruộng, sau đó chờ chết, đúng không? Đương ngụy Phó Tổng nói đến này thời điểm, có người ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, đối bọn họ mà nói, ngụy Phó Tổng vừa mới theo như lời cái loại này sinh hoạt, sau chết còn làm người sợ hãi, tầm thường vô vi bình thường đi hết một đời, dựa vào cái gì? Vậy làm, có người nương men say, hô ra tới. Làm liền làm. Họ trương một biến mất, Chúng ta sinh hoạt lại về tới trước kia như vậy đi. Tình nguyện đua một phen, ta cũng không nghĩ tầm thường vô vi chết. Ở cồn ảnh hưởng hạ, người trong nhà đều hô ra tới. Ngụy Phó tổng vừa lòng cười cười, hảo, nếu quyết định phải làm, kia đại gia liền cùng nhau làm, chuyện này trời biết đất biết, còn có chúng ta biết, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, ta liên hệ sát thủ, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta sẽ thỉnh tốt nhất, thiên đạo nhị trọng cường giả, cái này tiền, chúng ta cùng nhau thấu nghe được thiên đạo nhị trọng cường giả ở đây người hít hà một hơi thiên đạo nhị trọng a à, cái gì khái niệm nghe nói nguyên sơ thánh địa đóng quân hoàng long thành tối cao quan chỉ huy mới là thiên đạo nhị trọng loại này cấp bậc cao thủ tự mình động thủ sát một cái trương huyền còn không phải dễ như trở bàn tay sao mỗi người trong lòng đều có tin tưởng một đêm thời gian lặng yên mà qua sáng sớm hôm sau triệu ninh liền chạy đi ra ngoài vẫn là thu mua hoàng gia củng cố gia sản nghiệp đi nàng dựa theo chương huyền theo như lời, cũng không có toàn bộ thu mua xong, vốn dĩ dự tính từ hoàng gia kia thu 600 triệu tài chính, kết quả là chỉ thu không đến 400 triệu. Triệu Ninh là phái cái kia người trung gian đi nói thu mua công việc, nghe tới còn có hai cái trăm triệu tài sản không thu khi, hoàng gia chủ vô cùng sốt ruột, này, này, này như thế nào liền không thu đâu. Người trung gian nhún vai, hoàng lão huynh, đây đều là vì kia lão bản ý tứ, ta cũng không có biện pháp, người lại liên hệ liên hệ đi, ta còn muốn chạy đến cố gia. Người trung gian căn bản không cho hoàng gia chủ nhiều dây dưa thời gian, trực tiếp nhích người đi trước trường trung thành. Cũng trường trung thành cố gia, cũng đã xảy ra đồng dạng sự, cố lão gia tử đồng dạng đầy mặt nôn nóng, nhưng vô luận cố lão gia tử nói như thế nào, vị này người trung gian thái độ đều dị thường kiên quyết. Một ngày thời gian thực mau liền qua đi. Ban đêm, cố lão gia tử một chiếc điện thoại đánh tới hoàng gia chủ kia. Hoàng gia chủ, lời nói thật theo như người nói đi, ta lo lắng tin tức này tràn ra đi, có người cố ý chèn ép giá cả, cho nên ta cho chính mình để lại hai cái trăm triệu đường sống. nhưng đối phương đột nhiên lựa chọn từ bỏ thu mua, ta nơi này còn kém sáu nghìn nhiều vạn. chuyện này như thế nào cũng là ngươi nhi tử khiến cho tới, ta họ cố cũng không nhiều lắm muốn người giúp ta đem cái này lỗ thủng bổ, ta về sau không bao giờ truy cứu việc này. hoàng gia chủ nhận được cố lão gia tử điện thoại khi, đồng dạng đầy mặt khuôn mặt u sầu, cố lão gia tử ta lại làm sao không phải đâu, hiện tại ta này cũng có 3.000 nhiều vạn chỗ hồng A. À. Ta cũng cấp một chút biện pháp đều không có, thế chấp ngân hàng đến chứng tốc độ căn bản là không có nhanh như vậy, ta hỏi sở hữu bằng hữu, bởi vì đắc tội chính là trương thị, không ai nguyện ý cho ta lấy tiền, ta hiện tại cũng là một chút biện pháp đều không có. Hoàng gia chủ phá lệ bất đắc dĩ, hắn trước nay cũng chưa nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ bị 3.000 muôn vạn khó khăn chủ quá, nếu Hoàng Mãnh ngày thường phàm là thiếu hoa một chút, này 3.000 vạn cũng lấy ra tới A. Hoàng gia cùng cố gia, thuộc về Hoàng Long thành nội vực tuyệt đối đại gia tộc, nhưng hiện tại, bọn họ sầu liền giác đều ngủ không tốt. Ngày này kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ triệu ninh lòng tràn đầy vui mừng trở lại công ty, phát hiện Trương Huyền như cú phủng kia quyển sách xem cái không ngừng. Trương Huyền, chúng ta làm như vậy, có thể hay không thật quá đáng. Triệu Ninh nghĩ nghĩ, hỏi Trương Huyền. Quá mức, Trương Huyền ánh mắt lộ ra một mặt nghi hoặc, như thế nào quá mức. Hoàng gia cùng cố ra, kỳ thật chính là chui người bộ, nhưng người đã gõ một việc bút tiền, vì cái gì còn muốn ở phương diện này tiếp tục áp bức bọn họ. Triệu Ninh khó hiểu. Trương Huyền không cấm cười, khép lại quyển sách trên tay bổn, nhìn về phía Triệu Ninh, mở miệng nói, Triệu Ninh, ta hỏi ngươi, ngươi nhìn nhiều như vậy thiên thư, cho rằng thương trường là cái gì? Triệu Ninh nghĩ nghĩ, lại cấp không ra hồi đáp. Trương Huyền tiếp tục mở miệng thương trường chính là chiến trường, đối với chúng ta mà nói, mỗi một cái ở thương trường người, chính là đối phương địch nhân, phải biết rằng, đại gia ra tới, đều là tới kiếm tiền, không có người là tới làm từ thiện, mà hoàng gia củng cố ra làm lớn như vậy, bọn họ làm loại sự tình này một chút cũng sẽ không so với chúng ta làm muốn thiếu, mỗi người đều phải nghĩ đến sẽ có bị người khác như tầm ăn lên một ngày, là, ta là cho bọn họ hai nhà hạ bộ, nhưng ngươi cho rằng, ở thương trường, Hai bên chiến tranh là dựa vào chèn ép cổ phiếu loại này thủ đoạn sao? Chân chính có thể vặn ngã đối phương, là muốn dựa đối chính sách hiểu biết, đối nhân mạch nắm chắc, cùng với tự thân ưu thế, cùng với bắt lấy đối phương hoàn cảnh xấu, chúng ta hiện tại làm, chẳng qua hết sức bình thường, hiểu không? Triệu Ninh lộ ra một bộ cái hiểu cái không biểu tình. Hành, thay lời khác cho ngươi nói đi." Trương Huyền nhún vai, người ẩn tàng rồi thân phận đi thu mua bọn họ sản nghiệp, ở bọn họ trong mắt, ngươi là một cái ngoại lai lão bản, tuy rằng giá cả đè thấp, nhưng cũng cứu vớt bọn họ với nước lửa bên trong người ở Hoàng Thị Thu gần 400 triệu tài sản đúng không? Đúng vậy, Triệu Ninh gật đầu, đều là trải qua ta chọn lựa, tiềm lực lớn hơn nữa một ít sản nghiệp. Người ngày mai cái gì đều không cần làm, đi tìm chuyên môn cơ cấu cho người đánh giá một chút, người hôm nay thu mua này đó sản nghiệp, còn giá trị nhiều ít. Trương Huyền nói xong, không đợi Triệu Ninh đặt câu hỏi, một lần nữa mở ra trên bàn thư nhìn lên. Triệu Ninh nghi hoặc nhìn vài lần Trương Huyền, theo sau cũng chọn lựa một quyển sách, lo chính mình nhìn lên. Trong bóng đêm, ở một cái ẩn nấp trong phòng, ngụy phó tổng đám người, chính khẩn trương chờ đợi, bọn họ sở thỉnh người, đêm nay liền sẽ đã đến. Ngụy phó tổng đám người khẩn trương chờ đợi. Đột nhiên, một trận cuồng phong ở trong phòng đột nhiên treo lên, này cuồng phong thậm chí quát ngụy phó tổng đám người không mở ra được đôi mắt, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở phòng bên trong, lúc này hơn 30 tuổi, nam tính, thân xuyên âu phục, trên mặt còn có hai phiết Real mép. Người này xuất hiện lúc sau, liền lặng lặng đứng ở phòng giữa. Cuồng phong dần dần biến mất, ngụy phó tổng đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đương nhìn đến xuất hiện ở trong phòng thân ảnh khi, tất cả đều kinh ngạc một chút. Người chính là lần này tới sát thủ, ngụy phó tổng nhìn trong phòng bóng người, mở miệng hỏi, thiên đạo nhị trọng cường giả. Rìa mép hơi hơi mỉm cười, cúc một cung, chư vị lão bản, ta nếu là sát thủ, này động tính không khỏi có chút quá lớn, ta lần này tới, là đặc biệt hướng các vị giới thiệu chúng ta phục vụ, các người yêu cầu chính là chúng ta tổ chức đỉnh cấp sát thủ, chúng ta tổ chức bên trong, tổng cộng ba gã thiên đạo nhị trọng cường giả, không biết chư vị lão bản muốn thỉnh cái nào đâu. Giá cả đều là tương đồng Nga. ngụy phó tổng mày nhân lại, đều có này đó, nói đến nghe một chút. Tốt lão bản, Rear Map làm cái tiêu chuẩn lễ tân lễ nghi, toái niệm, thiện dùng kiếm, dấu kín với đô thị bên trong, một phen nhuyễn kiếm tùy thời có thể ra khỏi vỏ, đã từng từng có ám sát ba gã cùng cấp bậc cường giả đáng sợ chiến tích. Ngụy Phó Tổng lắc lắc đầu, đô thị không được, lần này con mồi thân phận đặc thù, nếu ở đô thị săn giết, nhất định sẽ khiến cho thánh địa coi trọng, sẽ truy tra rốt cuộc. Minh Bạch, Ria mép gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là giới thiệu người thứ hai, nước phong, người cũng như tên, một khi ra tay, tất nhiên mang đến mưa rền gió giữ thế công, am hiểu chính diện tiến công, thả tốc độ cực nhanh, nhưng yêu cầu con mồi xuất hiện ở dân cư hãn đến nơi, nước phong cường đại, chẳng sợ cùng cấp bậc cường giả giữa, cũng có thể chụp ở phía trước liệt, thậm chí nửa cái chân đã hướng lên trời nói tam trọng bước ra, cho nên giá cả sẽ hơi chút quý một chút. Ngụy Phó luôn muốn hạ, gật gật đầu, giá cả không là vấn đề, kia cái thứ ba đâu? Phía trước rắn độc, thiện ẩn nấp, tuy rằng mới vừa bước vào thiên đạo nhị trọng, nhưng ám sát thủ đoạn cao siêu, xuất đạo chiến tích, đến nay chém giết 7 tên thiên đạo nhị trọng cao thủ, chưa bao giờ thất thủ, tuy rằng bên ngoài thực lực là thấp nhất, nhưng giá cả quý nhất, vài vị lão bản có thể lựa chọn. Ria mép hơi hơi mỉm cười. Ngụy phó tổng trầm ngâm một phen, cấp ra Ria mép đáp án. Ria mép trên mặt từ đầu tới đuôi đều treo chức nghiệp hóa mỉm cười, kia lão bản, liền chúc chúng ta, hợp tác vui sướng, săn giết hành động đem từ ngày mai bắt đầu, dự tính hai ngày nội hoàn thành nhiệm vụ. Ria mép nói xong, phòng trong lại quát lên một trận cuồng phong, này cuồng phong tới đột nhiên, Ngụy phó tổng đám người theo bản năng che đậy đôi mắt, chờ buông tay tới, Ria mép đã không thấy tung tích. Chờ Ria Mep đi rồi, ngụy phó tổng đám người, đều lộ ra một bộ vui vẻ bộ dáng, có như vậy chiến lực sát thủ ra ngựa, họ trương chết chắc rồi. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Hiện tại, khoảng cách hoàng gia cùng cố gia cấp ra bồi thường, còn thừa cuối cùng hai ngày thời gian. Hôm nay sáng sớm, Triệu Ninh không có đi làm thu mua sự, mà là dựa theo trương huyền theo như lời, cấp ngày hôm qua thu mua hoàng gia xí nghiệp tiến hành một cái đánh giá giá trị. Triệu Ninh tìm chuyên nghiệp người, đánh giá giá trị tiến hành rồi suốt một cái buổi sáng thời gian. Triệu tiểu, tỷ, này đó tài sản thanh toán, tổng cộng ở 300 triệu 1 ngàn vạn. Đánh giá giá trị người cấp ra triệu ninh đáp án. Cái này số lượng, làm triệu ninh bỗng nhiên cả kinh, sao có thể. Ngày hôm qua thu mua tới đánh giá giá trị còn ở 400 triệu. Như thế nào trong một đêm liền bốc hơi 9 nghìn vạn. Đánh giá giá trị người hướng triệu ninh giải thích, triệu tiểu. Tỷ, sản nghiệp đánh giá giá trị, là căn cứ sản nghiệp thị giá trị giá cả tới đi, ở phía trước, này mấy cái sản nghiệp có được tuyệt đại thị trường số định mức, nhưng hôm nay, này đó thị trường số định mức đã bị chiếm cứ, cho nên thị giá trị bốc hơi 20%, này còn chỉ là một đêm thời gian, theo thị trường số định mức giảm bớt, sản nghiệp đánh giá giá trị cũng sẽ liên tục giảm xuống, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, ngài trên tay này đó sản nghiệp, sẽ ở trong vòng nửa tháng hàng đến thấp nhất điểm, thị giá trị hai cái trăm triệu. Triệu Ninh ngực chợt lạnh, nàng lập tức minh bạch Trương Huyền làm gì muốn cho chính mình tới tiến hành đánh giá đáng giá, chính mình từ hoàng gia kia thu tới đồ vật, gần cả đêm liền bốc hơi nhiều như vậy, này không phải hoàng gia dở trò quỷ, lại có thể là ai. Triệu Ninh nháy mắt liền minh bạch Trương Huyền tối hôm qua cho chính mình lời nói, thương trường như chiến trường, nơi này là người ăn người, đại gia ra tới đều là kiếm tiền tới, nếu chính mình lần này không phải giúp đỡ Trương Huyền, mà là lấy đầu tư thân phận tới thu mua này đó sản nghiệp, kia đã bị hú lỗ sạch vốn hoàng gia ở bị trương gia hố đồng thời, cũng ở hố người khác. Ở trên thương trường, căn bản là không có đồng tình này hai chữ. Triệu Ninh đang muốn đến này, điện thoại đột nhiên vang lên, là Trương Huyền đánh tới. Thế nào, đánh giá giá trị kết thúc đi. Kết thúc, Triệu Ninh gật gật đầu, ngày hôm qua thu mua sản nghiệp bốc hơi 9.000 vạn, ta bị hố. Không, Trương Huyền sửa đúng Triệu Ninh, thương trường bản thân chính là một cái người lừa ta gạt địa phương, không có cái gọi là hố người, hết thảy thất bại, đều chỉ có thể quái kinh nghiệm không đủ, đối với ngươi mà nói, đây là cần thiết phải trải qua đồ vật, ta cho ngươi đi làm đánh giá giá trị, một là làm ngươi nắm giữ chút kinh nghiệm, đệ nhị, là nói cho ngươi, ở trên thương trường, có được đồng tình tâm, là kiện cỡ nào buồn cười sự. Triệu Ninh hít sâu một hơi, ta hiểu được. Hảo, hôm nay trước không vội, đi thôi, mà ngươi ăn chút tốt đi, ta xe đã tới cửa. Trương Huyền nói đến này, cắt đứt điện thoại. Triệu Ninh đồng thời xoay người, thấy Trương Huyền xe đã ngừng ở ngoài cửa lớn. Ra cửa lên xe, Triệu Ninh tò mò hỏi hướng Trương Huyền, hôm nay thiện tâm quá độ, mang ta ăn được. Xem người vất vả không được sao, Trương Huyền cười lớn một tiếng, một chân giẫm hạ động cơ bàn đạp, mang theo Triệu Ninh chiều một nhà hải sản nhà ăn đi đến. Sơn hải giới quá lớn, mỗi một cái lĩnh vực chi gian đều yêu cầu trận pháp vượt qua cùng xuyên qua, cho nên ở chỗ này, vận chuyển phí tổn phi thường cao, đặc biệt là vật còn sống, giống Hoàng Long thành loại này thành thị, tươi sống sinh mãnh hải sản là tuyệt đối hàng xa xỉ, bình quân một người phải 3.000 linh thạch tiêu phí, đối với bình thường tiền lương giai tầng mà nói, là tuyệt đối không bỏ được thể nghiệm. Đường Trương Huyền mang theo triệu ninh đi vào này hải sản nhà ăn thời điểm, đụng phải không ít người quen. Trong đó, kia bị Trương Huyền xua đuổi ra Trương Thị 18 danh cao quản có một nửa đều ở chỗ này. Nhìn thấy Trương Huyền, mọi người đều có chút ngoài ý muốn, xem Trương Huyền ánh mắt giữa, tràn ngập oán hận. Triệu Ninh lập tức liền chú ý tới những người này, nàng nhìn về phía Trương Huyền, người này căn bản là không phải vì mời ta ăn cơm đúng không? Trương Huyền không có chính diện trả lời Triệu Ninh, mà là nói: "Kế tiếp cho ngươi thượng một khắc khóa, thương trường bên trong, Sở Khiên xả đến, không riêng gì tài chính cùng tính kế phương diện sự, có đôi khi, muốn người mệnh cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt." Trương Huyền mang theo Triệu Ninh tìm vị trí ngồi xuống. Thương trường nhập chiến trường, cái này chiến trường chỉ không chỉ có riêng là kinh tế thượng lui tới sự tình, phải biết rằng, người sở hữu điểm xuất phát đều là đến từ chính ích lợi, mà thương trường chính là cùng ích lợi có trực tiếp nhất quan hệ, cho nên tại đây một hàng, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, cho nên, làm này một hàng, nhất định phải có được chính mình mạng lưới tình báo, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Triệu Ninh gật đầu, dụng tâm nghe, nàng Minh Bạch Trương Huyền đây là ở lãnh chính mình nhập môn. Trương Huyền ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, người phải biết rằng, tại đây một hàng, người thời thời khắc khắc đều sẽ đắc tội một ít người, những người này, có thân phận địa vị cùng ngươi tương đồng, có khả năng theo ý của ngươi đều là không chấp mắt tiểu nhân vật, cũng mặc kệ là đại nhân vật vẫn là tiểu nhân vật, đại gia có một chút đều tương đồng, chính là chỉ có một cái mệnh, cho nên, mỗi một cái đối thủ của ngươi, ngươi đều phải chặt chẽ quan sát. Trương Huyền sau khi nói xong, nhìn mắt nhà ăn chung kia vài tên đã từng trương thị cao quản, tiếp tục nói, những người này rời đi trương thị lúc sau, tiến hành qua vài lần tụ hội, nếu là suy xét cá nhân phát triển, bọn họ sẽ không như vậy ôm đoàn, bọn họ đắc tội chính là chúng ta trương thị, liền tính Hoàng Long Thành có xí nghiệp dám muốn bọn họ, cũng không dám gióng chống khua chiêng, có thể có một hai người tìm được nhà tiếp theo cũng đã thực không tồi, cho nên, bọn họ tụ hội mục đích, nhất định là đang nói về cộng đồng địch nhân sự. Bọn họ cộng đồng địch nhân. Trương Huyền nói đến này, cười cười, duỗi tay chỉ chỉ chính mình. Triệu Ninh yên lặng gật đầu. Người cảm thấy, bọn họ sẽ như thế nào đối phó ta trương huyền lại tung ra một vấn đề triệu ninh nhíu mày suy nghĩ một chút